Chương 136. Không đi, vậy anh ấy đâu? Tôi sửng sốt một chút, hỏi Phong Thiên, ngài ấy. Phong Thiên lộ vẻ lúng túng, nhìn vào sâu trong sơn động, tôi cũng nhìn theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy sâu trong hang động một mảnh tối tăm lạnh lẽo, cái gì khác cũng không thấy. Chẳng lẽ ông định nói cho tôi, Tô Mộc còn ở đây? Tôi trần chừ nói, "Tô tiên sinh, ngài không nên trách bần đạo, người tu đạo không thể nói láo." nếu không sẽ tổn tới đạo hành. Phong Thiên không trả lời tôi mà hướng về chỗ sâu trong hang động nói, nghe ý này của ông ta, Tô Mộc đúng là ở chỗ đó không thể nghi ngờ, tôi nôn nóng, mở đèn của điện thoại lên định đi sâu vào bên trong, nhưng tôi còn chưa kịp soi vào bên trong đã bị Phong Thiên nhào tới đập rơi điện thoại, vội la lên, không được tới, cô như vậy sẽ hại chết Tô Tiên Sinh, vậy là có ý gì? Rốt cục anh ấy thế nào? Ông ta cứ ấp a à, ấp úng như vậy, còn thông đồng với Lý Quân lừa gạt tôi khiến tôi có dự cảm không tốt, cũng không chờ ông ta trả lời liền xông tới chỗ sâu trong sơn động, bên trong sơn động tương đối dài hẹp, càng đi sâu vào trong càng lạnh lẽo. Có điều động cũng không quá sâu, chỉ chừng 5 mét, không bao lâu tôi đã tới cuối động nhưng không thấy bóng dáng tô mục đâu, tô mục. Anh ra đây cho em, anh lại có chuyện gì gạt em, không thể nói một tiếng sao, tôi tức giận hét lên vào vách động, mắng mấy câu. Sau lưng tôi rõ ràng lạnh hơn một chút, thật giống như có người ôm lấy tôi từ phía sau vậy, tinh thần tôi chấn động, gọi Tô Mộc một tiếng, xoay người, nhưng sau lưng tôi trống trơn, cũng không có bóng dáng Tô Mộc, thế nhưng hơi lạnh này hết sức quen thuộc, tôi lại có cảm giác rất khó hiểu, là Tô Mộc ở ngay trước mắt tôi, Tô Mộc, là anh sao? Anh ở ngay trước mặt em có đúng không? Đi ra đi. Tôi vừa hỏi vừa đưa tay ra thử chạm vào anh ấy, nhưng tay không không chạm được vào gì cả ngoại trừ không khí lạnh, không có gì cả. đừng tìm. tô tiên sinh đúng là ở trước mặt cô, nhưng lần này hồn phách ngài ấy bị thương nghiêm trọng, ban ngày đã không cách nào có thể hiện hình trước mặt cô. phong thiên cũng vào theo tôi, nói hồn phách bị thương, tại sao lại như vậy? là bởi vì cứu ông sao? cỗ năng lượng kia là thứ gì mà lợi hại như vậy? tôi biết tô mộc ở ngay trước mặt tôi nhưng không có cách nào xuất hiện được khiến lòng tôi chua xót nước mắt liền tràn ra theo má tôi lăn xuống. lúc rơi xuống tới bả vai tôi, giọt nước lại lơ lửng trong không trung, bất động, giống như có thứ gì đó trong suốt hướng lấy. tinh thần tôi lại chấn động một cái. tô mộc, là anh giữ lại nước mắt phải không? tôi vừa hỏi vừa đưa tay chùm lấy giọt nước mắt ở phía trước, muốn chạm vào tô mộc, nhưng tay tôi quơ vào khoảng không, thậm chí ngay cả nước mắt cũng bị tay tôi mang theo. phong thiên thấy tôi khóc, biểu tình càng khó coi. Hiển nhiên ông ta cũng không thấy Tô Mục nhưng vẫn quay hướng về phía Tô Mục nói, đúng là bởi vì cứu bần đạo, nhưng nguyên nhân chủ yếu là Tô Tiên Sinh đã hấp thu rượu lỗi bên trong cô gia. Rượu lỗi là chất cản thi phái chuyên dùng để luyện hóa thi lỗi. Cho dù Tô Tiên Sinh mang lực cực âm cũng không thể chống cự được với thứ có dương khí manh lít như vậy, cho nên hồn phách bị thương. Bây giờ hồn phách của ngài ấy không ổn định, phải tìm một an huyệt địa cực âm để đi vào dùng âm khí tu bổ tổn thương của hôn phách mới có thể ổn định hai hồn không để ngài ấy bị hồn phi phách tán phong thiên nói xong mặt lộ ra một ít áy náy hạ người với vị trí gần tôi lại nói trước khi trời sáng tô tiên sinh đã tìm được bần đạo bảo bần đạo giữ bí mật đưa cô về nơi an toàn trước rồi tới đến tìm ngài không cho bần đạo đem chuyện này nói cho cô bần đạo không muốn nói dối cô đành phụ lòng tô tiên sinh nhờ tôi quá đau lòng lại sinh tức giận bây giờ lại không thể nhìn thấy tô mộc thật muốn nhìn thấy anh ấy tôi hận không đạp được cho anh ấy một cái lần trước vì cứu tôi đã len lén thi triển cấm thuật khiến mình gầy yếu còn phải vội vã làm đám cưới với lâm yến nhi vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy nhưng cái gì cũng không nói cho tôi bây giờ lại thế ngày hôm qua trước khi âu yếm chắc chắn anh ấy đã biết cứu tôi sẽ có kết quả là gì bây giờ hồn phách cũng sắp không giữ được còn lừa gạt tôi nói phải đi tìm lâm yến nhi anh ấy biết rất rõ ràng tôi để ý nhất chuyện anh ấy với Lâm Yến Nhi, còn cố ý dùng chuyện này để khiến tôi tức giận chính là để cho tôi tức giận mà không nghĩ thông được chuyện này, tôi giận đến mức sắp không thở được. Nhưng với tô mộc tôi chẳng có cách nào, chỉ hòa một tiếng khóc lớn, mơ hồ tôi cảm giác được có hơi lạnh chạm vào da mặt tôi, nhẹ nhàng giúp tôi lau sạch nước mắt, tô phu nhân, bây giờ không phải là lúc để khóc, tô tiên sinh đã khổ tâm an bài chính là để đảm bảo an toàn cho cô tam trưởng lão kia đã để mắt tới cô, hơn nữa còn cổ năng lượng thần bí kia, bây giờ tình cảnh của cô rất nguy hiểm. Bần đạo đưa cô rời đi trước, sau đó sẽ quay lại cứu Tô Tiên Sinh ra ngoài. Cô yên tâm, Tô Tiên Sinh cùng sư môn chúng tôi quan hệ không cạn, bần đạo sẽ không bỏ mặt ngài ấy. Phong Thiên khuyên nhủ, sự kiêu căng của ông ta tôi đã sớm không thấy, sau khi biết được thân phận của Tô Mộc lại giống như một người hầu vậy, ngoan ngoãn khác thường tất nhiên tôi cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nên khóc nhưng tô mộc làm chuyện này khiến tôi rất tức giận càng nhiều hơn là khiến tôi đau lòng tâm trạng ổn hơn tôi cố gắng không chế yêu tư sau đó nói không cần hai chuyến bây giờ chúng ta mang tô mộc cùng đi ra ngoài không được sao bây giờ không có đồ để tô tiên sinh có thể gửi âm hồn vào bần đạo mặc dù mang theo không ít đồ nhưng phần lớn là vật có dương khí để trừ tà không thích hợp để chứa tô tiên sinh phải tìm một vật mang thuộc tính âm mới được nghe ông ta nói tôi lập tức đem ngọc bội cùng thiên địa kích cho người đưa tới nói ông không có nhưng tôi có ông xem hai thứ này có thể sử dụng không ngọc bội này có lực cực âm của tô mộc thiên địa kích này mặc dù không có lực cực âm nhưng đã từng gắn qua cá âm cũng là âm tính phong thiên nhận lấy thiên địa kích nhắm mắt cảm thụ một chút lắc đầu một cái đem trả thiên địa kích lại cho tôi nói thiên địa kích bởi vì không có lực cực âm khiến lúc này dương khí của nó quá nặng, bây giờ là vật thuần dương tính, trừ phi hút vào âm khí tương ứng, nếu không Tô Mộc đi vào trong nháy mắt sẽ hồn bay chôn vùi, may mà khi ông ta sờ tới ngọc bội sắc mặt liền vui mừng, cẩn thận cảm thụ khí tức trong ngọc bội truyền ra, lộ ra nụ cười, nói ngọc bội có thể dùng, nói xong ông ta cung kính đặt ngọc bội ở góc đông nam trong sơn động, lấy ra ba nén hương đốt lên, ngồi xếp bằng xuống niệm chú tôi nhìn bộ dáng đó của ông ta không khỏi nóng lòng theo như nói ngọc bội là thuộc tính âm tô mộc cũng thuộc về âm vốn không cần phải phiến toái như vậy trực tiếp lấy ngọc bội ra là tô mộc có thể chui vào nhưng bây giờ phong thiên có quy trình phức tạp như vậy tôi mặc dù nhìn không hiểu được ông ta dùng thuật pháp gì nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là ông ta đang giúp đỡ đem tô mộc vào trong ngọc bội ngay cả khí lực để đem mình vào ngọc bội tô mộc cũng không có sao Tôi thấy màn này lòng đau thắt lại, nước mắt không ngừng quanh quẩn trong hốc mắt. Tôi biết bây giờ không phải lúc để khóc, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Chờ sau khi hương cháy xong, Phong Thiên phủi mông một cái đứng lên, đem trà ngọc bội lại cho tôi, nói Tô Mộc đã ở bên trong, sau này ban ngày muốn đem ngọc bội theo thì không được để lộ ngọc bội ra ánh sáng, đến buổi tối mới đem lấy ngọc bội ra đặt dưới ánh trăng, để cho ngọc bội hấp thu tinh hoa từ ánh trăng, sau mấy lần Tô Mộc liền có thể hiện thân vào ban đêm sau khi giải quyết xong những thứ này phong thiên lần nữa thúc giục tôi rời đi chắc chắn tô mộc đã ở trong ngọc bội tôi thận trọng đem ngọc bội đặt ở vị trí gần sát ngực đảm bảo ánh sáng không chiếu tới sau đó gật đầu một cái đi theo phong thiên rời đi lúc này bên nhóm lý quân cũng thấy được cản thi phái lợi hại không dám tùy tiện hành động nữa sau khi bàn bạc liền quyết định rút lui trở về báo cáo với cấp trên rồi quyết định sau bởi vì chính mắt thấy thi thể bị cản thi phái không chế mối hiểm nghi của tôi cũng được giải trừ lúc trở về thái độ của nhóm lý quân với tôi đã tốt hơn nhiều tôi không còn tâm tư để để ý tới quyết định tiếp theo của bọn họ dọc đường đi theo trở về cũng chỉ siết chặt ngọc bội trước ngực ngọc bội lạnh buốt khi siết nó thật giống như tôi lại có tô mộc ở bên người vì có kinh nghiệm lúc đi mọi người đi đường cũ quay về đều rất nhanh không bao lâu sau đã về tới bên cạnh cái hồ lớn ngăn cách cản thi phái với thế giới bên ngoài lần trước bị người cản thi phái bắt tới là ban đêm không thấy rõ hồ này như nào. Bây giờ quay lại lúc ban ngày tôi mới phát hiện hồ này không giống những hồ bình thường, nó trong suốt thấy đáy, một mảnh xanh biếc, thật giống như cả hồ là một khối phỉ thúy màu xanh lá cây, xinh xắn tươi đẹp, cho dù trong lòng tôi lo lắng cho tô mộc nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được sự mê mệt cảnh đẹp trước mắt, thật giống như người bước tới tiên cảnh vậy, không chỉ tôi, những người khác cũng lần đầu tiên thấy mặt hồ này vào ban ngày, vẻ mặt cũng đầy say mê nhìn mặt hồ. Giống như quên mất tất cả phiền não, giờ khắc này trong đầu tôi đều bị màu xanh kia chiếm lĩnh, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn một chuỗi nghi vấn, tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì vậy? Những nghi vấn này chợt lóe lên trong đầu tôi, sau đó liền hóa thành bọt nước. Câu trả lời cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở trong cảnh đẹp nơi này là đủ rồi, cho dù một giây kế tiếp chết, không có chỗ chôn cũng không có vấn đề gì cảnh đẹp như vậy chỉ cần trong đời được thấy một lần thì dù mất cái mạng này cũng đáng giá không chỉ một mình tôi nghĩ như vậy đội trưởng lý quân đi đầu cách mặt hồ cũng gần nhát mặt mũi ông ta lúc nào cũng nghiêm túc nhưng lúc này tràn đầy vẻ si mê thật giống như mặt hồ là trí bảo nhân gian từng bước đi tới hồ giống như đang bước tới vùng đất thánh theo sát phía sau chính là đào nghị sau đó là phong thiên tôi cũng đi theo phía sau bọn họ hướng tới hồ nước kia nhất đờ ít ít chính là thiên đường chớp mắt đội trưởng lý quân đã đi vào trong hồ vừa đạp chân vào nước trên người ông ta có một tầng ánh sáng màu xanh lóng lánh sau đó thân thể nhẹ nhàng lại bay lên hai chân đứng thẳng trên mặt nước giống như đã luyện thành thủy thượng phiêu sao vậy sao thủy thượng phiêu là võ học khinh công của thiết trưởng bang khi luyện thành đi lại trên nước như trên mặt đất ta thành tiên ta thành tiên ha ha đội trưởng lý quân mộng ảo nhìn mình sau khi chắc chắn mình có thể đi trên mặt nước liền vui sướng chạy như bay, thấy ông ta thành tiên tôi cực kỳ hâm mộ, không khỏi bước nhanh hơn, nhưng tôi chạy nhanh thế nào cũng không chạm được vào hồ nước. Giống như có người ở đằng sau kéo tôi lại không cho tôi vào trong hồ, tôi có chút tức giận, lại có người ngăn cản tôi trở thành tiên, tôi quay đầu lại cầm thiên địa kích chém tới, một giọng nói đột nhiên xuyên phá qua không khí, giống như đến từ ngoài không gian, đột nhiên xuất hiện bên tai tôi, nha đầu trong nháy mắt tôi bị âm thanh kia khiến cả người run lên, tỉnh mộng, giao tiên. Ông, tôi cây ết yêu ta sợ nhìn con vật khổng lồ trước mặt, sợ đến nỗi lời không thốt ra được, nó là rắn đen, chính là giao tiên, không sai, bình thường hình dáng của nó luôn nhỏ thó, cho dù to lên cũng chỉ thành mãng xà dài hai ba thước mà thôi. Nhưng bây giờ con rắn xuất hiện trước mặt tôi lại to lớn dị thường, đầu rắn đã to bằng người tôi thân thể quanh quẩn ở phía sau, tôi thậm chí không thấy được đuôi rắn. Chương 137, mà lúc này vảy đen trên người nó cũng rất lóng lánh, giống như màu đen của đá quý. Thay đổi bắt mắt nhất chính là đỉnh đầu của nó nho lên, trước kia đầu rắn chẳng qua là nhô ra một miếng thịt trơn bóng, nhìn qua có hình dáng hơi giống vương miện, bây giờ miếng thịt đã nhô ra rất rõ ràng, lớn gần bằng cánh tay tôi vậy, hình dáng đã hoàn toàn biến thành hình vương miện nhìn qua rất ngang ngược, phong độ vương giả đập vào mặt, ông đã hóa rồng sao? Tôi theo bản năng hỏi, mặc dù bộ dáng này không giống với hình dáng rồng vàng tôi trong truyền thống Trung Quốc tôi hay thấy, nhưng loài rồng cũng chưa ai thấy tận mắt. Ai biết được rồng thật sự có hình dáng như vậy hay không, ngược lại thấy giao tiên như này, tôi cảm thấy nó đã là rồng, nghe tôi hỏi như vậy giao tiên rất vui vẻ, cái miệng há ra như chậu máu, cười hắc hắc hỏi tôi, thế nào? có phải có một cổ long khí từ trên người ta tràn ngập ra, ngăn cản cũng không ngăn nổi, tôi thành thật cảm thụ một chút, lắc đầu nói, không phải long khí, là có chút khí chất vương giả, giống như ông là hoàng đế vậy, thiên huy khó ngăn cản, tôi nói rất thành kính, không phải là tôi đang định hót nó mà tôi thật sự có cảm giác này từ trên người nó. Cho dù tôi không biết nó đã xảy ra chuyện gì nhưng trong tình huống này người mù cũng có thể nhận ra nó đã thay đổi rất lớn lão tử mặc dù không trực tiếp hóa rồng nhưng rơi vào yêu hồ cũng coi như là trong họa có phúc cổ yêu khí từ thân thể lão tử trào ra ngăn cản cũng không ngăn nổi nếu không phải thân thể của lão tử chịu không nổi thì lão tử còn chưa chịu đi lên qua một ngày một đêm yêu hạch của lão tử đã có thêm một viên bây giờ đã là xả yêu thất hạch không đúng là xả vương có vương miện chính là chứng cớ lúc này thực lực của lão tử đã vượt qua loài rắn mạnh nhân trên thế giới trở thành xà vương mới. Từ nay về sau tất cả rán gặp lão tử sẽ phải quỳ, phải nghe hiệu lệnh của lão tử, giao tiên nói đến đây, đôi rắn khổng lồ còn cố ý sờ sờ vào vương miện trên đỉnh đầu, như là sợ không ai thấy, tôi lại gật đầu một cái. Có điều nó vừa mới nhắc tới yêu hồ tôi mới nhận ra hồ kia có vấn đề, vừa rồi là tôi bị trúng tà của hồ đó, nghĩ tới đây tôi vội vàng nghiêng đầu nhìn, phát hiện mặt hồ xanh thẳm đang sủi bọt, giữa mặt hồ trong xanh kia có một người nằm chính là đội trưởng lý quân ông ta nằm dạng hai chân hai tay trên mặt hồ hai mắt nhắm nghiền bên người quanh quẩn một làn khói xanh hiển nhiên đã chết tôi sợ hết hồn lập tức gọi to đội trưởng lý một tiếng giờ phút nguy hiểm đó ngoại trừ tôi ra thì những người khác vẫn còn chìm đắm trong ảo cảnh đào nghị đi theo sau lưng đội trưởng lý chân đã đến mép bờ hồ mà trên mặt anh ta tràn đầy say mê căn bản không nhìn thấy thi thể của đội trưởng lý quân ở trước mặt tôi lập tức gọi to đào nghị một tiếng, thật nhanh chạy tới kéo anh ta lại, liều mạng lay thân thể anh ta, bạt tai để cho anh ta tỉnh lại. Nhưng bất kể tôi gọi thế nào thì đào nghị vẫn đầy say mê nhìn mặt hồ, cơ thể vẫn thẳng bước hướng về phía hồ. Sức lực của tôi không lớn, rất nhanh đã bị anh ta hất tôi ra, chân đã dơ lên trên mặt hồ, tôi nóng nảy, gọi giao tiên hỗ trợ đánh thức những người này, nó có thể thức tỉnh tôi thì tất nhiên cũng có thể thức tỉnh người khác nhưng giao tiên không chút nào tỏ ý sẽ giúp tôi, cuộn thành một đoàn ở bên, nói, ngăn bọn họ làm gì, cứ để cho bọn họ vào đi thôi. Người vốn là tinh hoa của trời đất, là thứ hoàn mỹ nhất trời đất tạo thành, người đi vào có thể bồi bổ yêu hồ, để cho yêu khí của yêu hồ càng lớn, bọn họ đi vào là tốt. Nếu như vậy ông thức tỉnh tôi làm gì, tôi không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này giao tiên lại làm trái ý tôi. Chỉ có thể sử dụng hết sức bình sinh ngăn cản đào nghị nghiến răng nói cô là người trợ tiên của tôi dĩ nhiên không giống với bọn họ giao tiên nói như chuyện đương nhiên tôi không thể làm gì nó chỉ có thể năn nỉ nó một phen nhưng cũng không có hiệu quả cuối cùng tôi đành phải uy hát yêu ta nó nói nếu như nó thấy chết mà không cứu thì tôi cũng theo bọn họ cùng nhau nhảy vào bồi bổ yêu hồ giao tiên căn bản không tin lời tôi nói nhưng nó nhìn thấy tôi có dáng vẻ kiểu gì cũng phải cứu những người này phổng tai thờ phì phò mắng tôi sau đó cái đuôi lớn quét qua một cái hất bay đào nhị cùng phong thiên xa mười mấy thước, đập vào trên cây ngã xuống, lực va chạm quá mạnh, sau khi hai người ngã xuống đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần tôi căng thẳng, hỏi giao tiên, ông làm gì vậy, đánh thức bọn họ. Không đau kịch liệt sao bọn họ có thể tỉnh lại, không phải ai ta cũng cũng dùng yêu lực để cứu, giao tiên hư lạnh một tiếng, bất mãn nói, cũng may nó không lừa tôi lời của nó vừa dứt đã thấy phong thiên hít sâu một hơi mặt đầy thống khổ tỉnh lại nằm trên mặt đất thật lâu mới từ từ đứng lên sau khi phong thiên tỉnh lại đào nghị cũng từ từ tỉnh lại anh ta đau tới nghiến răng lại có điều cũng may mắn tình trạng so với phong thiên còn tốt hơn nhiều bọn họ sau khi tỉnh lại mặt vẫn đầy mê mang nhìn tôi kỳ quái thấy con rắn lớn bên cạnh tôi đào nghị vừa mới tỉnh lại liền kêu lên một tiếng từ từ ngả về sau lại ngất đi Phong Thiên ngược lại không bất tình, nhưng biểu tình của ông ta so với Đào Nghị không tốt hơn là mấy. Mặt nhìn Giao Tiên đầy cây ết yêu ta sợ, con người sắp rớt ra ngoài, lắp bắp nói, rắn, xả vương, thế này, được Giao Tiên đáp lại, huyệt, một tiếng, hai chân Phong Thiên trực tiếp quỳ xuống, dập đầu mấy cái, tôi cùng Giao Tiên sừng sốt một chút, nhìn Phong Thiên không hiểu, ông ta dập đầu rất hăng hái, không có chút ý nào là muốn dừng lại cuối cùng vẫn là giao tiên không nhịn được, đưa đôi đỡ ông ta lên, hỏi ông ta dập đầu là ý gì, cầu, ngài thu tôi làm người trợ tiên của ngài, chỉ cần ngài nguyện ý cho tôi làm người trợ tiên của ngài thì muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần ngài sau này khi phi thăng hóa rồng có thể mang theo bần đạo. Phong thiên nói, cặp mắt tràn đầy nóng bỏng nồng nhiệt nhìn giao tiên, giao tiên ngưng một lát, đôi mắt lớn như chuông đồng nhìn phong thiên, lắc đầu một cái, nói, ngươi không xứng nói xong nó đảo đôi rắn thân thể cuộn lại di chuyển như một cơn lốc khiến núi rừng xung quanh kêu ầm ầm thân mình rắn nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng chỉ còn lại như bình thường trở lại trên cổ tay tôi phong thiên trợn mắt nhìn giao tiên thấy nó thu nhỏ lại chạy tới cổ tay tôi ông ta lập tức xông lại cầm lấy tay tôi hai mắt nhìn chăm chăm vào cổ tay thấy dấu ấn giao tiên trên cổ tay gương mặt vẫn còn bừng bừng trông đợi vừa rồi nhay mắt biến thành một mảnh cho tàn sững sờ buông tay tôi, lẩm bẩm nói, không thể nào, cái này không thể nào. Sao có thể chứ? Tất cả cơ duyên tốt đều để một mình cô chiếm cứ, thật trái đạo trời, đây là trái đạo trời, ông ta vừa nói, giống như không chịu nổi đả kích lớn, một đường lui về sau, cuối cùng thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống đất, ánh mắt nhìn tôi hết sức phức tạp, giống như mọi giá trị đều bị lật đổ vậy. Tôi dĩ nhiên biết tại sao ông ta lại biến thành như vậy lần trước khi tôi gặp ông ta giao tiên không xuất hiện cho nên ông ta không biết chuyện giao tiên lúc ấy chỉ vì trên người tôi có âm khí khiến ông ta vô cùng hâm mộ mới có tâm tư muốn thu tôi làm đệ tử nói là thiên phú của tôi rất cao hiện khi biết giao tiên lại chọn tôi làm người trợ tiên bất kỳ là lực cực âm hay là giao tiên ở trong giới huyền học này đều hết sức hiếm thấy huống chi bây giờ giao tiên còn biến thành xà vương cách hóa rộng chỉ còn một bước xa là trí tôn trong thiên hạ của tất cả các loài rắn có thể trở thành người trợ tiên của nó có rắn vương luôn bảo vệ ở bên người thì gọi là cấp bậc gì cũng khó trách vừa rồi ông ta lại kích động cầu giao tiên để cho ông ta làm người trợ tiên như vậy có lẽ không chỉ phong thiên mà bất kỳ người trong giới huyền học thấy giao tiên cũng sẽ kích động phát điên thấy ông ta yêu tư không bình phục lại tôi cũng không để ý an ủi ông ta mọi suy nghĩ đều chú ý tới thân thể đội trưởng lý ở trong hồ Mặc dù suốt đường đi ông ta chưa bao giờ cho tôi một sắc mặt tốt, nhưng ông ta là người chính trực, rất có chính nghĩa. Cứ như vậy để chết chìm trong hồ quả thực tôi không cam lòng. Liền chạy đến bờ hồ thử vớt ông ta lên. Nhưng tôi vừa đến gần bờ hồ thì Giao Tiên đã gọi tôi lại. Nghiêm lệnh cấm tôi tới gần hồ kia thêm nữa. Nói hồ kia là một yêu hồ có yêu khí rất mạnh. Tính mê muội đối với con người vô cùng lớn. Đừng nói là tôi kể cả người có đạo hạnh cao thâm tới xác suất bị mê hoặc cũng vô cùng lớn chỉ cần cơ thể con người tiếp xúc với nước trong hồ cũng sẽ bị yêu khí xâm nhập bồi bổ yêu hồ không ai có thể thoát khỏi cũng khó trách cản thi phái lại chọn nơi này bên ngoài có một yêu hồ bảo vệ được thiên nhiên che chở như vậy người ngoài căn bản đừng mong vào được tôi không khỏi cau mày hỏi phương pháp đi qua hồ như nào nó là yêu hẳn có phương pháp mới đúng huống chi ngày hôm trước người cản thi phái đúng là mang tôi đi xuyên qua yêu hồ nghĩ tới đây tôi chợt nhớ tới cái cây kia lập tức chạy tới tìm kiếm trên cây ven hồ chưa kịp làm gì giao tiên đã thở dài ngăn tôi lại nói đừng tìm kiếm vô ích cho dù cô tìm được cây kia thì ban ngày cũng không qua được sông ở đây ban ngày yêu khí sôi sục trừ yêu ra những thứ khác chỉ cần đi vào sẽ chết hơn nữa sau khi chết hồn phách sẽ bị yêu khí giam cầm trong thi thể chọn đời không được siêu sinh chỉ sau 12 giờ khuya, âm khí lên cao ấp chế yêu khí, cùng yêu khí đặt tới điểm thăng bằng mới có thể đi qua hồ, không còn cách nào khác sao. Tôi vi kêu lên, bây giờ tô mộc bị thương nặng, hồn phách không yên, không còn thời gian để trì hoãn nữa. Mặc dù nơi này âm khí rất nồng đậm nhưng đây dù sao cũng là địa giới của càn thi phái, không an toàn, nếu như gã tam trưởng lão xảo trá kia bắt được, đừng nói tôi cứu tô mộc. Ngay cả tôi cũng phải chết ở chỗ này, Giao tiên thấy tôi vội vàng, ánh mắt ti hí như hại đậu đen nhìn tôi, tuét miệng cười một tiếng, nói, nha đầu, phương pháp qua hồ cũng không phải là không có. Nhưng ông nội giao tiên của ngươi không thể chịu khổ không công được, ta mang ngươi qua sống có lợi ích gì không, bất cứ thứ gì, chỉ cần tôi có thể cho tôi cũng đồng ý với ông. Thấy chuyện có thể cứu vãn mắt tôi liền sáng lên, nói, lão, từ bây giờ đã là giao tiên thất hạch, yêu lực ổn định rất nhiều, sau này có thể biến thành hình người trong thời gian dài chẳng qua lão tử như thế kia ngươi cũng biết chờ sau này đi ra ngoài ngươi cho lão tử bắt con hồ ly tinh trắng kia để lão tử nuốt là được khi lão tử gặp chuyện bị tiểu nha đầu nó đuổi như đuổi trẻ con bây giờ lão tử cũng không thể để cô ta yên được gia tiên nói ông nói tới diệp nhu tôi hỏi nghe nó nói tôi mới nhớ bên ngoài còn có con hồ ly tinh chờ phải hồ tộc giỏi nhất biến hóa cho nên chỉ một tiểu yêu nhị hạch cũng có thể biết thành cô gái đẹp lừa đối con người. Chờ lão tử ăn nó, hấp thu yêu hạch của nó thì lão tử cũng có thể biết thành một người đẹp trai, đến lúc đó đi ra ngoài tán tỉnh quỷ nữ, hẹn một đứa nuốt một đứa, không bao lâu lão tử có thể phi thăng hóa rồng, thấy giao tiền càng ngày càng đi xa, tôi không thể làm gì khác hơn là chen vào lời nó, chuyện đó sau khi ra ngoài hãy nói. Trước tiên ông đem chúng tôi ra là được, chương 138. Các ngươi, giao tiên sừng sốt một chút, mắt rắn chớp hai cái, sao? Tôi thấy phản ứng này của giao tiên liền có dự cảm xấu, quả nhiên, giao tiên lắc đầu nói, ta nghĩ đủ cách, sống chết cũng chỉ có thể mang một mình ngươi đi ra ngoài, những người khác chỉ có thể chờ đến tối dựa theo phương pháp của cản thi phái đi ra, cái này cho dù điều kiện gì cũng không khác được, ngươi có bắt 18 con hổ yêu cho ta cũng vô ích, tại sao? Tôi không hiểu, mặc dù không có ấn tượng tốt gì với phong thiên, nhưng dù sao mọi người cũng là vì chuyện của tôi mà tới đây. Bây giờ đội trưởng Lý Quân đã chết. Tôi không thể vứt bỏ bọn họ ở lại. Huống chi sau khi đưa Tô Mục rời khỏi đây cụ thể nên làm cái gì thì tôi vẫn còn trông cậy vào phong thiên ở bên chỉ bảo. Bởi vì cô là người trợ tiên của Giao Tiên. Có nó sống trong lâu trên người tự nhiên cũng mang chút yêu lực. Như vậy Giao Tiên có thể làm phép che chở cô là có thể lừa gạt được yêu hồ. Còn chúng ta là phàm phu tục tử dương khí trên người quá nặng yêu khí của giao tiên căn bản không cách nào che giấu cho chúng ta cho nên nhất định không qua được yêu hồ không đợi giao tiên nói phong thiên đã giải thích nói xong ông ta cũng rất thản nhiên khoát tay một cái với tôi nói tôi không cần lo lắng cho ông ta dầu gì ông ta cũng có chút thực lực đối phó với mấy tiểu lâu la của cản thi phái không thành vấn đề chỉ cần chống đỡ đến tối là ông ta có thể mang đào nghị đi ra ngoài vậy những người khác thì sao tôi thấy phong thiên đã có dự tính trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm ông ta quả thật có bản lãnh không cần quá lo lắng nhưng tôi nhớ rõ khi bọn họ đi vào còn mang theo vài viên cảnh sát có vũ trang kết quả bây giờ chỉ còn lại phong thiên cùng đào nghị những cảnh sát khác một bóng người cũng không thấy bị tôi hỏi sắc mặt phong thiên có chút ngưng trọng thở dài nói những cảnh sát khác đều không thể giữa được bọn họ cho dù mang theo vũ khí thì đối với cương thi trong cản thi phái mà nói không khác gì phụ nữ và trả con tay không tấp sắt ông ta nói xong lại lắc đầu một cái tiếc cho bọn họ sau đó nói không sao ông ta đã làm siêu độ cho những cảnh sát kia đảm bảo kiếp sau bọn họ sẽ được may mắn người đã chết phong thiên có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi tôi không khỏi có cái nhìn khác với ông ta lần trước gặp phong thiên tôi chỉ cảm thấy ông ta là đạo sĩ tham thiền mặc dù có chút bản lãnh như vậy nhưng rất cao ngạo, xem thường người khác. Không nghĩ tới ông ta cũng sẽ chủ động siêu độ vì người khác, người ngoài không hề biết. Tôi đi theo tô mộc lâu cũng biết siêu độ cho vong hồn là một việc vô cùng cực khổ. Nếu như vong hồn cô án khi lớn không muốn bị siêu độ thì còn có thể khiến ta bị thương nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ bị vong hồn phản siêu độ, đem hồn phách người sống tới sinh môn. Sau đó vong hồn chiếm cứ thi thể người siêu độ còn để lại tiếp tục trở lại cuộc sống loại hành động này trong đạo gia còn có một cái tên gọi riêng gọi là đoạt xác ban đầu bà nội trịnh lâm cũng từng hy vọng dùng phương pháp đoạt xác để làm sống lại trịnh lâm chuyện này tạm thời không đề cập tới chắc chắn không cách nào đưa phong thiên đi cùng tôi liền hỏi giao tiên có biện pháp nào có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ không dẫu sao vừa rồi giao tiên quật bọn họ thật mạnh phong thiên cùng đào nghị cũng bị ói ra không ít máu tình hình này cho dù phong thiên có bản lĩnh thì ở lại chỗ này cũng không thể an toàn được người cản thi phái rất đông nếu bọn họ thực hành xa luân chiến sao với phong thiên thì phong thiên lơi hại hơn nữa cũng không ngăn được sao xa luân chiến lần lượt vào đánh giao tiên nói cái này không thành vấn đề mặc dù không thể đem bọn họ ra khỏi yêu hồ nhưng nó có thể tạo ra một địa phương nhỏ ở bên cạnh yêu hồ chỉ cần phong thiên đợi ở trong khu vực đó thì sẽ an toàn cho dù người cản thi phái tới cũng không dám đến gần, nếu không sẽ bị trúng yêu thuật của yêu hồ. Biện pháp này của nó rất tốt, tôi lập tức thúc giục giao tiên mở kết giới sao ra, sao kết giới, ma pháp trận, ma pháp viên, vòng tròn ma thuật hay kết giới là một không gian bảo vệ mang tính tâm linh, phép thuật quả thật nó hấp thu không ít yêu khí, nghe thấy tôi dục liền khoan thai đi xuống tới ven hồ, dùng cái đuôi vẽ một vòng sau đó miệng rắn mở ra bụng run, run run phun ra một đoàn yêu khí màu xanh yêu khí kia cũng vô cùng thần kỳ sau khi bị giao tiên phun ra liền phiêu tán ở xung quanh rồi bay tới bên bên trong vòng tròn giống như bị một vật vô hình ngăn cản vậy quanh quẩn bên trong không ra được sau khi giao tiên phun đủ nhiều yêu khí bên trong vòng tròn tạo ra một cột màu xanh hình tròn giống như một phòng nhỏ được đặc chế vậy sau khi tạo xong giao tiên để phong thiên và đào nghị chui vào an trí tốt cho hai người bọn họ thân thể giao tiên nháy mắt trở nên lớn miệng như chậu máu há to một hớp ngậm tôi lên rồi nhảy vào yêu hồ thật nhanh bơi về phía trước tôi sợ thất thanh hết chói tai rất sợ giao tiên nuốt tôi vào bụng sợ hơn là lỡ tôi tiếp xúc với nước trong hồ sẽ bị biến thành như đội trưởng lý quân cũng may giao tiên coi như cho tôi mặt mũi mặc dù ngậm tôi vào miệng nhưng chiếc răng sắc bén nhọn dài kia không cắn phải tôi mà đặt tôi ở giữa hai cây răng còn để cho tôi nắm tay vào hai cây răng để giữa thăng bằng. Trước mặt tôi không biết từ lúc nào hình thành một cơn gió lốc tạo ra một vùng nước xoáy phát ra tiếng vù vù. Bởi vì có cơn gió lốc này, nước trong yêu hồ lập tức bị tách ra cuộn vòng quanh chúng tôi. Mấy giây sau giao tiên đã mang tôi bơi qua yêu hồ. Đến bờ bên kia, sau khi lên bờ giao tiên nhà tôi ra, lần nữa lại biến nhỏ lại quấn quanh cổ tay tôi. Dục tôi thực hiện lời hứa cho nó đi bắt hồ ly tinh kia, tôi hơi cuống cuồng bây giờ hồn phách tô mộc không yên vẫn còn ẩn núp trong ngọc bội của tôi tôi muốn tìm một nơi đất có cực âm để bỏ tô mộc vào tôi đồng ý giúp giao tiên bắt diệp nhu cũng sẽ không nuốt lời không thể làm gì khác liền tìm một không có ánh mặt trời thận trong lấy ngọc bội ra kiểm tra tình trạng của tô mộc sau khi hồn phách tô mộc chui vào ngọc bội đã biến nhỏ bằng ngón tay út anh ấy nằm ở giữa ngọc bội hai mắt nhắm nghiền mơ hồ còn có thể thấy chân mày của anh ấy nhăn lại nhất định bây giờ anh ấy đang rất thống khổ. May mắn có ngọc bội bảo vệ nên trạng thái hồn phách của anh ấy bây giờ tương đối ổn định, sẽ không phát sinh tình huống gì, chắc chắn tô mộc có thể chống đỡ được. Tôi vội vàng thu ngọc bội lại, bước nhanh hướng về phía doanh trại, định tìm đến diệp nhu tốc chiến tốc thắng. Nhưng tôi còn chưa kịp về tới doanh trại đã nhìn thấy hướng đó bốc lên một cột khói đen nồng nặc, giống như có thứ gì đó bị cháy. Lòng tôi trầm xuống, sợ có biến cố gì liền chạy nhanh hơn sau khi đến doanh trại cột khói đen kia quả nhiên là từ doanh trại phát ra hai cái lều được dựng trước khi đi đang cháy hừng hực tất cả đồ đạc đều bị đốt thành cho bụi tôi cau mày vội vàng tiến đến tìm kiếm diệp nhu cùng hai viên cảnh sát kia đi vòng quanh doanh trại mấy vòng tôi vừa hét vừa gọi nhưng không có bấy kỳ lời đáp lại nào thậm chí ngay cả dấu vết họ rời đi cũng không thấy nhà đầu ngươi nhìn kia ngay khi tôi không thu hoạch được gì thì đột nhiên đuôi rắn của giao tiên chỉ về một hướng, tôi nhìn theo hướng nó chỉ liền phát hiện một vật đen thùi lùi, nhìn qua tương tự như hình người, đã bị đốt thành than đen, không thể nào, tôi thầm kêu khổ trong lòng, cũng may bây giờ là ban ngày, tôi lấy hết can đảm đi tới cẩn thật lật hình người đã bị đốt thành than kia, thi thể đã bị đốt không còn rõ bộ dáng nhưng hình dáng chân tay còn rất rõ ràng, trên người còn lưu lại một miếng vải nhỏ màu xanh quân phục là đồng phục của cảnh sát, người chết đó là một viên cảnh sát, tìm được viên cảnh sát này, tôi lập tức tìm theo cùng hướng đó, chắc viên cảnh sát còn lại cũng không sống nổi, quả nhiên, đi chưa được mấy bước tôi đã nhìn thấy một thi thể viên cảnh sát khác, chết cực kỳ bi thảm, thi thể anh ta còn nguyên tư thế dãy ruộ đang chạy trốn, cánh tay giơ lên không trung đã cháy thành than, đừng nói chạm vào, gió thổi qua mọt cây cũng đã rơi xuống những mảnh vụn bên trên thân cây trước mặt anh ta cũng chính là hướng cánh tay anh ta chỉ có một chữ khẩu miệng hiển nhiên là viên cảnh sát để lại trước khi chết không có ý gì anh nga muốn nói tới cái gì hung thủ giết chết anh ta là diệp nhu điều này không còn phải nghi ngờ chỉ có ba người bọn họ ở lại trong đó diệp nhu là hồ yêu hung thủ ngoài cô ta ra còn có thể là ai nhưng cô ta phí hết tâm tư để được vào tổ chuyên án đi theo tới đây lại không chịu vào cản thi phái rốt cuộc là có mục đích gì tại sao lại thiêu chết hai viên cảnh sát này tôi đột nhiên vô cùng tức giận hôm cô ta thừa dịp giao tiên gặp chuyện không may mà đuổi bắt thì tôi vẫn không cảm thấy có vấn đề gì dẫu sao hồ ly bắt rắn ăn là lẽ tất nhiên ngoại trừ giao tiên cùng phe với tôi là yếu tố bên ngoài còn đâu hành động của cô ta cũng không có gì là không ổn đó chỉ là bản năng của sinh vật trong tự nhiên nhưng cô ta đã biến thành người thì nên tuân thủ quy của loài người. Lạm sát kẻ vô tội như vậy còn ra thể thống gì? Hơn nữa tại sao cô ta lại phải giết hai viên cảnh sát? Chẳng lẽ họ phát hiện ra thân phận hồ yêu của cô ta? Tôi vừa suy đoán vừa phẫn hận đi về phía trước tìm phương hướng Diệp Nhu chạy trốn, nhưng mới đi được hơn 50 mét. Lượn quanh một mô đất ngủ sau sườn núi tôi liền trợn tròn mắt, bởi vì tôi nhìn thấy thi thể Diệp Nhu. Chính xác mà nói, đó là thi thể hồ yêu. Nằm trên đất kia là con hồ ly trắng. Thi thể đã cứng lại, thi thể không bị thiêu hủy, nhưng kỳ lạ chính là không thấy bất cứ vết thương nào trên cơ thể, cũng không có điều dị thường nào, nó cứ như vậy nằm trên đất, giống như đang ngủ vậy, nhưng đã sớm không còn thở. Tôi hơi bối rối, nhìn thi thể hồ yêu có chút không hiểu, lại nhìn Giao Tiên, ý hỏi nó phải làm gì bây giờ. Giao Tiên cũng mặt đầy vỡ mộng, sững sờ nhìn thi thể hồ yêu thật lâu mới kêu to một tiếng đầy bi thống giống như mẹ chết vậy nói thù của nó còn chưa báo đối thủ đã chết yêu hạch cũng không thấy kẻ nào đã ra tay trước nó nó vừa kêu khóc vừa chửi mắng nói có người cướp yêu hạch của nó hại nó không có cách nào biến thành anh đẹp trai tôi không có hứng thú với chuyện nó có thể biến thành trai đẹp hay không nhưng trong lòng tôi xuất hiện sự lo lắng bất an mơ hồ khó hiểu sau khi thấy thi thể hai viên cảnh sát kia tôi đã nghĩ hung thủ là hồ yêu hơn nữa viên cảnh sát còn viết chữ lên thân cây rõ ràng muốn viết tên diệp nhu chữ khẩu cô là ký tự đầu để viết diệp nhu iero nhưng bây giờ diệp nhu cũng đã chết cô ta không thể giết hai cảnh sát xong rồi tự sát đi tất cả những thứ này chứng tỏ hung thủ là kẻ khác nói thật mặc dù tôi rất thương cảm cho hai viên cảnh sát bị chết thảm kia nhưng lúc này tôi không có tâm tư giúp họ tìm hung thủ mất công sức cho bọn họ nhưng nếu như trong chuyện này có hung thủ khác thì lại có vấn đề khác hung thủ có thể khiến một hồ yêu chết, lặng lẽ không phản kháng thì hắn phải có thực lực rất mạnh, hắn có thể giết chết yêu hồ cướp đi yêu hạch thì liệu có phải hắn cũng sẽ ra tay với Giao Tiên, Giao Tiên có phải là đối thủ của nó không? Tôi đang suy nghĩ thì thân mình Giao Tiên đang quấn quanh cổ tay tôi run lên, kéo theo tâm trí tôi cũng lập tức bị kéo căng. Tôi cùng Giao Tiên tâm ý tương thông, bản năng sinh vật của nó rất nhạy bén, cảm giác này chứng nó nhất định nó nhận ra nguy hiểm đang tới gần, trong chớp mắt không cần giao tiên nói tôi liền lăn một vòng đến sau gò đất tìm một thân cây để trốn. Tôi vừa trốn kỹ thì trên sườn núi đúng vị trí tôi vừa đứng liền vang lên tiếng bước chân rầm rầm, mấy tên cản thi phái đều mang theo bên cạnh mình một tên cương thi, vừa trò chuyện vừa đi về hướng ổ cản thi phái. Trên người cương thi bên cạnh bọn chúng còn đang chia ra cõng các thi thể, hẳn đệ tử của đại trưởng lão vừa mới tìm được các thi nguyên tốt mang về. chương 139, chúng ta, thấy là bọn chúng, tôi với giao tiên đều thừa phào nhẹ nhõm thực lực của bọn chúng kém coi như phát hiện ra chúng tôi thì bằng bản lãnh của giao tiên bây giờ chắc có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng chờ giây lát bọn chúng liền đi xa chắc chắn không thấy hạch của yêu hồ đã chết chúng tôi cũng không ở lại chỗ này nữa cánh rừng này cách quốc lộ bên ngoài còn rất xa để tiết kiệm thời gian tôi xin giao tiên biến to nửa ngày để đưa tôi đi ra ngoài giao tiên không ăn được hạch yêu hồ nên rất khó chịu bắt tôi hứa sau này ra ngoài phải bắt nhiều quỷ cho nó bồi bổ bồ mới đồng ý đưa tôi ra ngoài ra tới quốc lộ tôi mới phát hiện một vấn đề khác lúc chúng tôi tới là nhóm cảnh sát đưa tới bây giờ chỉ một mình tôi đi ra hơn nữa tôi lại không có chìa khóa xe dù xe đậu ở ven đường thì tôi cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn không vào được con đường này hết sức hẻo lánh không vào điểm du lịch nào nhìn qua nhìn lại không thấy bóng xe cộ đi qua ra tới quốc lộ để không hù dọa người khác Giao tiên đã lui về cổ tay tôi, biến thành hình xăm rắn đen. Tôi rất lo lắng cho tình trạng của tô mộc, không chờ được có xe đi ngang qua liền theo hướng lúc trước tới đi bộ ngược lại, đi một lần đã hơn 2 giờ. Mặt trời càng ngày càng ngả về hướng Tây, cũng nhanh xuống núi, trong lòng tôi càng nôn nóng, lo lắng một hồi khi trời tối chỉ có mình tôi là thân đàn bà yếu ớt trong núi có thể bị nguy hiểm gì hay không nhưng tôi rất nhanh phát hiện ra tôi đã quá lo lắng bởi vì suy nghĩ này vừa xuất hiện không lâu thì tôi chợt nghe thấy từ sau có tiếng xe lao tới vùn vụt tinh thần tôi chấn động một cái quay đầu nhìn lại trên đường đúng thật có một chiếc xe đang chạy về phía tôi tập tức tôi đưa tay ra giấu hy vọng tài xế có thể dừng lại cô gái nơi hoang vu này sao cô lại có một mình muốn đi đâu tôi đưa cô đi một đoạn xe kia thấy tôi vẫy liền dừng lại trước mặt tôi từ cửa xe lộ ra một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, hỏi tôi, nhìn dáng dấp ông ta thật quen, hơn nữa có giao tiên trong người nên tôi cũng không sợ ông ta có ý đồ không tốt gì, liền nói cho ông ta tôi phải đi Giang Minh, nếu như ông ta không thuận đường thì thả tôi xuống ở trạm xe gần đây là được. Nói xong, tôi còn liên tục nói cảm ơn ông ta, nghe nói tôi phải đi Giang Minh. Trên mặt ông ta miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, cũng đúng dịp, tôi cũng phải tới thành phố Giang Minh lên xe đi tốt quá cảm ơn chú tôi mừng rỡ trong lòng lập tức mở cửa lên xe ngồi ở đằng sau ông chú lái xe kia không nói gì nữa nghiêm túc lái xe trên xe chỉ có hai chúng tôi bầu không khí tương đối yên lặng điều này thì rất tốt tôi cũng không quấy dày chú tài xế ngồi ở đằng sau nhắm mắt lại từ từ hội tụ âm khí bắt đầu kiểm tra tình trạng thân thể của mình bây giờ tô mục bị thương, trước khi tìm được âm huyệt thì tôi phải mau sớm hấp thu âm khí để còn dùng khi âm khí trong ngọc bội không còn đủ tốt cho tô mục, dò xét một lúc. Tôi chợt phát hiện trong trung biển mới mở có một đoàn khí màu xanh nhạt trôi lơ lửng trên không trung, không cao không thấp, vị trí ở giữa hết sức ổn định, tôi liền nghĩ đến một thứ, yêu khí, nhưng sao yêu khí lại xuất hiện trong thân thể tôi? Hơn nữa giao tiên đã nói, yêu khí chỉ dành cho yêu tinh tu luyện, giống như con người dùng hai khí âm dương vậy yêu tinh có thể thông qua chiếm đoạt âm khí để tăng cường yêu lực nhưng con người thì không được chỉ cần vừa tiếp xúc với yêu khí nhẹ thì tinh thần loạn hành động dị thường nặng thì có thể chết giống như mọi người đều trúng yêu khí ở yêu hồ cho dù là phong thiên cũng không tránh được tôi liền gọi giao tiên hỏi nó đây là tình huống gì nó đang ở trong người tôi rất nhanh cũng xuất hiện trong trung đan điền của tôi thấy yêu khí lơ lửng trong không trung cũng sững sờ đi vòng quanh yêu khí hai lần tỏ vẻ khó hiểu nói nó cũng lần đầu tiên thấy loại chuyện như này nói xong nó thận trọng đến gần đoàn yêu khí kia muốn đem đoàn yêu khí ăn vào nhưng vừa mới tiếp xúc thì yêu khí kia giống như có linh trí vậy tránh sang một bên né giao tiên sau đó lại trôi nổi lơ lửng giữa không trung giao tiên tức giận đuổi theo cổ yêu khí kia không ngừng há miệng đớp nhưng cho dù động tác của nó rất nhanh nhưng cũng không nhanh bằng cổ yêu khí kia cho đến khi nó mệt nằm lăn quay thở phì phò như chó cũng không nuốt được cổ yêu khí kia vào không có cách nào khác nó đành bảo tôi cứ chờ phản ứng của đoàn yêu khí này dù sao đoàn yêu khí cũng đã ở trong người tôi lúc này tôi vẫn không phát sinh điều dị thường gì chứng tỏ đoàn yêu khí kia không có ác ý với tôi nó sẽ nghiên cứu thêm khi nào biết thêm gì sẽ lại nói cho tôi thấy giao tiên đã nói như vậy tôi cũng không còn cách nào khác hơn ý thức trở lại trong thượng đan điền bắt đầu hấp thu âm khí bởi vì chúng tôi đã cách xa núi nơi cản thi phái ở hàm lượng âm khí xung quanh càng ngày càng thấp tôi hấp thu một lúc thấy hiệu quả không lớn đành chui ra khỏi thượng đan điền lần nữa mở mắt ra mở mắt ra chỗ tôi ngồi vừa vặn nhìn thấy mặt chú lái xe qua gương chiếu hậu tôi nhìn thoáng một cái suýt chút nữa bị dọa giật mình bởi vì nơi mi tâm của chú lái xe có một đoàn âm khí đen nhánh quanh quẩn ở trên cao khiến mây đen răng đầy trước mặt ông ấy mà trên mặt ông ta cũng mang vẻ bi thương lúc mới lên xe tôi còn không chú ý bây giờ nghĩ lại một chút ông ta lúc ấy thật giống như cũng rất yêu tư mặc dù nhiệt tình đưa tôi theo nhưng một câu cũng không nói với tôi hiển nhiên trong lòng có chuyện nếu như chỉ là tâm tình không tốt thì tôi cũng không hỏi nhiều nhưng bây giờ chân mày ông ta đen ngòm chứng tỏ trêu chọc tới quỷ vật tôi không thể không hỏi dầu gì cũng coi như báo đáp người ta giúp tôi thoát khỏi khổn cảnh suy nghĩ một chút để chọn lời Tôi thử mở miệng hỏi chú tài xế có phải đang có chuyện phiền lòng hay không, nhìn tâm tình của ông ấy không được tốt, tôi sợ nói thẳng ông ta gặp quỷ sẽ là lỗ mãng, dẫu sao ông ta cùng tôi không giống nhau, sẽ không thấy âm khí nơi mi tâm của mình, chú tài xế bị tôi hỏi, rõ ràng sừng sốt một chút, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu, nói nhỏ, không có gì, tôi không sao, hiền, nhiên là có chuyện, hơn nữa nhìn biểu tình vừa rồi nhất định là bị chạm vào chỗ đau. Chẳng qua ông ta nói không sao là vì thấy tôi là phụ nữ, cũng không giúp được gì cho nên mới không nói cho tôi. Thấy ông ta như vậy tôi liền thử dò xét lần nữa, nói, vậy gần đây chú có gặp phải chuyện gì kỳ quái, ví như cảm giác toàn thân đột nhiên lạnh, hay bả vai cùng cổ đau nhức nặng nề gì không? Chú lái xe lại nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi tôi, cô muốn nói tôi có bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ hay viêm khớp không à? tôi nghe chú tài xế nói suýt chút nữa đã phun nước miếng ra ngoài, cũng không muốn vòng vo nữa, nói thẳng, không phải, nói thẳng vậy, chú có tin trên đời này có quỷ không, kè tê tê tê, người, tôi bị nhào về phía trước, tiếng phanh kêu lên chói tai, toàn bộ xe theo quán tính vẫn trôi về phía trước, chúng tôi đang đi đường trên núi, một bên dựa núi một bên chính là vách đá, xe trượt mất khống chế khiến tôi sợ choáng váng hết ầm lên, tay ôm chặt ghế ngồi phía trước chú tài xế cũng sợ hết hồn liều mạc điều chỉnh phương hướng cố gắng không chế cho xe hướng vào sát núi rốt cuộc xe cũng dừng lại nhưng đầu xe đã đâm vào vách núi một chút làm vỡ ra một cái hố nhỏ tôi sợ hãi thở hổn hển thấy xe hoàn toàn dừng lại mới hỏi tài xế có việc gì sao lại đột nhiên phanh xe lại vừa rồi quá nguy hiểm tài xế hiển nhiên cũng rất kinh sợ tay vẫn siết chặt tay lái thở dốc sau đó mới quay đầu lại nói thật xin lỗi cô nhưng cô phải nói cho tôi, cô là ai? Vừa rồi hỏi tôi là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là cháu có thể nhìn thấy âm khí, ở mi tâm của chú có một khối âm khí vô cùng nồng nặc chứng tỏ gần đây có đại họa rơi xuống, vừa rồi suýt chút nữa mất mạng. Tôi cũng không còn tâm tư vòng vo với ông ta, nói thẳng, nói xong tôi vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng, vỗ vỗ lại đầu cho tỉnh táo, nói lầm bầm, xem ra không chỉ có chú gặp đại họa mi tâm cháu chắc chắn cũng có một đoàn âm khí nếu không vừa rồi sao cũng gặp nguy hiểm như vậy cô gái cô thật sự có thể nhìn thấy âm khí vậy cô có biện pháp hóa giải không nói thật tôi đi thật xa lên núi này chính là vì tìm một vị đại sư hóa giải chuyện nhà tôi đáng tiếc đại sư đã chết cô gái cô có bản lãnh giúp tôi một tay được không chỉ cần cô có thể giải quyết chuyện nhà tôi cô muốn gì đều được chú tài xế kích động một tay níu tay tôi nói Giọng ông ta mang theo chút nức nở, nghẹn ngào, tôi hơi sợ nên rút tay về, nhưng nhìn ông ta kích động như vậy có chút bấy ngờ, liền bảo ông ấy cứ lái xe về đã, vừa đi vừa nói tình huống của ông ấy, mặc dù xe có va chạm nhưng cũng không bị hỏng hóc gì quan trọng. Chú tài xế thấy tôi đồng ý giúp liền gật đầu liên tục, sau đó cho xe chạy tiếp tục đi về Giang Minh, trên đường đi ông ta kể cho tôi chuyện của nhà ông ta gặp phải, nhà ông ta thật sự gặp chuyện nhưng xảy ra chuyện không phải ông ta mà là vợ ông ta. Ông ta cũng coi như cũng hiếm muộn, hơn 40 tuổi vợ ông ta mới có bầu đứa bé, bây giờ cũng là tháng thứ 9, vốn bình thường rất tốt, không có gì dị thường bởi vì hai vợ chồng ông ta hết sức để ý, bình thường ngay cả thịt cũng không dám ăn nhiều, nhưng vừa tới tháng thứ 9 vợ ông ta bỗng nhiên sinh bệnh. Hơn nữa chữa bệnh không có dấu hiệu nào báo trước, chỉ qua một đêm cả người đều thay đổi, tự nhiên điên điên cuồng cuồng cái gì cũng ăn thậm chí ngay cả gỗ cũng không nhả ra, ông ta mang vợ đi bệnh viện kiểm tra, bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng bác sĩ chỉ nói có thể cơ thể phụ nữ có thai thiếu nguyên tố vi lượng cho nên mới có hành động dị thường này, sau đó người nhà nói có thể vợ ông ta trúng tà, lúc này ông ta mới chạy xa như vậy lên núi tìm đại sư trừ tà, nghe ông ta nói xong tôi cơ bản hiểu được tình huống gì, khi mi tâm người có âm khí chiếm cứ ngoại trừ mình chúng ta thì cũng có khi người nhà mình có chuyện phát sinh, vợ ông ta chúng ta, ông ta dính âm khí trên người cũng rất bình thường. Chẳng qua là nếu người nhà xảy ra chuyện thì âm khí trên người ông ta sẽ không nặng như vậy mới đúng. Bây giờ ngay cả âm khí trên người ông ta cũng nặng như vậy thì âm khí trên người vợ ông ta sẽ nồng nặc thanh hình dáng gì. Sự việc khá nghiêm trọng, huống chi người ta tốt bụng giúp tôi. Tôi nếu biết chuyện này lại không thể ngồi nhìn. Nhưng bây giờ Tô Mộc đang cần tôi mang anh ấy đi tìm âm huyệt chữa thương. Tôi lại không có nhiều thời gian để xử lý những vấn đề này. Suy nghĩ một chút, hay tôi lấy điện thoại gọi cho Đường Dũng, nói cho anh ta chuyện này, dẫu sao Đường Dũng là chuyên gia, anh ta ra tay chắc chắn tốt hơn tôi. Đường Dũng nghe được tôi giới thiệu chuyện làm ăn liền rất sảng khoái đồng ý. Hơn nữa anh ta còn nói cho tôi một tin tốt, cha mẹ tôi tỉnh lại rồi. Tôi nghe vậy mừng rỡ nói cho chú tài xế không cần lại đi tìm đại sư tôi giới thiệu cho ông ta long phù chuyên nghiệp giúp ông ta ông ta nghe vậy mừng rỡ nói cảm ơn tôi tiên tục tôi bảo ông ta trực tiếp đưa tôi về biệt thự phùng đông sau khi về đến nhà tôi cùng cha mẹ tôi hàn huyên một chút liền thúc giục đường dũng đi cùng chú tài xế về nhà trước khi đi tôi bảo đường dũng chờ một chút hỏi anh ta có biết gần đây có chỗ nào là âm huyệt có âm khí đặc biệt đậm đà tôi phải đi âm huyệt một chuyến Chương 140, đường dũng vốn phải đi cùng chú tài xế kia, nghe tôi nói phải tới âm huyệt liền dừng lại, hỏi tôi đi âm huyệt làm gì, tôi đành kể qua rằng tô mộc vì cứu tôi nên bị thương nặng, tình trạng hồn phách bây giờ không yên cho anh ta, dĩ nhiên cán kẽ quá trình tô mộc cứu tôi thì tôi không nói, đường dũng với chuyện này cũng không hiếu kỳ, không hỏi kỹ tôi. Có điều sau khi biết tôi là vì cứu tô mộc, vẻ mặt tươi sáng như ánh nắng trên mặt anh ta lập tức bị thay thế bằng vẻ khó chịu liếc tôi nói nếu là cứu tô mộc anh sẽ không đem tình huống của âm huyệt nói cho em nhưng ai bảo anh lại thích em chỉ cần em hỏi mà anh biết câu trả lời sẽ nhất định giúp em ai à, không còn cách nào khác anh chính là si tình như vậy ngay cả chính anh cũng cảm động đường dũng vừa nói vừa thở dài cố ý làm bộ dáng ngượng ngùng nhìn tôi tỏ ra có chút thiệt thòi tôi liền kéo tay anh ta vừa lay vừa nói tô mộc là vì cứu tôi nên mới bị thương nặng như vậy tôi không thể ngồi nhìn mặc kệ anh ấy sau này nếu anh ta bị thương tôi cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu đến lúc đó tô mộc cũng nhất định sẽ giúp đỡ được rồi đừng có nói ngọt với anh nữa trong lòng em mà anh nặng như tô mộc thì em bảo anh làm gì anh sẽ làm cái đó em bảo anh đánh chó anh tuyệt đối sẽ không đi đuổi gà đường dũng hất tay tôi ra liếc tôi một cái vẻ mặt như viết hai chữ không tin trên đó có điều anh ta liền đứng nghiêm nghị nói âm huyệt là nơi hội tụ âm khí của trời đất tạo thành vòng xoáy không chỉ phải ngưng tụ âm khí mà còn phải chống lại dương khí trong trời đất xâm nhập điều kiện tạo thành hết sức khó khăn dẫu sao mỗi ngày mặt trời đều mọc ánh sáng chiếu khắp nơi kể cả nơi hàng năm không thấy ánh mặt trời nhưng bốn phía bị dương khí bao phủ cũng rất khó tạo thành âm huyệt hội tụ âm khí cho nên nếu muốn tìm được một nơi âm huyệt trong thiên nhiên là cực kỳ khó nói, xong anh ta lại nhìn tôi một cái, thấy sắc mặt tôi lo lắng, thở dài nói, bởi vì âm huyệt hết sức hiếm hoi, tìm vu vơ khắp thiên hạ, chỉ bằng hai ta thì dùng hết 18 năm cũng không chắc có thể tìm được. Chuyện này cần tìm thầy phong thủy giỏi, tô ra bọn họ trước kia không phải rất mạnh về phong thủy sao, để người tô ra mang em đi tìm âm huyệt sẽ dễ dàng hơn nhiều, tôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vốn khi anh ta nói âm nguyệt khó tìm tôi còn thật sự lo lắng sợ tô mộc không chống đỡ được thời gian lâu như vậy bây giờ anh ta nói người tô ra giỏi tìm âm huyệt thì dễ rồi mặc dù tôi và tô thịnh có chút ngăn cách nhưng ông ta đối với tô mộc tuyệt đối không hài lòng bây giờ tô mộc có chuyện nhất định ông ta sẽ ra tay tương trợ nghĩ tới đây tôi bảo cha mẹ tôi hãy ở biệt thự nghỉ ngơi thật tốt không cần phải ra ngoài nhiều dẫu sao mấy con thu giữ kia còn chưa giải quyết được hoàn toàn bọn họ đi ra ngoài cũng không an toàn cũng may cha mẹ tôi hôn mê lâu như vậy, hơn nữa sau khi tỉnh lại cũng không biết đường dũng đã nói gì với bọn họ. Nghe nói tôi có chuyện cần ra ngoài bọn họ liền gật đầu, nói sẽ không đi ra khỏi cửa, ở lại đây trong nhà. Điều này khiến lòng tôi an tâm không ít, biệt thự này có cấm chế, chỉ cần bọn họ ở lại trong biệt thự một ngày thì người khác cũng đừng nghĩ đến động tới bọn họ. An trí tốt cho cha mẹ tôi xong tôi liền đứng dậy định tới đại trách tô ra tìm tô thịnh sau khi vào phòng tôi mới thấy tình trạng bi thảm của nhà chú lái xe, điều kiện nhà ông ta không tệ, trang trí cũng rất sang trọng, trong nhà toàn dùng đồ gỗ thật, nhưng tất cả đồ dùng từ ở dưới lên trên lầu đều lưu tại dấu vết bị đập đầu, còn có rất nhiều dấu răng, hơn nữa là hình dáng răng người, không chỉ đồ gỗ trong nhà bị hư hại, ngay cả vỏ dây điện của tivi hay điều hòa cũng đầy dấu răng, hiển nhiên đã bị cắn rất nhiều lần, cho dù chú lái xe đã nói trước vợ ông ta bị căn bệnh lạ này nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh này tôi vẫn cảm thấy giật mình một người không biết chúng tả thành cái dạng gì mới gặp đâu ăn đó tôi đang giật mình nhìn chợt nghe một tiếng động lạ mơ hồ truyền đến từ phía sau cửa thật giống như tiếng động vật đang gặp ăn thứ gì đó tôi nhất thời nhìn qua cánh cửa đó hiển nhiên chú lái xe cũng nghe thấy sắc mặt trầm xuống nói đó là phòng bếp vừa nói vừa tới đẩy cánh cửa ra vừa mở cánh cửa ra âm thanh gặp đồ kia liền lớn gấp mấy lần cùng lúc đó lại một mùi khí đốt đậm đà tràn ra ngoài. mươi 141, lông đuôi gà trống, toàn bộ phòng bếp đã sớm hỗn loạn. Một người đàn bà tóc tai bù xù đang quy gối phía dưới kệ bếp vùi đầu gặm cắn thứ gì đó. Sắc mặt đường dũng trầm xuống, cũng không khách khí với chú tài xế. Trực tiếp xông vào đạp một cước lên bả vai người đàn bà khiến bà ta ngã qua một bên lộ ra nửa đoạn dây dẫn ga trong tay bà ta, rắc rắc ăn ngon, người đàn bà bị đạp cũng không kêu đau mà thuận thế ngồi ở một bên, tay vẫn nắm chặt một phần dây ga bị cắn dở, cười khúc khích, nhưng khi bà ta hé miệng ra người, trong miệng nháy mắt có một cổ máu trào ra chảy xuống cằm, kết hợp cùng nụ cười đờ đán cùng biểu tình điên dại trên mặt hết sức đáng sợ, tiểu thúy, sao em lại nổi điên vậy, vật này không ăn được, chú tài xế thấy vậy cũng sợ hãi, xông tới ôm lấy vợ ông ta. Nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng giúp tiểu thúy mặt đầy đau lòng. Thừa dịp tiểu thúy đã lui sang một bên, tôi lập tức chạy tới bên cửa sổ, mở cửa sổ để thông gió, đợi một hồi lâu, chờ mùi ga trong bếp cũng tản đi hết. Đường Dũng bảo chú lái xe gọi cho người công ty ga cho nhân viên tới sửa chữa, còn anh ta và tôi đem tiểu thúy điên điên khùng khùng ra ngoài phòng khách, dùng dây chói bà ta lại, sau đó gọi rượu rượu ra, rượu rượu luôn ẩn núp trên người anh ta, bình thường không thuận tiện anh ta sẽ thu rượu rượu vào diệu diệu không biết chuyện gì xảy ra vừa ra tới liền kêu lên một tiếng chị rồi hết sức phấn khởi đi về phía tôi nhưng nó còn chưa đi đến trước mặt tôi tiểu thúy bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng ánh mắt đầy đi máu đỏ hoảng sợ trợn mắt nhìn diệu diệu tay chỉ trỏ về hướng diệu diệu miệng kêu a a bà ta có thể nhìn thấy diệu diệu tôi kinh hãi nhìn về phía đường dũng tỏ ý không hiểu mặc dù diệu diệu là cấp bậc tiêu quỷ Hồn phách cũng coi như có sự tu hành nhất định, đã có thể tùy lúc hiện thân ở trước mặt người, nhưng trừ khi có Đường Dũng ra lệnh, nó sẽ không dễ dàng hiện thân ở trước mặt người khác để tránh sự phiền toái không cần thiết. Bây giờ, tiểu Thúy có thể nhìn thấy Diệu Diệu, nhất định là do bà ta nhìn thấy chứ không phải do Diệu Diệu cố ý hiện thân trước mặt bà ta. Đường Dũng thấy hiện tượng này sắc mặt liền nghiêm lại, nhưng anh ta cũng không kinh hãi, nói với tôi, xem ra bà ta là bị hàng đầu thuật sao rồi. Diệu diệu là tiểu quỷ anh nuôi, là có chủ, diệu diệu sẽ không chủ động hiện thân nên người khác không thể nào thấy nó, cho dù có thể thấy nó cũng cần có đạo hạnh đặc biệt tài cao mới được. Người đàn bà này hiển nhiên không có đạo hạnh gì, bà ta có thể thấy diệu diệu chỉ có thể là bị dòng bà Thái Lan chúng ta xuống hàng đầu thuật, sao hàng đầu thuật, hàng đầu hoặc hàng đầu thuật, têm hết, là một loại vu thuật lưu hành ở khu vực Đông Nam Á, theo truyền thuyết đây là phép thuật bản địa phổ biến ở đông nam á thái lan campuchia lào myanmar malaysia indonesia châu phi và tổ tiên xa xưa của đại lục yun vân nam quảng tây đài loan và các nhóm dân tộc khác thuật này áp dụng nhiều phương pháp khác nhau nhưng điểm chung là sử dụng xương người máu tóc móng tay người làm bằng lốp một số loại gỗ đá nhất định phấn hoa dầu và các vật liệu khác Nói chung, nó có thể được chia thành hai loại theo mức độ sử dụng. Một là sử dụng kỹ thuật hàng đầu để giải quyết mâu thuẫn hoặc để tăng cường cảm xúc của nhau, và loại kia là khiến người vô tình bị thương hoặc thậm chí chết. Từ, hàng, này mang ý không chế hàng long phục hồ. Thuật này có vẻ giống kiểu yếm bùa bằng hình nhân thêm mạng. Đây là ở Trung Quốc, một người tự nhiên xảy ra chuyện, đường dũng liền nói bị rồng bà Thái Lan dùng hàng đầu thuật, xác suất này quá nhỏ tôi vừa muốn hỏi đường dũng liệu có lầm hay không thì đã bị chú lái xe chắt ngang. Đọc chuyện nhanh hơn tại gác sách, ngài nói gì, sao vợ tôi có thể bị Long Phù Thái dùng hàng đầu thuật, chúng ta trước giờ chưa từng quen Long Phù Thái Lan, cũng không biết cái gì là hàng đầu thuật, tại sao lại hại chúng tôi như vậy. Chà, đường dũng bị chú lái xe chất vất, có chút lúng túng, suy nghĩ một chút rồi nói dứt khoát, cái này tôi cũng không rõ. Nhưng diệu diệu là quỷ của nước thái chúng tôi không giống với hệ thống huyền học của các người, giống như tia hồng ngoại với tia tử ngoại vậy, tần sống không giống nhau sẽ rất khó giao hội chung một chỗ. Bây giờ vợ ông có thể nhìn thấy tiểu quỷ tôi nuôi đã chứng tỏ bà ta trúng thuật hàng đầu của Thái Lan, cụ thể người khác yếm thuật gì lên bà ta, tại sao lại hạ thủ với bà ta chỉ có thể chờ phá giải thuật này mới nói được, nói xong đường dũng nghiêng đầu nhìn về phía tôi tuyết miệng cười một tiếng, nói, dương dương yêu quý. Anh có thể nhờ em làm một chuyện không? Chương 142 Chúng tôi chạy thẳng tới trang trại nuôi gà. Nói với ông chủ trang trại yêu cầu của chúng tôi. Nghe xong ông chủ vỗ đùi cười ha ha. Nói chúng tôi tìm được ông ta là tìm đúng người rồi. Đừng nói gà trống đã trưởng thành có đặc thù rõ ràng như vậy. Kể cả gà trống chưa dậy thì ông ta cũng có thể nhận ra. Nói xong anh ta đưa chúng tôi đến chuồng gà. Đi vài vòng liền lấy bắt ra một con gà trống có màu đỏ rực đưa cho tôi. Cô gái là nó, đảm bảo là con gà này chưa trịch gà mái bao giờ, chưa trịch bao giờ, tôi toát cả mồ hôi lạnh. Ông chủ này sao lại nói bỗ bã như vậy, nhưng chuyện cấp bách, tôi không có thời gian để trì hoãn, sau khi nhận lấy con gà to liền mò tới đuôi nó, thật đúng là mò được một sợi lông đặc biệt dài, chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy, tôi cùng ông chú lái xe cùng mừng rỡ không thôi. Trả tiền cho ông chủ chạy gà, liên tục nói lời cảm ơn ông ta, rời khỏi trại nuôi gà chúng tôi hỏa tốc lái xe quay lại về nhà ông chu lái xe lúc này đường dũng đã bày xong trận pháp dùng một loại bốt đỏ thẫm văng đầy sàn nhà bột màu đỏ kia hẳn là mực đỏ tôi có thể thấy được phía trên đám bột đỏ kia toát ra dương khí nóng bỏng nếu như quỷ thoát khỏi người tiểu thúy sẽ chỉ có thể lơ lửng giữa không trung căn bản không cách nào xuống đất bởi vì trên đất bột đỏ có nhiệt lượng đối với quỷ mà nói là chí mạng quỷ chết đói mặc dù oán khí lớn nhưng khát vọng với thức ăn của bọn chúng vượt qua khát vọng với âm khí của quỷ khác cho nên sẽ không chiếm đoạt những thứ mà quỷ vật khác tu luyện âm khí để dành sẽ rất thấp sẽ không vượt qua cấp bậc quỷ mới mà quỷ mới không có bản lãnh trôi lơ lửng trên không trong thời gian dài nên đường dũng đã dài mực đỏ trên mặt đất phòng ngừa một hồi quỷ đói sẽ chạy trốn đọc nhanh hơn tại gác sách com ngoại trừ mực đỏ kia anh ta còn cầm một pho tượng nhỏ hình dáng một con voi pho tượng kia có thể bỏ vừa túi nhưng được làm hết sức tinh xảo hơn nữa pho tượng kia có ba mặt đều khắc hình con voi mỗi mặt là một con voi khác nhau tôi cũng không biết pho tượng có ba mặt kia để làm gì nhưng nghĩ hẳn là pháp khí trừ tà đặc biệt của long phù thái lan bọn họ cũng không hỏi nhiều đưa con gà trống cho anh ta anh ta sờ lông đuôi gà trống rút cái lông dài ra Tuyết miệng cười một chút rồi ném con gà trống cho ông chú lái xe, bảo ông chú đem gà trống đi hầm, một hồi có thể cho vợ ông ấy tẩm bồ, ông chú lái xe vốn đang rất lo lắng, thấy đường dũng chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp, lại có vẻ không chút lo lắng nào nên cũng thở phào nhẹ nhõm, hết sức phấn khởi ôm gà trống đi vào bếp, tôi thì ở lại trong phòng khách, muốn xem một chút nữa đường dũng có cần hỗ trợ gì không, ai ngờ đường dũng đẩy tôi ra ngoài, nói tôi không thể ở lại trong phòng khách một hồi quỷ đói thoát ra nhất định nó sẽ chó cùng đường mà quay lại cắn mà trên người tôi âm khí lại nặng âm khí của tôi sẽ tạo thành một bình phong che chở tự nhiên cho quỷ đói sẽ càng phiền toái hơn nghe anh ta nói cũng có lý tôi đành gật đầu một cái ra khỏi phòng khách tới thư phòng chờ đợi trong lúc chờ trời tối tôi đem lấy ngọc bội ra nhìn bóng người nhỏ mờ mờ ở giữa ngọc bội kia khó có thể tưởng tượng tô mộc đang phải trải qua những gì nhưng tôi rất nhanh thấy vui. Chỉ cần chờ đến tôi là đường dũng có thể đem tô mộc thả ra rồi. Vì phòng ngừa buổi tối trận pháp của đường dũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi liền vận âm khí không còn nhiều trong đan điền ngưng tụ thành âm tuyến đưa vào trong ngọc bội. Âm tuyến vừa tiếp xúc với ngọc bội. Nó cộng hưởng với lực cực âm trong ngọc bội. Sau đó rất kỳ lạ. Tôi giống như lạc vào một một không gian hoang vu. Không gian đó lớn dị thường. Bên trong trắng xóa không có gì, cũng không thấy điểm cuối. Mà ở trung tâm không gian, Tô Mộc nằm lặng lẽ trên mặt đất, hồn phách đã chia thành hai ba đạo hư ảnh chồng lên nhau. Cảm giác như hình ảnh 3D được nhìn qua kính 3D vậy, tôi chưa từng thấy Tô Mộc suy yếu như vậy, lúc này anh ấy rất an tĩnh, thân mình trắng như tuyến, làn da cũng một mảnh trắng như tuyết trong suốt, tựa như trẻ sơ sinh vậy, không nhiễm một hạt bụi. Khí tức bá lạnh lẽo bá đạo cũng đã biết mất vô ảnh vô tung, khiến lòng tôi giống như bị kim đâm đau thắt lại không thở nổi, tôi thậm chí ngay cả ôm anh ấy một cái cũng không dám, rất sợ anh ấy bị tôi ôm một cái sẽ giống như mây mù bị gió thổi, biến mất vô ảnh vô tung. Chương 143, Tô Mộc Tỉnh, anh, tôi sững sốt một chút, sự vui mừng đến quá đột nhiên khiến đầu óc tôi không kịp phản ứng, sững sờ nhìn Đường Dũng, lông mi rậm rạp của anh ta run mấy cái mới khẽ mở được một chút, thấy bộ dáng lo lắng của tôi đột nhiên nhếch môi cười, Nhằm nhở cười, Chẳng qua không cười được hai cái thì không biết anh ta làm gì để bị chạm vào vết thương. Hít sâu một hơi khẽ rên vì đau, nhè răng toét miệng nói, "Dương Dương, đều nói khi cõi lòng tan nát thì nước mắt sẽ đắng, nhìn thấy anh chết trái tim em cũng tan nát đi." Vừa nói anh ta vừa dùng răng muốn đứng lên, tôi lập tức đỡ anh ta lên, nhưng thấy bộ dáng nham nhở vừa rồi, tôi vừa mừng rỡ lại chuyển sang tức giận, buông anh ta ra, mắng, "Tan nát cái đầu anh. Đây là thế nào?" tại sao lại nổ giải hàng đầu thuật có vấn đề gì bị tôi hỏi anh ta mới nhớ chuyện đang giải thuật chợt mò từ dưới đất dậy chửi thề một câu rồi kéo tôi cùng ông chú lái xe chạy ra bên ngoài giống như điên vậy động tác hết sức nhanh sau khi ra khỏi cửa anh ta đóng mạnh cửa lại còn khóa lại bảo vệ tôi cùng ông chú lái xe cây ếch yêu ta sợ nhìn anh ta chờ sau khi anh ta khóa cửa xong ông chú mới hỏi đường dũng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vợ ông ấy bây giờ thế nào vợ của ông không có vấn đề gì, mạng có thể giữ được. Chẳng qua đứa con của ông thì, đường dũng nói, đứa bé, đứa bé thế nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải cậu nói có thể hóa giải sao? Nhắc tới đứa trẻ sắc mặt ông chú lái xe liền biến sắc, đưa tay tóm lấy cổ áo đường dũng, tức giận nói. Nếu đọc thấy nội dung bị nhảy cóc thì bạn hãy đọc lại chương trước trên gác sách.com nhé. Mặt đường dũng thoáng hiện vẻ áy náy, mặc cho ông chu lái xe lôi, nói là tôi sai. Tôi cho rằng vợ ông chẳng qua chỉ bị yểm hàng đầu thuật vệ ngựa đơn giản. Vừa rồi cũng sử dụng theo phương pháp giải thuật vệ ngựa. Ai ngờ ở trong cơ thể vợ ông sau khi đi ra ngoài cũng không phải quỷ chết đói, mà là một con. Vừa nói anh ta vừa trần chờ một chút, trên mặt cũng hiện lên vẻ không dám tin. Do dự một lúc mới nói, con chuột. Mặc dù đã sớm đoán được giải vệ ngựa xảy ra vấn đề, nhưng nghe nói có con chuột ở trong người vợ ông ta cả tôi cùng ông chú tài xế đều đồng loạt ngây ngần chẳng trách trên đám bột mực đỏ xuất hiện dấu chân nhỏ như vậy chẳng trách tiểu thúy lại gặm đồ bằng gỗ trong nhà chúng ta ban đầu đều bị che mắt cho là bà ta vì đói bụng thật ra bà ta chỉ dùng những thứ này để mài răng mà thôi chuột là động vật răng mọc dài tập quán sống chính là không ngừng gặm nhấm để răng không bị quá dài chỉ là cho dù ở trên người tiểu thúy là thứ gì thì cái này có liên quan gì tới đứa trẻ trong bụng bà ta Tôi không khỏi kéo kéo Đường Dũng hai cái, hỏi tại sao anh ta lại giam Tiểu Thúy lại. Mặc dù Tiểu Thúy giống như bị điên vậy, ở bên cạnh kêu la không ngừng, nhưng cũng không làm thương tổn tôi cùng ông Chu lái xe, lại không có sức làm gì. Sắc mặt Đường Dũng càng ngày càng tối xuống, nhìn ông Chu lái xe một cái, nói, "Em còn nhớ quan đạo trưởng trước nuôi Thiên Thai không?" Nhắc tới Thiên Thai lòng tôi co rút một cái. "Thiên Thai dĩ nhiên tôi nhớ." không chỉ con trai quan đạo trường mà ngay cả tô gia cũng có một thiên thai, chính là Trần Á Lan, hơn nữa Á Lan đó cùng thiên thai kia cũng từ tay một người, trên người có chung một đóng dấu. Bây giờ đường dũng nói tới thiên thai là có ý gì? Chẳng lẽ đứa bé trong bụi tiểu thúy cũng bị luyện thành thiên thai? Nghĩ tới khả năng này tôi bỗng như bừng tỉnh hiểu ra, nhớ Á Lan đã từng nói, trước khi cô ta bị luyện thành thiên thai thì mẹ cô ta cũng có phản ứng lạ thường xuất hiện đặc trưng của bò cái. Vợ quan đạo trưởng năm đó cũng xuất hiện hành động tương tự như chó cái. Bây giờ tiểu thúy bị con chuột ở nhờ nhất định có cùng tình trạng với mẹ Trần Á Lan năm đó. Con chuột kia cũng nhất định đang mang thai. Đã ba lần, hai lần trước đều là chuyện xảy ra cách đây hơn 40 năm. Hơn nữa, sau khi trải qua chuyện lần trước, Đường Dũng đã từng tìm tới Trần Á Lan một chuyến. Nhưng kết quả sau đó thế nào tôi cũng không biết. Xem ra chuyện này có thể có liên quan tới Đường Dũng tôi không khỏi nhìn đường dũng, mang theo ý hỏi, đường dũng nhìn ông chú lái xe một cái, hướng về phía tôi lắc đầu, ý là có ông chú lái xe ở đây mở lời không tiện. Sau đó anh ta nói với chú lái xe rằng tiểu thúy bây giờ không nguy hiểm gì, anh ta muốn lần nữa bày trận pháp rằng hàng đầu thuật mới, lần này so với lần trước còn nguy hiểm hơn nhiều, ông ta phải rời khỏi nơi này trước. Nếu không đừng nói đứa bé không gánh nổi mà ngay cả tiểu thúy hẳn cũng phải chết, không phải nghi ngờ anh ta nói cực kỳ nghiêm túc. Ông chú lái xe cũng sắp suy sụp, cặp mắt đỏ ao chờ nhìn đường dũng. Hiển nhiên không còn tin tưởng anh ta nữa. Cũng may ông chú lái xe tương đối hiểu chuyện. Người cũng tương đối trầm ổn. Mặc dù không tin tưởng đường dũng nữa nhưng có lẽ ông ta suy nghĩ một hồi. Hoặc tỉnh táo lại, bây giờ là lúc nguy cấp. Ông ta căn bản không kịp tìm những người khác. Sống hay chết cũng chỉ có thể nghe theo đường dũng yên lặng gật đầu một cái, ông chú lái xe bây giờ ngay cả tâm tình để nói chuyện cũng không có, chậm rãi xoay người rời đi, nhìn bóng dáng rất đau lòng, chờ sau khi chú lái xe rời đi, tôi vội hỏi đường dũng đưa bé trong bụng tiểu thúy có phải cũng bị luyện thành thiên thai, kẻ ném đá giấu tay có phải là do sư thúc của anh ta làm, dẫu sao trên cổ mỗi thiên thai đều có dấu ấn đặc thù của sư môn đường dũng ngoại trừ sư túc a gian đen kia ra thì người khác cũng không có khả năng lưu lại dấu ấn như của đường dũng được sắc mặt đường dũng không tốt gật đầu một cái có điều anh ta cũng không quay lại giúp giải thuật cho tiểu thúy mà bảo tôi lấy ngọc bội ra nói bây giờ trời đã tối rồi anh ta sẽ lấy tô mộc ra trước lúc này tôi mới nhớ tô mộc vẫn chờ đường dũng bày trận vội vàng đem ngọc bội lấy ra đưa cho đường dũng đồng thời đem tình hình bên trong ngọc bội kể cho đường dũng hỏi anh ta tại sao tô mộc nhận âm khí mà vẫn không có phản ứng đường dũng nghe vậy sắc mặt liền biến đổi chân mày nhíu lại nổi giận với tôi hét lên em truyền âm khí cho tô mộc ai bảo em tự mình truyền âm khí cho anh ta âm khí của em còn không đủ cho anh ta nhét kẽ răng anh ta là lệ quỷ, cần lượng âm khí quá lớn không cẩn thận sẽ hút khô em em anh ta mắng rất dữ dội ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy giống như hận không ăn tôi được vậy tôi phút chốc hoảng sợ cây ếch yêu ta sợ nhìn anh ta không dám nói gì nữa đây là lần đầu tiên anh ta giận dữ với tôi như vậy trong nháy mắt thật giống như tô mộc lần trước cũng may sau khi mắng vẻ mặt tức giận dần dần mất đi nhìn tôi thở dài nói thôi không sao là tốt rồi sau này ngàn vạn lần đừng làm chuyện như vậy rất nguy hiểm nói xong anh ta rút thiên địa kích trên người tôi ra một nhát cắt vào cổ tay đem nhỏ máu tươi lên trên chảy cán bột anh ta mang theo chảy cán bột vốn dĩ có màu trắng trong nháy mắt phát ra tia sáng đỏ, sau đó đường dũng lầm bầm đọc một chuỗi tiếng thái, đem tia sáng đỏ trên mặt chảy cán bột dẫn sang ngọc bội, ngọc bội nhàn nhạt bị màu đỏ như máu nhanh chóng bọc lại, chớp mắt đã xâm nhập vào trong thân thể tô mộc, đem nhuộm tô mộc thành một màu đỏ như huyết nhân, hai mắt tôi chăm chú nhìn ngọc bội, tim đập thình thịch sắp rớt ra ngoài, chỉ thấy màu đỏ trên người tô mộc càng ngày càng nồng đậm, không ngừng xoay tròn ở giữa ngọc bội cuối cùng biến mất trong thân thể tô mộc ước chừng hơn một giờ sau tia máu màu đỏ bị tô mộc từng chút từng chút hút vào cơ thể sau khi tia màu đã biến mất hoàn toàn tôi bỗng thấy thân ảnh bé nhỏ giữa ngọc bội cử động một chút sau đó bóng người chợt lóe từ trong ngọc bội phát ra ngưng tụ thành một bóng dáng màu trắng xuất hiện bên cạnh tôi tô mộc anh tỉnh rồi thấy tô mộc rốt cuộc lại đứng bên cạnh tôi tôi liền mực rỡ trực tiếp nhào tới xôm lấy anh ấy Tô Mộc cũng đưa tay ôm lấy tôi, lần này là ôm thật, mặc dù bóng người của anh ấy có hút mờ ảo nhưng tôi đã thật sự có thể chạm vào anh ấy. Hơn nữa căn cứ vào mức độ ngưng tụ hiện tại hẳn thực lực của anh ấy đã khôi phục lại ở cảnh giới quỷ mới, mặc dù còn thấp đáng thương nhưng dầu gì cũng không cần lo lắng hồn phi phách tán, tôi thật vui vẻ ôm ghi lấy mặt anh ấy rồi hôn. chương 144, đỡ đẻ thiên thai, hôn chưa được hai cái tô mộc liền đẩy tôi ra lúc này tôi mới ý thức được mình vừa vui vẻ quá đà đường dũng vẫn còn ở phía sau chúng tôi ánh mắt tô mộc cũng đang nhìn đường dũng mặc dù sắc mặt lạnh như băng nhưng vẫn nở một nụ cười với đường dũng nói cảm ơn sì si, ai cần anh cảm ơn nếu không phải vì nề mặt dương dương thì ta đây cũng kệ anh đường dũng trợn mắt hung dữ nhìn tô mộc tức giận nói ánh mắt nhìn tô mộc vẫn tràn đầy địch ý như cũ tô mộc cũng không thức giận quay lại nhìn tôi đưa tay lên vén tóc rối của tôi dịu dàng nói đồ ngốc không phải là lần đầu tiên gặp anh vui vẻ như vậy sao đương nhiên là vui anh không biết lúc trước anh gặp nguy hiểm thế nào hồn phách cũng chia thành mấy phần em còn tưởng sẽ không còn được gặp lại anh tôi nói vẫn có chút không dám tin cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột cứ xoay quanh tô mộc mấy vòng biểu cảm tô mộc vẫn nhàn nhạt nhưng khóe miệng rõ ràng là hơi mỉm cười gặp lại tôi anh ấy cũng rất vui vẻ vừa đặt tay lên vai tôi không cho tôi di chuyển quanh anh ấy nữa vừa nói anh ấy không sao nói xong còn kéo tay tôi bảo tôi sau này không được truyền âm khí cho anh ấy anh ấy bị thương có thể tự mình khôi phục tôi không còn là kẻ ngốc như lúc đầu anh ấy nói chuyện hoang đường như vậy tôi không tin cho dù anh ấy có thể tự khôi phục nhưng bị thương nặng như vậy chẳng lẽ lại phải chờ mấy trăm năm để khôi phục sao có điều tâm tình bây giờ của tôi rất tốt tôi không vạch trần anh ấy lại vây quanh anh ấy hai vòng chắc chắn anh ấy đã khôi phục trạng thái quỷ mới lúc này tôi mới yên lòng buông tô mộc hỏi đường dũng nên làm gì bây giờ cổ tay đường dũng cắt bị thương chảy máu không ít cũng may anh ta có mang theo thuốc cầm máu lấy ra sức nơi cổ tay máu tươi đã rất nhan ngừng chảy chỉ là do mất quá nhiều máu nên sắc mặt của anh ta hơi tái nhợt nói bây giờ tinh khí của anh hao tổn không có cách nào giải thuật cho tiểu thúy chuyện này phải nhờ hai người đứa bé trong bụng tiểu thúy đã bị chuột cây đổi hồn, chờ khi đứa bé sinh ra chính là ngày chết của tiểu thúy, cho nên thừa dịp bây giờ phải cưỡng ép cho tiểu thúy đẻ. Dương Dương, em đỡ đẻ, hả? Em không biết đỡ đẻ, tôi liền luống cuống, nếu nói ở bên hỗ trợ đường dũng giải hàng thuật thì tôi còn làm được, bây giờ bảo tôi đỡ đẻ tôi nào có kinh nghiệm, đường dũng thở dài một tiếng, liếc nhìn tô mộc ở bên cạnh, nói, bây giờ đỡ đẻ cũng chỉ có em lão quỷ kia âm khí quá yếu tùy tiện đỡ đẻ sẽ có thể bị thiên thai chiếm đoạt lát nữa anh ta ở bên cạnh đem âm khí truyền vào trong bụng tiểu thúy thiên thai đã là hồn thể nhu cầu âm khí vô cùng mãnh liệt huống chi trên người lão quỷ là lực cực âm anh ta có thể dùng nó để hấp dẫn thiên thai chờ thiên thai vừa ló đầu em liền bóp một cái vào cổ thiên thai đem lôi nó ra ngoài chỉ cần có thể lôi thiên thai ra khỏi cơ thể mẹ thiên thai mất đi liên lạc với tiểu thúy Phần tiếp theo thì dễ làm. Đường Dũng luôn miệng gọi Tô Mộc là lão quỷ. Mặc dù anh ta với Tô Mộc luôn không vừa mắt, nhưng bây giờ trong giọng nói đã ít địch ý đi rất nhiều. Chẳng qua để khỏi mất mặt cho nên còn không gọi thẳng tên Tô Mộc. Đọc trên gác sách.com để ủng hộ nhóm dịch nhé dấu bé ba, Tô Mộc cũng không tức giận. Trên mặt từ đầu đến cuối luôn mỉm cười. Tùy ý để Đường Dũng sắp xếp công việc, tôi lại thử từ chối nhưng Đường Dũng nói không được anh ta nói cho dù chờ tới ngày sinh để thiên thai chủ động ra thì đỡ đẻ cũng chỉ có thể là tôi. Con người thường bị ép tới đường cùng mới biết mình có tiềm lực lớn như thế nào vì không muốn cho tô mộc lại bị ảnh hưởng. Tôi chỉ có thể cắn răng nhắm mắt đồng ý, phân công xong chúng tôi lần nữa quay lại phòng khách đang nhốt tiểu thúy, kỳ lạ là, vừa rồi tiểu thúy còn như đang điên cuồng, vừa khi tô mộc bước vào phòng trong nháy mắt liền an tĩnh lại, thật giống như người bình thường ngồi trên ghế sofa ánh mắt nhìn chằm chằm tô mộc không nói lời nào tôi có chút kỳ lạ nhìn tô mộc trên mặt anh ấy cũng lộ vẻ kỳ quái nhìn tiểu thúy có chút không hiểu thật may lần giải thuật vừa rồi mặc dù xảy ra vấn đề nhưng sợi dây trên người tiểu thúy từ đầu đến cuối vẫn không bị tuột bây giờ bà ta vẫn đang bị trói lại chúng tôi cũng không sợ bà ta sẽ gây nguy hiểm gì đi đến bên cạnh tiểu thúy tô mộc dẫn dắt ra một lực âm cực đưa vào trong bụng tiểu thúy dù sao tô mộc cũng là lão quỷ trên trăm năm cho dù thực lực suy giảm nhưng động tác vẫn tương đối thuần thục vung tay lên một cái đã có một âm tuyến như tơ nhện lơ lửng trong không khí hướng bụng tiểu thúy bay tới cho dù biết thực lực tô mộc rất kém nhưng thấy âm tuyến anh ấy tạo ra khiến tim tôi đau thắt lại giống như dao vẫn đang đâm vào tim sao âm tuyến lại nhỏ như vậy thậm chí còn không lớn bằng âm tuyến của tôi trải qua trăm năm mới tu luyện thành lệ quỷ Hiện giờ Tô Mộc bị đánh trở vờ thành quỷ mới, là cảm giác gì? Giống như một lực sĩ thể thao đỉnh cao đột nhiên bị liệt, không thể thoải mái khống chế thân thể đi, mà tất cả mọi chuyện này cũng là vì cứu tôi. Tôi nhìn Tô Mộc nghiêm túc ngưng tụ âm tuyến mà đau lòng, không biết từ khi nào hốc mắt tôi đã tràn ngập nước mắt, bây giờ Tô Mộc cũng không nhìn tôi. Toàn bộ tâm trí đều đặt trên âm tuyến, cho dù âm tuyến nhỏ như vậy nhưng anh ấy giống như phải dùng hết sức để khống chế. Không bao lâu sau chán đã dỉ ra một lớp mồ hôi mịn, tôi cũng không giúp được gì. Thấy tô mộc toát mồ hôi liền lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp anh ấy. Đợi đã, đường dũng đột nhiên kêu lên một tiếng, nhìn tôi cây ếch yêu ta sợ, tôi bị sợ run cả người, suýt chút nữa đem khăn giấy vứt bỏ, chớp mắt đường dũng đã đi nhanh tới. Thận trọng cầm lấy chiếc khăn tôi vừa mới lau mồ hôi cho tô mộc, nhìn một chút, chân mày nhíu lại, đây là gì? ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm lên vị trí bị ướt của khăn giấy, hỏi tôi, tôi bị anh ta hỏi có chút sửng sốt, mồ hôi, sau khi nói xong cả người tôi cũng run lên, chợt kịp phản ứng. Tô Mộc là quỷ, bản thân âm hồn cũng không có nước mắt, càng không thể nào có mồ hôi, vậy chất lòng này là từ đâu ra, tôi cả kinh trong lòng, đưa mắt nhìn về phía Tô Mộc, nhưng tôi còn chưa đi tới và hỏi anh ấy về điều này thì Tô Mộc đã trầm giọng kêu lên, ra rồi đang nói, tiểu thúy vẫn luôn im lặng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé nát tâm can. Phía dưới quần bà ta bị một chất lỏng đục ngầu nhuộm ướt, tôi sợ choáng váng, lo lắng nhìn tiểu thúy đang dãy giụa thống khổ, hỏi đường dũng nên làm gì bây giờ. Đường dũng cùng tô mục đồng loạt quay lưng lại, chỉ còn lại một mình tôi đứng trước mặt tiểu thúy, tay chân luống cuống, cười quần bà ta xuống, lôi đưa bé ra khỏi bà ta. Đường dũng vội nói. À, tôi đáp lại một tiếng, lập tức theo lời đường dũng nói, đem quần của tiểu thúy cởi ra, sau đó lấy hết can đảm nhìn vào giữa hai chân bà ấy, còn chưa hiểu rõ tình hình thế nào thì giữa hai chân tiểu thúy phun ra một huyết dịch màu đen, sau đó một quả cầu thịt tròn vo từ từ chui ra, ra rồi, hình như là đầu tôi trong nháy mắt kích động, lại sợ tới luống cuống, hai tay run rẩy đưa ra đón. Nhưng tay tôi còn chưa chạm tới thì một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên kéo tôi về phía sau tôi cảm giác được có một trận gió lạnh thổi qua trước mặt tay tô mộc đã ngăn ở trước mặt tôi quả cầu thịt giống cái đầu vừa rồi lúc này đã há to miệng lộ ra hai hàm răng dày đặc nhọn hoắt đớp một tiếng lên cánh tay tô mộc tô mộc tôi sợ hãi hết lên một tiếng theo bản năng muốn đẩy cái đầu kia ra nhưng tay tôi còn chưa đưa tới thì cánh tay còn lại của tô mộc đã ôm tôi nói đừng chạm vào nó đã yêu hóa nói xong cánh tay bị cắn của tô mộc kéo mạnh về sau tay kia bóp lấy cái đầu từ từ lôi ra khỏi cơ thể tiểu thúy. mươi 145, khiêu khích, tôi nhìn thấy đứa bé bị lôi ra ngoài liền ngần người, đây là dạng quái thai gì? Đầu nó tròn vo không một sợi tóc mà chỉ có da màu hồng nhăn nheo, hai mắt vẫn nhắm chặt vẫn còn có một màng màu hồng dính vào, giữa miệng của nó có hai hàm răng hình răng cưa đen nhánh, nếu như bị nó cắn một cái ít nhất sẽ bị xé một miếng thịt lớn cái này cũng chưa tính đầu của nó cho dù rất kinh khủng thì cũng vẫn chỉ nhỏ như đứa trẻ bình thường nhưng phần thân thể liền sát với đầu thì lại nhỏ hơn rất nhiều còn không bằng bàn tay tôi tay chân đều có móng vuốt phía dưới cùng trên mông còn thò ra một cái đuôi ngắn màu hồng cho dù tôi còn chưa từng thấy chuột con mới sinh cũng có thể nhận ra đây căn bản là thân thể của con chuột được gắn với đầu người khiến có một loại kinh khủng không nói ra được tôi cây ết yêu ta sợ nhìn quái vật kia hồi lâu mới bị tiếng của đường dũng làm tỉnh. Chà, quỷ vật này không phải là chuột gửi hồn, mà là vương bát gửi hồn, dưới miệng đã chết, anh ta hùng hùng hổ hổ. Mặc dù mặt vẫn nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu nhưng tinh thần thì rất tốt. Hai tay đấm mạnh vào đầu con quái vật kia, dùng móng tay chỉ vào gò má con quái vật bấm mạnh một cái. a à, một tiếng, đứa trẻ sơ sinh kia lập tức kêu lên một tiếng giống như vừa khóc vừa cười cái miệng cắn chặt tô mục lúc này cũng buông ra, nhưng đầu cắn về phía đường dũng. Đường dũng dù bản lãnh không quá xuất chúng nhưng động tác lại nhanh nhẹn khác thường. Tôi còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra thì đường dũng đã tránh sang một bên. Sau đó lấy ra một chiếc túi làm bằng da rắn, đem quái vậy kia nhét vào trong túi rồi buộc miệng túi lại, quái vật kia ở trong túi dãy giụa như điên, nhưng bản thân túi rất mềm, lại được chế tạo từ da rắn vô cùng co giãn mặc nó dãy giụa thế nào cũng không ra được chờ đến khi nó không còn khí lực để dãy giụa thì đường dũng mới buông tay ra đem ném nó xuống đất sau đó anh ta quay đầu lại đôi mắt nhìn chằm chằm tô mộc một hồi thật giống như không biết tô mộc vậy có điều anh ta chẳng qua chỉ là nhìn tô mộc chứ không nói gì sau đó đi ngay tới bên cạnh tiểu thúy bận rộn cầm ra rất nhiều loại bột làm gì đó với tiểu thúy tôi còn đang lo lắng cho tô mộc mới bị gặm một miếng thấy đường dũng không cần chúng tôi hỗ trợ liền kéo tô mộc sang một bên, đau lòng cầm tay anh ấy cẩn thận xem xét, mặc dù tay anh ấy là âm khí ngưng tụ mà thành nhưng quái vật kia cắn một cái rất sâu, hiển nhiên cũng sẽ gây ra vết thương cho anh ấy. Nhìn một hồi tôi liền thấy trên mờ u bàn tay trắng nõn của tô mộc có một vệt dấu răng hình răng cưa màu đen, mặc dù cắn không sâu nhưng có màu đen xì, nhìn qua giống như bị trúng độc, thấy mà giật mình, tôi cũng không biết nên nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa vết cắn giọng run run nói đau không đau đau như bị đứt gân ấy tô mộc nói giọng anh ấy còn hơi run run người tôi run lên cây ếch yêu ta sợ ngừng đầu nhìn anh ấy đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tô mộc than đau với tôi theo như tính khí của anh ấy thì cho dù hồn phi phách tán cũng không chớp mắt một lần lần này lại kêu đau hẳn phải đau thành cái dạng gì nước mắt tôi nhịn nãy giờ liền tuôn xuống như mưa ôm cánh tay tô mộc vào lòng ngực nhẹ nhàng thôi phù phù vào tay anh ấy đau lòng mắng tô mộc anh có phải là rất ngốc không biết rõ nguy hiểm sao còn thay em để nó cắn một miếng anh cho rằng anh vẫn là lệ quỷ trăm năm trước kia sao bây giờ âm khí của anh rất ít nếu vừa rồi một cắn kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh bị hồn phi phách tán phải làm thế nào không cho phép anh để một mình em ở trên đời này không nhìn ra em lúc nào quan tâm anh như vậy có phải sợ anh bị hồn phi phách tán không còn ai muốn em? Tô Mộc cúi đầu nhìn tôi, trong giọng nói bỗng nhiên có ý trêu chọc, tôi không khỏi sừng sốt một chút, không phải vì lời của Tô Mộc mà là vì giọng điệu của anh ấy. Vừa rồi anh ấy còn đau tới mức run người, sao lại có tâm tư trêu chọc tôi như vậy, không đợi tôi phục hồi tinh thần. Tô Mộc lại tiếp tục nói, nếu em đau lòng như vậy, anh biết có một phương pháp nhanh chóng làm hết đau, em có muốn thử một chút không, phương pháp gì? Tôi theo bản năng hỏi chính là thế này tô mộc nói nói xong anh đã cúi đầu xuống hai bờ môi lạnh như băng ịn vào môi tôi chiếc lưỡi như con rồng uyển chuyển cậy miệng tôi ra cùng với một cổ thoang thoảng không nói ra được quanh quần ở trong miệng tôi ô tôi bị tô mộc hôn không kịp đề phòng nước mắt lo lắng cho anh ấy vẫn còn ướt trên mặt dùng rằng muốn đẩy anh ấy ra nhưng khí lực của anh ấy rất lớn hơn nữa động tác càng bá đạo giống như cây cỏ hạn hán gặp mưa nhỏ vậy Lưu luyến ôm lấy tôi làm sao cũng không chịu buông, tôi rất nhanh liền bị hôn tới mức không thở nổi, sụi lơ trong ngực anh ấy, cảm giác toàn thân như bị dòng điện chạy qua, mềm nhũn. Hôn một lúc lâu cho đến khi bên phía đường dũng phát ra tiếng vang tô mộc mới quyến luyến buông tôi. Cho dù thân thể anh không rắn chắc như trước nhưng khí thế không giảm chút nào, bá đạo nhìn tôi nói, ngu ngốc. Anh sẽ không chết dễ dàng như vậy, sau này em hãy ngoan ngoãn cất giữ âm khí kia trong cơ thể em đừng tìm phiền toái cho anh là được nếu như lần sau còn dám truyền âm khí cho anh thì sẽ không chỉ trừng phạt đơn giản như này anh nhất định sẽ phạt em không xuống giường được nói xong anh ấy lấy tay đưa lên đầu tôi xoa xoa tóc tôi không đợi tôi kịp phản ứng đã rất tự nhiên kéo tay tôi đi tới bên phía đường dũng còn tôi giống như bị hôn khiến ngu đi đầu óc trống giống không ngừng quanh quẩn mấy lời nói vừa rồi của anh không cho phép rót thêm âm khí cho anh ấy nếu không phạt tôi không xuống giường được không xuống giường được là có ý gì còn có không phải anh ấy nói có phương pháp làm hết đau sao phương pháp đó chính là hôn tôi vậy làm sao lại biến thành trừng phạt não tôi xử lý không kịp vừa ngơ ngác nhìn vừa đi theo anh ấy đi thẳng tới trước mặt đường dũng mới dừng lại sau khi dừng lại tôi vẫn chưa yên lòng về tô mộc lần nữa nhìn đến tay anh ấy nhưng phát hiện vết thương vừa rồi trên tay anh ấy đã không còn nữa bàn tay trắng nõn đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu không có chút dấu vết đã bị thương nào. á, à, tay anh khỏe thật. cây đó thật sự có thể chưa thương. tôi lắp bắp nói. cây ếch yêu ta sợ nhìn anh ấy. có điều ngay sau đó tôi nhớ ra, lúc trước khi uống nỗi rượu của tam trưởng lão cản thi phái, tô mộc cũng thông qua việc đó giúp tôi giải độc. có thể tiếp xúc thân mật thật sự có công hiệu giải độc đi. nghĩ tới đây, mặt tôi liền thẹn thùng đỏ bừng. hóa ra việc đó còn có công hiệu này khi tôi còn đang bần thần thì đường dũng đã xử lý xong thương tích trên thi thể tiểu thúy đem bà ấy đặt lên giường mặc dù hô hấp tiểu thúy còn rất yếu nhưng khí tức trên người bà ấy đã gần ổn định có lẽ an dưỡng tầm một tháng nữa liền không có vấn đề gì sau khi chăm sóc cho tiểu thúy xong đường dũng liền thu thập đồ đạc nghiêng đầu nhìn tôi kỳ quái hỏi dương yêu mặt em sao lại đỏ như vậy còn có em vừa nói tay lão quỷ đã khỏe tay anh ta thế nào Ai là dương yêu của anh, anh có thể đứng đắn một chút không? Tôi bị đường dũng gọi vậy có chút thẹn quá hóa giận, mặc dù đã quen anh ta hay trêu tôi như vậy nhưng trước mặt tô mộc bị gọi vậy tôi vẫn thấy không được tự nhiên, dương dương, anh vẫn luôn rất đứng đắn, huống chi em sợ cái gì? Lão quỷ này, không đúng, bây giờ là quỷ mới, thực lực của anh ta bây giờ giảm nhiều, căn bản không phải là đối thủ của anh. Cho dù anh ta nghe không lọt tai cũng chỉ có thể nhìn, đúng không? đường, Dũng đã làm xong việc chính lập tức khôi phục dáng vẻ cợt nhà bình thường. Nói xong lời cuối cùng còn nghiêng đầu hỏi ý kiến Tô Mộc, rõ ràng là đang gây chuyện, không biết vì sao. Rõ ràng đường Dũng bây giờ lợi hại hơn Tô Mộc nhiều nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lo lắng thay cho đường Dũng. Quả nhiên, đường Dũng vừa dứt lời Tô Mộc liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt trong trèo lạnh lùng bỗng rơi trên người đường Dũng, nói, cậu nhất định muốn tôi chịu đựng, chương 146, mẹ không phản đối. Nói xong hắn còn khiêu khích nhìn Tô Mục một cái, ghét bỏ đem tay của Tô Mục hất ra. Tô Mục biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, căn bản không để ý đường dũng. Nhưng tôi có chút kinh ngạc, hỏi Tô Mục có phải thật vậy hay không? Anh vừa nãy căn bản cũng không có bị thương. Em hy vọng anh bị thương sao? Tô Mục mang trên mặt một chút ý cười thản nhiên, cúi đầu xuống nhìn tôi, hỏi, ân. Không hy vọng, tôi lắc đầu một cái, Tô Mục vừa rồi đau đến như vậy, lòng tôi cũng đều khó chịu, đương nhiên không hy vọng hắn bị thương. Bây giờ biết được anh không có bị thương em có phải hay không thấy rất vui vẻ, rất may mắn. Tôi phủ nhận. Tô Mộc trên gương mặt đẹp trai bất thình lình bày ra nét mặt tươi cười, giống như trong mùa đông giá rét đột nhiên xuất hiện một tia nắng ấm áp chiếu vào trên mặt tôi, nhất thời liền xem đến ngây người, mờ mịt gật đầu. Lúc này chỉ còn dư lại một cái ý niệm, thật mẹ nó đẹp trai, đường dũng khiêu khích không được thấy tôi còn vẻ mặt mê trai nhìn tô mục, tức giận đến mũi muốn lệch đi, một tay đem tôi túm đến phía sau, chen vào giữa tôi và tô mục, được rồi. Thời gian không còn sớm, tôi bên này đã làm xong, các ngươi không phải là còn muốn tìm âm huyệt sao, thừa dịp trời tối lão quỷ này hiện thân, nhanh chóng làm việc, nói, xong đường dũng đem tôi kéo đến một bên, dùng giấy bút viết lên số thẻ ngân hàng cũng như phương thức liên lạc. Sau đó lôi tôi đi ra ngoài tôi lúc này mới chợt hiểu vỗ lên đầu mình một cái thiếu chút nữa đem việc chính quên bỏ tô mộc ra tôi để anh tìm kiếm một chút vị trí của âm huyệt tô mộc đương nhiên biết cách tìm kiếm âm huyệt rất quan trọng cũng thu lại đùa giỡn trong miệng thì thầm thiên hạ to lớn đều là thuộc về âm dương tìm âm dò dương y ở trong miệng tô mộc niệm một chuỗi dài đông tây giống như thầy tướng số đọc khẩu quyết tìm gió giò nước một bên niệm một bên ngón tay thon dài của tô mộc vẫn bấm mấy cái thủ quyết phức tạp, chờ khẩu quyết cùng thủ quyết đều làm xong. Tôi nhìn thấy tô mộc nhắm lại hai mắt bỗng nhiên chuyển một chút, sau đó tô mộc chỉ một ngón tay về phương hướng Tây Bắc, nói dọc theo cái phương hướng này đi suốt 378 km, chính là âm huyệt. Nói xong tô mộc lần nữa bắt được hai vai tôi, để tôi đi về nhà, có đường dũng mang theo tô mộc đi âm huyệt là tốt rồi, tôi lắc đầu cự tuyệt nghĩ đến quan hệ của Tô Mộc cùng Đường Dũng, đem Tô Mộc giao cho Đường Dũng tôi làm sao có thể yên tâm, vạn nhất Đường Dũng thừa dịp ban ngày Tô Mộc ra không được, đem hắn ném tới hoang Sơn giã lĩnh nào đó thì làm sao bây giờ, nhưng Đường Dũng lần này vậy mà phi thường phối hợp, cũng vỗ vỗ bả vai của tôi, để cho tôi về nhà, hai người bọn họ đều nói như vậy. Hơn nữa nhìn hai người cũng không dự định mang tôi đi, dù cho tôi nói như thế nào đều không được, thực sự không có biện pháp, tôi chỉ gật đầu đáp ứng dù sao âm huyệt cũng tìm được rồi kế tiếp đi hướng âm huyệt đưa tô mộc phóng vào là được tuy là đường dũng rất ghét tô mộc nhưng nhìn bọn họ hiện nay quan hệ này cũng không đến mức đem tô mộc ném nửa đường quyết định bọn họ hai người đi âm huyệt tôi về nhà ở với ba mẹ sau đường dũng đưa tôi về biệt thự để cho tôi ở biệt thự ngoan ngoãn chờ bọn hắn quay về nói xong bọn họ không có dừng lại nhiều suốt đêm lái xe hướng âm huyệt chạy đi tôi liên tiếp mệt mỏi thật nhiều ngày, kỳ thực sớm đã chịu không nổi, vừa trở về tắm rửa một cái liền lên giường nằm ngủ, chờ tôi lại lần nữa tỉnh thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa, mẹ tôi cầm lên một ly sữa, ngồi ở bên giường yêu thương nhìn tôi, thấy tôi thức dậy, lập tức kêu một tiếng dương dương, tôi sợ hết hồn, thấy rõ là mẹ tôi mới thở phào một hơi, ngồi dậy hỏi nàng làm sao vậy, tại sao sẽ ở bên cạnh nhìn tôi ngủ. Lâu lắm không gặp con, mẹ thấy con gầy quá nói tay còn xoay nhẹ mặt của tôi muốn nói lại thôi tôi không nén nổi có chút chua sót trước đây khi tôi lên đại học cơ hồ cuối tuần nào cũng sẽ về nhà một lần nhưng từ khi tốt nghiệp đại học cùng vương văn về nhà sau liền gặp tô mộc tiếp đó nửa năm này cũng không thường xuyên quay về cũng khó trách mẹ hội nhớ tôi rời giường rửa mặt một phen tôi lôi kéo tay mẹ trở lại phòng khách hứng thú chản trề nói tôi muốn làm một bữa tiệc lớn an ủi ba mẹ hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi cũng sẽ ở trong nhà làm bạn với ba mẹ để cho bọn họ xem tôi thật kỹ một chút mẹ tôi biết được tôi sẽ ở nhà cùng bọn họ trong một thời gian ngắn liền cao hứng vô cùng cũng đi theo vào phòng bếp nói tôi trước đây chưa từng làm cơm để mẹ giúp một tay chúng tôi hai người rửa rau nấu cơm hết sức ấm áp hòa thuận hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi vào ở trong biệt thự này chân chính dùng thời gian mới phát hiện biệt thự này mỗi chi tiết đều thiết kế tương đối thoải mái hợp lý bên cạnh bồn có máy rửa bát, quá thuận lợi rồi, nghĩ đến biệt thự sau này sẽ là nhà của tôi cùng tô mộc, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, một chút ngọt ngào dạo rực ở trong lòng, mẹ tôi thấy vẻ mặt của tôi, cũng hết sức vui mừng, kéo tôi lại, lời nói thâm thiế, dương dương, này hơn nửa năm thời gian, còn một mực bên ngoài, đã trải qua nhiều như vậy đau khổ, cũng không cùng người nhà nói ra, đứa nhỏ này thật là, ân. Tôi trải qua thống khổ gì? tôi bị mẹ nói không đầu không đuôi sừng sốt một chút, cũng không biết đường dũng ở nhà thời điểm cùng mẹ tôi nói cái gì, vì không làm lộ, tôi chỉ gật đầu, qua loa ứng phó, không có việc gì, mẹ, mọi chuyện đều đã qua. Mọi chuyện đều đã qua, nhưng chúng ta là người một nhà, con có chuyện phải cùng cả nhà nói, đừng giấu giếm lừa gạt. Mẹ tôi nói, nói xong mẹ tôi liền cười, chẳng qua vương văn như vậy đối với con, chia tay cũng tốt, con đứa nhỏ này liền đem tâm thu hồi lại không cần lại nghĩ đến hắn con cùng tiểu dũng hòa hợp miễn là ngươi hạnh phúc mẹ với ba mới an tâm dạ tôi gật đầu nhưng không được bao lâu tôi đột nhiên phản ứng cây ếch yêu ta sợ hỏi mẹ tôi mẹ vừa nói ai tiểu dũng là ai thấy tôi hỏi mẹ tôi liền cười nhìn tôi giống như nhìn kẻ ngốc đứa nhỏ nói cùng mẹ còn ngại ngùng cái gì con nói tiểu dũng là ai là đường dũng chứ ai hai đứa bây giờ không phải là đang yêu nhau sao nó cũng nói với mẹ rồi mẹ thật sự quý nó đối với hai đứa không ý kiến không ý kiến cái gì a à? sao lại không ý kiến con với anh ta mới không tốt đây tôi nhất thời nhức đầu đường dũng đáng chết dám thừa dịp tôi không ở đây đã cùng rót vào mẹ tôi lời ngon ngọt gì nói liều mẹ tôi thấy tôi chối nhưng vẫn không tin nói thẳng đứa nhỏ này có gì mà không thể cùng nói với nhà Tiểu Dũng cũng đã nói rõ với mẹ, thằng Vương Văn chân đạp mấy thuyền, căn bản là kẻ lừa gạt tình cảm, nếu không phải nhờ Tiểu Dũng thì con bị Vương Văn bán cũng không biết. Nhà chúng ta cháy lần trước cũng là Vương Văn làm phải không, thật mất trí. Người như vậy sau này con bớt qua lại, con xem Tiểu Dũng, đứa nhỏ này vui tính, lại rất thích con, con chỉ có ở cùng nó thì mẹ mới yên tâm. Chương 147, âm khí chạy mất, yên tâm con khỉ tôi âm thầm lầm bầm trong lòng, lại giải thích mấy câu với mẹ tôi, nhưng có lẽ bà đã bị đường dũng bỏ bùa mê thuốc lú. bất kể tôi nói gì bà cũng không tin. cuối cùng tôi đành dứt khoát nói thẳng tôi đã có bạn trai, không phải đường dũng, tên tô mộc. soảng con dao của mẹ tôi rơi xuống đất, bà cây ếch yêu ta sợ nhìn tôi. con nói gì? nói lại lần nữa, con đã có bạn trai, tên là tô mộc. vậy con còn cùng đường dũng hòa hợp? đứa nhỏ này học ai lại cũng bắt cá hai tay. Lộc ra chúng ta cho tới bây giờ còn không có người như vậy, nháy mắt mẹ tôi nổi giận đùng đùng. Cũng không nấu cơm nữa, hận không được đưa tay đánh tôi. Tôi thấy tình huống không ổn lập tức chạy ra phòng khách, vừa chạy vừa gọi ba tôi xuống cứu tôi. Ba tôi vốn đang đọc sách ở lầu 2, nghe thấy tôi kêu lên liền lập tức chạy xuống, khuyên can mãi mới ngăn được mẹ tôi lại. Lúc này mẹ tôi đã hoàn toàn không có tâm tình nấu cơm không có biện pháp nào, tôi liền gọi đặt đồ ăn từ bên ngoài, sau đó ngồi ở trên ghế salon nghiêm túc nói với cha mẹ tôi chuyện tôi với Tô Mộc, dĩ nhiên vì không để cho mẹ tôi lo lắng, đoạn chuyện với Vương Văn tôi cũng không nói thật, mà theo kịch bản của Đường Dũng nói tiếp. Còn thân phận quỷ của Tô Mộc dĩ nhiên tôi cũng không nói tới một chữ, chỉ nói anh ấy đối với tôi rất tốt, đã cứu tôi rất nhiều lần, biệt thự này cũng là Tô Mộc mua đưa cho tôi, nhà tôi từ trước đều như vậy tư tưởng tiểu nông trong mẹ tôi cũng tương đối nặng vừa nghe biệt tự này là tô mộc đưa liền cũng không còn không ưa tô mộc như vậy nữa chỉ nói tôi cần suy nghĩ thật tốt không nên vì tiền mà bỏ qua đứa trẻ tốt như đường dũng không thể không nói tên đường dũng kia quả là cáo già tình trường trước tiên lại đi lấy lòng phụ huynh nhìn dáng vẻ mẹ tôi một lòng ủng hộ đường dũng tôi bỗng nhiên lại có chút lo lắng cho tô mộc tính cách anh ấy âm tình bất định có thể sau này sẽ phát sinh mâu thuẫn gì với mẹ tôi không Nghĩ đến cuộc sống sau này, tương lai tôi sẽ cùng Tô Mộc sống chung một chỗ rất hạnh phúc, khóe miệng tôi liền không tự chủ cong lên cười thỏa mãn. Mẹ tôi vốn đang khuyên tôi phải thận trọng với tình cảm, thấy bộ dáng thẹn thùng của tôi liền liếc tôi hai cái, nói gì con gái lớn không thể giữ trong nhà, giữ tới giữ lui lại thành buồn. Ý của bà là đồng ý, tôi nhất thời mừng rỡ, xông tới ôm mẹ tôi rồi hôn mấy cái. Không bao lâu sau đồ ăn bên ngoài đã tới. Sau khi chúng tôi ăn cơm tôi liền cùng mẹ ở dưới lầu xem tivi Ba tôi vào ngủ trưa trong phòng ngủ Mấy ngày kế tiếp cuộc sống của tôi tương đối nhàn nhã Mỗi ngày chính là ở cùng cha mẹ nói chuyện phiếm xem tivi Chỉ có buổi tối khi ngủ tôi mới ngồi ở trên giường ngưng thần tĩnh khí Tiến vào thượng đan điền tu luyện âm khí Thêm, các sách khi tìm chuyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé Không thể không nói Tô Mộc khi còn sống không hồ là đại sư phong thủy Nhà này mặc dù ở một khi đất nổi tiếng là hung trạch, âm khí cực kỳ nặng, nhưng bởi vì anh ấy đã tới một chuyến, âm khí đã hấp thu hết, chỉ cần chúng tôi có thể hấp thu phần âm khí do nhà này sinh ra là khí tức trong căn biệt thự có thể đạt tới trạng thái âm dương cân bằng, cái gọi là âm dương cân bằng. Khoảng thời gian này tiếp xúc với Tô Mộc cùng Đường Dũng, tôi cũng có được hiểu biết đại khái, giống như Phong Thiên bọn họ là người tu đạo tu tiên. Tất cả là vì cầu một âm dương thăng bằng, cho nên đạo gia bọn họ có một hình vẽ vô cùng nổi tiếng, âm dương thái cực đồ, chính là âm khí cùng dương khí đạt tới trạng thái cân bằng hoàn mỹ. Có thể trạng thái này dường như là lý tưởng hóa, rất khó thực hiện, bởi vì thời tiết, nhiệt độ mỗi ngày đều ảnh hưởng tới sự cân bằng âm dương. Hơn nữa các loại địa thế đất đai cũng khác, đồng bằng nhiều dương khí, khe rãnh nhiều âm khí, chỉ có một điểm ở giữa số ít núi non trùng điệp không cao không thấp, không lạnh không nóng vừa vặn ở trên địa thế âm dương đạt tới điển thăng bằng. Từ xưa đến nay, nhưng nơi được trời ban cho này gọi là địa linh nhân kiệt, được các đại sư phong thủy các triều đại tìm được mở cửa lập phái, sau đó mới có chùa miếu mọc lên. Những kiến thức này có một chút là tô mộc nói cho tôi, có một chút chính là trong quyển hỗn nguyên kinh mà phong thiên đưa cho tôi. Dựa theo việc Phong Thiên coi hỗn nguyên kinh là bảo bối, có lẽ đó cũng là một quyển sách thật lợi hại cho dù không lợi hại thì ít nhất bên trong ghi lại không ít kiến thức cùng nguyên lý khởi nguyên của đạo gia bọn họ lúc trước tôi luôn bôn ba trên đường không có thời gian xem cho nên tới bây giờ chưa có xem qua mấy ngày nay rảnh rỗi tôi ngoại trừ hưởng thụ thời gian tốt đẹp ở chung với cha mẹ thời gian còn lại chính là đọc hỗn nguyên kinh để giết thời gian ngoại trừ hỗn nguyên kinh ra trong tay tôi còn có quyền phó âm kinh sách cấm thuật của tô gia quyển sách này viết bằng quỷ văn trước khi đi Bắc Kinh tôi đã phiên dịch được 2 phần 3, chỉ còn phiên dịch vài trang cuối là hoàn thành, nhưng lần này trở về, phần đã dịch lúc trước của phó âm kinh tôi tìm thế nào cũng không thấy, chỉ còn lại quyển phó âm kinh vốn được viết bằng quỷ văn, tôi xem cũng không hiểu, không biết phải làm sao, tôi đành đem phó âm kinh tìm một nơi an toàn cất giữ, chờ khi Tô Mộc về sẽ đem sách trả cho anh ấy, hấp thu xong âm khí Tôi theo dõi quen quay lại thượng đan điền kiểm tra, âm khí mới thu được cùng tình huống dung hợp với lực âm cực, bây giờ tôi cảm ứng với đan điền đã càng ngày càng thuần thục, căn bản chỉ cần nhắm mắt là thượng đan điền sẽ hiện lên trong đầu tôi, ở trong tầm mắt rất rõ ràng, âm khí bên trong liếc qua cũng thấy, nhưng khi tôi quay lại đan điền liền phát hiện tôi hấp thu âm khí nửa ngày mà lực cực âm trong đan điền lại yếu đi, thậm chí không bằng lực cực âm còn dư lại lúc tôi vừa trở về biệt thự, đây là xảy ra chuyện gì? âm khí càng hấp thu càng ít là tình huống gì tôi không khỏi thấy mờ mịt cảm giác như mình không có não biệt thự này không có vấn đề âm khí trong biệt thự cũng không có vấn đề nhưng tôi hấp thu âm khí nhiều ngày như vậy lại là việc làm uổng công thậm chí lực cực âm còn giảm bớt tôi thật ảo não lực cực âm có thể nhanh chóng bù đắp cho thương thế của tô mộc Mặc dù anh ấy cảnh báo không cho tôi truyền thêm âm khí, nhưng anh ấy nhiều lần vì cứu tôi ngay cả mạng cũng sắp không còn, mà việc duy nhất tôi có thể làm chính là truyền lực cực âm chữa thương cho anh ấy. Làm sao tôi có thể bỏ mặc? Ngay khi tôi đang thấy muộn phiền thì đột nhiên tôi có một cảm giác lạ. Lực cực âm trong thường đan điền giống như nước chảy vậy, đang chậm rãi lưu động, không chú ý thì căn bản không thấy được, mà theo sự lưu động, lực cực âm ấy đang vô cùng chậm rãi chảy đi mất. Tôi vô cùng kinh hãi liền gọi giao tiên, nó tự sau khi trở thành yêu tiên thất hạch nó rất nhàm chán liền nhờ trên người tôi ngủ ngon. Ai gọi cũng không được, còn nói cái gì mà chờ yêu khí trong cơ thể nó hoàn toàn được tiêu hóa sẽ bảo tôi mang nó tới yêu hồ một chuyến nữa. Yêu khí chỗ đó hít một hơi có thể bằng năng lượng ăn mấy quỳ. Chỗ ở cản thi phái có đánh chết tôi cũng không lại đi, được cái nghe được tiếng gọi gấp gáp của tôi như vậy giao tiên ngáp một cái lười biếng xuất hiện hỏi tôi cuống cuồng gọi nó dậy làm gì đều là nhà nghỉ ngơi nó còn chưa ngủ được năm ngày năm đêm tôi lười nghe nó than vãn trực tiếp chỉ lực cực âm trong đan điền của tôi nói nhìn có phải hiện gì không dao tiền mắt vẫn lim dim buồn ngủ nhìn theo hướng tôi crey mấy lần nói lực cực âm ngươi muốn cho lão tử ăn sao không cho lão tử sử dụng lực cực âm của ngươi còn khoe khoang với lão tử làm khi gì sắc mặt tôi cứng đờ đã là lúc nào rồi còn nhớ tới lực âm cực của tôi, vội kêu lên, ông không phát hiện nó đang chậm rãi chạy mất sao? Có phải là ông trộm không? Chương 148, yêu hạch của tôi, dựa vào đâu mà ngươi nói chuyện mất hứng với lão tử như vậy? Mặc dù lực cực âm là đồ tốt, nhưng lão tử bây giờ dù gì cũng là giao tiên thất hạch, cách hóa rồng chỉ một bước xa, chẳng lẽ còn trộm lực cực âm của ngươi sao? Giao tiên nháy mắt liền mất hứng, phản ứng rất dữ dội cổ tức giận dâng lên khiến cổ phồng ra như cá nóc vậy, không phải ông thì lực cực âm của tôi có thể đi đâu. Tôi không truyền cho người khác thì nó cũng không thể biến mất được. Tôi cũng có chút tức giận, theo như nói, lực cực âm ở trong đan điền tôi tuyệt đối sẽ không giải thích được nó rời khỏi thân thể tôi. Mấy ngày nay lúc rảnh rỗi tôi đều cố gắng hấp thu âm khí để mở rộng lực cực âm, kết quả lực cực âm lại giảm bớt mà không giải thích được. Ngoại trừ giao tiên ở trong cơ thể tôi lén lút hút thì quả thực tôi không nghĩ ra còn có lý do nào khác huống chi tôi vừa gọi nó ra hỏi thì nó đã tức giận rõ ràng là có tật giật mình giao tiên có thể cảm ứng được suy nghĩ của tôi thấy tôi thật sự nghi ngờ nó giao tiên càng tức giận bực bội đi vào trong đan điền của tôi đi xung quanh lực cực âm xem xét tôi thấy liền sợ hết hồn hết vía rất sợ nó tức giận liền đập phá đem phần lực cực âm còn lại không nhiều của tôi ăn nốt cũng may coi như nó có lý trí đi quanh lực cực âm của tôi mấy vòng đột nhiên nó hư một tiếng lạnh lùng trợn mắt nhìn tôi sau đó biến mất không thấy nó cứ như vậy biến mất trong thượng đan điền chỉ còn trơ lại mình tôi một hồi lâu sau bên tai tôi truyền tới tiếng cười của giao tiên tiếng cười kia vô cùng bất ngờ ở trong đan điền yên tĩnh vang lên hết sức đột ngột thật giống như điên rồi vậy lúc này tôi mới nhớ ra lúc này tôi đã không chỉ có thượng đan điền mà còn có một trung đan điền quỷ dị. Lúc này Hàn Giao Tiên đang ở trung đan điền, tôi lập tức thu hồi ý thức từ thượng đan điền, ngưng thần ở giữa trung huyệt đàn thử nghiệm tiến vào trung đan điền. Quả nhiên Giao Tiên lúc này đang ở trung đan điền, đang đối mặt với đoạn yêu khí màu xanh lá cây trong trung đan điền. Đang cười sặc sùa, hận không cười tới chết được, nó sau khi thấy tôi đi vào đôi rắn lập tức cong lên ngoắc ngoắc tôi tỏ ý tôi đi qua bên đấy, tôi vừa tới gần một chút giao tiên liền sắp lại, cuộn quanh tôi nịnh nọt nói nha đầu thấy không đây chính là đầu sỏ trộm lực cực âm của ngươi tuyệt đối không phải lão từ mà chính là đoàn yêu khí này nghe nó nói như vậy tôi liền chú ý tới đoàn yêu khí kia lúc đầu còn không để ý nghe giao tiên nói một chút tôi phát hiện yêu khí hình như đã lớn hơn so với lần trước biến hóa này cũng không rõ ràng thậm chí nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được nhưng khi ở gần có thể cảm giác được một ít hơn nữa tôi còn thấy một chứng cứ sờ sờ như núi ở rìa đoàn yêu khí tôi thấy một đoàn âm khí đen mặc dù rất ít nhưng có thể thấy được đó là lực cực âm của tôi nó giống như có ý thức vậy tự nguyện quanh quẩn ở bên đoàn yêu khí màu xanh lá cây thử nghiệm dung nhập vào trong đoàn yêu khi nhưng lại bị ngắn ngược trở về giống như bé gái xinh đẹp cự tuyệt bé trai vậy sau khi bị cự tuyệt lại quanh quẩn một chỗ sau đó sẽ lần nữa bền bỉ đến gần đoàn yêu khí đọc nhanh hơn tại gác sách.com, đại khái đến hơn 10 lần mới có một chút lực âm cực dung nhập thành công vào trong yêu khí, tôi liền bị hiện tượng kỳ dị này dọa sợ ngây người, yêu khí được tạo thành từ tinh hoa của trời đất, mà tinh hoa của trời đất phần lớn chính là hai khí âm dương. Cho nên âm khí cùng dương khi đều có thể đổi thành yêu khí, điểm này tôi biết, nếu không yêu hồ cũng sẽ không tồn tại ở bên ngoài cản thi phái thế nào cũng không nghĩ tới lực cực âm sẽ muốn chủ động dung nhập vào trong yêu khí. Hơn nữa, tôi vẫn cho là, cho dù là âm khí hay dương khí chẳng qua cũng chỉ là một loại khí tức tồn tại trong thiên địa mà thôi. Tựa như không khí vậy, mặc dù trọng yếu nhưng không có suy nghĩ của mình. Nhưng lực cực âm này lộ ra ý thức quá mức rõ ràng. Cho dù tôi muốn thôi miên rằng đây chỉ là trùng hợp thì cũng không nói được. Thường luồng tiên đối với tôi phản ứng không có kiến thức tương đối vừa lòng. Dương Dương đắc ý ghé vào trên cổ tay tôi, ngừng cao đầu rắn cười nói, thế nào, lần này thêm kiến thức đi, là cực âm lực của ngươi tự mình chạy đi, cùng lão tử cũng không quan hệ, bất quá nha đầu, ngươi thân thể này cũng thật là nghịch thiên, vậy mà có thể tự chủ nuôi ra yêu khí, ngươi có phát hiện hay không, thông qua hấp thu cực âm lực, này đoàn yêu khí đã phát sinh biến hóa, hắn nói, con mắt cười hiếp hí, miệng rắn cũng há to, lộ ra hàm răng dày đặc nhìn qua còn thật khủng bố, nhưng cùng hắn ở chung một chỗ thời gian dài, tôi cũng có thể đối với thường luồng tiên bộ dáng này miễn dịch, tầm nhìn lần nữa trở lại này dòng yêu khí, theo dõi giao nói biến hóa, nhìn một hồi ngoại trừ phát hiện yêu khí trở nên lớn hơn, tôi cũng không có nhìn ra có cái gì khác biệt, đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên ở chính giữa lục sắc thấy một cái điểm nhỏ, kia điểm nhỏ vừa nhìn chính là một chấm tròn, không có gì bất đồng. Bất quá nhìn kỹ phát hiện điểm nhỏ kia hội di chuyển, hình thể cũng không phải tinh khiết, mà là hẹp dài. Trọng yếu nhất là tôi lại ở kia hẹp dài điểm cuối nhìn thấy đuôi cá tương tự, nó dĩ nhiên là một con cá nhỏ, trong nháy mắt tôi chấn kinh rồi. Trong đầu xuất hiện tiểu âm ngư ba chữ, chứng kiến trên mặt tôi cây ếch yêu ta sợ tuồng luồng tiên cười càng sáng lạn hơn. Thế nào, ngươi cũng phát hiện chứ, lúc trước thời điểm lão tử nuốt kia tiểu âm ngư không có nốt sạch sẽ để cho nó giữ lại chút cực âm lực ở bên trong cơ thể ngươi, không có nghĩ tới những thứ này vẫn bảo tồn chi nhớ của tiểu âm ngư. Chờ ngươi cực âm lực khôi phục, chúng nó liền bắt đầu thử một lần nữa chắp vá thành tiểu âm ngư, mà tiểu âm ngư lại bị đoàn yêu khí hấp dẫn, cùng yêu khí hòa là một thể, lại lần nữa tạo thành một cái tiểu âm ngư, không đúng, chắc là gọi tiểu yêu ngư. Nhà đồng, lão tử lúc trước chỉ nói ngươi thân thể này thiên tư cao, không nghĩ tới còn có thể có như vậy cơ duyên, người phát tài rồi, Thuồng luồng tiên càng nói càng kích động, rõ ràng là đang nói tôi, nhưng thật giống như chính mình chung vé số 500 vạn, kích động đôi rắn liên tục lắc lư, muốn dừng đều không khống chế được, tôi còn ở trong một cái mộng, bị thuồng luồng tiên nói càng mơ hồ, hỏi hắn tôi phát cái gì, phát tài, giữa thiên địa, muốn tu luyện ra yêu khí không có dễ như vậy, người biết không, toàn bộ sinh linh, ngoại trừ con người đều phải dựa vào yêu khí mới có thể sống lâu, tìm tòi nghiên cứu thiên đạo, có thể thiên địa mất chi giác, căn bản không cho chúng tôi yêu vật sinh tồn không gian, cho dù được thiên cơ, luyện được yêu khí, cũng còn phải trải qua thiên kiếp, phàm là trải qua thiên kiếp, đều thập tử nhất sinh, cho nên lão tử tu luyện gần nghìn năm cũng mới có bảy cái yêu hạch, trong đó còn có một cái là từ yêu hồ hấp thu, nhưng còn ngươi, một cái người phàm, cư nhiên có thể nuôi ra một cái yêu hạch hơn nữa của ngươi âm khí còn cuồn cuộn không ngừng hướng yêu hạch đi ngươi nói không phải là phát tài rồi sao theo ngươi cái này tốc độ thành yêu khí cuối cùng hóa rồng không chừng hai tôi ai đó yêu hạch ngươi mới vừa nói tôi đây trong đan điền tiểu âm ngư cũng là yêu hạch tôi cả người đều choáng váng trong đầu ong ong chỉ vang trở lại yêu hạch hai chữ ngoạn ý nhi này không phải là chỉ có động vật mới có thể tu luyện sao tôi làm sao sẽ tu ra yêu hạch, hơn nữa nó tại sao phải tự động hấp thu cực âm lực, mở rộng bản thân, dựa vào cái gì? Tôi đầy cực âm lực, còn phải giữ lại cho tô mục chữa thương A, suy nghĩ hồi lâu, tôi mới tự yêu hạch mang tới cây ếch yêu ta sợ phục hồi tinh thần lại, hỏi thùm luồng tiên, cái này yêu hạch tôi không muốn, ngươi có thể còn đem nó biến trở về cực âm lực sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, thường luồng tiên không dám tin nhìn tôi, mắt rắn thoáng cây chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, giống như nghe được cái gì xét đánh vậy. Giao tiền đối với việc tôi không có kiến thức tương đối hài lòng, dương dương đắc ý nằm trên cổ tay tôi, đầu rắn ngẩng cao, cười nói, sao nào, lần này đã thấy rõ chưa, là lực cực âm của ngươi tự mình chạy đi, không quan hệ tới lão tử. Có điều nha đầu, thân thể ngươi cũng thật nghịch thiên, lại có thể tự chủ nuôi ra yêu khí. Ngươi có phát hiện thông qua hấp thu lực cực âm, đoàn yêu khí kia đã phát sinh biến hóa, vừa nói đôi mắt rắn tròn vo híp lại, miệng rắn cũng há ra lộ ra hai răng nanh trắng, nhìn qua rất kinh khủng, có điều ở cùng với nó một thời gian dài tôi cũng đã miễn dịch với bộ răng đó của nó, ánh mắt lần nữa quay lại nhìn cổ yêu khí, tìm sự biến hóa mà giao tiên nói. Nhìn một hồi, trừ phát hiện yêu khí trở nên lớn hơn ra tôi cũng không nhìn ra cái gì không giống. Đúng lúc đang muốn mở miệng hỏi thì tôi đột nhiên phát hiện ở giữa đám màu xanh lá cây có một điểm nhỏ màu xanh đậm, nhìn thật kỹ điểm nhỏ kia thì nhìn ra một cái chấm tròn, không có gì khác lạ. Có điều khi nhìn thật kỹ thì lại phát hiện điểm nhỏ kia biết nhúc nhích, hình dáng cũng không phải thuần tròn mà hơi hẹp dài. Quan trọng nhất chính là tôi chú ý tới cái hình hẹp dài kia thấy có hình dạng tương tự đuôi cá, đó là một con cá nhỏ, nhất thời tôi thấy kinh hãi. Trong đầu lập tức xuất hiện ba chữ cá âm nhỏ thấy vẻ mặt cây ếch yêu ta sợ của tôi giao tiên cười càng sảng khoái hơn, nói, sao nào, người cũng phát hiện chứ. Lần trước khi lão tử nuốt cá âm nhỏ không nuốt sạch sẽ để nó giữ lại một chút lực cực âm bên trong cơ thể ngươi, không nghĩ phần rời rạc của lực cực âm này còn lưu tồn chi nhớ của cá âm nhỏ. Chờ lực cực âm của ngươi khôi phục lại bọn chúng liền thử lần nữa gom góp thành cá âm nhỏ. Mà cá âm nhỏ bị đoàn yêu khí hấp dẫn, cùng yêu khí hòa thành một thể bây giờ lại lần nữa tạo thành một cá âm nhỏ, không đúng, hẳn phải gọi là tiểu yêu cá. Nhà đầu, lúc trước lão tử chỉ nói thân thể này thiên tư cao, không nghĩ sẽ còn có cơ duyên như vậy. Người phát đạt rồi, giao tiền càng nói càng kích động, rõ ràng là nói tôi nhưng thật giống như mình chung vé số vậy, đôi rắn kích động không ngừng đông đưa trên dưới, muốn đậu vào đâu cũng không khống chế được, tôi vẫn trong giai đoạn mù mờ. Nghe giao tiên nói càng mơ hồ hỏi nó tôi phát cái gì phát đạt trong trời đất muốn tu luyện ra yêu khí không hề dễ dàng người biết không tất cả sinh linh trừ con người đều phải dựa vào yêu khí mới có thể trì hoãn tuổi thọ và tìm tòi nghiên cứu thiên đạo có thể ông trời không có mắt căn bản không cho yêu vật chúng ta không gian sinh tồn cho dù thấy được thiên cơ luyện được yêu khí cũng còn phải trải qua một kiếp trời phạt phàm đã trải qua trời phạt thì tất cả yêu vật đều cử từ nhất sinh cho nên lão tử đây tu luyện gần ngàn năm cũng chỉ có bảy yêu hạch trong đó còn có một cái là cơ duyên hấp thu từ yêu hồ còn ngươi thì sao một nha đầu thể xác phàm tục lại không biết vì sao nuôi ra một cái yêu hạch hơn nữa âm khí của ngươi còn không ngừng vào trong yêu hạch ngươi nói coi ngươi có phải phát đạt không theo tốc độ sinh thành yêu khí của ngươi cuối cùng hóa rồng không chừng là cả hai ta đó yêu hạch ông vừa nói cá âm nhỏ trong trung đan điền của tôi chính là yêu hạch tôi ngu người đầu óc ong ong chỉ nghe được hai chữ yêu hạch đồ chơi này không phải chỉ có động vật mới có thể tu luyện sao làm sao tôi lại có yêu hạch hơn nữa tại sao nó lại tự động hấp thu lực cực âm mở rộng mình dựa vào cái gì lực cực âm của tôi còn phải giữ lại chữa thương cho tô mộc a suy nghĩ hồi lâu tôi mới phục hồi lại tinh thần từ nỗi cây ết yêu ta sợ yêu hạch mang tới hỏi giao tiên tôi không muốn yêu hạch Ông có thể đem nó đổi trở về lực cực âm không? Ngươi, ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa, Giao Tiên nhìn tôi không dám tin. Mắt rắn mở to so với trông đồng còn lớn hơn. Thật giống như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm sao vậy? mươi 149, Quỷ nữ phòng tắm. Tôi đành đem lời nói lặp lại một lần nữa. Sau khi chắc chắn tôi muốn đem yêu hạch đổi thành lực cực âm. Giao Tiên nếu có trỏm dâu thì có lẽ dâu cũng dựng ngược. Liếc nhìn tôi một cái, hừ lạnh một tiếng nói không thể nào, âm khí mặc dù có thể biến thành yêu khí nhưng yêu khí lại không thể đổi thành âm khí. Biến thành yêu hạch chính là biến thành yêu hạch, kể cả đại la thần tiên có hạ phàm thì cũng vô ích, biết được tin này tôi tê liệt ngồi bệt xuống đất, sững sờ nhìn yêu hạch trôi lơ lửng trong không trung trước mặt tôi, trong lòng vô cùng thất vọng, thật vất vả mới có phương pháp có thể giúp Tô Mộc, cảm thấy tôi cũng là một người có ích không đến nỗi, lúc nào cũng liên lụy Tô Mộc, vậy mà yêu hạch lại quấy nhiễu tôi lại biến thành phế nhân. Yêu hạch quý hiếm thì thế nào? Tôi không thể giúp Tô Mộc khôi phục thực lực, cũng không thể thay anh ấy bảo vệ cha mẹ tôi. Có yêu hạch thì có ích lợi gì? Tôi buồn rầu tới cực điểm, thậm chí trong nháy mắt trở nên có chút mê mang không biết tiếp theo nên làm gì. Tiếp tục bổ sung âm khí chờ Tô Mộc quay lại hay cứ ở nhà lăn lộn ăn chờ chết. Tiếp tục quay trở về cuộc sống người bình thường. Tôi đang mê mang thì giao tiên lại gần, đôi mắt rắn cười hiếp nhìn tôi. Dáng vẻ không tốt nói, nha đầu, mặc dù không có lực cực âm nhưng ngươi phải hiểu yêu khí càng quý hiếm, bên trong cơ thể ngươi có thể tồn tại yêu hạch chứng tỏ ngươi đã có thể tu luyện yêu khí, một thời gian nữa ngươi tuyệt đối sẽ còn lợi hại hơn Tô Mộc nhà ngươi. Đến lúc đó ngươi công đức viên mãn, tu đến cửu hạch thành tiên, Tô Mộc nhà ngươi cũng có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử đi theo thành tiên, hai ngươi là một đôi thần tiên quyến lữ lưu lạc chân, trời góc bể không phải tốt hơn sao? Nó, nói, mặt còn đầy mong đợi nhìn tôi, bộ dạng quan tâm, nó đã từng nói, một người đắc đảo, gà chó thăng thiên, tôi có thể thành tiên thì tô mộc, cũng được nhờ đi theo đại khái chính là đạo lý này. Cũng không biết tại sao, tôi lại cảm giác được từ trên người giao tiên giống như nhân viên bán hàng đa cấp, không quen thuộc. Luôn cảm giác nó đang cực lực khuyên tôi tu luyện yêu khí không cần phân biệt tối xấu gì, tâm tính thiện lương mệt mỏi, tôi không có hứng thú theo giao tiên nói chuyện khoát khoát tay với giao tiên, từ trong đan điền lui ra ngoài, cũng không còn tâm tư tu luyện mà nằm trên giường ngẩn người nhìn lên trần nhà, giao tiên còn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo tô, làm nhầm bên tay tôi, tôi lại lười nói nhảm cùng nó, trực tiếp đạp một cưới khiến nó văng xuống giường, nói, không còn sớm, đi ngủ, tôi chưa bao giờ ngủ chung với động vật như rắn, tiểu, nhà đầu ngươi làm dám làm như vậy với lão tử, có tin lão tử bây giờ liền đem ngươi nuốt. Nhìn ngươi còn dám chê lão tử không? Giao tiên giận dữ. Ở dưới sườn hùng hùng hồ hổ nói. Nhưng nó cũng chỉ cầu nhỏ. Mắng mấy câu sướng miệng rồi lại leo lên chui vào con dấu giao tiên trên cổ tay tôi. Biến mất không thấy. Rốt cuộc yên tĩnh. Tôi thở dài một hơi. Tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà. Nghĩ tiếp theo nên làm gì? Bây giờ đã xác định. Tôi hấp thu lực cực âm căn bản không nhanh bằng yêu hạch hấp thu cũng dựa theo tốc độ này yêu hạch sẽ đem lực cực âm còn chút xíu của tôi hấp thu sạch sẽ nếu như tôi còn muốn giữ được lực cực âm thì hoặc là tăng tốc độ hấp thu âm khí hoặc mặc kệ chờ yêu hạch hấp thu xong lực cực âm xem tôi có chuyện gì không nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định vì tô mộc liều một phen âm khí bên ngoài khá lớn nữa cũng không bằng tôi trực tiếp đem lực cực âm trợ giúp cho anh ấy dẫu sao lực cực âm là tinh hoa âm khí ngưng tụ mà thành hơn nữa tô mộc hấp thu thêm được chừng nào tốt chừng ấy. Sau khi quyết định xong tôi rất nhanh liền ngủ. Chờ ngày mai tỉnh lại tìm một nghĩa địa hấp thu chút âm khí. Nhưng đang ngủ dở giấc tôi bỗng nhiên cảm giác thân thể có một trận khô nóng. Thật giống như bị thiêu đốt ở trên đống lửa. Cảm giác này khó chịu dị thường lại hết sức quen thuộc. Tôi liền từ trên giường nhảy dựng lên. Kinh hoàng kiểm tra trong phòng có gì bất thường. Nhìn một vòng, gian phòng cũng không có gì lạ. Thường luồng tiên cũng không chui ra nhưng đầu tôi đầy mồ hôi trên thân áo ngủ đều ướt đẫm dính dính ở trên người cực kỳ khó chịu tôi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi tắm sau khi xả hết mồ hôi trên thân thể làn da mới dễ chịu một chút từ khi thuồng luồng tiên sống nhờ trên người của tôi mỗi lần tắm rửa tôi đều muốn dùng băng gạc quấn lên cổ tay tránh cho tôi đang tắm thuồng luồng tiên đột nhiên lao ra phương pháp này cũng có tác dụng thuồng luồng tiên ấn ký là đường thuồng luồng tiên ra vào thân thể tôi bị ngăn trở, nó cũng liền tạm thời vây ở trong thân thể tôi, không ra được, mới đầu nó còn có chút khủng hoảng, phản đối, hiện tại quen rồi, nó cũng liền không lên tiếng, sau khi tắm xong, tất cả khó chịu đều đã tan biến, tôi liền đứng trước gương trong phòng tắm lau người, tấm gương bởi vì dính hơi nước trên mặt đọng một lớp xương, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn hình ảnh mờ ảo, nhưng cái đó không sao. Vậy mà trong gương tôi lại nhìn thấy hai thân ảnh mơ hồ một cái tự nhiên là của tôi, một cái khác là ai. Trong nháy mắt tôi quay người trở lại, cảnh giác nhìn phòng tắm một vòng, ngoại trừ tôi ra. Trong phòng tắm làm gì còn ai, tôi lại nhìn về tấm gương. Bên trong lại chỉ còn mỗi tôi, tôi liền cho là mình vừa rồi hoa mắt. Nhưng tôi hiện tại tinh thần rất tỉnh táo, coi như hoa mắt, cũng không thể trùng hợp như vậy chứ. Tôi rõ ràng nhìn thấy vừa rồi trong gương có hai người mà bóng người kia cũng là nữ nhân, không phải là gặp quỷ chứ trong lòng tôi đột nhiên rùng rợn, vô thức vừa muốn đem ngọc bội cùng thiên địa kích móc ra. Nhưng tôi vừa tắm rửa xong, đừng nói ngọc bội cùng thiên địa kích, trên thân ngay cả bộ y phục cũng không có. Ngay lúc tôi cuống quyết tìm quần áo, một bàn tay lạnh buốt tay đã đánh lên sau vai tôi, lưng tôi cũng trở nên lạnh lẽo, khiến tôi dùng mình từ xương cụt đến tận đỉnh đầu, ngươi là ai? Tôi trong nháy mắt ngẩng đầu, vừa hỏi vừa nhìn lại trong gương, ta. Người chiếm nhà ta, chiếm phòng ta ở còn hỏi ta là ai? Người nói xem ta là ai? Trong gương cũng xuất hiện một nữ nhân lõa thể, dáng người cô ta so với tôi cũng gần tương đương, đứng cùng một chỗ với tôi, tóc tai bù xù, trông khá giống tôi, chỉ là lúc này trong gương tôi mang bộ mặt kinh hoàng, mà khóe mắt nàng ta đỏ bừng, mang trên mặt một tia khát máu nghe răng cười, con mắt băng lãnh nhìn tôi, móng tay nàng đen nhánh thon dài như dao, kể trên cổ tôi, chỉ cần tôi hơi nhúc nhích, liền lập tức đâm vào trong thân thể tôi, ngươi là con gái của Phùng lão gia. Tôi toàn thân run lên, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, lúc này mới nhớ tới biệt thự này đã từng là một ngôi nhà ma, lúc đó Tô Mộc nói giải quyết sự tình xong xuôi sẽ trở về đuổi quỷ, kết quả về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, anh cũng lại không có trở lại nữa, tôi cũng không nghĩ tới nữ quỷ này vẫn còn trong biệt thự. Tôi giật mình hoảng sợ, cô ta còn ở lại chỗ này? Mà cha mẹ tôi đã ở lâu trong biệt thự như vậy, nếu như cô ta hạ thủ cha mẹ tôi, tôi đơn giản không dám tưởng tượng, thấy tôi ngơ ngác không có phản kháng, khóe miệng nữ quỷ nhe răng cười càng tươi, tay trực tiếp vây quanh phía trước, nắm lấy hai cánh tay của tôi kéo tôi tới đối mặt với cô ta, nói, ngươi có thể trông thấy ta, trên thân âm khí còn rất nặng, nhất định có cách mang ta ra ngoài, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là mang ta ra ngoài rời khỏi căn biệt thự này, hoặc là ta thôn vệ ngươi, để hồn phách của ngươi trở thành một bộ phận của ta. Như vậy thực lực của ta càng tăng nhiều, cũng có thể phá kết giới ra ngoài. Cô, ta nói, con ngươi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tôi, cùng ánh mắt của tôi giao hội một chỗ, trong phòng tắm hơi nước bốc lên, rất nóng, nhưng bị ánh mắt cô ta lạnh lẽo xem xét. Tôi bị dọa sợ đến toàn thân rét run, nỗi sợ hãi như từ bên trong tôi trào cả ra ngoài thời gian cô ta chết cũng không dài, nhưng bây giờ thân thể cô ta ngưng thực trình độ trên cả cảnh giới của quỷ mới, hẳn là một lão quỷ, cái này hiển nhiên không bình thường, diệu diệu còn nhỏ chết thảm, lại được đường dũng tỉ mỉ nuôi lâu như vậy, cũng mới chỉ là lão quỷ mà thôi. Trước mắt nữ quỷ này mới chết không đến hai năm, liền đã trở thành lão quỷ, đại thù của cô ta lớn tới cỡ nào, trong lòng tôi nghi ngờ. Nhưng ánh mắt cô ta độc ác nhìn tôi chằm chằm tôi thấy khó chịu, đành phải gật gật đầu, trước ổn định cô ta, có thể mang cô ra ngoài, nhưng cô trước tiên cần phải nói làm cách nào mang cô ra, ở đây có kết giới gì, còn giả ngu. Người cùng lệ quỷ kia đến đây ngày đầu tiên ta đã nhìn thấy ngươi. Cái kết giới đáng chết này cũng là lệ quỷ kia bố trí, ngươi cùng hắn là đồng bọn, hồn sức đem lão nương vây ở chỗ này. Bị tôi hỏi một chút, nữ quỷ mới vừa rồi còn tỉnh táo dị thương vậy mà trong nháy mắt bị tôi chọc giận có chút phát cuồng, giọng thê lương gào thét ngay bên tai tôi. Đầu tôi ong ong, sắp điếc đến nơi, được được, tôi sai rồi, cô đừng giống lên được không? Tôi vội vàng nhận lầm, sợ cô ta kích động, lại làm tôi bị thương, hiện tại tôi cần cấp bách tìm bộ quần áo mặc lên, chỉ cần mặc xong quần áo, tôi liền có thể đem băng gạc giật ra, phóng thích thùm lùng tiên, đến lúc đó nên khóc liền là nữ quỷ này, nhưng nữ quỷ này cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì hai tay một mực nắm chắc tôi giữa ngón tay còn có quỷ chảo đen nhánh sắc bén chỉ cần tôi dãy giụa liền nhất định sẽ bị quỷ chảo đà thương đến lúc đó quỷ khí thấm vào thân thể cũng chẳng có gì nhưng da thịt sẽ nát giữa hiện tại đường dũng không ở đây chúng tôi lại không có cách nào ra ngoài tìm thuốc hậu quả sẽ rất phiền phức mà một khi tôi bị thương nữ quỷ này liền có chỗ trống có thể chui vào cô muốn đi ra ngoài cũng chẳng có gì. Nếu như lợi dụng tôi làm hại đến cha mẹ thì tôi phải làm sao? Cha mẹ đang ở trong nhà, hiện tại tôi nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Không thể có chút nào lầm lỗi, nghĩ đi nghĩ lại. Tôi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng yêu cầu của nữ quỷ trước. Nói, tôi có thể thử phá vỡ kết giới, nhưng kết giới này dù sao không phải tôi bố trí. Tôi cũng chỉ có thể thử nếu như không thành công, nếu như không thành công, ngươi liền sẽ bị ta thôn phệ. Nữ quỷ ha ha cười lạnh một tiếng, phảng phất hiểu thấu tâm tư của tôi, trực tiếp phá hỏng đường lui của tôi, sắc mặt tôi cứng đờ, tôi trên người bây giờ không có bất kỳ thứ gì để phòng thân, trên người chỉ có cực âm chi lực có thể công kích nữ quỷ cũng, nhưng cực âm chi lực muốn đả thương quỷ vật nhất định phải xen lẫn lệ khí mới được, không có lệ khí cực âm chi lực đối với nữ quỷ mà nói, không chỉ không có bất kỳ lực công kích nào, ngược lại còn là thuốc bổ nếu như cô hấp thu thuần chính cực âm chi lực thực lực tăng nhiều cha mẹ liền sẽ nguy hiểm hơn trong nháy mắt chán tôi chảy ra một tia mồ hôi lạnh chỉ có thể cắn răng đáp ứng yêu cầu của cô ta sau đó cô ta bắt tôi vẽ một chương đồ trước gương phòng tắm những hình ve giống như một loại bùa chú nào đó hẳn là để phá giải phong ấn trước kia tô mộc đã hạ mà tấm gương trong phòng tắm liền là trận nhãn trách không được lúc trước tôi để trịnh lâm cảm thụ biệt thự này có quỷ hồn hay không nó không có cảm ứng được nguyên nhân tô mộc đã sớm cho tòa nhà này hạ phong ấn đem nữ quỷ này nhốt trong phòng tắm cô ta ra không được cho nên cha mẹ tôi ở lại đây lâu như vậy đều không có xảy ra việc gì mà tôi hẳn là gần hai năm ở đây lần đầu tiên sử dụng phòng tắm này cho nên cô ta mới có thể hiện hình ở trước mặt tôi cũng không phải là cô ta cố ý tìm tới tôi mà là tôi vô ý xông vào lãnh địa của cô ta cô ta mấy năm trước hẳn là bị giết trong phòng tắm này nghĩ đến đây trong lòng tôi bỗng nhiên run lên, trùng hợp như vậy ư? Tôi đang ngủ ngon, đột nhiên cảm giác nóng không chịu nổi, còn ra mồ hôi đầy người, mới có thể vào đây tắm rửa, đó hết thảy đều là trùng hợp ư? Vẫn là cô ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ còn chờ tôi đi vào sau khi tắm, liền bắt tôi, nếu như hết thảy đều nằm trong tính toán của cô ta, vậy nữ quỷ này tâm kế cũng thật thâm hiểm. Chương 150, yêu hạch xuất hiện, nghĩ đến điều này tôi càng căng thẳng hơn một mặt cố tình vẽ bức họa đồ trên gương chậm lại một mặt đầu óc cấp tốc suy nghĩ nghĩ xem làm sao thoát thân thả nữ quỷ này ra khẳng định là không được tô mộc đã từng nhắc nhở tôi nhiều lần quỷ vật có thể thông qua thôn vệ đồng loại tiến hành tu luyện lệ quỷ nuốt ác quỷ ác quỷ nuốt lão quỷ lão quỷ nuốt quỷ mới từng tầng từng tầng áp bức nhau chỉ cần thôn vệ quỷ yếu hơn mình là có thể đem âm khí trên người đối phương chuyển hóa hấp thu tiến tới tăng thực lực của mình. Đây cũng là lý do Diệu Diệu lần đầu nhìn thấy Tô Mộc đã sợ mất mật, bởi vì chỉ sơ ý một chút, Diệu Diệu liền sẽ bị Tô Mộc nuốt không còn sót lại một chút cặn, mà thôn vệ qua đồng loại thì lệ khí trên thân quỷ sẽ càng nặng, còn mắt quỷ vì lệ khí trồng chất trở thành đỏ bừng. Đây cũng là lý do trên phố lưu truyền hình tượng lệ quỷ đều là hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ mặt xanh nanh vàng, vừa rồi bỗng nhiên gặp quỷ tôi bị dọa hoàng hồn hiện tại tỉnh táo lại mới phát hiện đặc thù trên người nữ quỷ này chắc chắn đã thôn vệ qua quỷ vật khác hai mắt đỏ bừng tu vi tăng nhiều lòng dạ độc ác cho dù tu vi không đủ nhưng cũng có thể gọi là lệ quỷ thực sự thả ra nhất định là họa một phương tôi hiện tại mặc dù tự thân khó đảm bảo không quản được cô ta có thể làm hại một phương hay không nhưng cha mẹ tôi tôi không thể không quản cho nên tôi vừa vẽ vừa thử nghiệm cùng giao tiên câu thông hỏi hắn ta có biện pháp gì thoát khỏi nữ quỷ hay không giao tiên tại trong cơ thể ta mặc dù không nhìn thấy tình huống ngoại giới nhưng nó hiện tại thần thức tinh thông nhiều ít có thể biết tình trạng bên ngoài ngay lập tức để cho tôi đem nó thả ra giống như con tôm nhỏ nó nuốt chửng một cái không cần thiết phiền toái như vậy nó nói kích động tôi có chút xấu hổ muốn nói lại thôi nhìn giao tiên một chút đem nó thả ra cũng không được nếu là bình thường ta sớm liền không chút do dự đem nó phóng xuất, nhưng nó mặc dù là rắn, lại là con rắn đực, hơn nữa còn đã từng ở trước mặt tôi hóa thành một nam nhân, trong lòng tôi, hắn đã không khác nam nhân bình thường, để cho tôi toàn thân lõa thể xuất hiện trước mặt nam nhân khác, tôi thực tại không chấp nhận được, chỉ ít không tới một khắc cuối cùng, tôi tuyệt đối sẽ không đem giao tiên phóng xuất, ý nghĩ này vừa xuất hiện, giao tiên bỗng nhiên khinh thường hai mắt lườm tôi, khinh bỉ nói. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi muốn đi đâu, lão tử là con rắn như thế ư, có thể lọt vào mắt lão tử, chỉ có phong tình vạn trùng rắn cái nhỏ, vóc người này của ngươi, trong mắt ta không khác nào con heo nái, lão tử tuyệt sẽ không thèm nhìn ngươi lấy một cái, ngươi. Tôi bị giao tiên chọc biên tiết, nó vậy mà nói tôi giống heo nái, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, tôi cũng không còn tâm tư cùng nó cãi nhau, sau khi xác định nó không có cách nào khác. Tôi không thể làm gì hơn là từ trong đan điền lui ra ngoài tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác. Ngay lúc tôi từ bên trong đan điền trên trở ra, ta bỗng nhiên cảm giác trước ngực một luồng khí tức chấn động. Thật giống như trong lồng ngực có luồng nước dội tới. Theo luồng khí tức ba động, một tia lục sắc khí từ trung đan điền chảy ra, chính là yêu khí bên trong trong đan điền. Tư, không, đợi tôi kịp phản ứng. Bên cạnh tôi, trên thân nữ quỷ liền toát ra một cỗ khói trắng, chỉ thấy bên người nàng ta, âm khí đang bị yêu khí màu xanh lục dung hợp lại cùng nhau phàm là âm khí tiếp xúc đến yêu khí, đều phảng phất biến thành hơi nước, phát ra âm thanh tư tư, sau đó bị yêu khí đồng hóa hấp thu, biến mất không chút dấu vết. Nữ quỷ nhìn thấy trên người mình biến hóa cũng mười phần kinh sợ, buông tôi ra, vô ý thức tránh qua một bên, trong hai mắt tràn ngập điều khó hiểu, hỏi tôi, đây là cái gì, yêu khí? Tôi không biết nên giải thích thế nào, đành phải thành thật trả lời, sau khi cô ta nghe được hai chữ yêu khí càng thêm không hiểu hiển nhiên không biết yêu khí là cái gì, cũng khó trách. Cô ta mặc dù tu vi không thấp, nhưng sau khi chết, bị nhốt ở trong căn biệt thự này, cũng không tiếp xúc với bên ngoài. Mặc dù biết đến phương pháp tu luyện thôn phệ quỷ vật nhưng đối với yêu giới hoàn toàn không biết gì cả, càng không có khả năng biết yêu khí là cái gì. Cho dù như vậy, cô ta cũng phát hiện được yêu khí đối cô ta không có lợi, nên trong nháy mắt liền lùi ra, hai mắt gắt gao nhìn tôi chờ đợi, phẫn nộ muốn tôi thu hồi lại yêu khí tôi đang lo không biết nên làm sao đối phó cô ta hiện tại có yêu khí chủ động xuất hiện giúp tôi tôi đương nhiên sẽ không nghe theo cô ta tôi giả bộ tay chân luống cuống buông tay nói cái này tôi cũng không biết làm thế nào để thu hồi yêu khí nếu không cô giải quyết yêu khí này đi còn tôi tiếp tục vẽ tôi nói lời này cũng không hoàn toàn là đang gạt cô ta yêu khí là tự động từ trong thân thể tôi xuất hiện tôi và yêu khí cũng không có liên hệ cho nên cũng không thể khống chế yêu khí như khống chế âm khí tôi thực sự không có cách nào khống chế yêu khí ngươi dám làm ra vẻ với lão nương lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi nữ quỷ ví tôi không chịu nghe cô ta tức giận đến mức vành mắt càng đỏ sau khi trừng mắt với tôi vài lần thân thể đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau vọt thẳng vào trong vách tường phòng tắm biến mất yêu khí kia hiển nhiên đuổi theo nữ quỷ sau khi không thấy cô ta nữa yêu khí mờ mịt ở bốn phía vách tường luẩn quẩn một chút, liền đổi hướng, nhắm ngay cơ thể tôi, tăng tốc xuyên vào trong thân thể. Việt writer toàn bộ quá trình, chỉ khoảng một phút, yêu khí và tôi cũng không có chút nào giao lưu, trong nháy mắt, trong phòng tắm cũng chỉ còn lại một mình tôi, không riêng nữ quỷ không hiểu tình huống vừa xong, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng nữ quỷ đã vất vả biến mất, tôi ngay lập tức ra khỏi phòng tắm, mặc xong quần áo, sau đó đem giao tiên phóng xuất để giao tiên theo giúp tôi một lần nữa trở lại trong phòng tắm tìm nữ quỷ giao tiên đối với chuyện nuốt quỷ luôn cảm thấy hứng thú nghe thấy tôi muốn tìm nữ quỷ tính sổ trực tiếp bóng đen lóe lên xông vào trong phòng tắm tôi cũng nhanh chân theo vào chỉ là tôi còn chưa kịp vào thân thể đen nhánh của giao tiên đã trôi ra ngoài thở dài nói chậm một bước vừa rồi bảo ngươi thả ta ra ngươi không nghe giờ thì hay rồi nữ quỷ đã trốn đi miếng ngon đến miệng còn rơi ai già thấy giao tiên phàn nàn tôi lập tức nói cho giao tiên nữ quỷ trốn vào trong tường chỉ cần bắt cô ta ra là được ai ngờ giao tiên vừa lắc đầu vừa hung ác thở dài nói cả cái biệt thự đều đã bị lệ quỷ của nhà ngươi hạ cấm chế mặc dù hắn thực lực bây giờ kém đi nhiều nhưng cấm chế của hắn lại vững như thành đồng nữ quỷ kia chỉ có thể hoạt động phạm vi phòng tắm phòng tắm giam cầm cô ta đồng thời cũng coi như là đang bảo vệ cô ta cô ta ra không được kẻ khác cũng đừng hòng tìm tới cô ta. Lão tử muốn ăn cô ta, chỉ có hai loại biện pháp, biện pháp gì? Tôi lập tức hỏi, nữ quỷ này đã bắt đầu thôn phệ đồng loại, tội ác tài trời. Chỉ cần cô ta còn ở trong biệt thự một ngày, tôi không thể nào yên lòng. Tốt nhất vẫn là nhanh chóng diệt trừ cô ta. Một cách là ngươi nghĩ biện pháp dụ cô ta ra, lão tử thừa dịp nuốt luôn. Một cách khác là chờ lệ quỷ của nhà ngươi trở về rồi tự hắn động thủ hắn hạ cấm chế chỉ có hắn biết giải. Đến lúc đó lôi nữ quỷ ra cho ta nuốt thế là được, nói xong nó giống như lại nghĩ tới cái gì, bổ sung, đương nhiên, cách thứ hai khá mất thời gian. Hiện tại tô mộc thực lực còn không bằng cô ta, tùy tiện bắt quỷ, không bị cô ta phản thôn phệ là còn may. mươi 151, đi Lạc Dương, Giao Tiền nói câu thứ hai thật sự khiến hy vọng vừa dấy lên trong tôi liền tắt. Chờ tô mộc trở lại cũng không chắc chắn, chỉ có thể tôi lại phải hành động cùng giao tiên lên kế hoạch tốt tôi đứng dậy cầm thiên địa kích cùng ngọc bội đi tới phòng tắm chẳng qua đi không được hai bước giao tiên lại gọi tôi lại đôi rắn quấn lấy ngọc bội cùng thiên địa kích lấy xuống để một bên nói quỷ đối với hai khí âm dương rất mẫn cảm ngươi mang hai thứ đồ này đi vào có thể dụ được nữ quỷ kia ra mới là lạ à ông định để tôi đi vào mà không có biện pháp bảo vệ gì trong lòng tôi cả kinh vừa mới gặp qua nữ quỷ tàn bạo kia nếu không phải cô ta còn cần tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã biến thành vong hồn bị cô ta cắn nuốt, bây giờ cô ta đã thấy uy lực của yêu khí, đối với tôi tất có phòng bị, không nói lát nữa nếu tôi gặp nguy hiểm thì yêu khí có còn bay ra cứu tôi hay không, chỉ nói tôi vừa đắc tội với cô ta, bây giờ lại đi vào không chừng tôi chưa kịp mở miệng đã bị cô ta giết trong nháy mắt, thấy tôi trần chờ giao tiên đột nhiên bối rối, không ngừng thúc giục tôi đi vào còn nói có nó ở đây tôi còn có gì mà không yên lòng. Chỉ cần nữ quỷ kia muốn gây chuyện với tôi thì nó sẽ lao vào cứu tôi. Tôi là người trợ tiên của nó. Nó tuyệt đối sẽ không để tôi mất mạng. Điểm này thì tôi rất chắc chắn. Hơn nữa thực lực nữ quỷ kia cũng không tính là cao. Giao tiên phân tích hợp lý. Tôi liền khẽ cắn răng. Gật đầu một cái. Lần nữa trở lại phòng tắm. Lúc này phòng tắm vẫn tràn ngập hơi nước như cũ. Nóng hồi nhưng âm khí lưu lại của nữ quỷ kia còn sót lại rất nhiều tinh thần tôi rất căng thẳng ánh mắt lo lắng quét một vòng quanh phòng tắm rộng lớn khắp nơi đều sạch sẽ không thấy bóng dáng nữ quỷ đâu nhìn bằng mắt thường không thấy tôi liền ngưng thần điều khiển một tia âm khí bố trí cặp mắt tôi ở trên nó xuyên qua âm khí quét nhìn phòng tắm một lần nhưng kết quả làm tôi thất vọng cặp mắt bằng âm khí kia vẫn không thấy hồn phách ở xung quanh mặc dù một chút âm khí nhỏ xíu tôi cũng có thể nhìn rõ ràng lần này tôi chú trọng đặt sự chú ý ở bốn bức tường xung quanh vẫn không phát hiện bóng dáng nữ quỷ đâu không biết làm sao tôi đành kêu tên cô ta hai tiếng muốn gọi cô ta ra nhưng mặc kệ tôi gọi thế nào thì trong phòng tắm vẫn sạch sẽ ngoại trừ tôi ra không còn bóng người khác chẳng lẽ cô ta đi rồi tôi có chút hoài nghi nhưng sau đó tôi liền lắc đầu Cô ta bị cấm chế của Tô Mộc Vây ở chỗ này, nếu có thể đi ra ngoài thì có lẽ cha mẹ tôi đã sớm bị hại, cô ta cũng sẽ không phí hết tâm tư để tôi hóa giải cấm chế cho cô ta. Nếu chưa đi thì nhất định cô ta còn ở trong phòng tắm này, tôi liền lấy cái ghế ngồi ở trong phòng tắm, tự mình nói chuyện với nữ quỷ, không biết chừng cô ta thấy phiền sẽ lại hiện ra, nhưng nói chuyện suốt 3 giờ, đảo mắt thấy trời đã sắp sáng, nữ quỷ cũng không đi ra, từ đầu đến cuối tôi không có được nửa điểm đáp lại xem giờ mẹ tôi cũng sớm rời giường tôi sợ bà sau khi làm cơm xong sẽ lên gọi tôi lại vô tình xông vào phòng tắm không thể làm gì khác đành thối lui ra khỏi phòng tắm chờ trời tối sẽ lại đi vào cứ như vậy liên tiếp ba ngày mỗi buổi tôi tôi đều vào phòng tắm bầu bạn với nữ quỷ có lúc tâm sự với cô ta có lúc nhàm chán lấy điện thoại xem phim nhưng không biết tại sao nữ quỷ kia không xuất hiện nữa trong thời gian tới hẳn cô ta sẽ không đi ra ngoài tôi không thể làm gì khác bèn tạm thời bỏ qua dù sao cô ta cũng không ra khỏi phòng tắm được tạm thời vẫn còn an toàn ngược lại giao tiên lại rất mất hứng mấy ngày nay đều oán trách tôi chê tôi lúc ấy không biết nắm cơ hội hại nó bỏ qua một bữa tiệc lớn lúc này đường dũng mang tô mộc rời đi đã hơn một tuần lễ mỗi ngày tôi đều sẽ gọi điện thoại cho đường dũng hỏi thăm một chút tình hình vốn cho là đi khắp thế giới tìm âm huyệt sẽ là chuyện cực khổ nhưng từ trong giọng nói của đường dũng có thể nghe ra anh ta bây giờ rất tiêu diêu tự tại nguyện chuyện tìm âm huyệt mang rượu rượu đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, lại còn tiền tiêu đều là của Tô Mộc. Dù sao ban ngày Tô Mộc cũng không ra được, không ảnh hưởng tới hứng thú du ngoạn của anh ta, chỉ buổi tối mỗi ngày Tô Mộc mới ra tìm vị trí âm huyệt, vị trí âm huyệt hết sức hiếm thấy, lại vô cùng hiếm hoi cho nên tìm không tốt lắm. Ngày hôm qua lúc nói chuyện Đường Dũng nói cho tôi biết anh ta đã tới Lạc Dương, đang đi tham quan triển lãm hoa mẫu đơn dõi mắt ngắm nhìn tất cả hoa mẫu đơn đều đang nở rộ rất nhiều hoa quý đua sắc khoe màu cảnh tượng hết sức nguy nga nói xong anh ta còn tỏ vẻ xúc động tiếc lần này không mang tôi đi cùng nếu như anh ta sớm biết tìm âm huyệt thoải mái như vậy nhất định sẽ mang tôi đi chung cái này là mã hậu pháo sao tôi đã sớm nói muốn cùng đi sao ngựa sao tiếng súng ý nói chuyện đã rồi bàn tới thì đã muộn cuối cuộc điện thoại đường dũng còn đặc biệt nhấn mạnh thêm hai câu nói nếu tô mộc lần nữa gặp rủi ro cần tìm âm huyệt còn tìm anh ta giúp đỡ thì đến lúc đó anh ta nhất định sẽ mang tôi đi ngao du cùng thì ra anh ta luôn mong tô mộc bị thương nặng như vậy tôi mắng anh ta mấy câu rồi cúp điện thoại hôm nay lại đến buổi tối sau khi ăn cơm tối xong theo thói quen tôi cầm điện thoại gọi cho đường dũng thế nhưng dầu bên kia lại truyền tới một giọng nữ nói điện thoại quý khách liên lạc đã tắt máy sao lại tắt máy tôi có chút kỳ quái dựa theo tính cách đường dũng chuyện quan trọng nhất mỗi ngày của anh ta là sạc điện thoại cho đầy pin tôi lập tức mở wechat xem thử hôm nay anh ta có gửi hình gì cho tôi không kết quả wechat cũng sạch sẽ tin cuối cùng chính là hình hoa mẫu đơn anh ta gửi hôm trước tôi lại càng thấy kỳ quái kể cả điện thoại đường dũng hết pin tắt máy thì khi ban ngày đi chơi anh ta đều sẽ gửi hình cho tôi sao hôm nay lại khác thường như vậy đột nhiên tôi có dự cảm không tốt đúng lúc này mẹ tôi đang xem tin tức trong tivi đưa một tin khiến tôi chú ý sáng nay trên dãy núi phục nghiêu tại lạc dương đã xảy hiện tượng lở núi bên trong phát hiện một cổ mộ được phỏng đoán là mộ huyệt thời đường trong video là một đám người đứng trước một hố núi bị sụp nhìn qua không có gì khác thường nhưng tôi thấy một chi tiết cây bách gần mặt núi bị lở rõ ràng thiếu một nhánh cây rất to phần gốc vẫn dính vào cây thể hiện rõ là một vết cắt mới hẳn là mới bị người cắt không lâu chuyện này cũng không lạ gì. Nhưng tôi nhớ rõ lần trước khi đường dũng tìm hồn phách đồng Ngọc Thanh đã dùng đến cảnh cây bách. Đây cũng là một phương thức mà long phù nước thái bọn họ dùng để tìm quỷ vật hoặc âm khí. Nguyên lý cụ thể tôi cũng không biết nhưng cảnh cây bách kia có đến 8-9 phần có liên quan đến đường dũng. Vừa vặn anh ta cũng đang ở Lạc Dương. Bây giờ lại còn mất liên lạc có phải là Tô Mộc tìm được mộ cổ thời đường đó? Chắc chắn nơi đó chính là âm huyệt. Hai người vào trong mộ cổ mộ này đột nhiên sụp đổ liệu có liên quan tới bọn họ. Tôi đứng ngồi không yên. Nếu như bây giờ bọn họ ở trong mộ, núi lại bị lở, liệu bọn họ có bị chôn trong mộ huyệt? Trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm đi lạc dương tìm bọn họ. Nhưng tôi đi thì cha mẹ tôi không ai chăm sóc. Cho dù bọn họ có thể tự chăm sóc mình thì tôi cũng không yên lòng. Nhị tới nghĩ lui. Tôi vẫn không thấy yên lòng về đường dũng cùng tô mục. Lạc dương tôi phải đi một chuyến. Không biết làm sao tôi đành thương lượng với giao tiên bảo nó ở lại bảo vệ cho cha mẹ tôi đồng thời chú ý canh nữ quỷ kia giao tiên lúc đầu còn không tình nguyện nhưng nghe nói ở lại canh nữ quỷ kia thì nó vẫn không nhịn được sự hấp dẫn của thức ăn đồng ý ở lại nhưng nó không đồng ý cho tôi đi một mình tới lạc dương nói phải có người đi cùng tôi thì nó mới yên tâm điều này khiến tôi có chút cảm động không nghĩ tới giao tiên lại quan tâm tôi như vậy vốn là tôi cũng không dám một mình đi lạc dương tìm bọn họ thường nói, tìm người đi cùng không bao giờ thừa. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Tô Đoàn, hỏi cậu ta có thể cùng tôi đi Lạc Dương một chuyến. Ông hai cậu ta có thể đã xảy ra chuyện ở Lạc Dương, Tô Đoàn vẫn luôn để ý chuyện của Tô Mộc, nghe nói Tô Mộc bị mất liên lạc ở Lạc Dương liền lập tức đồng ý. Nửa giờ sau đã gọi lại cho tôi nói đã mua xong vé máy bay, sáng mai liền lên đường. Chương 152, Tô Đoàn cũng có lúc ra uy. Cậu ta làm việc quá nhanh và tôi vừa nảy ra ý tưởng thôi mà cậy ta đã mua xong vé máy bay rồi tôi phải đến gặp mẹ tôi và nói với bà rằng tôi sẽ ra ngoài vào sáng mai và tôi sẽ quay lại sau vài ngày nếu điện thoại di động của tôi bị tắt sau hai ngày thì họ cũng đừng lo lắng mẹ tôi vốn dĩ nghe nói rằng tôi phải ra ngoài thì không có phản ứng gì dù sao trước đây tôi cũng rất ít khi có mặt ở nhà nhưng bà nghe nói rằng điện thoại di động của tôi có thể tắt ngay lập tức hỏi tôi đi đâu điện thoại sẽ tắt như thế nào bà ấy vừa xem tin tức về phục như sơn mạch ở lạc dương nếu tôi biết rằng tôi sẽ đến đó bà nhất định sẽ lo lắng tôi phải nói dối mẹ tôi và nói rằng tôi có một cuộc hẹn với các bạn cùng lớp chúng tôi sẽ lên núi chơi với nhau trên núi có thể sẽ bị mất sóng mẹ tôi lúc này mới yên tâm đi giúp tôi chuẩn bị đồ đạc tôi cũng quay trở lại phòng ngủ và tìm thiên địa kích và ngọc bội rắt trên người sau đó tôi nghĩ một lát lại đem hỗn nguyên kinh mà phong thiên cho tôi ra cũng rất lên người mặc dù trong đó chủ yếu là nói về cách nuôi dưỡng dương khí về cơ bản tôi không thể sử dụng nó nhưng có rất nhiều lời giới thiệu về các linh hồn khác nhau và các phép thuật nhỏ để phá giải quỷ vật nói không chừng lần này có thể sử dụng đến sau khi chuẩn bị mọi thứ xong tôi quay trở lại phòng tắm và tắm nước nóng thứ nhất là chuẩn bị cho việc xuất phát vào ngày mai thứ hai tôi muốn thử lại một lần nữa Nói không chừng nữ quỷ sẽ xuất hiện trở lại khi tôi tắm. Thật đáng tiếc, khi cho đến khi tôi tắm xong, nữ quỷ kia cũng không có xuất hiện, giống như nó đã biến mất trong không khí. Tôi hơi thất vọng, nhưng thực ra cũng không quá kỳ vọng vào chuyện này. Sau khi tắm xong, tôi thư giãn và hấp thụ âm khí trong biệt thự một lúc rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ, bởi vì trong lòng ghi nhớ về việc buổi sáng sao cho kịp máy bay. Ngày hôm sau 5 giờ sáng, tôi đã thức dậy rồi. Sau khi kiểm tra hành lý, tôi đợi tô đỏ ngọn đến, anh ấy cũng dậy rất sớm, khoảng 6 giờ đã gọi cho tôi, nói rằng anh ấy sẽ đến đón tôi, lúc đến, anh ấy còn chi kỷ mang đồ ăn sáng cho tôi. Chúng tôi lái xe thẳng đến sân bay, trên đường đi, tôi giải quyết bữa sáng, sau khi đến sân bay, chúng tôi làm thủ tục và đáp xuống Lạc Dương vừa đúng là vào buổi trưa, chúng tôi đã mua một ít cây FC tại sân bay ăn lót giả. Sau đó bắt taxi bên ngoài sân bay đi đến Phục Như Sơn Mạch ai mà biết được đúng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn chúng tôi liên tục gọi mấy chiếc xe tài xế bọn họ đều nói phục như sơn mạch quá lớn kéo dài hơn 800 dặm chúng tôi chỉ báo địa điểm là phục như sơn mạch không nói rõ được địa điểm cụ thể bọn họ không chịu đưa chúng tôi đi tôi không thể không gấp hơn được nữa nói chính là chỗ ngọn núi mà trên thời sự đưa tin có môi mộ cổ đời đường chúng tôi muốn đến đó tham quan một chút Thấy tôi nói như thế, mấy tài xế taxi đều một vẻ mơ hồ nhìn nhau, có vẻ như đều không biết đến chuyện tìm ra ngôi mộ cổ ở Phục Nhiêu Sơn Mạch, tôi lại càng cuống lên. Việc này đều đưa lên thời sự rồi, sao bọn họ là người bản địa mà lại không biết, vậy phải làm thế nào, đang lúc tôi lo lắng, có một tên dáng vẻ mắt la mày lém, bộ dạng lấm lét, liếc nhìn tôi nói, cô gái, tôi biết chuyện ngôi mộ cổ trong phục nghiêu sơn mạch, nó ở ngay gần thôn của chúng tôi. Cô đi đến đó làm gì? Không phải định đi đào trộm mộ chứ? Tôi bỗng thấy sốc, khóc dở mếu dở nhìn người đàn ông đó. Chú à, chú nhìn chúng cháu thế này, giống như đi đào trộm mộ lắm sao? Ai đi đào trộm mộ mà lại đem đem quần áo hành lý thế này không? Sư phụ, tôi là một sinh viên khảo cổ học. Nghe tin phục như sơn mạch xuất hiện cổ mộ, tự nhiên chúng tôi muốn đi đến xem một phen. Sư phụ đây nếu biết vị trí, vẫn xin sư giúp chúng tôi tại hạ xin cảm ơn tô đoàn cũng mở miệng nói chỉ là cậu ta vừa mở miệng tôi liền xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu cậu ta rõ ràng không lớn hơn tôi mấy tuổi nói chuyện lại hay tỉa toát câu chữ làm ra cái bộ dáng cổ nhân lần đầu tiên gặp cậu ta tôi đã được diện kiến qua rồi còn đặc biệt dặn cậu ta sau này không được nói tiếng cổ trước mặt tôi tôi văn hóa thấp nghe không hiểu cậu ta cũng thực thà lĩnh hội rất nhiều ai biết được vừa gặp người lạ một cái cậu ta lại phạm phải cái tật này biểu tình trên mặt cái gã người bản địa kia cũng không khá hơn tôi là mấy, thậm chí còn ngỡ ngàng hơn cả tôi, quay lại nhìn tô đoàn vẻ không lý giải nổi, lại quay sang cúi đầu hỏi tôi, cô gái, cậu ta nói cái gì đấy, cậu ta nói rằng nếu chú sẵn sàng đưa chúng tôi đến hiện trường ngôi mộ, giá sẽ tăng gấp đôi. Tôi quá lười để giải thích rất nhiều cho ông ta, trực tiếp dịch, quả nhiên, gã người bản địa kia nghe thấy giá gấp đôi, hai mắt liền sáng lên vô cùng sảng khoái gọi chúng tôi lên xe và đưa chúng tôi đi, chỉ là sau khi lên xe, ông ta lại đòi đưa tiền trước, sau đó mới xuất phát, miễn cho chúng tôi đến lúc đó lại quịt tiền hắn, tổ đoàn đối với tiền bạc mà nói vốn không bận tâm, liền đồng ý, theo lời người kia yêu cầu đưa ông ta 500 nghìn, sau đó chúng tôi ngồi xe thẳng một đường tới ngôi cổ mộ. Đi được khoảng hơn một tiếng sau, cảnh sát bên ngoài xe đã hoàn toàn thay đổi thành khung cảnh núi cao tuấn lĩnh chúng tôi chính thức đi vào khu vực của ngọn núi sau khi tôi chính thức đi vào tôi mới phát hiện ra rằng phục như sơn mạch lớn hơn tôi nghĩ từ sớm đã đi vào lãnh thổ của phục như sơn mạch nhưng sau một thời gian khá lâu người lái xe cũng không có ý định dừng lại và phải mất thêm một giờ nữa cảm thấy như đang đi ra ngoài chúng tôi đã ra đến lạc dương sau đó tài xế dừng xe và chỉ vào một khu rừng núi tươi tốt nói rằng đó là ngôi làng của họ đi về phía đông sau khi đi lên, bạn có thể tìm thấy ngôi mộ. Sau khi nói xong ông ta vẫy tay với chúng tôi, chuẩn bị lái xe định rời đi, tô đoàn đột nhiên giữ tay chặn gã tài xế lại, nói, đưa chúng tôi lên núi, đi tìm cổ mộ, anh vừa nãy trả chỉ là tiền xe, không có bao gồm chi phí dẫn đường, phương hướng tôi cũng đã nói cho các người biết rồi, các người tự mình đi lên là được, tô đoàn ngăn không cho ông ta đi, gã người bản địa kia sắc mặt rất khó coi, vứt lại hai câu lấy lệ sau đó khởi động xe muốn chạy chỉ là ông ta còn chưa kịp chạy tô đoàn đã lấy ra một tấm hoàng phù ném lên xe của gã người bản địa kia tấm phù kia như có linh tính vừa lại gần chiếc xe bỗng nhiên chủ động hút chặt lên bảng xe vô cùng mạnh mẽ gã người bản địa kia trông thấy hoàng phù liền trao mày có lẽ cảm thấy vận khí đen đùi dùng tiếng địa phương chửi tô đoàn hai câu tôi cũng không hiểu tiếng bản địa hắn ta đang chửi cái gì chửi xong ông ta đạp chân ga định chạy chiếc xe lập tức gầm lên, nhưng bánh xe đột nhiên vặn vẹo. nó dường như bị buộc chặt vào một bên bởi một lực rất lớn, hướng sườn núi đâm vào. á, à, gã lái xe đã bao giờ gặp phải tình huống thế này? bánh lái trong tay ông ta quay như bay, nhưng bánh xe lại không nghe lời, chỉ đành trơ mắt nhìn xe đâm vào hướng sườn núi. mà ông ta ngoài việc hét lên thảm thiết thì không làm được gì khác. tôi cũng hết sức kinh ngạc khi thấy cảnh trước mắt này. Đồ đoàn trong lòng tôi thực ra cấp độ năng lực cũng không lớn, không ngờ tới tấm hoàng phù của cậu ta lại có sức mạnh lớn như vậy, lại có thể kiểm soát được cả sinh vật sống, thậm chí đến chiếc xe cũng điều khiển được. Âm. Một tiếng động lớn có thể thấy trước, chiếc xe đâm vào núi, toàn bộ khoang động cơ phía trước bị vỡ và túi khí sụp đổ. Điều kỳ diệu là gã người bản địa không chịu bất kỳ tổn hại nào, ngoại trừ bị kinh hãi, tinh thần có chút hoảng hốt, thì không có vết thương nào trên cơ thể. Tô đoàn nhìn gã người bản địa không nói gì rồi lắc đầu, sau đó bước tới xe, lôi gã người bản địa ra khỏi ghế lái và hỏi, tên của ông là gì? La. Lão cửu, gã người bản địa hai mắt vô thần nhìn tô đoàn một cái, mơ mơ hồ hồ nói, tô đoàn gật đầu và nới lòng lão cửu, tốt lắm, vẫn chưa bị đụng đến nỗi ngớ ngẩn, bây giờ ông có thể đưa chúng tôi đến môi mộ cổ được chưa? Nhắc đến hai từ mộ cổ, lão cửu vốn dĩ tinh thần đang hoảng hốt đột nhiên sững sờ quay lại ông ta nhìn tô đoàn bằng ánh mắt kinh hoàng anh anh là ai vừa nãy anh đã làm gì xe của tôi tôi đã nói rồi chúng tôi là sinh viên khảo cổ học chỉ muốn đến ngôi mộ để nghiên cứu đối với chiếc xe của ông rõ ràng là ông đã không tự mình khống chế được vô lăng tô đoàn mỉm cười lần này cậu ta không nói tiếng trung quốc cổ nữa nhưng tay câu ta đang vô tình hay cố ý nhét tay vào túi trong túi cậu ta một vật màu vàng sáng đã lộ ra một nửa, có thể dễ dàng nhìn thấy, lão cửu có phần sợ tô đoàn, thấy cậu ta với bộ dạng vân đạm phong kinh, hắn ta càng không thể hiểu rõ được tô thương. Ông ta chỉ biết gật đầu và chán nản, tôi sẽ đưa các người đến nơi là được chứ gì. Anh đem cất hoàng phù kia lại, tôi nhìn thấy nó liền khó chịu, chương 153, vực vạn năm, tô đoàn gật gật đầu, lần này không nói thêm cái gì nữa, đem hoàng phù thu vào rồi để lão cửu dẫn đường chúng tôi cũng đi theo phía sau lão cửu bởi vì xe bị đâm hỏng rồi chúng tôi một đường đi đến nơi chỉ là đi chưa được bao xa tôi bỗng nhiên phát hiện lão cửu mang theo chúng tôi quay trở lại chỗ cũ nơi này vừa rồi rõ ràng đã đi ngang qua a tôi vội vàng túng tô đoàn và thi thầm thấp giọng nói cho cậu ta rằng lão cửu khả năng đang dở trò với chúng tôi con đường này vừa đi qua ai ngờ tô đoàn khẽ cười một chút nói không sai lần này là con đường đúng vừa rồi ông ta rõ ràng muốn tìm một nơi không có ai đem chúng ta bỏ xuống ngôi mộ cổ căn bản không ở vị trí kia tôi nháy mắt liền bị sốc hỏi cậu ta làm thế nào biết vừa rồi lão cửu cố ý lừa chúng tôi chẳng lẽ cậu ta biết ngôi mộ cổ ở vị trí nào không biết nhưng tô ra chúng ta là phong thủy thế gia am hiểu nhất là tìm gió tìm nước có lẽ là trùng hợp đi ông ta vừa rồi mang chúng ta đi đến nơi mà đỉnh núi hướng ra chân núi bên trong lõm toàn bộ núi hình thành hình bán nguyệt phía dưới bất ổn điển hình là nơi hung thần người cổ đại coi trọng nhất nơi an táng không có khả năng đem mộ chôn ở vị trí này cho nên hắn vừa rồi vẫn luôn lừa chúng ta cho nên cậu đã phá hỏng chiếc xe của ông ta khiến cho ông ta không thể chạy trốn hoàng phù kia của cậu thật là lợi hại a à? thậm chí cả máy móc cũng có thể điều khiển tôi càng thêm ngạc nhiên vốn dĩ khi có tô mộc tô đoàn có vẻ như thằng ngốc không nghĩ tới khi chỉ có mình cậu, bản lĩnh của cậu ta cũng bộc lộ ra, lúc này tôi rốt cuộc minh bạch tô mộc, vì sao luôn nói tô ra là gia đình phong thủy đối với như vậy một đại gia tộc, tùy tiện đưa ra một người đều không phải là ngu ngốc, bằng không làm sao có thể truyền thừa qua trăm năm, mà không bị lụi bại, ếch. bà hai, người suy nghĩ nhiều, đối mặt với sự sùng bái của tôi, tô đoàn liền cảm thấy xấu hổ, từ trong túi móc ra hoàng phù. Đưa tới trước mặt tôi mặt giải thích nói đây kỳ thật là một khống quỷ phù cực kỳ đơn giản, vừa rồi căn bản không phải lá bùa khống chế cái xe, mà là trên người của tôi vừa vặn có một con quỷ, quỷ này khi còn sống là một vận động viên cử tạ, khí lực cực kỳ lớn, sau này xảy ra tai nạn xe cộ liền chết, người nhà hắn liền đem hắn đưa tới mời chúng tôi siêu độ một chút, ta cũng chỉ vừa tiếp nhận, còn chưa kịp làm lễ, người liền gọi điện thoại cho tôi, tôi thuận tay đem hắn mang trên thân, tôi như bừng tỉnh đại ngộ này cũng quá xảo trá đi sau đó tôi cũng cảm thấy xấu hổ tốt xấu gì tôi cũng đi theo tô mộc thời gian dài như vậy thế nhưng còn cho rằng hoàng phù có thể điều khiển ô tô đây quả thực là sai lầm vớ vẩn nếu tô mộc biết tôi như vậy nhất định sẽ chê tôi làm mất mặt anh ấy để tránh ngượng ngùng tôi đành truyền đề tài tôi lại hỏi tô đoàn lần này lão cửu có gạt chúng tôi nữa hay không tô đoàn một bên vừa đi vừa nghiêm túc quan sát địa thiên núi non thấy tôi hỏi liền trả lời hiện tại còn không thể xác định, nhưng phong thủy bên này đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, hẳn là không sai, bởi vì nguyên nhân đi bộ, tốc độ chúng tôi đi rất chậm, hơn nữa như theo lão cửu nghe nói là vì đi tát nên vẫn luôn mang theo chúng tôi đi vào trong núi rừng, như vậy đi rồi ta mới phát hiện, rằng lão cửu thế nhưng đã mang chúng tôi đi đã khá xa, tôi càng đi càng mệt, đi đi rừng rừng, chờ tới khi đến được thôn của lão cửu, đã hơn 10 giờ tối. Chân của tôi đều đau nhức, cũng may là lão cửu đưa chúng tôi trở về làng của họ để nghỉ ngơi một chút và ăn tối. Nghỉ ngơi hơn một giờ, tôi rốt cuộc cảm thấy thoải mái hơn một ít, liền thúc giục lại lão cửu tiếp tục xuất phát. Ông ta nói ngôi mộ cổ liền ở thôn bên cạnh bọn họ, hẳn là đi một lúc sẽ tới nơi, lại lão cửu lại đột nhiên lê mà lê mề. Ấm ống nói không muốn đi tới ngôi mộ cổ bởi vì ngôi mộ cổ có niên đại quá dài, âm khí thực nặng, mà bây giờ đêm hôm khuya khoát, đi chỗ kia rất suối quẩy nói xong ông ta còn làm tốt bụng nói cho chúng tôi âm khí nặng sẽ phát sinh tà dị sự tình nghe ông ta nói trong nháy mắt tôi cảm thấy có chút muốn cười nếu nói âm khí ông ta có thể hiểu rõ bằng tôi và tô đoàn ư nói kiến thức về âm khí với chúng tôi cũng giống như múa đao trước mặt quan công vậy hơn nữa những thứ ông ta nói đều chỉ là nghe đồn đại cũng không chính xác tôi lười vạch trần ông ta chẳng qua lại phát hiện tô đoàn vẫn đứng bên cạnh tôi im lặng không lên tiếng Tôi nghiêm đậu nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta đang ngẩng đầu, cặp mắt chăm chú nhìn sao trên bầu trời đêm, biểu hiện trên mặt là lạ. Tôi có chút hiếu kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta như vậy tôi cũng không dám tùy tiện quấy dày. Đành cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn một cái tôi đã phát hiện điều dị thường, bầu trời đêm trong vắt đặc biệt đầy sao, những ngôi sao lóng lánh thật giống như trong những bài văn hình dung vậy, hơn 10 triệu viên đá quý khảm trên một màn vải đen chiếu lấp lánh hết sức xinh đẹp, nhưng sao không phải là điểm chính. Hướng tô đoàn đưa mắt nhìn có một luồng từ khí, khí màu tím, to lớn từ dưới sắt vọt lên, xông thẳng vào giữa những vì sao. Ngay phía trên vừa vặn là ngôi sao sáng nhất bầu trời, quá đẹp, tôi đã hoàn toàn ngớ ngẩn, cả người cũng ngây tại chỗ. Cặp mắt si ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ hận mắt mình quá nhỏ không thể thấy được hoàn bộ cảnh tượng nguy nga xinh đẹp như vậy, luồng khí kia quy nga lại đẹp mắt rất giống như cực quang trong những hình ảnh hay được thấy chỉ là màu sắc tươi hơn phạm vi cũng nhỏ hơn một chút tô đoàn cũng ngây dại nhìn luồng khí tím kia khó trách vừa rồi lão cửu nói gì cậu ta cũng không phản ứng ngược lại lão cửu thấy hai chúng tôi đều ngẩn ra ánh mắt trở nên rất kỳ quái cũng nhìn về hướng chúng tôi đang nhìn nhưng nhìn hai lần liền quay đầu lại tay quơ quơ trước mặt chúng tôi lẩm bẩm nói bên kia đen thùi lùi có gì đâu sao ai cũng ngẩn ra thế nói xong thừa dịp chúng tôi không để ý tới ông ta, mắt ông ta lóe lên, nói nhanh, nếu hai người không vội vã đi, vậy hôm nay dẫn đường đến đây thôi, tôi về nhà, nói, xong ông ta nhanh chóng chạy về nhà, đóng chặt cửa lại, ngay cả đèn cũng tắt, trong nháy mắt nhà ông ta liền im ắng như không người sinh sống, lúc này tôi căn bản không còn lòng dạ nào chú ý tới lão cửu, chỉ chìm đắm trong cảnh sắc màu tím đẹp đẽ kia, không biết qua bao lâu tôi mới hoàn hồn lại nhưng phát hiện thân thể tô đoàn bên cạnh khẽ run rẩy hơn nữa tần số run rẩy rất nhanh, giống như đang rất phấn khích, tô đoàn, cậu không sao chứ, tôi ý thức được có điều không đúng, lập tức kéo cậu ta, hỏi, vạn năm thọ vực, vạn năm thọ vực. Giọng tô đoàn cũng run rẩy lầm bầm tám chữ, tôi bị trạng thái của tô đoàn làm cho sợ hết hồn, lập tức lay mạnh cậu ta mấy cái, gọi to tên cậu ta, tô đoàn, bị tôi gầm một tiếng, người tô đoàn run lên một cái lúc này mới thu hồi ánh mắt rồi nhìn vào tôi, tỉnh rồi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi cậu ta vừa rồi là chuyện gì xảy ra, đó là vạn năm thọ vực, là vạn năm thọ vực thật sự, mặc dù đã lấy lại tinh thần nhưng tô đoàn vẫn hết sức kích động, mặt mũi đỏ lên nhưng nắm vai tôi cười nói, tôi bị cậu ta nắm vai tới đau, thoát khỏi tay cậu ta, hỏi, vạn năm thọ vực là cái gì, tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì. Nói xong tôi còn nhắc nhở cậu ta lão cửu đã chạy về nhà chúng ta có cần bắt ông ta quay lại không còn có hình như ông ta không thấy luồng sáng tím kia dĩ nhiên ông ta không thấy bây giờ không cần bắt ông ta nữa cổ mộ ở phía dưới đám khí tím đó tô đoàn kích động nói nói xong cậu ta đi thẳng về phía trước vừa đi vừa nói bà hai bà có thể không biết vạn năm thọ vực nhưng bà nhất định biết võ tắc thiên lăng mộ võ tắc thiên được gọi là vạn năm thọ vực tôi, bước nhanh đuổi kịp cậu ta, nghe được lời của cậu ta tôi suýt chút nữa đứng không vững, cây ếch yêu ta sợ không gì sánh kịp, không thể nào. Làng mộ của bà ấy không phải đã tìm được sao, ở tỉnh Thiêm Tây kia, sao lại có thể sẽ là nơi này? Cậu có lầm không, tuyệt đối không, địa thế thiêu nữ hàm xuân, từ khí còn sông thẳng bắt đầu, nơi phong thủy loại này từ xưa tới nay cũng chỉ có một vị trí có. Chính là vạn năm thọ vực nơi mai táng võ tắc thiên không sai được, chương 154, tượng đá trong mộ, thấy tô đoàn khẳng định như vậy, tôi không khỏi cũng tin mấy phần. Mà chính mắt tôi thấy nơi kia trùng thiên tử khí, ngôi sao sáng nhất kia cũng xác thực có thể là sao bắt đầu, mặc dù tôi không hiểu địa thế thiêu nữ ngậm xuân là cái gì, nhưng trước mắt đây là mộ võ tắc thiên, sợ là đúng đến tám chín phần. Nghĩ đến một lúc nữa có thể đi vào mộ võ tắc thiên trong truyền thuyết, tôi liền không nhịn được trở nên kích động, thế nhưng là kích động không được bao lâu tôi lại có chút băn khoăn mặc dù tôi chẳng biết chút gì về chuyện mộ đảo nhưng mấy năm gần đây có nhiều tiểu thuyết trộm mộ rất nổi tiếng tôi có đọc nên mưa dầm thấm đất cũng biết dưới mộ địa nguy hiểm trùng điệp huống chi đây là mộ phần của võ tắc thiên bà là nhân vật truyền kỳ mộ huyệt sao có thể không nguy hiểm cũng không biết tô mộc ở phía dưới thế nào sẽ không xảy ra chuyện gì chứ nghĩ đến đây lòng tôi lo sợ không khỏi bước nhanh chạy về phía tử khí hiện lên, không bao lâu tôi đã chạy tới nơi, xác thực tô đoàn không có nói sai, nơi này thực sự có cây hố to, cổ mộ ngay trước mặt, chỉ là lúc này hố to đã bị người dùng cảnh giới tuyến, một loại đường giới hạn, kéo lên, chỗ cách hơn 200 mét còn có không ít liều lán dựng lên, bên trong tiếng người huyên náo, hiển nhiên có không ít người trông coi ở đây, cũng phải, bỗng xuất hiện đường chiều cổ mộ tin tức này khẳng định gây huyên náo rất lớn, những người kia cũng hẳn là những nhà khảo cổ cấp quốc gia, cũng may bây giờ sắc trời chạng vẳng. chỉ có hai chiến sĩ cảnh sát vũ trang đứng gác tại đó, không cần tôi nói chuyện, Tô Đoàn đã nhanh chóng lấy ra một lá bùa khống quỷ màu vàng, ném ra ngoài, Tô Đoàn mang theo trong người hồn phách một vận động viên cử tạ, chỉ có điều hắn vừa mới chết không bao lâu, năng lượng hồn phách quá yếu, tôi nhìn không thấy hắn, cho dù dạng này, hai chiến sĩ kia vẫn là kêu a à, một tiếng, liền đó thân thể hai người thật giống như bị khống chế vô hình, trước ngực cổ áo nhăn nhúng, lôi hai chiến sĩ xô thẳng vào cái cây gần đó, chỉ mấy giây, hai chiến sĩ liền bị đụng choáng, sau khi giải quyết hai người bọn họ, tôi không dám chậm trễ, sợ một hồi có người khác đến thay ca, vội vàng túm lấy dây thừng nhảy vào trong hố, tôi đoàn lại một tay níu lại dây thừng, hỏi tôi làm gì, đương nhiên là hạ mộ. Tô Mộc và Đường Dũng ở phía dưới, chúng ta tới còn không đi xuống tìm họ. Tôi bị tô đoàn hỏi liền thấy khó hiểu, lúc trước là hắn gấp gáp như vậy, vừa nghe nói tô mộc ở Lạc Dương xảy ra chuyện, liền mua vé máy bay tới, giờ đến cửa cổ mộ, hắn lại trần trừ, phía dưới rất nguy hiểm, bà hai không thể tùy tiện xuống dưới, nếu như bà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông hai không hạ huyệt cháu luôn mới là lạ, và lại bà làm sao xác định ông hai bây giờ đang ở phía dưới. Muốn xuống dưới, cũng là cháu sung phong đi xuống trước. Tô đoàn nói, nói rồi hắn móc ra một cái muỗng bằng bạc trắng, ném xuống đất, hai mắt chăm chú nhìn, tôi thấy hắn lo lắng như vậy, cũng không nhịn được lo lắng theo, chỉ thấy cái muỗng kia trên không trung phi tốc xoay tròn, giống như con quay, cuối cùng rơi xuống đất, đầu muỗng chĩa thẳng vào lối vào hố to, hạ mộ. Thấy cái muỗng nhắm ngay cửa vào mộ huyệt, tô đoàn trên mặt thoáng mỉm cười, miệng thốt ra hai chữ, nói xong hắn dẫn đầu cột chắc dây thừng, hướng trong hố nhảy xuống, trong hố rất khô giáo, nhiệt độ cũng rất cao, khác hẳn sự âm lãnh trong tưởng tượng của tôi. Tôi theo sát sau lưng tô đoàn hạ nhập trong hầm, vừa mới xuống dưới, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, bởi vì nơi này nhiệt độ quá cao. Dựa theo kinh nghiệm của tôi trong quá khứ, phàm là nơi âm khí nặng, phần lớn âm lãnh ẩm ướt, không thể lại khô giáo như vậy, mà trong lúc đi xuống mổ, tôi đã phóng ra âm tuyến, thử cùng âm khí trong động liên hệ nhưng âm tuyến vừa phân phóng ra ngoài, huyệt thái dương của tôi liền truyền đến một cơn đau đớn giống như ý thức bị thiêu đốt, âm tuyến vừa phóng ra ngoài cũng trong nháy mắt biến mất hút. Bà hai, nơi này dương khí rất nặng, người tuyệt đối không nên dùng âm khí thăm dò. Tổ đoàn ý thức được tôi xảy ra chuyện, lập tức lên tiếng nhắc nhở, trong lòng tôi, những dự cảm không tốt càng mãnh liệt, nhẹ gật đầu, tay vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu đau đớn, cũng may vừa rồi chỉ là thăm dò tôi bị tổn thương cũng không nặng, rất nhanh chúng tôi liền đến nơi, toàn bộ đáy hố không gian rất lớn, mặt đất giải rác một chút đá vụn, hẳn là phía trên đỉnh động rơi xuống, ở phía dưới sạch sẽ, ngoại trừ có mấy pho tượng binh sĩ, phần lớn đều là bích hoa được vẽ tinh xảo, tôi cùng tô đoàn đồng thời rút đèn pin, soi xét bên trong mộ thất, tìm kiếm tô mộc cùng đường dũng, kết quả nơi này không có bất kỳ ai, cũng không có cửa khác thật giống như đây là một không gian hoàn toàn độc lập, tôi không khỏi nhìn về phía tô đoàn. Tô đoàn biểu lộ ngược lại là bình tĩnh, nói thẳng đó là đại điện, không phải trung tâm mộ thất, đường dũng hẳn là mang theo ông hai đi sâu vào mộ thất. Bình thường, âm huyệt đều là tồn tại ở trung tâm mộ thất, vừa nói hắn vừa sơ tay lên soi đèn pin cẩn thận tìm kiếm bốn phía, nói cơ quan cửa mộ hẳn là giấu ở chỗ này, cẩn thận tìm xem là được, tôi thấy hắn như vậy đã có tính trước, cũng yên tâm một chút đi theo tô đoàn cùng tìm kiếm, bích họa trên tường bởi vì niên đại xa xưa, mặc dù có thể nhìn ra hình vẽ tinh xảo, nhưng đã hoàn toàn nhìn không ra vẽ nội dung gì. Sau khi tôi thuận tường tìm một vòng, liền đưa ánh mắt rừng ở trên thân tượng đá trong đại điện, những tượng đá này đứng trong đại điện trông rất lộn xộn, mỗi cái hướng mặt về một phía, trên thân tích lũy thật dày một tầng bụi đất, trong tay còn cầm kiếm đá rất to, tôi trực tiếp đi đến tượng đá gần nhất trước mặt vươn tay hướng trên người hắn sờ soạng muốn sờ xem có cơ quan ở trên người hắn hay không đừng nhúc nhích ngay lúc tay tôi sắp chạm đến tượng đá tô đoàn đột nhiên hô to một tiếng tôi bị dọa đến run rẩy một chút lập tức thu tay về đảo mắt tô đoàn đã chạy đến bên cạnh tôi trên trán lại còn trồi lên một tầng mồ hôi lạnh lòng vẫn còn sợ hãi nói bà hai những tượng đá này có vẻ như thay đổi vị trí thay đổi vị trí trong lòng tôi giật mình không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước cách tượng đá xa một chút tô đoàn gật gật đầu lia đèn pin chiếu sáng sau lưng tượng đá nói bà nhìn cái này có vết tích bụi đất rơi xuống hơn nữa còn có vết tích tảng đá ma sát lại nói tượng đá bên trong tòa đại điện này hẳn là vệ sĩ túc trực bên linh cữu căn cứ đẳng cấp tôn nghiêm trong chế độ cổ đại không thể lại đứng tản mạn như thế hẳn là xếp thành một loạt mới đúng những tượng đá này rõ ràng di động không nên tùy tiện đụng vào bọn họ trên người bọn họ có cơ quan sẽ lại cử động tô đoàn phân tích như vậy rất có lý tôi lập tức lo lắng bên trong mộ thất ngoại trừ tượng đá tôi cùng tô đoàn đều cẩn thận đi tìm một lần cũng không có tìm được chỗ nào mở cửa hiện tại hy vọng duy nhất là trên thân những tượng đá này tô đoàn lại nói không thể động đến bọn họ mà những tượng đá này lại đã chuyển động rõ ràng bọn hắn có tính công kích rất mạnh bây giờ nên làm gì chúng tôi cũng không thể một mực chờ đợi động là khẳng định sẽ động chúng ta chỉ cần phải hiểu rõ vì sao lúc trước nó chuyển động là được tô đoàn thận trọng nói nói xong hắn mở ba lô tùy thân từ bên trong lục tục lôi ra mấy đồ vật có chu sa bùa vàng bút lông nước hạt đậu đủ màu sắc vân vân và vân vân những thứ này thuộc tính có âm có dương hắn dựa theo âm dương hai loại phân biệt dọn xong sau đó đốt nến khai đàn làm phép chỉ thấy hắn ngồi đối diện tượng đá, xuyên thấu qua ánh nến, đối diện tượng đá nói lầm bầm còn đem chu sa và đậu ngũ sắc rồi về tượng đá, tinh thần của tôi đã căng thẳng dị thường, né xa ra, sợ đồ vật nào đó kích hoạt lên tượng đá, nó đột nhiên chuyển động, ai ngờ tôi đợi lúc lâu, tô đoàn đem hai loại đồ vật âm dương đối diện đều hắt vẫy xong, tượng đá cũng không có bất cứ động tĩnh gì, lần này ngay cả tô đoàn trên mặt cũng nhịn không được mồ hôi chán dịn càng nhiều, trực tiếp chảy thành dòng, theo gương mặt từng giọt rơi xuống. Hồi lâu, tô đoàn sắc mặt khó coi mới đem đồ vật thu lại, vỗ vỗ đất trên người, đứng lên, thế nào? Tôi đã sớm không nín được muốn hỏi hắn, thấy hắn làm xong, lập tức hỏi, không được. Tô đoàn lắc đầu, trên mặt tràn ngập thắc mắc, nhìn tôi một chút rồi nói, dựa theo lệ cũ, bên trong mộ đế vương thường có thị vệ chờ đợi, bảo hộ mộ chủ an toàn. Trong những thị vệ này, khi còn sống bản thân có người là thị vệ của mộ chủ, sau khi mộ chủ chết liền chết theo. Cũng có người bản thân liền là người chết, đem thi thể phong tiến trong đất bùn làm bùn kén. Lại có người là loại ngọc thạch điêu khắc thành thị vệ. Mặc kệ là sử dụng loại phương thức nào, trên người bọn họ đều sẽ có một điểm giống nhau là có dấu một tia địa hồn. Tia địa hồn này sẽ theo thời gian lưu truyền trở nên càng ngày càng mạnh, hung tính cũng càng lúc càng lớn nhưng cháu vừa rồi mặc kệ là dùng dương khí công kích hay là dùng âm khí dẫn dụ tượng đá đều không có bất kỳ phản ứng gì chẳng lẽ địa hồn trong này đã biến mất không thấy tô đoàn càng nói càng không hiểu sắc mặt nhăn nhó đến khó coi cuối cùng lại dạo một vòng quanh mộ thất rồi vô lực ngồi dưới đất tôi thấy hắn như vậy cũng vội vàng tiến tới hỏi hắn địa hồn biến mất liền biến mất thôi nếu như địa hồn biến mất vậy đã nói rõ pho tượng kia chắc chắn sẽ không lại động chúng ta kiểm tra một chút trên người hắn có cơ quan mở cửa hay không vô dụng tổ đoàn vô lực lắc đầu địa hồn liên là chìa khóa mở cửa cháu vừa rồi đã tìm tòi tỉ mỉ ở đây căn bản không có cái khác có thể chứa được địa hồn nói cách khác địa hồn chỉ có thể tồn tại trong pho tượng này nếu như trong này địa hồn không thấy cửa mộ thất kia cũng đóng chặt hoàn toàn ông hai không ở bên trong thì còn tốt chúng ta lui ra ngoài là được nếu như ông hai thật ở bên trong nói tới vế sau giọng tô đoàn càng ngày càng nhỏ tôi lại có thể từ bên trong giọng nói của hắn nghe ra sự tuyệt vọng trái tim trong nháy mắt giá lạnh một nửa đây chính là mộ võ tắc thiên như thế trong mộ tám chín phần mười có cất dấu âm huyệt dựa theo phỏng đoán lúc trước của tôi tô mộc bọn họ nhất định ở ngay trong mộ nếu như cái mộ này hốt cuộc không mở được tô mộc cùng đường dũng chẳng phải vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong rồi Nghĩ đến khả năng này, mắt tôi lập tức ứa lệ, đứng lên vọt tới tượng đá trước mặt, đưa tay sờ nắn lung tung trên người nó. Tôi cũng không tin, địa hồn là chìa khóa duy nhất, không biết chừng trên thân nó còn có cơ quan khác, tay tôi dọc theo vách đá lạnh. Từ dưới đi lên tìm tòi từng chút sợ bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Lúc sờ đến phần bụng tượng đá, trong tượng đá bỗng nhiên truyền ra một cỗ lực hút. Hút tôi về phía thân tượng, khí lực rất lớn, trong nháy mắt tôi liền không thể động đậy tô đoàn. Tôi lớn tiếng la lên, tô đoàn thấy tình huống dị thường, nhanh chóng chạy tới phía tôi, túm lấy cánh tay của tôi, muốn tách tôi ra khỏi tượng đá. Nhưng tượng đá kia tựa như cái nam châm sắt khổng lồ, mà tôi thì giống một người sắt, bị hút đến xít sao, mặc cho tô đoàn túm như thế nào, tôi cũng không thể nhúc nhích. Rất nhanh thân thể tôi liền có một trận khó chịu giống như trên người khí lực đều bị hút khô, mà thời gian tôi dính vào tượng đá càng dài ta mơ hồ phát hiện ra tượng đá trước mặt nhan sắc thay đổi. Mơ hồ bắt đầu xanh lét, chẳng khác nào ngọc thạch tôi dãy dụa nhìn về phía tô đoàn, vừa định hỏi cái này là tình huống như thế nào. Tô đoàn chợt buông lỏng tôi ra, quay đầu nhìn tượng đá sau lưng, trên mặt lộ ra nỗi cây ếch yêu ta sợ dị thường. mươi 155, sinh tử một đường, thế nào tô đoàn, xảy ra chuyện gì? Thấy hắn khác thường như vậy, tôi không khỏi lo lắng. Tô đoàn từ trước đến nay luôn trầm ổn, hiện tại biểu lộ khoa trương như vậy, tượng đá đằng sau khẳng định có đồ vật đặc biệt kinh người xuất hiện, đây là. Tô đoàn đã không lo trả lời tôi được nữa, hai mắt hắn trừng lên hết cỡ thiêu nỗi đồng tử muốn bắn ra ngoài, mà thân thể của hắn thì vô ý thức lui về sau, giống như trước mặt có một thứ rất nguy hiểm, rất nhanh. Tôi chỉ nghe thấy trong đại điện truyền đến một âm hưởng dị thường rất nhỏ, giống như tiếng móng tay ma sát vào mặt đất nháy mắt một quái vật khổng lồ màu xám đen từ sau tượng đá nghiêng leo ra động tác rất chậm đầu cao chừng 2 mét bốn chân chạm đất không biết là động vật gì tim tôi lập tức liền nhai loạn cái đồ chơi này có thể khiến tôi đoàn sợ đến như vậy nhất định rất hung bạo nhưng tôi còn bị tượng đá hút chặt lấy bất kể thế nào dãy ruộng đều không cử động được quái vật khổng lồ động tác chậm rãi đi trên đường còn lung la lung lay nhưng cho dù như vậy Tôi vẫn cảm nhận được từ trên người nó một cỗ uy lực khổng lồ, bản năng nhận biết cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt lan khắp toàn thân tôi, nó đối với Tô Đoàn cũng không có biểu hiện ra hứng thú gì, sau khi đi ra, trực tiếp hướng tới phía tôi, đáng thương tôi bị tượng đá dính chặt, ngay cả đầu cũng không quay được, càng thấy không rõ khuôn mặt quái vật sau lưng tôi, nhìn không thấy cũng tốt, không chừng sau khi nhìn thấy, tôi không cần nó động thủ cũng đã bị dọa chết, toàn thân tôi đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm thân thể một mảnh lạnh buốt, toàn thân run rẩy chờ chết, này. Nhìn đây, đang lúc chờ chết, tô đoàn đột nhiên hướng về phía quái vật kêu lên thật to, một tấm bùa vàng trong nháy mắt dính trên thân quái vật, thiêu đốt nó, ngọn lửa màu xanh lục bùng lên, nhưng dù ngọn lửa kia thiêu đốt trên thân quái vật, nó lại không có bất kỳ phản ứng gì, sau khi đốt xong, ngọn lửa biến thành một đống bột phấn màu đen sáng, rơi là tả trên mặt đất, lại đây, ăn tao ngon hơn nè. Đến đi, Tô Đoàn thấy bùa vàng không dùng được, lại cầm ra một thanh chu sa ném về phía quái vật, đồng thời quát lớn, muốn dùng bản thân mình hấp dẫn chú ý của quái vật. Lộ mũi tôi trong nháy mắt thấy cay cay, thời khắc sinh tử, Tô Đoàn vậy mà chịu vì cứu tôi tự đặt mình vào nguy hiểm, hắn chỉ là cháu trai của Tô Mộc, còn không phải ruột thịt, không cần thiết đối với tôi tốt như vậy lòng tôi chua xót nhưng lúc này biết ham sống là tội lỗi nhưng nội tâm tôi vậy mà thật hy vọng tô đoàn có thể chuyển di một chút chú ý của quái vật tôi nhân cơ hội thoát khỏi tượng đá chỉ là chu xa đối với quái vật cũng không có bất kỳ tác dụng gì lúc này tô đoàn đã run lên hắn hiển nhiên cũng không biết làm như thế nào đối phó quái vật này đành vài mèo mù vơ ca rán đem tất thảy đồ dùng trong bọc móc ra ném vào quái vật đồng thời cố gắng hấp dẫn chú ý của quái vật nhưng tất cả mọi thứ đều không có tác dụng, quái vật đối với hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào, toàn bộ lực chú ý đều dồn trên người của tôi. Rất nhanh nó chạy tới đằng sau tôi, tôi thậm chí có thể cảm giác được nó phun ra hơi thở ấm áp, làm phía sau lưng tôi nóng lên, tôi sợ muốn tẻ ra quần, thân thể run rẩy kịch liệt, hồng hộc, hồng hộc. Sau lưng quái vật có lẽ đã chạm đến tôi, phát ra tiếng đánh hơi, giống như đang ngửi mùi trên người tôi. Tô đoàn càng nhanh làm đủ trò, như lương tiểu sửu đứng trước mặt quái vật nhảy nhót, quái vật cũng không nhìn hắn cái nào. Sau khi tiếp tục ngửi ngửi trên người tôi, nó trực tiếp duỗi ra cây lưỡi ướt át, quấn lấy tôi, lôi tôi từ tượng đá kéo xuống, tôi bị cây lưỡi thịt buồn nôn quấn chặt, ép xoay người lại đối mặt quái vật, tôi căn bản không dám nhìn nó, nhắm chặt mắt lại, trong lòng thậm chí bắt đầu hy vọng nó có thể một miếng nuốt chửng tôi không muốn nó nhai tôi, chỉ ít có thể dễ chịu hơn chút, trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện, chờ chết mỗi một giây đều dài dằng dặc giống như một thế kỷ vậy. Thế nhưng tôi trước sau đợi đến mấy cái thế kỷ, quái vật cũng không có nuốt, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tôi bị dọa chết. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng tôi căn bản không dám mở to mắt nhìn là chuyện gì xảy ra. Ngu, ngốc, em còn muốn anh ôm em bao lâu, không định ngủ luôn đấy chứ? Bỗng nhiên bên tai tôi xuất hiện một thanh âm quen thuộc thanh âm kia xấu xa dù côn du đãng giọng điệu đáng ghét nhưng lại cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp tôi lập tức toàn thân run lên không dám tin mở mắt ra ngửa đầu nhìn gương mặt kia cằm hoàn mỹ mũi cao đôi môi gợi cảm đáy mắt trong thần sắc tất cả đều toát lên vẻ phóng đãng tiêu phiêu tô mộc tôi ngây ngẩn nhìn vẻ đẹp trai này đơn giản không thể tin được cho là tôi đang nằm mưa trần trở giơ tay lên, tát vào mặt anh, bép. Một bàn tay đập xuống, thanh âm thanh thúy có tiếng vang, xúc cảm hơi lạnh co co giãn. Thật là tô mộc, tôi liền cười, kích động vừa định ôm tô mộc. Anh lại nhíu mày lại, trực tiếp buông tôi ra, ném tôi xuống đất. Bực tức hồn hền trừng mắt với tôi, như hận không thể ăn tôi. Nữ nhân chết tiệt, em dám đánh chồng à? Chán sống rồi, tôi bị quẳng xuống đất, kêu lên một tiếng ấm ức xoa cái mông đau, nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ, cuối cùng lại gặp được anh, mà tôi lại không có chết, là Tô Mộc đã cứu tôi. Ha ha, tôi kích động vừa khóc lại cười, anh đơn giản chính là thần hộ mệnh của tôi, mặc dù thần hộ mệnh này đúng là hung thần. Tô Mộc nhìn tôi như vậy mặt tái đi, cánh tay thon dài lại đưa đến phía tôi, túm ở sau cổ áo tôi giống kiểu sách gà con nhấc tôi lên, đôi mắt đẹp chố ra, "Lục Dương, thần kinh em vẫn bình thường chứ?" em không có bệnh, vừa rồi đánh anh chỉ là muốn xác định một chút có phải em đang nằm mơ hay không, ha ha. Tôi cười càng vui vẻ hơn, tô mộc ra, hắn không có bị giam giữ, mà nam nhân này cũng không biết là thế nào phồng phao lên, đẹp trai như vậy, đơn giản không cưỡng nổi, em không đánh anh thì em không xác định được à, anh thấy em chính là muốn ăn đòn, dặn em ngoan ngoãn ở nhà chờ, ai bảo em chạy tới, em có biết hay không? Vừa rồi nếu anh chậm thêm một bước, em đã đi thẳng vào bụng chuột rồi. Tô Mộc thấy tôi cười hì hì không có nghiêm túc, càng thêm tức giận, vừa mắng tôi vừa đem khiêng tôi trên vai, tay dùng hết khí lực đánh vào mông tôi đôm đốc, tôi bị anh đánh liên tục, lập tức cầu xin tha thứ. Người này tính tình sao mà thô bảo, tôi đến đây cũng là vì cứu anh, anh lại còn thật đánh tôi, hơn nữa còn là ngay trước tô đoàn mặt đánh vào mông tôi, tô đoàn mặc dù lớn tuổi hơn tôi, nhưng hắn một mực kêu tôi là bà hai là tiểu bối của tôi, tôi thật mắc cỡ chết người, tôi tức giận đấm đá loạn xả trên người tô mục, nhưng toàn thân anh bao trùm một tầng âm khí khôi giáp màu đen, thật giống như sát tôi không chỉ không đánh đau hắn được, ngược lại bị hắn phản đòn đau muốn chết, tầng âm khí khôi giáp này đơn giản quá cứng, so với hợp kim titan chắc cũng không kém, tay của tôi liền sưng đỏ một mảng, gặp tôi nhăn nhó, tô mục lúc này mới buông tôi xuống, một tay nắm lấy tay tôi, cưỡng ép kéo tới trước mặt anh nhìn qua hỏi tôi đau không có thể không đau ư tôi liền ứa nước mắt lúc đầu nhìn thấy tô mộc thật cao hứng nhưng sau hồi cao hứng nghĩ lại vừa rồi cảm giác chờ chết thật sợ hãi ấm ức lại nháy mắt lóe lên trong đầu nguyện cớ tay đau nước mắt lại giàn rụa nào tô mộc thấy tôi như vậy đột nhiên cong môi cười phun ra một chữ tới ta trong nháy mắt càng ấm ức rút tay trở về mắng đổ mặt dày sớm biết thế đã không tới cứu anh, em sẽ đi luôn, nói, rồi tôi thở phì phò đi ra ngoài, muốn leo ra từ chỗ dây thừng ở cửa động, chỉ là tôi còn chưa đi đến chỗ dây thừng kia, hai tay tô mộc liền từ phía sau ôm eo tôi, nói, đến thì đã đến cả rồi, còn đi làm gì, em có muốn nhìn xem vừa rồi dọa em sợ là cái gì không? mươi 156, túc trực bên linh cứu yêu chuột, cả người tôi run lên. Giọng tô mộc đột nhiên trở nên rất dịu dàng, biến hóa này quá lớn khiến tôi có chút không dám tin hơn nữa hai tay anh ấy bây giờ đang ôm chặt tôi khiến tôi cũng không còn tức giận lúc này tôi mới nhớ một chuyện lúc trước tô mộc rất hư nhược ngay cả ban ngày cũng không ra ngoài được mặc dù bây giờ là buổi tối anh ấy có thể đi ra nhưng thân thể cũng rất hư căn bản không thể ôm tôi chặt như vậy được nhưng bây giờ đúng thật đang ôm chặt tôi trên người tràn ngập mùi hương cây cỏ giữa ngón tay hơi lạnh Tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay anh ấy cách qua lớp quần áo. Tôi liền quay đầu, cây ết yêu ta sợ nhìn anh ấy. Tô Mộc, anh khôi phục rồi. Anh tìm được âm huyệt rồi, bây giờ em mới chú ý. Tô Mộc hỏi ngược lại, đáy mắt vừa mới dâng lên tia nhu tình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trên trán liền xuất hiện ba đường hắc tuyến, hậu chi hậu giác khá bất mãn với lời nói của tôi. Vậy trên người anh là khôi giác. Tôi càng thêm kinh hỉ. Đồng thời thầm mắng chính mình ngu ngốc, vừa rồi rõ ràng đã phát hiện trên người anh ấy có khôi giáp, nhưng chính là không có kịp phản ứng, là khôi giáp âm khí, Tô Mộc khóe miệng gợi lên một tia ý cười, tay duỗi đến trước mặt tôi, nói: "Hiện tại em đã có thể chạm vào anh, có cảm thấy bất ngờ không?" A. À, thật sao, thấy dáng vẻ đắc ý của Tô Mộc, tôi đột nhiên nhiên rất muốn trêu chọc hắn, để trả thù chuyện anh ấy vừa rồi mới đánh tôi, tôi dê dơ tay lên sờ đến tay của anh ấy. Tôi giả vờ là một bỏ mặt mờ mịt nói, thế nhưng em còn không bắt được tay của anh a à, tay của anh thật giống như không khí, không có bất kỳ cái gì cảm giác nào, thật sao? Em xác định, Tô Mộc hỏi ngược lại, ta hung hăng gật gật đầu, trong nháy mắt Tô Mộc liền cười, khóe miệng nhiễm lên một tia tả ác, xấu xa nhìn tôi, ánh mắt này của anh ấy đã quá lâu rồi tôi chưa thấy, đột nhiên phản xạ có điều kiện tôi liền co rụt lại về sau một dự cảm xấu lóe lên trong đầu chỉ là so cùng tô mục, tốc độ của tôi vẫn là chậm một nhịp, một trong nháy mắt trước ngực ta hai bên đã truyền đến một cỗ cảm giác khác thương, một đôi tay hơi lạnh, động tác chuẩn xác bắt lấy nó, còn cố ý lấy tay bóp nhẹ hai cái, a à. Trong nháy mắt tôi liền hét lên, cây ếch yêu ta sợ nhìn tô mục, anh, anh đùa nghịch lưu manh, tôi tức giận đến cả nói cũng không lưu loát, nhìn anh ta chằm chằm mà mắng, tô mục lại hoàn toàn không ngại khóe miệng vẫn là mang theo nụ cười cười xấu xa trên cao nhìn xuống nhìn tôi hiện tại em có thể cảm nhận được ư anh mặt tôi đỏ bừng lên lúc này tôi hối hận đến phát điên cùng chơi với người nào không chơi lại cố tình cùng chơi với một lão quỷ trăm năm tôi sao làm sao có thể chơi thắng hắn quả thực là bê đá đập vào chân càng quan trọng hơn là lúc này tô đoàn vần đang còn ở bên cạnh tô mộc vậy mà quang minh chính đại sở tôi không hề bận tâm chút nào đến sự tồn tại của tô đoàn Tô đoàn thật ra cũng rất thức thời, không biết đã xoay người sang chỗ khác từ khi nào. Giả bộ ngồi xùm ở trước mặt đống quái vật, chăm chú nghiên cứu cẩn thận, thấy tôi sắp tức giận đến điên lên. Tô Mộc lúc này mới hài lòng buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt giống như là một đứa trẻ vừa đánh thắng trận vậy, tràn ngập đắc ý. Sau đó anh ấy kéo tay của tôi lại, dắt tôi đi đến chỗ tô đoàn, nói đây là chuột yêu túc trực bên linh cữu, sao nó lại thích ngươi như vậy, nhất định có nguyên nhân tới xem một chút là tình huống như thế nào, chuột yêu túc trực bên linh cữu là cái gì? Ta bỗng cảm giác mới mẻ khi nghe được cái từ này, liền hỏi, chủ yếu là hiện tại tôi rất tôi rất cần một chủ đề để rời sự bối rối của tôi đi. Chuột yêu túc trực bên linh cữu bản thể là một con chuột yêu, xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà đường, là đại sư phong thủy lý thuần phong nghiên cứu rồi chăn nuôi ra, lý do là vì phòng ngừa mộ huyệt bị trộm tất cả yêu thử túc trực bên linh sàng đều vừa sinh ra đã bắt đầu được đào tạo hẳn em có nghe câu chín chó một ngao sao với chuột cũng giống như vậy ở giới phong thủy từ trước tới giờ đều có câu chín thử một linh một một lứa chuột mẹ đẻ chỉ cần một thai sinh chín thì trong đó nhất định có một con linh khí trên người rất nặng lý thuần phong sẽ đem con chuột có linh khí nặng nhất lấy ra không cho ú sữa mẹ mà dùng máu trên đầu ngón tay người để nuôi chờ sau khi nó lớn lên sẽ nhận chuột chỉ cần người nuôi sống trên đời một ngày sẽ phải dùng máu trên đầu ngón tay một ngày một ngày gián đoạn cũng không được như vậy chờ sau khi chủ nhân chết yêu thử túc trực bên linh sàng coi sẽ được hạ táng cùng chủ nhân suốt đời chờ đợi bên cạnh chủ nhân sao chín chó một ngao chó mẹ có giống tốt đẻ ra một lứa chín con đem chín con chó con ấy nhốt xuống dưới hầm đất từ khi còn đỏ hòn không cho ăn uống để chúng tàn sát lẫn nhau cuối cùng con duy nhất sống sót chính là ngao chó ngao bản tính dũng mãnh vô cùng. Ba con chó ngao đủ để xé tan xác một con gấu người trưởng thành. Còn cách giải thích khác, tạng ngao cũng là chó. Bọn chúng cũng giống như đa số các động vật có du khác. Mỗi lần mang thai có thể đẻ 4 đến 6 con, hiếm lắm mới được 7. Còn như một lứa 8 con, thì phải nói là lông phượng vẩy lân rồi. Nhưng nếu ngao mẹ một lần sinh 9 con, thì ắt trong đó sẽ có một con ngao thần. Ngao mẹ nhiều nhất chỉ có 8 đầu vú có nghĩa là nhất định có một con không được ú sữa mẹ, rốt cuộc, giống như hoàn cảnh chín chó một ngao do con người tạo ra, lần này là thiên định, sẽ có một ngao ăn thịt cả tám anh em nó, rồi sau cũng ăn thịt cả con mẹ mà thành ngao của loài ngao. Truyền thuyết nói thứ ngao này khí chất cực kỳ mạnh mẽ, khi thành niên có thể săn cả gấu sáng. Nó thế chỗ sói cao nguyên và hồ địa cực trên khắp vùng cao nguyên rộng lớn, trở thành mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn tôi nhất thời kinh hãi. Lúc này tôi đã đi theo tô mộc tới bên cạnh quái vật kia, nhìn quái vật khổng lồ nằm dưới đất thế nào cũng không dám tin đây là con chuột. Nếu quả thật là chuột thì có lẽ nó là con chuột lớn nhất trên đời. Tôi thật khó có thể tưởng tay ho môi nếu như nó chạy ra ngoài thì sẽ như thế nào? Sẽ bị giới khoa học bắt lại nghiên cứu hay khiến thiên hạ đại loạn? Những thứ này tôi không kịp ngẫm nghĩ nữa, càng khiến tôi giật mình là tô mộc nói yêu thử túc trực bên linh sàng cần chủ nhân tự mình nuôi chờ sau khi chủ nhân chết thì sẽ vĩnh viễn phụng bồi chủ nhân đây là mộ võ tắc thiên vậy chủ nhân của yêu thử túc trực bên linh sàng kia không phải là võ tắc thiên sao bà ấy dùng máu tươi nuôi yêu thử túc trực bên linh sàng cả đời tôi cảm thấy là lạ thứ có màu xám trước mắt này là thú nuôi trước kia của võ tắc thiên trong cơ thể nó cũng có lưu truyền máu của võ tắc thiên thứ này có gì tốt mà đáng giá để võ tắc thiên dùng máu nuôi nó cả đời tô mộc thấy được nghi ngờ trong lòng tôi tiếp tục nói, em hẳn biết, ở Sơn Tây còn có một ngôi mộ của Võ Tắc Thiên đi, mộ huyệt kia bây giờ được công nhận là mộ Võ Tắc Thiên. Theo truyền thuyết thì Võ Tắc Thiên cùng Lý Trì hợp tác ở Lương Sơn, khi anh còn sống chính phủ quốc dân đã tổ chức một nhóm quân đội đi đào, lúc ấy anh cũng đi, mộ huyệt kia quả thật rất lớn, toàn bộ quy cách cách thức mai táng cũng thật là mộ, cho nên mọi người đều cho rằng đó là mộ Võ Tắc Thiên. Anh cũng cho là mộ kia là thật, rất hào hứng đi cùng, kết quả Tô Mộc nói đến đây đột nhiên dừng một chút, giống như đang nhớ tới chuyện cũ, nhưng anh ấy không nói ra lời mà bỏ qua, cười một tiếng tiếp tục nói, thật ra thì mộ kia chẳng qua là thầy phong thủy dùng biện pháp che mắt mà thôi. Năm đó dưới quyền võ Tắc Thiên có hai vị đại sư phong thủy, bà ấy rạng rỡ cả đời, tuổi già sợ nhất chính là sau khi chết không được chết yên lành sợ hơn cả việc Giang Sơn Võ Thị khó giữ được cho nên để cho hai vị đại sư Lý Thuần Phong cùng viên thiên cương đi khắp thế giới tìm nơi phong thủy bảo địa làm mộ huyệt. Lý Thuần Phong cùng viên thiên cương tìm ước định khoảng một năm rồi chia ra mỗi người chọn một vị trí. Nghe nói viên thiên cương đêm xem thiên tượng phát hiện có một ngọn núi tử khí mất trời trực tiếp rót vào bắc đầu, là tinh hoa thiên địa đất lành vạn năm, lập tức ném đồng tiền trên đất làm ký hiệu rồi trở về phục mệnh. Đồng thời Lý Thuần Phong phát hiện một dãy núi có tên núi cạnh nước, hình thái yêu mỹ giống như một thiếu nữ trần chuồng nằm ngủ trong trời đất. Hai chân hơi mở, ở chân còn có một dòng sông xanh chảy ra, loại địa thế này có hình tượng hết sức sinh động, là địa thế thiếu nữ hàm xuân khó gặp. Đối với nữ hoàng võ tắc thiên mà nói là đại cát vì vậy rút ra phát kim trên đỉnh đầu cắm trên mặt đất làm ký hiệu rồi trở về phục mệnh. Cuối cùng võ tắc thiên phái quan viên tìm được hai nơi hai vị đại sư đã chọn cả kinh nửa ngày không nói ra lời, bởi vì phát kim lý thuần phong cắm đúng lúc đâm vào đồng tiền viên thiên cương ném trên mặt đất, căn cứ vào sử sách ghi lại, mộ thực sự của võ tắc thiên nhất định có cả hai đặc điểm. Mộ ở thiểm tây kia mặc dù giống như thật nhưng cũng chỉ là mộ giả được ngụy tạo ở nơi có địa thế thiếu nữ hàm xuân thứ hai mà Lý Thuần Phong tìm được. Ở đó không có tử khí ngất trời, cho nên đây mới thật sự là mộ võ tắc thiên. Thông qua việc tìm được âm huyệt cũng chứng minh được điều này. Ồ, hóa ra là như vậy, tôi nghe cái hiểu cây không? Mặc dù còn chưa biết tại sao võ tắc thiên phải tự nuôi yêu thủ túc trực bên linh sàng, nhưng tô mộc không hổ là tô mộc. Phàm những gì từ miệng anh ấy nói ra đều có dáng vẻ rất lợi hại, tôi nghe xong ngược lại cũng không cảm thấy gì. Tầm mắt lần nữa sơ trên người yêu thử túc trực bên linh sàng. Tô đoàn lại đột nhiên kích động, níu cánh tay tô mộc nói, ông hai, nếu đã tìm được âm huyệt vậy thì chúng ta mau vào đi thôi cháu sẽ thông báo người tô ra tới đón âm huyệt. chương 157, đón lấy âm huyệt, tôi nghe tô đoàn nói liền sừng sốt một chút. Âm huyệt cho dù tìm được thì làm sao bị cậu ta nói như thành đồ cá nhân. Con tìm người nhà tới đón, đừng nôn nóng. Tô mộc khoát khoát tay, trực tiếp từ chối tô đoàn. Tầm mắt lần nữa trở lại trên người yêu thử túc trực bên linh sàng rồi lại nhìn về phía tôi. Võ tắc thiên phí hết tâm huyết tìm được phong thủy bảo địa. Tự nhiên không thể bị người khác phát hiện phá hư để đảm bảo sau bà ta chết tuyệt đối không có vấn đề gì nên bà ta mới nuôi yêu thử túc trục bên linh sàng. Nói, xong anh ấy nhìn tôi với ánh mắt không hiểu. Chú Tâm nói, yêu thử túc trực bên linh sàng có nhiệm vụ là bảo vệ mộ huyệt. Tất cả những người xông vào mộ huyệt đều là thức ăn của nó. Cho nên hơn 1.300 năm qua cho tới bây giờ không kẻ nào còn sống mà tìm được mộ võ tắc thiên. Nhưng vừa rồi, nó đối với em không có ác ý, ít nhất không có ý niệm sẽ ăn em a à, không phải anh cứu em sao? Tôi cả kinh, mới vừa rồi khi yêu thử túc trực bên linh sàng cuốn lấy tôi, tôi cũng bị sợ sắp chết, kết quả lâu như vậy cũng không nhúc nhích, tôi còn tưởng rằng tô mộc cứu được tôi, đương nhiên là ông hai cứu, chỉ là yếu thử túc trực bên linh sàng vừa rồi không do dự. Cho dù là ông hai cũng không có khả năng cứu được bà từ miệng của nó. Tô đoàn trên miệng nói, tôi liền thấy cây ếch yêu ta sợ. Yêu thử túc trực bên linh sàng, gọi tắt là yêu thử bà con nhé dài quá tai mỏi lợi hại như vậy tô mộc đã khôi phục vẫn không đánh thắng yêu thử tôi không khỏi đi một vòng quanh yêu thử nó bây giờ đã hôn mê nằm trên mặt đất thờ phì phò vòng hết một vòng tôi mới thấy rõ hình dáng của nó đúng là con chuột chỉ là người to như con voi mà thôi yêu thử trên nguyên tắc mà nói thì cả đời chỉ nhận một chủ nhân ngoại trừ chủ nhân ra tất cả nhân loại trong mắt nó đều là thức ăn vừa rồi nó không ăn em nhất định trên người em có vật gì đó khiến nó có cảm giác rất quen thuộc tô mộc lại nói tôi nhận ra anh ấy rất để ý chuyện này giống như không làm rõ được vì sao vừa rồi yêu thử không ăn tôi thì anh ấy cũng không chịu bỏ qua tôi ngược lại không quan tâm tới cái này vừa rồi nó không ăn tôi còn không tôi sao quản lý do nó không ăn tôi làm cái gì có lẽ là tôi không hợp khẩu vị của nó tôi vừa định đem suy đoán này nói ra nhưng phát hiện dáng vé nghiêm túc của tô mộc Cảm giác nói cái đó lúc này không đúng lúc, không thể làm gì khác hơn là nói, chẳng phải Tô Đoàn cung phong bị nó ăn sao? Có lẽ bây giờ nó không đói bụng. Tô Mộc nghe vậy im lặng nhìn tôi thở dài một cái, sau đó đưa tay sờ lên thân thể yêu thử, chắc chắn nó tạm thời không tỉnh được mười năm lấy tay tôi cùng đặt trước lỗ mũi của yêu thử. Tôi nháy mắt sợ hết hồn, đem rút tay về, hỏi Tô Mộc làm gì vậy? Thử một chút xem em có thể khiến nó tỉnh không? Tô Mộc nói vừa nói anh ấy lại nhéo tay tôi một cái hỏi tôi có phải kinh sợ không dám thử lời nói này của anh ấy khiến tôi liền không vui không sai quả thật tôi sợ nhìn thấy yêu thử mà không sợ thì cái gì mới sợ nhưng dù sao tô mộc cũng ở đây anh ấy cũng sẽ không để mặc tôi bị thương tôi liền cắn răng nói ai sợ thử thì thử dù sao cũng không thể bị anh ấy xem thường thấy tôi đồng ý khóe miệng tô mộc lại lần nữa cong lên nhếch mép cười miệng nói nhỏ ngốc nghếch Nói xong anh ấy đã cầm tay tôi đưa đến trước chóp mũi yêu thử, vì một luồng phí ấm áp thổi tới tay tôi, trái tim tôi cũng đập thình thịch suýt rớt ra ngoài. Mặc dù biết Tô Mộc nhất định sẽ bảo vệ tôi nhưng tôi vẫn có sự lo lắng không tự chủ được, không chỉ tôi, ngay cả bắp thịt của Tô Mộc cũng cứng lên mấy phần. Hiển nhiên anh ấy bây giờ cũng rất lo lắng, vì, cũng, may khí tức của yêu thử rất vững vàng, cũng không bởi vì tôi mà có gì khác thường, Tô Mộc thở phào nhanh chóng rút tay tôi về nói xem ra là anh suy nghĩ nhiều vừa rồi chẳng qua là trùng hợp nói xong anh ấy đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi cười nhạo nói còn nói không sợ ra nhiều mồ hôi như này rồi anh vừa rồi thì không lo lắng tôi liếc tô mộc một cái nhưng trong lòng rất ấm áp vừa rồi anh ấy mỉm cười giúp tôi lau mồ hôi cử động thật là dịu dàng kết hợp với gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt chê bai khiến tôi cảm giác mình giống như con mèo được dùng nhưng chỉ biết gây họa vậy không nhịn được muốn nhỏ tới trong ngực anh ấy nũng nịu có điều coi như là mèo thì tôi cũng muốn làm mèo cao ngạo vì vậy giả bộ không thèm để ý tới tay anh ấy nói đường dũng đâu anh ấy không phải đi xuống cùng anh sao sao lại chỉ có mình anh nghe tôi hỏi biểu tình trên mặt tô mộc đột nhiên thay đổi giống như đã có chuyện gì không tốt xảy ra nhưng rất nhanh anh ấy thu lại biểu trình trên mặt lần nữa khôi phục bộ dáng dường dưng lạnh nhạt nói à cậu ta quá ngu ngốc bị chúng cơ quan bây giờ đang bị mắc kẹt anh ấy nói điềm nhiên giống như chuyện này với anh ấy không có bất kỳ liên quan nào vậy tôi liền nóng nảy nếu anh ấy lại hỏi cái gì anh ta chúng cơ quan gì bây giờ thế nào em quan tâm anh ta như vậy thấy tôi cuống cuồng mắt tô mộc đột nhiên nheo lại sâu trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm chứng tỏ đang ghen, tôi cũng nôn nóng muốn chết, cũng không để ý anh ấy tức giận, nói thẳng, dĩ nhiên, anh ấy vì anh mới chạy tới nơi này, nếu như gặp phải nguy hiểm thì chúng ta làm sao còn đối mặt với anh ấy, chúng ta, tô mộc nhỏ giọng hỏi lại một lần, thấy tôi chủ động đem mình cùng anh ấy vào cùng một chỗ, hơn nữa lại vì biết ơn anh ta đem tô mộc đưa vào mới sốt sốt, lúc này mới hài lòng kéo tôi nói, tạm thời còn chưa chết. Không cần phải gấp gáp như vậy, nói xong anh ấy gọi tô đoàn một tiếng rồi đưa chúng tôi đi về phía pho tượng lúc này tôi mới phát hiện phía sau tượng đá có một cửa ngầm lúc trước chúng tôi lại không tìm thấy tô đoàn đi vào trước sau đó tô mộc cũng đưa tôi chui vào bên trong chẳng qua vừa mới chui vào tôi bỗng cảm giác phía sau lưng có một cổ cảm giác khác thường theo bản năng tôi quay đầu nhìn lại thì không thấy yêu thư vừa rồi vẫn nằm dưới đất đâu tôi liền kéo tô mộc hai cái nhưng anh ấy đã chui đầu vào chỉ còn một mình tôi sợ hãi không thể làm gì khác hơn là cũng nhanh chóng chui vào. Phía dưới tượng đá là khoảng không, có một đường hầm rộng bằng một người nối thẳng xuống phía dưới. Đường hầm không dài, cũng chỉ chừng 2 mét. Chẳng qua vừa tiến vào đường hầm tôi liền cảm giác được một luồng khí nóng bỏng phảng phất đập vào mặt. Mơ hồ qua ánh sáng truyền tới từ phía dưới thấy được đường hầm là màu đỏ sầm. Phía trên có chẳng chịt ký hiệu cùng hình vẽ kỳ quái. Hẳn là một loại chữ viết, nhưng tôi không nhận ra cảm giác nóng bỏng kia khiến tôi rất không thoải mái. Nhanh chóng chui qua đường hầm tôi phát hiện không gian phía dưới càng rộng rãi hơn. Toàn bộ đại điện giường cột đều chạm trổ. Mấy cây cột lớn dựng thẳng đứng đều có rồng năm móng được điêu khắc từ vàng dòng uốn quanh các cây cột. Thậm chí so với đại điện của hoàng đế trong tivi còn nguy nga hơn. Không hổ là nữ hoàng đệ nhất trong lịch sử. Mộ cũng rất khí phái. Đây chính là ngôi mộ chính. Toàn bộ đại điện cao ít nhất 8-9 thước, nhìn qua rất trống trải bốn bên vách thường treo đầy đèn dầu đang cháy sáng ngọn lửa trong đèn đung đưa như đang nghề mua chiếu toàn bộ đại điện sáng choang tôi ngây người chăm chú quan sát nơi này một vòng rất sợ không xem được sẽ thiệt thòi trường minh đăng ông hai đây là trường minh đăng trong truyền thuyết sao trên đời thật sự có loại vật này không chỉ tôi có biểu hiện không tiền đồ mà con em thế ra như tô đoàn cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu mắt cũng sắp chừng ra khỏi hốc cây ếch yêu ta sợ chỉ ngọn đèn dầu kêu lên, không sai, đây là dao dầu, đèn này quả thật đã cháy hơn ba trăm năm. Tô Mộc đối với kiến thức của Tô Đoàn rất hài lòng, vui mừng gật đầu một cái, nói, hiếm thấy. Thật hiếm thấy, không nghĩ tới cháu còn có thể may mắn nhìn thấy thứ đồ đã tuyệt tích này. Trong mộ võ hoàng quả thật chân bảo khắp nơi, Tô Đoàn đã kích động không còn hình dáng, trực tiếp lấy bình nước trong túi sách sông tôi muốn lấy dao dầu, đừng động. Tô Mộc thấy vậy liền nghiêm nghị ngăn lại, nói: "Giao dầu không thể lấy, gã Long phủ kia chết chính là vì làm thế." Chẳng qua lời này của anh ấy đã chậm một bước, tiếng nói vừa dứt thì bình nước của Tô Đoàn đã đưa vào trong ngọn đèn dầu, hút không ít giao dầu đi vào. Chương 158: "Tôi biết bọn họ." Huỳnh, một tiếng, khối đá dưới chân cậu ta đột nhiên bật lên, Tô Đoàn chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó người lộn một cái rơi vào trong tấm đá, Tô Đoàn tôi kinh hoàng kêu một tiếng, theo bản năng muốn xông tới kéo tô đoàn lại, nhưng tôi vừa định chạy đã bị tô mộc kéo lại, đừng đi, nói chuyện vài câu, tấm đá lại kêu lên một tiếng rồi đóng lại, toàn bộ môi mộ lần nữa khôi phục an tĩnh, thật giống như vừa rồi không có gì phát sinh, tôi đã hoàn toàn ngây người, trước sau cùng lắm chỉ ba giây đã không thấy tâm hơi tô đoàn đâu, còn đứng ngây ở đó làm gì? mau cứu tô đoàn, tôi thấy tô mộc vẫn nghiêm túc đứng tại chỗ liền vội kêu lên tô mộc bây giờ hiển nhiên là đang nôn nóng đáy mắt sâu như hang tối chú tâm nói bọn họ ngã xuống mộ huyệt này là đại sư phong thủy lý thuần phong cùng viên thiên cương liên thủ hợp tác bên trong không chỉ có cơ quan khắp nơi mà còn tràn đầy dịch lý phong thủy đồ giống như đường dũng sau khi tô đoàn ngã xuống đã hoàn toàn không có khí tức giống như bốc hơi khỏi nhân gian điều này chứng tỏ phía dưới chắc chắn có cơ quan có thể ngăn cách người ở bên trong liên lạc với bên ngoài tùy tiện xông tới mở gạch ra chẳng qua chỉ khiến bọn họ bị thương vậy nên làm gì bây giờ trong lòng tôi cứng lại tô mộc cũng là lệ quỷ cảm giác đối với khí phải nói là xuất thần nhập hóa ngay cả anh ấy cũng không cảm ứng được tô đoàn cùng đường dũng chẳng lẽ bọn họ đã chết cho dù chết thì chết có hồn tô mộc cũng phải biết em có nhớ cuốn phó âm kinh tô đoàn đưa cho em không em có mang theo không suy nghĩ một chút đột nhiên tô mộc hỏi tôi tôi bị hỏi có chút sững sờ sau đó ảo não nói không có quyển sách đó quan trọng như vậy em không dám mang theo người cất ở nhà trong quyển sách đó có phương pháp sao cũng không chắc chẳng qua tác giả phó âm kinh cũng họ lý nghe nói chính là con cháu của lý thuần phong cho nên viết trong sách có lẽ sẽ có liên quan tới nơi này tô mộc nói nói xong anh ấy do dự một chút rồi ôm tôi vào ngực giống như ôm công chúa nói bám thật chặt bây giờ anh đưa em về lấy sách về nhà. Tôi kinh ngạc hỏi anh ấy, đây chính là địa giới Lạc Dương, cách nhà tôi đi máy bay còn mất hơn 2 giờ. Anh ấy định ôm tôi bay về, cho dù đã khôi phục nhưng chuyện này cũng sẽ tiêu hao rất nhiều âm khi đi. Tôi bảo Tô Mục đừng gấp gáp, sau đó lấy điện thoại di động dơ lên đỉnh đầu thử tìm tín hiệu. Nhưng nơi này là trong núi sâu, bây giờ tôi còn đang ở trong động dưới lòng đất. Đừng nói có tín hiệu, ngay cả thông tin nhà mạng cũng không xuất hiện, tôi liền như đưa đám điện thoại không có tín hiệu nếu muốn gọi về nhà cũng chỉ có thể đi ra ngoài mà bên ngoài còn có một con chuột khổng lồ đang chờ tôi nghĩ tôi nghĩ lui tôi không thể làm gì khác hơn là nói với tô mộc bảo anh ấy hộ tống tôi đi ra ngoài tôi phải ra khỏi mộ tìm tín hiệu sóng điện thoại như vậy có thể liên lạc với mẹ tôi bảo bà chụp hình lại quyển phó âm kinh gửi tới như vậy chúng tôi cũng không cần về nhà tô mộc nghe vậy không lên tiếng chỉ kinh ngạc nhìn tôi một cái Tô Mộc nghe vậy không lên tiếng, chỉ là kinh ngạc nhìn tôi một cái. Tôi vốn là đối với cái kế hoạch này trong lòng không có sao. Thấy Tô Mộc không lên tiếng, nhất thời khẩn trương nói, sao thế, quyển kia mẹ em không thể đụng vào phải không? Nếu là như vậy, chúng ta còn muốn biện pháp khác. Không có, anh chỉ là hiếu kỳ em là nữ nhân ngu ngốc làm sao đầu óc bỗng nhiên linh hoạt như vậy. Tô Mộc chợt cười, xoa xoa loạn tóc của tôi nói, anh vẫn một mực ôm tôi sẽ không cho tôi xuống. Sau khi nói xong trực tiếp mang theo tôi bay đi lên, băng qua cái kia đường hầm lửa nóng, lần nữa trở lại pho tượng trong đại điện. Lúc này túc trực bên linh cữu chuột yêu không thấy, toàn bộ đại điện liền theo chúng tôi mới vừa xuống thời điểm giống nhau, không chút nào dấu vết yêu chuột từng túc trực bên linh cữu, mặc dù như thế, tôi còn là khẩn trương đánh giá chung quanh một phen, dù sao tô đỏ nói tô mục hiện tại cũng không phải đối thủ của chuột yêu, nếu như nó đánh lén phòng chừng tô mộc phải chịu thiệt tô mộc thấy tôi khẩn trương hề hề nhìn tôi cười cười nói không cần lo lắng túc trực bên linh cữu chuột yêu sẽ không đi ra ngoài nữa tôi liền có chút ngạc nhiên hỏi tô mộc đây là vì sao tô mộc một bên ôm tôi đi ra ngoài một bên giải thích chuột yêu tuy là đã thành yêu nhưng yêu lực không cao chủ yếu còn duy trì bản tính con chuột chỉ ở ban đêm hoạt động ban ngày không có hơi thở xa lạ xông vào thì rất ít xuất hiện tôi cùng tô mộc trước kia đều cùng túc trực bên linh cữu chuột yêu đối mặt đánh nhau, cho nên hơi thở cũng không coi xa lạ, bởi vậy, tôi trong nháy mắt yên tâm rất nhiều, thông qua lời của tô mộc, tôi đại khái suy đoán ra cấp bậc của chuột yêu, nó mặc dù tu hành hơn một nghìn năm, lại hút máu người qua nhiều năm như vậy, có thể nó yêu hạch sẽ không vượt quá bốn hạch, trước đây thời điểm thối thường luồng tiên khoe khoang đã từng nói. Nó là hóa ra xả yêu năm hạch mới có thể thối lui ra rắn biến thành hình người, tất cả yêu loại ngoại trừ hồ tộc trở ra thì đều đại khái như vậy hiện tại này chuột yêu còn rõ ràng như vậy khẳng định không có cách nào biến thành hình người ít nhất nói rõ nó cấp bậc cao nhất cũng liền đến bốn hạch như vậy hoán đổi qua lại tô mộc còn đánh quá chuột yêu bốn hạch vậy thuồng lùng tiên chẳng phải là so với tô mộc còn lợi hại rất nhiều tôi đột nhiên có chút hối hận đem thuồng luồng tiên để ở nhà cảm thấy trong nhà cung bái một tôn đại thần như vậy tôi dĩ nhiên để cho nó đảm nhiệm vai trò chó giữ cửa bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm đảo mắt chúng tôi đã ra khỏi mộ huyệt đi ra ngoài nhưng mà mới vừa đi ra huyệt động không có vài bước phía sau chúng ta liền truyền đến lưỡng đạo gầm lên đứng lại các ngươi là làm gì ở đây đang khi nói chuyện đã có hai khẩu súng của cảnh sát ngăn lại chúng ta tức giận chừng mắt hai tôi tôi nhất thời sợ hết hồn phản xạ có điều kiện muốn từ tô mộc trên người đi xuống hẳn tô mộc cũng không đồng ý hai tay như cũ ôm chặt tôi trên mặt mang một tia cười nhạt đến tham quan trong này phong cảnh rất đẹp đây là trọng địa quân sự các ngươi vào bằng cách nào mang đi ánh mắt của hai cảnh sát xem chúng tôi cùng xem tội phạm giống nhau đang khi nói chuyện đã đối phương xa phất phất tay một đống người mặc quân phục cảnh sát cầm súng xông lại trong nháy mắt trực tiếp đem hai tôi vây lại tôi cố gắng không hoảng hốt thầm mắng mình không có đầu óc, tối hôm qua rõ ràng chính là thừa dịp người khác đều ngủ cùng Tô Đỏ lén lút chuồn đi vào, hiện tại trời đã sáng, bọn họ tự nhiên sẽ có quân đội canh gác, mà tôi lại đem việc này quên mất sạch sẽ. Mặc cho Tô Mộc ôm tôi thẳng đi ra ngoài, Tô Mộc chứng kiến nhiều người như vậy không chút nào khẩn trương, trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt, cùng những thứ kia cảnh sát giải thích chúng ta thật sự là đến du lịch, hắn giải thích biểu cảm rất nghiêm túc nhưng ngự khí cùng tượng như nói giỡn. đừng nói những cảnh sát này không tin ngay cả ta cũng cảm thấy không cách nào tự bào chữa tô mộc cũng không quản cảnh sát có tin hay không lời của anh sau khi giải thích xong tầm mắt nhìn thẳng vào điện thoại vệ tinh trước ngực của cảnh sát nói người anh em người điện thoại này làm không tệ chúng ta muốn mượn dùng một chút gọi điện thoại có lời gì chờ thẩm vấn thời điểm rồi hãy nói kia cảnh sát lạnh như băng nói súng trong tay chỉ vào tô mộc để cho tô mộc trước buông tôi xuống. tô mộc lúc trước vẫn luôn hòa nhã nói lời giải thích. sau khi nghe được phải buông ta xuống, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, bên người nhiệt độ chợt giảm vài phần, không riêng gì tôi. ngay cả những cảnh kia kia cũng cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, càng cảm nhận được từ tô mộc trên người phát tán ra hàn ý. dừng một chút, cây yêu ta sợ nhìn tô mộc. tôi lại nói một lần cuối cùng, chúng tôi chỉ là đến du lịch, không phải là cố ý quấy giày các người hiện tại ngươi không thể đem điện thoại cho ta mượn sao? Anh lạnh lùng âm hiểm nhìn anh cảnh sát cầm đầu, thanh âm rất thấp, trong giọng nói tràn ngập huy hát yêu ta. Những cảnh sát kia mặc dù cây ếch yêu ta sợ với tô mộc trên người phát ra khí thế, nhưng hắn dù sao cái gì cũng chưa làm, trong nháy mắt vừa giận nhìn kỹ tô mộc, giữa song phương khí thế đều dương cung bạt kiếm, cảm thấy tô mộc đã ở bên cạnh ra tay, tôi đều nhanh vội muốn chết, rất sợ tô mộc theo chân bọn họ khởi xung đột. Nhưng bây giờ dưới trạng huống này, không dậy nổi xung đột, chúng ta đã vô pháp thoát thân a, đang ở thời điểm cấp bách muốn chết, phía sau chúng ta đột nhiên truyền tới một trận cười to, một đạo thanh âm quen thuộc, đồng chí cảnh sát, các ngươi hiểu lầm, tôi biết bọn họ, ngươi liền đưa điện thoại cho hắn đi. Chương 159, Tiền Ngũ Đế Dương kiếm. Nói một thân ảnh đã đi tới, sau khi thấy Tô Mộc liền cung kính kêu một tiếng Tô tiên sinh, Phong Thiên. người như thế nào ở đây? Tôi nhìn người tới trong nháy mắt vui mừng, lúc đó ở yêu hồ cản thi phái. Chúng tôi bất đắc dĩ đem phong thiên bọn họ còn đang bên bờ yêu hồ, sau lại vẫn không có liên lạc qua, hiện tại gặp lại được hắn. Tôi lại có loại cảm giác cùng lão bằng hữu xa cách tương phùng, tuy rằng đối với hắn vẫn còn nhiều thành kiến, nhưng qua việc hắn cấp chiến sĩ chết đi siêu độ sự kiện kia, tôi đối với hắn đã có cái nhìn đổi mới. Nhà đầu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây phong thiên cười cùng ta lên tiếng chào sau đó đối một bên cảnh sát nói những người này đều là bằng hữu của bần đảo tới nơi này tuyệt không có dụng ý xấu các ngươi có thể yên tâm nói xong hắn ra hiệu chiến sĩ cảnh sát đem điện thoại cho ta phong thiên luôn cùng quốc gia liên lạc rất mật thiết lần trước cũng là ở bộ công an gặp phải hắn hiện tại hắn xuất hiện ở nơi này hơn phân nửa cũng là ý tứ của quốc gia cho nên những cảnh sát kia rất nề mặt thấy đính thiên nói như vậy rồi mới hướng chúng ta cười một tiếng đem điện thoại lấy xuống đưa cho tôi ta lập tức gọi ngay về nhà nhưng mà điện thoại vang lên rất lâu đầu kia cũng không có người nhận tôi cũng không cam lòng lại gọi thêm vài lần kết quả đều giống nhau ta không khỏi lo lắng cùng tô mộc nói tình hình trong nhà hỏi hắn trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì chứ tô mộc dừng một chút trên mặt cũng xẹt qua vẻ khẩn trương hiển nhiên trong lòng hắn cũng rõ ràng một hai không nên quá khẩn trương nha đầu ngươi muốn biết trong nhà có phải hay không bình an tìm bần đạo ta a à? tô tiên sinh tuy rằng tìm nhà nhìn sông so với bần đạo lợi hại nhưng coi bói chuyện này liền yếu một chút không ngại đề cho bần đạo vì ngươi tính một quẻ đính thiên nhìn ra tôi sốt ruột liền cười nói xem bói tôi nghe vậy vui vẻ nhưng khi nhìn đính thiên cười ha hả dáng dấp lập tức do dự xem bói có thể dựa vào sao thấy tôi không tin đính thiên lão giả tính bướng bình lại nổi lên trực tiếp nói tính không chính xác không lấy tiền cũng không quản ta có đồng ý hay không móc ra ba cây hương ngay tại chỗ cắm trên mặt đất đốt sau đó trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm ngón tay liên tục ở trên đốt ngón tay bấm bấm giống như chuyện thật vậy trong lòng tôi sốt ruột nhìn hắn làm bộ bấm đốt ngón tay không khỏi gấp gáp nắm tay thành quả đấm ở một bên đi qua đi lại tô mộc cũng rất khẩn trương nhưng anh so với tôi trầm ổn hon rất nhiều thừa dịp đính thiên xem bói thời gian trên người anh âm khí kịch liệt chấn động, sau đó ở trong không khí ngưng tụ thành một đoàn hình cầu âm khí, bởi vì liên quan đến âm khí, bốn phía nhiệt độ bỗng hạ thấp hơn, tôi cùng đính thiên ngược lại không sao cả, chính là một đám cảnh sát đứng bên cạnh lại gánh không được, cơ thể hơi hơi run lạnh, chẳng mấy chốc Tô Mục đã đem âm khí cầu cho lớn thật lớn, tiếp đó cánh tay hắn bỗng nhiên phát lực, nâng âm khí cầu giống như ném bóng vào rổ, mạnh ném hướng thiên không, âm khí cầu trong nháy mắt xông thẳng lên trời hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy tôi không biết tô mộc làm cái này âm khí cầu có tác dụng gì thấy hắn vội vàng làm xong lập tức đi tới bên cạnh anh hỏi anh vừa rồi đang làm cái gì liên lạc trình lâm để cho hắn đi trong nhà nhìn một chút tình hình trong nháy mắt ngây ngần cả người trình lâm kể từ lúc tô mộc gặp chuyện không may trình lâm vẫn luôn ở bên cạnh anh sau lại cũng nữa không có xuất hiện qua tôi bởi vì vẫn luôn lo lắng chuyện của tô mộc cũng đem trình lâm quên mất hiện tại chợt nghe được Tô Mộc đây là đang liên hệ Trình Lâm không nhịn được hỏi Trình Lâm thế nào rồi, hắn ở đâu, vì sao lâu như vậy cũng không có xuất hiện, Tô Mộc xoa xoa tóc của tôi, để tôi yên tâm, Trình Lâm rất khỏe mạnh, chuyện của hắn sau này lại nói, bây giờ trước chờ hắn hồi âm, tôi từ trước đến nay dễ dàng bị phân tâm, thuộc về tính tình ngay thẳng, được Tô Mộc vừa đề tỉnh tôi trong nháy mắt lại vì cả nhà mà lo lắng kia cầu âm khí sau khi bay hồi lâu cũng chưa từng trở về cũng không biết trịnh nhạc bên kia tình huống thế nào và lúc này bấm hết đầu ngón tay đứng lên lau một phen mồ hôi trên trán nói yên tâm đi nhà ngươi tuy rằng chợt có sóng lớn nhưng nhà ngươi được cát tinh trên cao chiếu lại có cao nhân bảo vệ không có việc gì chợt có sóng lớn cái gì sóng lớn tôi sốt ruột nói tuy rằng bính thiên nói ba mẹ ta không có việc gì nhưng tôi vẫn là không nhịn được lo lắng dù sao trong biệt thự có thể nói là cơ quan trùng trùng điệp điệp, trước có tô mộc thiết trí cấm chế, sau sau có giao tiên trông coi, hẳn là một chút sóng lớn cũng không có mới đúng, nhưng bọn họ vẫn là xảy ra chuyện. Chuyện cụ thể thì ta tính không ra, bất quá có thể khẳng định là người nhà ngươi bây giờ vẫn chưa có chuyện gì. Đính thiên nói, sau đó hắn hỏi ta đến nơi này, không ở phía dưới bỗng nhiên gọi điện thoại cho nhà làm cái gì, tôi nhìn về phía tô mộc. Dù sao việc này liên quan đến phó âm kinh sử, đây là bí mật của tô gia, tôi không biết có nên hay không nói cho đính thiên. Tô Mộc cũng không có nói chuyện của phó âm kinh sử, chỉ nói tô đoàn bị rớt xuống cơ quan, sống chết chưa biết, muốn gọi điện thoại cho nhà tìm giúp đỡ, đính thiên sống hơn 50 năm, khả năng nhìn người rất tinh khôn, thấy tô Mộc khống muốn nói thêm tự nhiên không có lại truy hỏi, chỉ nói là hắn có lẽ có biện pháp. Trước khi trở lại, hắn lấy được một phần tài liệu bên trong đạo giáo hiệp hội, đối với trong mộ tình huống ít nhiều biết một chút nói xong hắn để cho những cảnh sát kia cũng quay về tiếp tục canh gác mình thì đem tô mộc kéo qua một bên nói nếu tô đoàn đã xảy ra chuyện kia việc này không nên chậm trễ hậu bối cái này cùng ngài đi xuống xem một chút ân tô mộc gật đầu một cái bản thân anh cũng không biết làm sao phá giải cơ quan này tìm phó âm lịch sử cũng chỉ là muốn thử một chút vận may hiện tại đính thiên nói như vậy trong lòng đã có dự tính anh tự nhiên không từ chối nữa mang theo toi cùng đính thiên một lần nữa trở lại dưới mộ phía dưới đại điện vẫn là mới vừa bộ dáng không có gì thay đổi đính thiên cũng là lần đầu tiên xuống chứng kiến đại điện kinh ngạc tán than một tiếng sau đó vòng quanh đại điện bốn phía nhìn một vòng trong miệng tấm tắc khen trong lòng toi lo lắng túc trực bên linh cữu chuột yêu có hay không đi ra không ngừng thúc giục đính thiên đi mau đính thiên biết dưới này có nguy hiểm nhìn một vòng cũng không có nhiều hơn nữa lưu lại đi theo chúng tôi chạy thẳng tới phía dưới chủ mộ thất sau khi xuống phía dưới tôi níu lại tay áo của đính thiên rồi kéo hắn đến vị trí biến mất của tô đoàn đem từ đầu đến cuối việc tô đoàn rơi vào trong cơ quan kể lại cho hắn đính thiên nghe được trên vách tường đốt chính là dầu cá mập sau cũng lộ vẻ mặt cây ếch yêu ta sợ biểu tình so với tô đoàn cũng không khác là bao cũng may hắn đã lớn tuổi rồi tinh khí so với tô đoàn trầm ổn hơn cây ếch yêu ta sợ một chút liền vây quanh vách đá dạo qua một vòng, sau đó ngồi trồng hồm xuống nhẹ nhàng gõ một cái đá phiến, xác định phía dưới là trống không, hắn lấy ra một thanh quái dị trường kiếm, toàn thân đều là do đồng tiền cổ đại sâu chuỗi mà thành, ở giữa móc nối đồng tiền màu vàng, chỉ là trường kiếm kia vừa lấy ra, tô mộc sắc mặt trọt căng thẳng, giơ lên hai tay ngăn trở trên thân kiếm tán phát kim khí quang mang, thấy tô mộc e ngại tia sáng kia ta cũng không kịp xem đính thiên đang làm gì rất nhanh chạy đến tô mộc trước mặt dùng thân thể ngăn trở cũng đem đầu của anh ôm ở trong ngực tôi đó là cái gì có thể hay không thương tổn được anh tiền ngũ đế dương kiếm là pháp khí phi thường hiếm có tô mộc biểu tình như cũ rất nghiêm túc cả người cũng rút nhỏ một vòng vốn là thân cao trên một mét tám bây giờ trở nên chỉ có khoảng một mét vuông nghiêm nghiêm thật thật núp ở sau thân tôi không chịu để cho kim khí quang mang dính vào anh nửa phần, nhìn ra được, đồ chơi kia quả thực rất lợi hại, tôi không khỏi cũng cẩn thận một chút, cởi xuống trên người áo khoác đưa vào tô mộc trên người, chỉ là bây giờ tô mộc một đầu thu nhỏ lại một vòng sau, cả người cũng lộ ra rất nhỏ, thật giống như chỉ có hơn 10 tuổi tiểu hài tử, phối hợp tô mộc kia trương nho nhỏ khốc khốc biểu tình, không nói ra được khả ái a à. tôi không nhịn được cũng một cổ xúc động đem tay đặt ở đỉnh đầu anh xoa xoa lục dương em đang làm cái gì tô mộc nhất thời ngẩng đầu lên hỏi tôi trong giọng nói có phần nhàn nhạt khó chịu không làm gì a à? em cuối cùng biết rõ anh vì sao thích sờ đầu em thấy một cái đen thùi lùi đầu nhỏ trước mặt em quả thật rất muốn nhào nặn cùng nhào nặn con chó nhỏ giống nhau tôi cười nói thật đúng là thật thoải mái em lập lại lần nữa ai là đầu chó tô mộc vốn là không quá thoải mái nghe được tôi hình dung sau liền sắc mặt trầm xuống mặt đen lại hỏi tôi nhưng tôi bây giờ căn bản không sợ anh nếu là trước đây tôi nhất định sẽ bị khí thế của anh hù dọa được nhưng bộ dáng anh bây giờ thực sự rất manh ngay cả tức giận tán phát khí thế đều là manh manh rất muốn cười tôi căn bản là sợ không đứng lên liền lại sờ sờ đầu của anh nguyên lai like anh còn có thể thay đổi nhỏ như vậy vậy anh sau này cũng thay đổi nhỏ như vậy được rồi so với ngươi trưởng thành càng đáng yêu quả thực rất manh em có tin hay không anh trưởng thành em càng sẽ thích tô mộc càng thêm khó chịu khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh khúc trực tiếp nhìn toi thoáng cái cười xấu xa giống như muốn tát tiểu phôi đàn vậy chỉ là không biết vì sao tôi nét mặt đột nhiên đỏ lên anh trưởng thành tôi sẽ càng thích anh là có ý gì tôi trong nháy mắt đen tối anh vậy mà có thể tùy tâm sử dụng biến lớn biến nhỏ chúng tôi đây sau này anh cũng có thể trở nên rất lớn anh mới vừa rồi là ý tứ này sao? Tô từ khuôn mặt đến cái cổ đều đỏ ửng lên, suy nghĩ chốt liền cả người dùng mình, lắc đầu một cái, bản thân có phải nghĩ quá rồi không? Lại biến lớn tôi còn không chết rồi à, thấy tôi vẻ mặt xấu hổ. Tô mộc ha hà cười một tiếng, đối với tô phản ứng coi như thỏa mãn, mặc kệ thành lớn hay nhỏ đi, anh đều là chồng em, em phải nhớ kỹ điểm này, ân ân. Thấy anh cho tôi một bậc thang, tôi lập tức gật đầu liên tục. Sau đó lực chú ý lần nữa trở lại anh mới vừa nói tiền ngũ đế dương kiếm Hỏi anh kia đến tột cùng là cái gì pháp khí Có thể đem anh sợ đến như vậy Có phải hay không rất lợi hại Không tính là e ngại Chỉ là mới vừa khôi phục âm khí Còn không tính là rất ổn định Hơn nữa trong tay hắn cây chuôi này tiền ngũ đế dương kiếm cùng cây khác không giống nhau Tiền ngũ đế dương kiếm đạo ra rất thường gặp dương tính pháp khí Là thuận trị đế, khang hy đế, ung chính đế cản long đế và gia khánh đế của thanh triều năm vị hoàng đế tại vị thời kỳ truyền lưu xuống sâu chuỗi mà thành lại gọi tiểu tiền ngũ đế trong tay hắn là đại tiền ngũ đế tôi nhịn không được chen miệng nói ừ tô mộc gật đầu sau đó giải thích đại tiền ngũ đế gồm tần hán đường tống minh năm triều đại lưu thông tiền tệ thời gian càng lâu cũng càng hiếm hoi hơn Mặt trên ngưng tụ dương khí nặng hơn, dùng đại tiền ngũ đế chế thành tiền ngũ đế dương kiếm uy lực nếu so với tiểu ngũ đế lợi hại hơn rất nhiều, nhưng cái này còn chưa phải là trọng điểm. Vậy là cái gì trọng điểm? Tôi nghe cái này đã âm thầm kinh tâm, tiền này từ kim khí chế tạo, lại qua tay của hơn vạn nhân thủ, hút dương khí, cùng nhân dân tệ có thể khắc chế tiểu quỷ đạo lý giống nhau. Thật nếu là đi đêm đường đụng tới quỷ đánh đến bức tường hoặc là cái khác sự kiện linh dị thời điểm, lấy ra bao lớn tiền mặt phòng thân nhưng thật ra là rất an toàn người đời đều là nói có tiền có thể sai khiến quỷ thôi ma giống như là đem tiền móc ra cho tiểu quỷ tiểu quỷ liền bị mua chuộc ly khai nhưng thật ra là bởi vì trên tiền tệ hội tụ người sống dương khí đối với tiểu quỷ hữu tác dụng khắc chế cho nên nhìn thấy tiền liền trốn đây là đề tài lời nói với người xa lạ nhân dân tệ là thời nay lưu hành cùng lắm cũng chính là kiềm chế thời nay vẫn chưa hoàn toàn thành hình hồn phách hay hoặc là tân quỷ tiền ngũ đế mới thật sự là đuổi quỷ người có quyền hiện tại ngay cả đại tiền ngũ đế chuỗi thành tiền ngũ đế dương kiếm đều không phải là trọng điểm vậy thanh kiếm này phải lợi hại thành cái dạng gì cũng khó trách tô mục hội sợ đến như vậy đại tiền ngũ đế dương kiếm lợi hại hơn nữa cũng bất quá là hội tụ nhân khí mà thôi mà trong tay hắn kia thanh đúng là đại tiền ngũ đế ấn chế chuỗi thành thì tương đương với sở hữu mẹ của tiền. Tô Mộc nói, chương 160, tù hồn quan, mẹ kiếp, trong lòng tôi cả kinh, lẩm bẩm nói, tuy rằng tôi cũng không biết thanh kiếm này đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, nhưng qua cái tên, hầu như đã có thể tưởng tượng đến uy lực của nó. Tôi không khỏi đối với Phong Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa, vốn là còn tưởng rằng ông ta tuy có chút bản lĩnh, nhưng nhiều nhất so với tôi lợi hại hơn chút cùng tô mộc và đường dũng còn kém xa hiện tại ông ta xuất ra pháp khí lợi hại như vậy xem ra tôi lúc trước hơi coi thường ông ta rồi vù vù đang ở lúc tôi cùng tô mộc nói chuyện trời đất vị trí của phong thiên ở phía sau tôi bỗng nhiên phát ra một hồi chói tai tiếng ồn thật giống như có cái gì kim khí đang kịch liệt dao động mạnh phát ra chân đến đầu óc tôi ong ong tôi liền quay đầu nhìn lại đồng thời hai tay giơ lên ôm đầu đem cái lỗ tai che thật chặt chỉ thấy phong thiên dơ lên tiền ngụ đế dương kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào dầu cá mập trên vách tường trong miệng nói lẩm bẩm một đạo ánh sáng màu vàng trói mắt từ kiếm phong tầng tầng phát ra và chạm vào dầu cá mập trong nháy mắt bắn xuống một cổ lực lượng khổng lồ đập vào trên phiến đá khiến nó chấn động rối loạn tôi thấy thế lập tức đem tô mộc ôm sát vào mình kia ánh sáng màu vàng tuy rằng không biết là năng lượng gì nhưng rõ ràng đối với tô mộc thương tổn rất lớn. Nhật xuất đông phương hách hách đại quang thần linh vệ ngã khánh môn lập trương không vân bính kiếm ngọn thiết đại khuông phong thiên trong miệng lẩm bẩm càng nhanh phần sau thậm chí dùng điệu khúc hát lên tôi nghe không hiểu ông ta hát là cái gì nhưng theo ông ta giọng hát dần dần vang dội giống như tiếp thêm lực lượng cho đảo kim quang kia tia sáng kia càng ngày càng rộng chiếu đến nỗi tôi cũng muốn mở mắt không ra công kích phiến đá lực lượng cũng càng lúc càng lớn cho dù tôi đem hết toàn lực chống đỡ cho tô mộc thân thể ông ta vẫn là ở trong lòng tôi khẽ run lên hiển nhiên bây giờ cũng chịu đến tổn hại do ánh sáng kia mang đến phanh ngay lúc phong thiên hát đến khàn cả giọng phiến đá chấn động hồi lâu rốt cuộc phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức nổ tung theo phiến đá nổ tung kia luồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt cũng biến mất tôi liền buông ra tô mộc hỏi ông ta không có sao chứ tô mộc sắc mặt hơi có chút trắng bệch nhưng ông ta lắc đầu nói không có sao, giây lát đã khôi phục lớn lại bình thường, lôi kéo tôi hướng phiến đá đi qua, phiến đá lúc này đã hoàn toàn bị nổ tung, lộ ra phía dưới một quan tài màu bạc trắng. Tù hồn quan, phía dưới này cư nhiên sẽ là tù hồn quan, phòng thiên lúc này cũng đã tiếp cận đến, chứng kiến thấy màu bạc trắng quan tài, sắc mặt cả kinh. Cái gì là tù hồn quan, tôi sửng sốt, không hiểu hỏi, lẽ nào cái này quan tài là âm hôn chuyên dụng, dùng để cho quỷ cầu hôn ở bên trong. Tù hồn quan là viên thiên cương phát minh, toàn bộ quan thân đều chọn dùng bạc trắng chế tạo, bạc trắng trời sinh đối với hồn phách có khắc chế tác dụng, bất kể là người hay là quỷ phàm là vào này tù hồn quan cũng sẽ bị giam cầm. Đời đời kiếp kiếp không được đầu thai, chỉ có thể luôn luôn đợi ở tù hồn quan phụng bồi mộ chủ, cũng là một loại biện pháp phòng trộm. Tô Mộc Trầm mặt nói, tôi lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nguyên lai không phải là cầu hôn quan, mà là quan tài giam cầm hồn phách, xem tô mộc cùng phong thiên sắc mặt đều khó coi như vậy. Tôi không nhịn được khẩn trương nói, như vậy quan tài liền không có biện pháp mở ra sao, cũng không phải hoàn toàn không có. Chỉ cần dùng lửa đem tù hồn quan dung hợp liền có thể, nhưng ở đây điều kiện không đủ. Nếu đốt lửa lớn, mộ thất nhất định sẽ có những thứ khác phản ứng liên quan đến, cho nên chỉ có thể dùng dương khí mạnh mẽ đem quan tài màu bạc tan ra một cái động cứu ra hai người bọn họ tô mộc nói ánh mắt đã nhìn về phía đính thiên cũng là ở đây có ba người tôi cùng tô mộc đều là tu luyện âm khí chỉ có phong thiên là tu hành dương khí khai quan chỉ có thể trông cậy vào ông ta phong thiên gặp tô mộc nhìn ông ta lập tức ưỡn ngực lên bảo đảm nói yên tâm đi tuy là ban nãy tiêu hao một chút thể lực nhưng bây giờ nghỉ ngơi được tiếng đồng hồ rồi hậu bối có thể hòa tan quan nói xong ông ta còn có chút không thôi nhìn tù hồn quan loại này quan tài thế nhưng khó gặp a à, hơn nữa còn là do viên thiên cương đại sư tự tay chế tạo uy lực nhất định không giống tầm thường vãn bối vẫn muốn tìm một hai cỗ học tập nguyền rủa bên trong tù hồn đáng tiếc một hồi tan hòa ra liền phá hư chú văn trong quan rồi đáng tiếc a à, phòng thiên vừa nói vừa lắc đầu gương mặt đau khổ như mất miếng thịt giống như cái này quan tài là của ông ta vậy người nghĩ học tập nhất định sẽ có cơ hội tô mộc nói thanh âm ông ta rất thấp từ khi thấy này tù hồn quan sắc mặt liền vẫn đen thùi lùi đáng lẽ lúc biết được phong thiên có biện pháp mở quan tôi cũng không lo lắng nhưng nhìn ông ta vẻ mặt ngưng trọng không khỏi lại lo lắng hỏi ông ta có phải hay không không yên tâm một hồi xảy ra ngoài ý muốn phong thiên không mở ra được quan tài ai biết tô mộc lại lắc đầu một cái nói không phải là bằng thực lực đính thiên mở ra tù hồn quan nhưng thật ra không có vấn đề vấn đề là khi mở ra tù hồn quan bên trong có hay không đường dũng cùng tô đoàn ông ta cái này vừa nói tôi trong nháy mắt liền kỳ quái hỏi tô mộc là có ý gì đường dũng và tô đoàn rõ ràng đều ngã xuống dưới làm sao có thể không có bị giam nếu là không có bị giam bọn họ lại ở nơi nào ở bên trong cái tù hồn quan khác tô mộc nói xong liền mang theo tôi nhảy vào khe hở bên trong đồng phía dưới tối om căn bản đều không nhìn rõ bên trong là cái gì nhưng tô mộc lập tức dấy lên một đoàn âm hỏa chiếu sáng bên dưới. Tôi lúc này mới phát hiện, này tù hồn quan phía dưới động cũng không phải nhìn qua như vậy nhỏ, toàn bộ động quy mô rất lớn, thậm chí một chút cũng không so phía trên nhỏ. Hơn nữa trong động phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là rậm rạp trăng chịt màu trắng bạc quan tài, mặt trên mỗi một khối phiến đá đều cất giấu một khẩu tù hồn quan, có ít nhất trên trăm miệng. Tôi thấy nhiều như vậy miệng tù hồn quan sắp xếp cùng một chỗ thiếu chút nữa liền bất tỉnh tôi thiên a à, nhiều như vậy quan tài tô đoàn và đường dũng rốt cuộc nhốt tại cái nào quan tài đây tôi một trận nhức đầu rốt cuộc minh bạch vừa nãy tô mộc vì cái gì biểu tình nghiêm túc như vậy mặc dù phong thiên dùng hết toàn thân dương khí cũng không có khả năng đem mỗi một miệng tù hồn quan đều mở động bất quá tôi vẫn ôm một tia vui vẻ tâm tính chỉ vào chúng tôi mới vừa mở ra kia miệng quan tài nói tuy rằng không biết đường dũng rơi ở đâu nhưng tô đoàn nhất định là tại đây chúng tôi ban nãy đều tận mắt nhìn thấy ông ta từ nơi này té xuống sẽ không sai trước đem tô đoàn cứu ra rồi hãy nói nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi ngươi xem ở đây mỗi cỗ quan tài phía dưới đều trang bị đường cáp treo dòng dọc hơn nữa phía dưới này lời thuyết minh có rõ ràng ma sát dấu vết nói rõ trong nháy mắt mở ra tù hồn quan vị trí cũng đã phát xanh biến hóa cho nên này trong quan tài nhất định không có bọn họ chúng tôi phải ở trước khi phong thiên khôi phục, đem tù hồn quan giam giữ hai người tìm ra nhanh. Tô Mộc nói, làm sao tìm được, tôi đã kể bên tuyệt vọng, hỏi Tô Mộc, bằng vận khí, Tô Mộc nói xong đã điều khiển âm hỏa chiếu sáng ở mỗi cỗ quan tài phía trên, cẩn thận nghiên cứu, tôi quả thực mau hỏng mất, cái gì gọi là bằng vận khí, với lại việc này quả thực không còn đường lui, nhất định phải một lần liền đem bọn họ tìm ra, không cho phép phạm sai lầm nếu mở sai phong thiên sợ rằng không có khí lực lại tiếp tục khai quan nghĩ vậy tôi cơ hồ rồi không ôm hy vọng đi theo tô mộc phía sau từng cổ một kiểm tra quan tài cũng không biết nên thế nào tìm kiếm bọn họ thành thật ở từng quan tài đều gõ hai cái nếu như bọn họ còn sống mới có thể nghe được tiếng động này một tìm liền tốn hơn hai giờ đồng hồ chúng tôi gõ hơn một phần ba quan tài vẫn là không có nhận được bất kỳ đáp lại nào tô mộc cũng một trận nhức đầu mờ mịt quan sát mỗi một cỗ quan tài, không có bất kỳ đầu mối nào. Chúng tôi kiên trì cũng theo thời gian một chút một chút mài mòn sạch sẽ. Đang lúc tôi hoàn toàn hết hy vọng, kiên trì cũng mau giữ không được. Một đoàn lục sắc yêu khí đột nhiên từ trước ngực tôi chợt sông tới, nhanh như chớp chui vào trong một tù hồn quan rồi biến mất không thấy. mươi 161, Bảo tàng, đó là cái gì? Tô Mộc nhanh mắt đã nhìn thấy chất khí màu xanh lá cây bay từ trong ơ thể tôi ra. Giọng có chút gấp gáp hỏi tôi, "Cụ thể em cũng không biết, từ lần trước sau khi đi khỏi yêu hồ thì trong cơ thể em có một đoàn khí xanh, hẳn là yêu khí." Tôi nói, "Yêu khí?" Sắc mặt Tô Mộc trở nên đặc biệt nghiêm túc, không để ý hướng đi của đoàn yêu khí kia mà nhào tới bên tôi. "Tô, tôi vừa định gọi tên anh ấy, nhưng chỉ kịp gọi một tiếng đã chấn động mạnh một cái, một cổ lạnh lẽo trong nháy mắt đã xâm nhập vào tôi, Tô Mộc cứ như vậy nhảy vào thân thể tôi cùng tôi chồng lên nhau, tôi bối rối, chỉ cảm thấy tô mộc đã hóa thân thành một đạo âm khí lèn vào trong thượng đan điền của tôi, không tìm được yêu khí lại xuống tới trung đan điền. Tôi cũng vội vàng ngưng thần đi vào trung tâm đan điền, đúng lúc nhìn thấy tô mộc toàn thân đang đầy âm khí màu đen nhánh và luồng yêu khí màu xanh lục vẫn đang rằng co, bọn họ giống như đều kiêng kỵ lẫn nhau, không có ai cử động trước, cho đến lúc tôi tiến vào. Chỉ nghe thấy tiếng hét của Tô Mộc để cho tôi đi ra ngoài trước, Tôi lập tức bị dọa đến thân thể run lên, rất lâu rồi không thấy Tô Mộc hung dữ với tôi như vậy, trong lúc nhất thời, tôi vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, quên mất mình nên làm gì, một lúc lâu, không nhìn thấy Tô Mộc cùng với đoàn kia yêu khí ở giữa xảy ra chuyện gì, hai cô khí đó giống như đều dừng lại, không ai để ý đến ai nhưng tôi có thể cảm giác rất rõ ràng, giữa bọn họ đều tạo ra một loại áp lực, mặc kệ bọn họ ai hành động trước, có một loại khí khác sẽ lập tức đuổi theo một trận đại chiến diễn ra ở trước mắt tôi thật là vội vàng muốn chết suy nghĩ muốn khuyên tô mục rời đi dù sao cho tới bây giờ yêu khí kia đến bây giờ vẫn chưa làm hại tôi mà giao tiên cùng không có nói qua việc này điều này đã nói lên yêu khí này sẽ không uy hát yêu ta được tính mạng của tôi nhưng nhìn sự khẩn trương của tô mục tôi lại không dám nói gì sợ chọc giận hắn cho yêu khí cơ hội để nó đánh đòn phủ đầu do dự một chút tôi rất thành thật nói với tô mục lui ra trong đan điền cũng may tô mộc mặc dù đang trong thân thể tôi nhưng không có hạn chế tự do của tôi thừa dịp thời điểm hắn cùng yêu khí đang giản co tôi bước nhanh đi đến trước cỗ quan tài nơi lùm khí biến mất lúc nãy cỗ quan tài kia đều giống như hàng trăm cái quan tài khác nhìn xung quanh không có sự khác biệt tôi gõ lên cỗ quan tài hai lần bên trong không có tiếng vang truyền ra cái này thật kỳ quái nếu như tô đoàn cùng với đường dũng đều không có ở trong cái quan tài này vậy quan tài này kỳ lạ ở đâu rồi vì cái gì cô yêu khí kia hết lần này tới lần khác tiến vào trong này tôi lại thử ngưng tụ lại một tia âm khí đi vào trong quan tài nhưng âm khí vừa tiếp xúc đến mặt ngoài của quan tài huyệt thái dương của tôi liền cảm thấy đau đớn ý thức giống như đụng phải một thứ giống khối sắt không trách được khi tô mộc dò tìm nhưng không tìm được khí tức của bọn họ thì ra đừng nói ý thức có thể đi vào ngay cả âm khí muốn thăm dò bên trong đều bị bắn ngược lại, vừa rồi tô mộc chắc chắn cũng bị bắn ngược ra, tôi thực sự không nhìn ra cái này quan tài có cái gì kỳ lạ, cũng không tìm thấy manh mối trên quan tài khác, ngay lúc mặt tôi đều trở nên cao có, cao hơn nữa cũng từ phía trên đi xuống, nhìn đến phía dưới trên trăm quan tài đều giống nhau như đúc sắc mặt siết chặt, biểu lộ một mặt sụp đổ, khi chỉ còn một lại một mình tôi, lập tức hỏi tô mộc đã đi đâu tôi không thể làm gì khác hơn là đem yêu khí vừa rồi tiến vào trong quan tài. Tô Mộc hiện tại cùng yêu khí rằng co trong cơ thể tôi, không ngoài dự đoán của tôi. Phong Thiên biết được trong cơ thể tôi có một đoàn yêu khí màu xanh lục sau trên mặt kinh ngạc như lúc nhìn thấy trăm cỗ quan tài. Một lúc lâu mới dạo quanh một vòng xung quanh tôi, nhìn từ đầu đến chân giò xét tôi sau đó nói, cô vậy mà còn sống, rất không nên, yêu khí này sẽ cướp đoạt yêu khí trên người cô nhưng lại tránh xa dương khí như vậy cô không thể nào còn sống được phong thiên cảm thấy thật kỳ lạ nhưng vẫn không thể nghĩ ra tôi không có hứng nhìn hắn đang cảm thấy kinh ngạc hiện tại không để ý hắn suy nghĩ chuyện yêu khí nữa chuyện trước mắt là nhìn cái cỗ quan tài này khác biệt ở chỗ nào vì sao vừa rồi cô yêu khí kia sẽ vỏn vẹn tiến vào bên trong này bị tôi hỏi một chút hắn mới chợt phản ứng được chính sự cần làm lại mỉm cười một chút nói tám chín mười phần trong này có người bởi vì yêu khí xu thế âm đi với dương cho nên trong này nhất định có người nói xong hắn đã móc ra ngũ đế dương kiếm nhắm ngay kia quan tài đập một cách hung hăng đồng thời lại hát lên ca dao kia trong nháy mắt ánh sáng nổi lên tôi sợ lúc quan tài nổ tung lại bị thương vô tội vội vàng lui lại đứng ở xa nhìn xem hắn cây ngân quan tài hiển nhiên so với phiến đá vừa rồi tốt hơn một chút tất cả kim quang đều truyền vào ngân trong quan bị ngân quan tài hấp thu, không đến 10 phút, trên đỉnh ngân quan tài bị mũi kiếm đâm tới bắt đầu tan biến, lộ ra một cái lỗ nhỏ, xong rồi, tôi lập tức tiến tới, muốn nhìn một chút bên trong quan tài có người hay không, còn chưa kịp tiến tới, trong sự tối tăm mờ mịt lại xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé từ trong lỗ nhỏ của thanh kiếm tạo ra bay ra ngoài, rất nhanh nhào tới chỗ của tôi, trực tiếp đeo bám trên người của tôi, ôm chặt ta, sân, bay tỉ tỉ ngươi có thể cứu được chúng tôi rồi. Tôi cùng đại ca ở bên trong không nhanh đều sẽ bị hấp thụ đến chết, đang nói chuyện chính là diệu diệu. Hắn thân thể nhỏ bé đang ở trên người của ta, chỉ là bị nhốt trong quan tài một thời gian rất lâu, nên khi trở ra thân thể rõ ràng không được như lúc đầu, xem ra ít nhiều cũng bị chút tổn thương. Tôi nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ấm ức cùng cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn an ủi. Thật xin lỗi, tỉ tỉ tới chậm, đại ca ngươi không sao chứ thật ra cũng không có vấn đề gì chỉ là hắn khi ở trong quan tài lúc nào cũng không ngừng nhắc tới ngươi tôi nghe cảm thấy quá phiền ngươi nhanh đi tìm hắn đi không phải không có bị hấp thụ đến chết cũng bị bệnh tương tư mà chết nói xong rượu rượu từ trong ngực tôi nhảy xuống dưới dắt tôi đi tới chỗ quan tài tôi bị rượu rượu nói đến mức không còn gì để nói nhưng đã lâu không gặp đường dũng tôi cũng lo lắng cho hắn lập tức đi theo rượu rượu đi đến quan tài vừa định nhìn xem tình huống bên trong tình huống đường dũng ở bên trong từ cửa hang bỗng nhiên có một cái tay đưa tới sau đó lại nhắm tới ngực tôi vươn tới tôi chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh thân thể không tự chủ được lui về sau khó khăn mới tránh được bàn tay của đường dũng tôi còn chưa kịp biết là chuyện gì xảy ra tôi mộc lập tức từ trong cơ thể ta xông ra chạy thẳng hướng ngân quan tài dùng quỷ trảo hình trực tiếp đem ngân quan tài mở ra một tay bắt lấy đường dũng ở bên trong lão quỷ. tại sao là người a à? thật là đúng dịp đường dũng giống như đang trột giả khi bị bắt quả tang gượng cười chào hỏi tô mục xào quyệt nếu như có ta mới thì ngươi đã thành công tô mục làm ra bộ mặt đen hai mắt lạnh lùng chừng mắt nhìn đường dũng sao có thể tôi làm sao mà biết dương dương đến lạc dương vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn ta sợ làm người xấu ha ha Đường Dũng cười càng thêm xấu hổ, đứng lên đẩy tô mộc ra, phủi hết đất ở trên người, sau đó lại như không có chuyện gì chào hỏi tôi. Dương Dương, sao ngươi lại tới đây, có phải nhớ ta không, nhớ cái đầu quỷ nhà ngươi? Ta tức giận trợn mắt nhìn hắn một chút, tôi thiệt hối hận biết hắn chúng cơ quan còn lo lắng cho hắn như vậy, hắn vừa rồi lại còn nghĩ giờ trò với tôi, lo lắng trong lòng tôi trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, không thèm để ý tới hắn quay đầu hỏi tô mộc tình huống vừa rồi là như thế nào không có sao chứ tô mộc cũng lười phản ứng đường dũng nhìn tôi lắc đầu nói luồng yêu khí kia cực kỳ lợi hại còn yêu khí hạch tâm ở bên trong còn hình thành ra âm ngư có lẽ là cùng tôi trước kia âm ngư có quan hệ thông qua quan sát hắn phát hiện ra trong cơ thể tôi âm khí đều đang bị yêu hạch hấp thu một cách chậm rãi mặc dù không biết yêu khí vì sao lại sống nhờ trong đan điền của tôi nhưng nó hấp thu âm khí sớm muộn cũng tạo nên sự uy hát yêu ta sau khi trở về cố gắng suy nghĩ biện pháp đem nó lấy ra ngoài biết được yêu hạch có khả năng có thể lấy ra ta lập tức tinh thần chấn động lúc đầu tôi bởi vì thấy yêu hạch sẽ hấp thu cực âm chi lực nếu thật sự có thể đem cái này yêu hạch lấy ra thì quá tốt tâm trạng trong nháy mắt cảm thấy tốt lên rất nhiều cũng không tức giận với đường dũng quay đầu tiếp tục tìm kiếm bên trong quan tài chẳng qua lương tâm lại nghĩ yêu hạch mặc dù trộm cực âm chi lực của tôi nhưng nó đã giúp tôi lần này là lần thứ hai mà muốn tìm kiếm tô đoàn còn phải dựa vào yêu khí tôi còn phải rất cảm tạ yêu hạch này có lẽ là cảm ứng được lòng cảm kích của tôi yêu hạch cá bên trong đan điền vẫy đuôi bỗng nhúc nhích tôi cảm thấy rất kinh ngạc không khỏi tăng tốc tìm kiếm bước chân tô đau không bao lâu ngân quan tài lại lần nữa hấp dẫn ra một luồng yêu khí rút qua kinh nghiệm từ đường dũng chúng ta lần này không còn có chút do dự nào, liền để phong thiên hành động, phá vỡ ngân quan tài, đem tô đỏ cứu ra ngoài, tô đỏ tình trạng hiện tại cũng không tệ, chỉ là sau khi ra ngoài một câu cũng không nói, ngồi xuống trên mặt trực tiếp móc ra giấy bút, trên mặt đất vẽ tới vẽ lui, ta thấy hắn khác thường như vậy, nên quan tâm hắn một chút, nhìn hắn đang vẽ cái gì, nhưng ta vừa chuẩn bị nhìn, thì bị phong thiên là ngăn lại. Hắn hai mắt cực nóng nhìn thấy tô đỏ nói, hắn đang vẽ tù hồn chú từ bên trong hòm quan tài, không hổ là tô gia đệ tử, đều bị nhốt ở bên trong, vậy mà còn phát hiện tù hồn chú rất có giá trị, sau đó ghi xuống, người này sau này tiền đồ sẽ cực kỳ rộng lớn, nói xong trong ánh mắt hắn hiện lên sự tham lam, thì ra rất muốn cái tù hồn chú này, tôi đối việc này không có hứng thú, gặp tô đỏ cùng đường dũng đều vô sự, liền muốn trở về, ai ngờ bị tất cả mọi người ở đây phản đối thậm chí rượu diệu, diệu đều kéo lấy tay của ta nói tỷ tỷ hiện tại sao có thể trở về nơi này chính là có một tòa bảo tàng lớn đó ngươi có biết trong mộ có bao nhiêu bảo bối tùy tiện cầm một hai thứ liền đủ cho ngươi cùng đại ca nửa đời sau không lo lắng thật hay giả tôi giật mình nói sau đó lại phát hiện lời nói của mình rất ngu ngốc đây chính là mộ võ tắc thiên mà lại chưa hề bị đạo tập cướp trong mộ chắc là toàn bảo bối khẳng định thế nào đều giá trị liên thành, nghĩ đến đây liền kích động, trái tim nhỏ nhảy nhanh chóng, không kịp chờ đợi mà muốn đi vào xem, dù không cầm bảo bối mà thêm chút kiến thức cũng là tốt. Tô Mục cùng đường dũng hiển nhiên cũng có suy nghĩ này, thấy Tô Đoàn nhất thời đang vẽ tù hồn chú chưa xong, nói với Tô Đoàn chậm rãi vẽ, bọn hắn đưa ta đi âm huyệt nhìn xem, Tô Đoàn ngật ngật đầu, khó tin là Cao Nưa lại không có hứng thú với bảo tàng sung phong nhận việc ở lại cùng tô đỏ vẽ tù hồn chú sắp xếp cẩn thận hai người bọn họ tô mộc mang theo tôi cùng đường dũng với rượu Diệu, Diệu trở lại phía trên chủ mộ thất bên trong sau đó dựa theo thứ tự nhất định đem đèn trong trên vách đá dập tắt sau một hồi tôi liền phát hiện kia đèn giống như hiện ra một bức bát quái đồ những ngọn đèn vậy mà cũng bày được cái bát quái trận chờ tô mộc đem một chiếc đèn cuối cùng dập tắt một cái hoàn chỉnh bát quái đồ rốt cục hiện hiện ra ầm ầm một trận âm thanh đá chuyển động tại trung tâm bát quái đồ một cái động do sự chuyển động của đá lộ ra hô theo lỗ tròn xuất hiện một sự lạnh lẽo như bão táp trong một thời gian ngắn hiện ra nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt trở thành âm toàn bộ mộ thất thậm chí đều ngưng kết bên trên một tầng mỏng xương dương dương lạnh không dương dương mặc vào đường dũng cùng tô mộc đồng thời lên tiếng chỉ là đường dũng đang hỏi tôi thì tô mộc đã cởi quần áo trên người mình tại trên người của tôi. Chương 162, chết ngay trước mặt Tô Mộc. Tôi ngập tràn ấm áp trong lòng, cười với Tô Mộc một tiếng, nói không lạnh. Nhưng vẫn đàng hoàng đem áo của anh ấy mặc lên người, Đường Dũng thì đầy ảo não, thật giống như đang hối hận bị Tô Mộc đoạt lấy tiên cơ, một Đường Dũng vừa rồi còn rất hùng hồ lúc này mặt phiền muộn dẫn đầu chui vào trong đậu đen, dịu dịu theo sát phía sau Đường Dũng, sau đó là tôi. Tô Mộc đi cuối cùng, chúng tôi từng người chui vào trong động đen ngòm, vừa đi tôi cũng biết tại sao Tô Mộc lại ép tôi mặc áo khoác vào, bởi vì trận gió rét vừa rồi còn chưa lạnh so với trong này, nhất định trong này là hầm băng vạn năm, toàn bộ trong động cũng bị đóng băng màu đen tạo thành những nhũ băng nhọn hoắt. Không chỉ có băng, trong động còn bị gió rét tàn phá, mỗi lần quét lên mặt ngươi như có đao băng chém tới vậy, cũng may áo khoác Tô Mộc cho tôi chính là được ngưng tụ từ âm khí sau khi tiếp xúc tới gió rét nháy mắt biến thành khôi giáp bảo vệ tôi bên trong qua wow, nơi này thật thoải mái âm khí siêu cấp đậm đà đại ca em đi xuống trước hấp thu âm khí nhé rượu rượu không có bất kỳ khó chịu nào sau khi đi vào liền cực kỳ hương phấn như đang được đi chơi trò chơi lên tiếng báo cho đường dũng biết rồi biến mất ngươi đúng là đứa trẻ nghịch ngợm đường dũng mắng mắng xong thân thể liền run lên kịch liệt chỉ mấy giây môi anh ta đã lạnh tới mức thâm đen lại mặt trắng bệch cho dù anh ta là long phù thái lan lợi hại nhưng dẫu sao thể xác vẫn như người bình thường đi vào nơi có nồng độ âm khí cao như vậy tất nhiên cơ thể không chịu nổi tôi không khỏi có chút bận tâm mặc dù còn hơi giận anh ta vì chuyện vừa rồi nhưng dẫu sao anh ta cũng chưa làm gì tôi tôi liền nghiêng đầu nhìn về phía tô mục hỏi tô mộc có thể cũng làm cho đường dũng một khôi giáp âm khí tiếp tục như vậy chắc chắn anh ta không chịu nổi nói xong tôi lại liếc nhìn đường dũng một cái sợ anh ta vì mặt mũi mà sống chết từ chối khôi giáp âm khí của tô mộc ai ngờ tôi đã nghĩ nhiều lời tôi vừa dứt đường dũng đã rất nhanh lại gần run run hướng tô mộc nói dương dương nói đúng anh cũng làm cho tôi một món được không dựa vào cái gì tôi không phải là thợ may tô mộc lạnh lùng nói nói xong anh không thèm để ý tới đường dũng nắm lấy tay tôi kéo đi xuống hầm băng chỉ còn lại một mình đường dũng run run trong gió rét hồi lâu đường dũng mới khôi phục được tinh thần khỏi sự đà kích bị từ chối tức giận nói dựa vào gì quỷ ở nước trung quốc các người cũng nói không có đạo lý như vậy sao dù gì cũng là lão tử mang ngươi tìm được chỗ âm huyệt này bây giờ ngươi lại ân đền oán trả phải khiến lão tử chết cóng tại đây vừa nói anh ta cũng vội vã chạy tới thấy đường dũng vẫn còn sức mắng tô mộc tôi cũng không lo lắng cho anh ta nữa đi theo tô mộc đang vạch gió rét đi xuống đi thẳng xuống phần đáy của toàn bộ hầm băng gió rét mới nhỏ đi một chút tôi rốt cuộc đã có thể mở mắt ra Diệu diệu ở ngay phía trước thân ảnh nho nhỏ của nó đang ngồi xếp băng ở giữa đám băng đen đường đoàn âm khí lớn đi vào tới người nó tới gần mới phát hiện phía dưới người nó lại không đóng băng mà là một đầm nước đen thôi băng đen xung quanh cũng chính là nước trong đầm này bị đóng băng lại xem ra đây chính là âm huyệt tôi cũng hít sâu một hơi không kiềm hãm được đi vào trong đan điền hấp thu âm khí, âm khí nơi này quả thật rất tinh khiết, tôi mừng rỡ trong lòng, muốn cho Tô Mộc Nhân cơ hội này cũng hấp thu một ít, dẫu sao âm khí cũng như tiền vậy, càng nhiều càng tốt, có điều khi luồng âm khí thứ nhất bị tôi hấp thu, luồng âm khí lớn này giống như mở cống thoát lũ vậy, tìm được phương hướng rồi rót như điên vào trong đan điền của tôi, thân thể tôi phải gồng lên chống đỡ, căn bản không kịp nói chuyện. Chớp mắt, thượng đan điền của tôi chứa đầy âm khí, thậm chí mơ hồ còn bị quá nhiều, có nguy cơ nổ tung, không tốt, trong lòng tôi trầm xuống, bây giờ đầu tôi đau nhức như sắp nứt, nhưng luồng âm khí này không có chút nào muốn dừng lại, tôi từng nghe Trịnh Lâm nói, quỷ mặc dù dựa vào âm khí để tu luyện, nhưng mỗi cấp bậc quỷ chỉ có thể hấp thu một lượng âm khí nhất định, tới lượng đó sẽ không được hấp thu thêm, nếu không hồn phách sẽ bị nổ tung. Mặc dù tôi không phải quỷ nhưng thân thể tôi cũng không chịu nổi lượng âm khí khổng lồ như vậy. Tôi liền điên cuồng vẫy tô mộc, muốn tô mộc giúp tôi ngăn cản âm khí tràn vào. Nhưng cho dù tôi vẫy tay thế nào, tô mộc đứng bên cạnh tôi nhưng lại giống như không nhìn thấy tôi. Trên mặt không có chút thay đổi nào, chớp mắt thân thể tôi đã phồng lên, căng ra hết sức khó chịu. Trong tình thế cấp bách tôi cũng không để ý gọi tô mộc nữa. Ý thức liền quay lại trong thượng đan điền, muốn chặn cửa thượng đan điền không cho âm khí tràn vào nữa, nhưng tôi vừa tiến vào liền phát hiện trong thượng đan điền của tôi không biết xảy ra chuyện gì đã xuất hiện hơn 10 cửa động, những động này đều biến thành cửa vào cho âm khí, đồng thời âm khí cũng đang tràn vào, thảo nào âm khí lại lấp đầy đan điền của tôi nhanh như vậy, lập tức lòng tôi đầy sợ hãi, nhiều cửa động như vậy sao tôi có thể ngăn được, tại sao đan điền của tôi lại đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy? trong lòng tôi lóe lên nghi vấn nhưng hiện tại thân thể tôi sắp nổ tung cũng không còn kịp suy nghĩ những điều này trong tình thế cấp bách tôi chỉ có thể điều khiển những âm khí này đi vào trong trung đan điền trung đan điền của tôi ngoại trừ một viên yêu hạch nhỏ bé ra thì còn trống rất nhiều sau khi đem luồng âm khí lớn như vậy truyền vào yêu hạch vốn đang trôi lơ lửng trong không trung đột nhiên run một cái thật giống như thức tỉnh vậy yêu hạch tiểu yêu cá liền quẫy đuôi đắc ý với tôi có vẻ đang rất vui mừng âm khí vừa đưa vào cũng nhanh chóng bị nó cắn nuốt thấy nó nhanh chóng có thể chiếm đoạt số lượng lớn âm khí căng thẳng trong lòng tôi lúc này mới buông lỏng được mấy phần cơ thể đang căn ra cũng cảm giác đỡ hơn một ít nhân dịp này tôi vội vàng thu ý thức từ trong trung đan điền rút trở về lay lay tô mộc muốn anh ấy cứu tôi nhưng tôi còn chưa chạm được vào anh ấy đã bị một tầng trong suốt cứng rắn lạnh như băng ngăn trở tô mộc tôi hoảng hốt gọi to tên tô mộc tô mộc cũng không có phản ứng Tôi hơi luống cuống, hai tay sờ theo tầng lạnh như băng kia một vòng mới phát hiện, tầng lạnh như băng kia là một bức tường hình tròn vô hình đem nhốt tôi ở bên trong. Đây là, tôi sợ muốn chết, nước mắt đã tuôn ra, không hiểu đây là tình huống gì, mặc dù có tường trong suốt ngăn cản, âm khí bốn phía vẫn mất trí như cũ tràn vào thân thể tôi cho dù tôi không tinh thông học thuật cũng biết bây giờ hẳn là tôi đang bị kẹt trong trận pháp nào đó. Nếu không âm khí cũng không thể chủ động chui vào trong thân thể tôi như vậy được, tôi sẽ không bị nghẹt thở bởi âm khí chứ. Hai mặt tôi ngấn nước nhìn tô mộc trước mặt, anh ấy cách tôi gần như vậy. Gần chỉ trong gang tấc nhưng lại xa tựa ở trên trời. Cho dù tôi gọi anh ấy như thế nào thì anh ấy cũng không có bất kỳ đáp lại, lục dương đã lâu không gặp. Ngay khi tôi đang như đập vào tường trong suốt như điên thì từ sau lưng tôi truyền tới một giọng thanh thúy, thân thể tôi trong nháy mắt cứng đờ, tôi cứng ngắc quay đầu lại. Thấy Lâm Yến Nhi mặc một bộ quần áo trắng giống như tiên tử nhẹ nhàng đứng ở sau lưng tôi, trên gương mặt hoàn mỹ còn mang một tia cười nhạt, giống như đang nhìn một con kiến hôi dẫy dụa sắp chết. Thêm, các sách khi tìm chuyện để đọc bản đầy đủ và ít lỗi chính tả hơn bạn nhé, là cô. Tôi cả kinh nói là tôi khinh thường, tôi sớm nên nghĩ đến, Lâm Yến Nhi thích tô mộc như vậy sao có thể để mặc cho tôi đem tô mộc mang đi, huống chi cô ta với tô mộc đã kết hôn rồi, ta đã nói, tô mộc là của ta, ai cũng đừng hòng cướp, anh ấy nửa bước không rời bảo vệ ngươi thì cũng có lúc sai lầm, rốt cuộc bây giờ cơ hội đã đến, ngươi có nghĩ tới một ngày sẽ chết ở trước mặt tô mộc không? Lâm Yến Nhi chậm rãi nói, giọng cô ta nhẹ nhàng dị thường vừa nói vừa đi tới trước mặt tôi, bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng sờ tôi, ánh mắt được trả thù nhìn tôi đầy thống khoái. chương 163, cô gái trong quan tài. Cô tới đây lúc nào, cả người tôi run lên, bị Lâm Yến Nhi chạm vào khiến cả người nổi da gà, muốn tận lực nói chuyện với cô ta để kéo dài thời gian, ngay tức thì Lâm Yến Nhi khẽ cười, nói, nói xong cô ta giống như đoán được tâm tư của tôi. Không tiếp tục cùng tôi nói nhảm, nhón tay nhỏ nhắn di chuyển từ gò má lên trên ấn đường nhẹ nhàng bấm vào một cái âm khí bốn phía xung quanh cô ta nháy mắt cuồn cuộn như dông bão theo giữa ngón tay cô ta xông thẳng vào trong trượng đan điền của tôi à tôi chỉ cảm thấy thân thể sắp nổ tung không nhịn được đau kêu lên thành tiếng liều mạng dãy giụa thân thể run lên bần bật lầm yến nhi thấy phản ứng của tôi như vậy rất hài lòng nhẹ nhàng nhắm mắt lại khóe miệng nhếch lên nở nụ cười châm biếm, dường như âm thanh thống khổ của tôi với cô ta là điệu nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới. Chớp mắt tôi còn chưa kịp hiểu điều gì thì âm khí đã lấp đầy thượng đan điền. Hơn nữa bởi vì lần này âm khí rót vào quá lớn khiến thượng đan điền của tôi không ngừng giãn ra. Thần kinh tôi cũng bị căng theo giống như khí cầu bị căng ra, tùy lúc có thể nổ tung. Cho dù tôi cố gắng đem âm khí từ trong thượng đan điền chuyển tới trung đan điền thì tốc độ vẫn chậm hơn, toàn thân tôi ướt mồ hôi mỗi tế bào chê người dường như đều đang chống lại âm khí xung quanh bất chợt trong miệng tôi có một vị ngọt của máu tươi bắt đầu tràn ngập hàm răng cắn chặt phải đầu lưỡi lúc nào không biết dương dương ngay khi ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ tinh thần sắp hỏng mất thì đột nhiên tôi nghe được tiếng tô mộc đang gọi tôi em ở nơi này tôi chật vật ngẩng đầu lên nhìn anh ấy hy vọng anh ấy có thể nhìn thấy tôi nhưng trong tròng mắt đẹp đẽ của tô mộc chỉ là một mảnh mờ mịt hiển nhiên không nhìn thấy tôi, anh ấy phát hiện không thấy tôi đâu liền thoáng một tia cuống cuồng, nghiêng đầu tìm tôi trong mộ thất. khi không thấy tôi lại gọi Đường Dũng cùng Diệu Diệu giúp đỡ. không chỉ tô mộc, Đường Dũng cùng Diệu Diệu cũng không phát hiện ra tôi, sốt ruột đi khắp bốn phía âm huyệt gọi tên tôi. lúc này ngay cả khí lực để đáp lại tôi cũng không có. Lâm Yến Nhi thấy vậy nụ cười càng sâu hơn, ánh mắt nhìn tôi đầy lạnh lùng. nếu như nói lúc trước cô ta vì ghen mà diệu võ dương oai. Bây giờ cô ta ngày cả một tia cũng không còn có ý tranh giành cùng tôi. Cô ta chỉ muốn để cho tôi chết. Cũng để cho tôi hồn phi phách tán, hoàn toàn biết mất trong thế giới của tô mục. Thảo nào lúc trước cô ta biến mất lâu như vậy, xem ra lần này cô ta đã chuẩn bị thật chu đáo. Tô Mộc cùng đường dũng bọn họ không tìm được tôi trong âm huyệt liền cuống cuồng lật đật đi ra ngoài. Chỉ còn lại tôi cùng Lâm Yến Nhi trong âm huyệt. Lòng tôi cũng chết lặng một chút, xem ra tôi thật sự phải vĩnh biệt Tô Mộc nước mắt tôi đã sớm ngập hốc mắt nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng xoay người rời đi kia cố gắng nhìn anh ấy lần cuối lâu một chút muốn thấy anh ấy thêm một chút nhưng cho dù tôi tham luyến như thế nào đi nữa thì anh ấy rốt cuộc vẫn rời đi sau khi bóng lưng anh ấy hoàn toàn biến mất lực chống đỡ của tôi trong nháy mắt không còn thân thể lập tức trở nên lạnh như băng thậm chí trên da tôi đã có một tầng băng mỏng thấy tôi thật sự sắp chết lâm yên nhi cũng đã hoàn toàn thanh tĩnh lại ngồi xổm người xuống nhìn tôi nói lộc dương ngươi là kẻ duy nhất dám cướp tô mộc của ta ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết thật sự không phải anh ấy yêu thích cái xác của ngươi sao chờ đến khi ngươi không còn chống đỡ được ta sẽ đoạt xác ngươi từ đây thay thế ngươi ở bên cạnh anh ấy theo thời gian trôi qua anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho những sai phạm của ta năm đó giọng cô ta càng ngày càng nhỏ mi mắt tôi cũng càng ngày càng khép lại không biết qua bao lâu khi tôi có lại ý thức thì xung quanh chỉ có một mảnh đen nhánh lạnh thấu xương thân thể tôi cũng nhẹ bẫng lúc đưa tay lên tôi lại phát hiện tay tôi là trong suốt hơi có chút màu xám cho đây là dáng vẻ của âm hồn nhìn màu sắc còn là một quỷ mới tôi hốt hoảng trong lòng tôi thật đã chết rồi bây giờ đã biến thành quỷ nhưng bây giờ tôi đang ở đâu thi thể tôi ở đâu tôi vội vàng lướt bốn xung quanh tìm thi thể của mình nhưng xung quanh trống rỗng ngoại trừ âm khí ra thì không còn gì cả, hơn nữa cho dù biến thành quỷ tôi vẫn có cảm giác đau mơ hồ giống như dây thần kinh bị kéo đứt vậy. Xem ra trước khi tôi chết thượng đan điền vẫn bị âm khí ép vào, tìm một vòng không tìm được thi thể, cũng không biết tôi đang ở nơi nào, có chút bối rối tôi liền ngồi bệt xuống đất, ngẩn người, mặc dù đã nhiều lần chạm mặt từ thần. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng bây giờ thật sự biến thành quỷ tôi lại thấy có chút mờ mịt đây không một chút giống quỷ trong tưởng tượng của tôi trước kia tôi ảo tưởng cho rằng dù chết thảm thế nào đi nữa cũng có tô mộc ở bên cạnh tôi tôi không cầu có thể mạnh như anh ấy có thể sống dưới ánh mặt trời có thể không khác gì người thường tôi chỉ cầu anh ấy còn ở bên cạnh tôi tôi có thể ở bên cạnh cha mẹ tôi vậy là đủ rồi kết quả bây giờ chỉ còn lại một mình tôi bị giam ở một địa phương không biết là nơi nào tôi ngồi yên thật lâu, lâu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi mới rốt cục từ trong cây ít yêu ta sợ phục hồi lại tinh thần. Ít nhất bây giờ có một điểm còn tốt, đó là hồn phách của tôi vẫn còn. Chỉ cần rời khỏi nơi này, tìm được tô mộc thì cũng không coi là quá tệ. Có niềm tin này tôi lại có khí lực lần nữa đứng lên du đãng khắp nơi. Trước tiên thăm dò nơi này rồi tính tiếp. Sau khi thăm dò một vòng tôi phát hiện đây vẫn là trong âm huyệt ở mộ võ tắc thiên. Âm khí bốn phía vẫn dư thừa. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, hồn phách của tôi ở nơi có âm khí mạnh như vậy mới có thể trực tiếp trở thành quỷ mới. Bây giờ chỗ này đã không có một bóng người, Lâm Yến Nhi cũng đi. Nếu như đoán không lầm thì thi thể tôi cũng là bị cô ta mang đi, tìm một vòng không tìm được đầu mối có ích gì. Tôi không thể làm gì khác hơn là bằng vào trí nhớ lúc đi vào để tìm cửa muốn đi ra ngoài nhưng cái cối đá ở cửa lúc đi vào đã đóng lại tôi vừa mới giơ tay lên muốn đẩy cối đá kia ra thì ngón tay đã chuyển đến một trận đau đớn mãnh liệt đau tới mức tôi phải hét lên cối đá kia có chứa một lượng dương khí khổng lồ chỉ cần tôi tới gần một chút sẽ làm tôi bị thương phải làm sao bây giờ tâm tình tôi trở nên rất kém có chút phiền não không nhịn được sự tức giận ngưng tụ âm khí xung quanh điên cuồng đập tới cối đá nhưng tôi chỉ là quỷ mới mặc dù bên cạnh có lượng lớn âm khí cho tôi sử dụng nhưng thực lực vẫn là quá nhỏ những quả cầu âm khí còn chưa chạm vào cối đã đã bị đánh vô ảnh vô tung ngay khi tôi bị dồn nén đến sắp phát điên thì đột nhiên có tiếng động nhỏ phát ra từ cối đá trước mặt thật giống như có người ở đó đang mở cối đá ra tôi suy nghĩ rất nhanh liền lắc mình tránh sang một bên rất sợ dương khí trong cối đá sẽ bắn ra có thể sẽ làm tôi bị thương cạch có tiếng cơ quan mở ra sau đó cối đá ầm ầm di chuyển, một cổ hơi nóng đập vào mặt, nhưng đứng đối diện cối đá không phải là người mà là một con chuột lớn, yêu thử túc trực bên linh sàng. Trong đầu tôi nháy mắt văng ra mấy chữ này, cảm giác nguy hiểm lan khắp thân thể, tôi xoay người thật nhanh chạy sang bên cạnh, yêu thử hiển nhiên cũng nhìn thấy tôi, thấy tôi chạy thân thể to nhớn bắt đầu chui vào lối đi nhỏ, cũng may thân thể nó rất lớn, hẳn chui không vào được, tôi xem bộ dáng lao lực kia của nó liền thở phào một cái đứng một bên cách xa nó nói mày trở về đi đây là địa bàn của tao không hoan nghênh mày chít nó nghe được lời tôi nói lại phát ra một tiếng gầm như chuột kêu đáp lại tôi nhưng hiển nhiên nó hiểu sai ý tôi sau khi kêu một tiếng càng ra sức chen vào cả người cũng thay đổi giống như cơ thể được làm bằng nước rất nhanh xuyên qua lối đi nhỏ hẹp như vậy đi vào á à, mày thật sự có thể đi vào a à, tôi còn đang muốn khuyên nó rời đi chờ sau khi nó đi liền đi qua lối đi đó ra ngoài tìm tô mộc, thấy nó tiến vào cũng không dám đứng đó nhìn nữa mà cong người chạy về phía sau. Động tác của yêu thử không nhanh hơn tôi nhưng nó lại lớn, một bước của nó bằng mấy bước của tôi. Hơn nữa không gian ở âm huyệt cũng không có bao nhiêu, chạy không bao lâu tôi đã bị nó ép vào một góc chết, hôm nay tôi phải biến mất. Tôi bỗng nhiên muốn khóc, vừa mới bị Lâm Yến nghi giết, còn chưa thích ứng với thân phận quỷ mới đã lại bị yêu thử túc trực bên linh sàng nuốt trọn sao tôi không thể lui được nữa dựa vào băng đen đứng lên tuyệt vọng nhìn yêu thử chờ nó há miệng nuốt chít nó đã đứng trước mặt tôi to lớn giống như con gấu hướng về tôi giống lên mộ tiếng khiến lỗ tai tôi đau gào xong nó chân về phía trước kẹp tôi lại uốn người trở về kéo tôi theo thật giống như muốn mang tôi chui ra khỏi cửa chỗ cối đá tôi bị hành động của nó gây bối rối nó đây là có ý gì không chỉ không nuốt tôi mà còn mang tôi đi chẳng lẽ nó định thả tôi đi Suy nghĩ này vừa hiện ra tôi liền cảm thấy thật buồn cười. Sau khi biến thành quỷ chỉ số thông minh của tôi cũng tụt đi rồi. Nó là yêu thử túc trục bên linh sàng. Tôi đã biến thành quỷ. Đối với nó mà nói là kẻ địch, là thức ăn, nó làm sao có thể để tôi đi. Nhiều khả năng nhất là nó cảm thấy nơi này không tốt. Ảnh hưởng tới khẩu vị của nó mà thôi. Tôi cười khổ một tiếng, thấy thật thê thảm, thử dãy ruộng vài cái cũng không thành công, buộc phải ở trong ngực nó chờ chết nhờ kinh nghiệm lúc chui vào lần này động tác của nó nhanh hơn rất nhiều đến cửa hang thân thể đã co lại rất nhanh dẫn tôi chui qua hang đi ra ngoài bên ngoài vẫn sáng đèn đuốc như cũ trường minh đang đang cháy sau khi yêu thử mang tôi quay lại mộ chính liền buông tôi ra hướng về phía tôi gầm nhẹ hai tiếng sau đó gật gật đầu giống như tỏ ý bảo tôi đi theo nó đùa tôi sao tôi tránh nó còn không kịp sao còn có thể đi cùng nó thừa dịp nó quay người đi về phía trước tôi liền sử dụng hết sức bình sinh chạy ra cửa, trực tiếp xuyên qua ngôi mộ chính hướng quay trở lại động chứa tượng đá ở bên trên, nơi đó có thông với bên ngoài, tô mộc bọn họ không tìm được tôi hẳn còn ở nơi đó chờ tôi, tôi đang rất kích động, thật nhanh chạy trở về, nhưng vừa lên động bên trên, ngoại trừ tượng đá ra không có một bóng người, tô mộc cùng đường dũng bọn họ không có ở nơi này, tôi nhìn không khỏi có chút mất mát. Nhưng tôi cũng không do dự, theo hố sụp quay lại thế giới bên ngoài nhưng tôi vừa đi tới phía dưới lỗ thủng thì phát hiện mặt trời trên cao chiếu rực rỡ chùm ánh sáng chiếu qua cửa hang xuống mang đến một của nhiệt lượng khổng lồ như ngọn lửa lớn tôi chỉ nhích tới gần một chút còn chưa bị ánh nắng chạm vào đã nóng không chịu nổi giống như thân thể tôi tùy lúc bị nướng cháy không biết phải làm thế nào tôi lại lui về gừ chưa lui được mấy bước lưng tôi liền chạm vào lớp lông mềm mại lỗ tài cũng nghe thấy một tiếng giống giận tôi sợ hãi run cả người nghiêng đầu nhìn về phía yêu thử túc trực bên linh sàng không dám cử động yêu thử giống lên một tiếng thấy tôi ngoan ngoãn rốt cuộc hài lòng một chút lần nữa đưa chân kẹp tôi lại đưa tôi trở lại mộ chính có trưởng minh đăng lao tới cây cột được điêu khắc bằng vàng không tôi sợ hét lên một tiếng rất sợ xương cũng bị nát vụn nhưng tôi không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào thân thể được yêu thử đưa vào bên trong cây cột cây cột rất to khoảng năm người ôm mới hết chiều rộng, bên trong lại rỗng phủ kín hoa tươi. Dĩ nhiên những hoa này đã bị khô cứng, mặc dù còn giữ được hình dáng hoa tươi lúc đầu nhưng vừa chạm vào liền vỡ vụn, mà ở giữa đám hoa tươi có một quan tài dường như được chế tạo bằng băng, trong suốt tỏa ra hơi lạnh, bên trong quan tài có một người nằm trần truồng một cô gái tuổi thanh xuân yên tĩnh nằm ở trong đó được vạn hoa vây quanh, đẹp như hoa tiên tử vậy. mươi 164, Nguyện xác Hoàn Hồn đây là, tôi giật mình nhìn cô gái kia, sắc mặt hồng hào an tĩnh nằm trong quan tài băng, da trắng như tuyết. Tôi thậm chí có thể thấy hàng lông mi dài nhọn, hết sức cuốn hút, quả là một mỹ nhân đẹp như tạc tường. Cho dù tôi cũng là nữ mà vẫn bị vẻ đẹp của cô ấy khiến cho ngây ngần. Nếu như nói Lâm Yến Nhi là tôi đã thấy đẹp như tiên, vậy thì cô gái trong quan tài này có thể nói là phiên bản hoàn mỹ của Lâm Yến Nhi. Dĩ nhiên, bọn họ mặc dù dáng dấp đều rất đẹp, nhưng cảm giác cho người khác lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Yến Nhi là vẻ đẹp lạnh lùng, trong sự xinh đẹp đó còn lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm, thật giống như một con rắn độc sặc sỡ. Chỉ cần đụng phải tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt, còn cô gái này thì xinh đẹp rất tinh khiết, giống như đứa trẻ vừa mới sinh ra không nhiễm một hạt bụi, khiến người ta không nhịn được sinh ra tâm tư muốn bảo vệ cô ấy. Cô ấy là ai? Sao lại xuất hiện trong mộ võ tắc thiên? Là ai đã nhốt cô ấy ở trong này? tâm trí tôi đã hoàn toàn bị những nghi vấn này chiếm cứ. Thậm chí tôi quên cả thân phận quỷ của mình, cũng quên cả chuyện tôi phải nhanh chóng rời đi. Hẳn cô ấy cùng Võ Tắc Thiên có quan hệ rất thân mật. Theo tôi biết, phụ nữ nổi danh trong thời Võ Tắc Thiên ngoại trừ bà ấy ra, đứng mũi chịu xào chính là Thượng quan Huyền Nhi. Chẳng lẽ cô gái này là Thượng quan Huyền Nhi, nhưng khi chết thì tuổi của Thượng quan Huyền Nhi cũng đã lớn, cho dù chôn theo Võ Tắc Thiên cũng không thể là ở tuổi này cô gái trước mắt cùng lắm không lớn hơn tôi bao nhiêu cho nên cô ấy chắc không phải thượng quan huyền nhi trừ thượng quan huyền nhi nữ giới triều đường tôi cũng không biết ai khác quan trọng hơn chính là bất kể cô ấy là ai thì cũng là người thời nhà đường chết ít nhất hơn một ngàn năm mà thi thể lại có thể giữ không mục còn trông rất sống động cho dù người vừa mới tắt thở thì sắc mặt cũng không có khả năng hồng hào như vậy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trong quan tài băng cây ếch yêu ta sợ vì không cách nào giải thích được. Ngay khi tôi đang chuyên tâm nghiên cứu cô gái trong quan tài thì không biết từ lúc nào yêu thử cũng chui vào, xếp hàng cùng tôi đứng phía trước quan tài bằng băng, cặp mắt nhìn cô gái trong quan tài mười phần cung kính. Khi tôi phát hiện ra nó có lẽ nó đã đứng rất lâu, nó thấy tôi đang nhìn nó liền khôi phục lại tinh thần, hướng về tôi kêu, chít chít, rất nhỏ, sau đó hướng về phía quan tài mấp máy miệng, nó có ý gì, tôi có chút mờ mịt không hiểu nhìn yêu thử lại nhìn cô gái một chút chẳng lẽ nó bảo tôi đi vào nằm ở trên người cô gái đó ý niệm này vừa hiện lên khiến tôi giật mình nhưng yêu thử túc trực bên linh sàng bày tỏ ý rất rõ ràng càng nhìn càng thấy giống như bảo tôi vào bên trong thân thể cô gái kia tôi không thể làm gì khác hơn là lắc đầu với yêu thử nói không được thân thể này cũng không phải là tôi nếu tôi đi vào tránh không được đoạt xác mặc dù cô gái này đã chết thi thể là của cô ấy hồn phách là của tôi cho dù tôi đoạt lấy thi thể của cô ấy cũng không chắc điều khiển được hơn nữa thân thể cô gái này so với tôi đẹp hơn gấp trăm ngàn lần đó cũng không phải là tôi dùng thân thể này gặp lại tô mộc còn có thể tự nhiên hay không anh ấy có thể nhận ra tôi sao trong đầu tôi rối bời vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi yêu thử thấy tôi cứ đứng đó không có động tĩnh gì cơ thể to lớn lần nữa lại đi tới không gian trong cột vốn đã nhỏ nó nhúc nhích một cái liền chật trội hơn, chen lấn đầy người tôi ngã vào quan tài băng. Phốc, một tiếng nhỏ, tôi lại xuyên qua quan tài làm bằng băng, ngã vào vừa vặn nằm lên người cô gái kia. a à, tôi sợ hãi hét lên thất thanh, dùng răng muốn bỏ dậy, kết quả tôi lại nghe thấy một âm thanh hoàn toàn xa lạ phát ra từ cổ họng tôi, mặc dù dễ nghe nhưng nó rất non, hiển nhiên đã rất lâu không phát ra âm thanh, cả người tôi run lên, đầu óc ngu đi không dám tin cúi đầu nhìn một chút tay tôi quả nhiên đã trở nên mịn màng trắng như tuyết thân thể không có bất kỳ tạp chất gì cũng không mặc bất kỳ quần áo nào cứ như vậy không mảnh vải che thân nằm trong quan tài băng mày mày quay người đi tôi thất sắc cả kinh đưa tay che lại những nơi nhạy cảm nói với yêu thử cây ếch yêu ta sợ là yêu thử túc trực bên linh sàng lại nghe hiểu lời tôi nói cung kính gật đầu một cái chậm rãi xoay người không nhìn tôi nữa Tôi nhân cơ hội này quan sát thân thể một lần, không sai, tôi bây giờ đã gửi vào trong thi thể của cô gái kia, hơn nữa thân thể của cô gái kia dung hợp với hồn phách tôi lại tốt vô cùng, tôi có thể thoải mái giơ tay đá chân, giống như thân thể này vốn chính là tôi vậy. Sau khi hiểu rõ tình cảnh, tôi muốn lần nữa quay lại trạng thái hồn phách, thoát khỏi cỗ thi thể này, nhưng vừa rồi là tôi bị yêu thử ép hồn phách tiến vào, căn bản không biết điều gì phát sinh đã dung hợp với thi thể cô gái muốn thoát khỏi thân thể cô ấy tôi cũng không biết nên làm thế nào. Cố gắng thử mấy cái nhưng đều giống như đem ý thức lôi ra khỏi cơ thể, căn bản là không thể làm được, sức lực của thi thể cô gái này dường như không tốt lắm, thử nghiệm mấy lần tôi đã mệt thở hồng hộc. Sau khi thấy quả thật không có biện pháp, không thể làm gì hơn là tôi đẩy quan tài bằng băng ra, trước tiên đi ra đã rồi nghĩ cách sau, sau khi ra khỏi quan tài, tôi hỏi yêu thử túc trực bên linh sàng có y phục để mặc không tôi không thể cứ không mảnh vải che thân như vậy lần này yêu thử giống như nghe không hiểu ý tôi nói gì nghiêng đầu nhìn tôi mờ mịt lắc đầu một cái cho dù nó không phải là người mà chỉ là chuột đây cũng không phải cơ thể tôi nhưng tôi bị nó nhìn vẫn rất không được tự nhiên lần nữa bảo nó quay đầu đi sau đó hỏi nó có thể mang tôi đi ra ngoài không nó gật đầu một cái sau đó di chuyển hướng tới thẳng vách cột thần kỳ là cây cột kia giống như có cấm chế, không những không bị nó đâm vào hư hỏng mà còn trực tiếp để nó đi xuyên ra ngoài. Tôi cũng vội vàng bước theo nhanh hơn, xuyên qua cây cột quay trở lại mộ chính. Sau khi đi ra ngoài tôi nhanh chóng đi một vòng tìm xem có quần áo có thể mặc hay không. Cuối cùng quần áo không tìm được, miễn cưỡng thấy được một tấm vải rách, cũng không biết vốn là màu gì. Lúc này đã u sám mục nát, không còn hình dáng, xé một cái liền rách. Cho dù vậy, tôi cũng quấn nó lại đắp lên người tôi, sau đó hỏi yêu thử rốt cuộc là thế nào, tại sao nó lại đẩy tôi vào trong cơ thể này. Yêu thử Túc trực bên linh sàng chỉ kêu nhỏ hai tiếng, sau đó đưa chân chỉ chỉ ra bên ngoài đại điện, hẳn nó nói chuyện tôi muốn chạy trốn vừa rồi. Tôi nhìn đại khái, cũng không biết có ý gì, nhân cơ hội nó còn đang đối với tôi khá lịch sự, muốn chuồn lần này yêu thử Túc trực bên linh sàng không còn muốn ngăn cản tôi nữa ngược lại đi theo tôi lên đại điện phía trên, sau đó chỉ chỉ vào tôi, hướng về tôi phát ra từng trận tiếng gào, liên tiếp giống lên bảy tiếng mới kết thúc, sau đó nó lại khom lưng, giống như đang cúi người với tôi vậy, là có ý gì? Vừa rồi liên tiếp kêu lên bảy tiếng là có ý gì, cúi người với tôi là vì sao, tôi nhìn nó không hiểu. Làm xong hết những thứ này nó liền chỉ chỉ tới lối đi ra khỏi mộ, không kêu nữa, hẳn nó có ý bảo tôi đi, tôi thử đi hai bước về phía cửa hang làm bộ dạng muốn chạy trốn nó không ngăn cản tôi xem ra nó thật sự muốn thả tôi đi mũi tôi cay cay đột nhiên có chút áy náy vừa rồi còn trăm phương ngàn kế muốn chuồn bây giờ nó thật sự thả tôi đi lại sinh ra một tia cảm thán không thôi cho tới bây giờ tôi mới hiểu được nó đối với tôi không có ý gì xấu vừa rồi mặc dù động tác rất thô bạo đầy tôi vào trong quan tài cũng là vì giúp tôi ít nhất bây giờ tôi có thân thể không còn là một cô hồn du đãng cũng sẽ không sợ ánh nắng bên ngoài, cảm ơn mày. Sau khi chân thành nói cảm ơn với yêu thử túc trực bên linh sàng, tôi không do dự nữa trực tiếp leo ra khỏi mộ. mươi 165, thuần khiết yêu người, người tay làm sao như vậy lạnh như băng, thật giống như, trong nháy mắt, hắn đích sắc mặt đã tái xanh, cả người đều run rẩy thật giống như thi thể. Ta giúp hắn đem lời còn lại nói ra, giả bộ sắc mặt phức tạp hình dáng nhìn hắn hắn theo bản năng gật đầu một cái, cho nên ta có thể cũng ở đây mộ hạ chúng cái gì ta. Người nhanh lên lái xe đưa ta trở về Giang Minh, vậy có vị đại sư, hắn có thể giúp ta trừ ta. Ta nhìn hắn giá kinh sợ chứng dạng trong lòng đã mau cười điên rồi. Đạo, nói xong ta còn đặc biệt khỏa liễu khỏa quần áo trên người, giả bộ rất lạnh dáng vẻ, ỷ lại lão cửu nhìn ta ánh mắt phức tạp, hiển nhiên đã hối hận để cho ta lên xe liễu, có thể hắn nhìn ta cũng mặt đầy âm trầm nhìn hắn nuốt nước miếng một cái, cuối cùng cũng không dám đuổi ta xuống xe, một đường cũng không nói chuyện nữa, tựa như điên vậy đi xe đi Giang Minh đuổi, liên tục mở ra 14 giờ xe mới trở lại Giang Minh, ta trực tiếp để cho ỷ lại lão cửu đem ta đưa về vùng biệt thự lớn, sau đó nói trở về trong biệt thự cho hắn lấy tiền, ai ngờ hắn trực tiếp phất phất tay, nói không lấy tiền liễu, hắn đi về trước. Nói xong cùng tránh ôn dịch vậy, cũng không quay đầu lại liền lái xe chạy điều này cũng làm cho ta có chút bất ngờ, dẫu sao hắn như vậy tham tiền một người, đưa đi ỉ lại lão cửu, ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn về nhà, chẳng qua là ta mới vừa đến gần biệt thự cửa, đã nhìn thấy một cổ từ lục khí từ trong biệt thự trực lao ra, đem toàn bộ biệt thự cũng bao phủ ở, tạo thành một cá hình nửa vòng tròn bảo vệ mô, không cần hỏi, đây là yêu khí, nhất định là giao tiên làm, chẳng qua là có một chút tương đối kỳ quái. Lúc trước Tô Mộc cũng ở nơi đây xuống rất cấm chế lợi hại, cũng không có yêu khí cái lồng bảo vệ, bây giờ giao tiên làm cái này không phải uổng công vô ích mà, ta có chút không hiểu. Sau đó ta lại nghĩ tới ở mộ bên ngoài gọi điện thoại cho nhà không người nhận chuyện, lúc ấy Phong Thiên liền nói nhà ta trong xảy ra chuyện, nhưng có cao nhân bảo vệ, an toàn không lo. Bây giờ nhìn lại hắn không có nói sai, ta không khỏi nóng lòng muốn biết nhà kết quả đã xảy ra chuyện gì nhấc chân liền hướng trong biệt thự đi tới chẳng qua là mới vừa đến gần yêu khí cái lồng trước mặt yêu khí liền bỗng nhiên hướng ta vây lại ở ta bên người phát ra tương tự tiên pháo tiếng nổ ta nhất thời bị sợ hết hồn lui về phía sau hai bước tránh cho tiếng nổ làm bị thương ta cũng may những thứ kia âm khí chẳng qua là phát ra tiếng nổ ta cũng không có cảm giác được bất kỳ cảm giác đau còn không chờ ta làm rõ ràng giá yêu khí cái lồng là tình huống gì một cái đèn nhánh đại xà liền du đi ra đứng trước mặt ta trên cao nhìn xuống nhìn ta ánh mắt rất là phức tạp nhìn gì nhìn để cho ta đi vào a à? mới vừa rồi kia yêu khí cái lồng có phải hay không ngươi làm cho tại sao phải ở ta bên người nổ a à? ta bị giao tiền ánh mắt nhìn rất khó chịu trực tiếp hỏi hắn ngươi là nha đầu giao tiền vốn là nhìn ta ánh mắt còn có chút phức tạp nghe ta giọng nói chuyện sau vừa mừng vừa sợ đích hỏi ta ta lúc này mới nhớ tới bây giờ đã thay đổi hình dáng. Lập tức gật đầu một cái, ngươi làm sao đi ra ngoài một chuyến còn đổi coi trọng, làm sao trở về. Ta ngay, ngươi để cho ta nhìn một chút, bên trong cơ thể ngươi. Lại giữ lại yêu máu, giao tiền nói về đạo một nửa, đột nhiên người vọt một cái, lớn thân rắn trong nháy mắt thu nhỏ lại, mâm ở trên người ta, ánh mắt tham lam nhìn ta thân thể, trong miệng phát ra tấm tắc xúc động thanh yêu huyết là cái gì á à, sao phản ứng của ông lại lớn như vậy tôi bị ông ta làm cho mơ hồ vừa nói chuyện vừa thử đi qua yêu khí bảo vệ mà đi vào tới gần yêu khí bao phủ yêu khí sẽ ở bên cạnh tôi phát nổ như cũ nhưng lần này có thuồng luồng tiên bên người tôi cũng không có vội vàng huống hồ khi yêu khí phát nổ thực chất không có gì tổn thương tôi theo lối cũ đi xuyên qua yêu khí bao phú về đến nhà vào trong nhà chuyện đầu tiên liền xác định ba mẹ tôi an toàn mẹ tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi, ba tôi thì ngồi ghế trên bàn ăn vui vẻ đấu địa chủ. Trong điện thoại di động thi thoảng phát ra tiếng, quản bên trên, đè chết, thấy hai người đều bình an vô sự. Tôi chớp mắt thở dài một tiếng, chỉ là ba mẹ tôi nghe được tiếng động lạ phía sau, ngẩng đầu về phía tôi, nhìn tôi lạ lùng, cô là, ấy. Tôi là, bạn của Lộc Dương, cô ấy không phải cùng tôi đi leo núi sao? Chúng tôi vừa xuống máy bay, cô ấy xảy ra chút việc ngoài ý muốn để cho tôi trở về tắm rắt quần áo. Tôi lắp bắp nói, mặc dù từ nhỏ đến lưới đối với ba mẹ, cũng đã nói láo không ít, nhưng lần này cảm giác kỳ lạ, tôi đổi thành gương mặt mới, ba mẹ cũng hoàn toàn không biết, làm cho tôi cảm giác rất khó chịu. Mỗi một câu nói dối đều như đi dẫm trên băng mỏng, tôi đi lạc dương, trước đó tôi nói với mẹ đi leo núi cùng bạn, hiện giờ khi biết tôi là bạn, cô ra ngoài cũng là cùng tôi đi ra ngoài chơi. Mẹ tôi trong nháy mắt nhiệt tình, tới thân thiết để cho tôi vào nhà ngồi trên ghế sofa, sau đó hỏi, "Tôi chuyện con gái xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đều đã trở về, vì cái gì mà không về nhà, còn để cho tôi thay cô đem quần áo ra ngoài thay?" Tôi bị hỏi đau cả đầu, đại não cấp tốc vận chuyển, cái khó ló cái khôn nói, cô đi đường không nhìn dưới chân, không cẩn thận bị dính bùn, vừa vặn vũng bùn kia cách nhà cô không xa cô liền để tôi đi về nhà trước tắm rửa tôi trở về lấy quần áo thay cho cô úc hóa là vậy đứa nhỏ này từ nhỏ đã không khiến người khác bớt lo để cô chê cười mẹ tôi cười nói xong cô để cho tôi ngồi một lúc cô đi lên cho tôi lấy quần áo đợi cô đi tôi mới thở một hơi dài cũng may là ba mẹ tôi rộng lượng xưa nay không từng quá khắt khe với tôi hôm nay tôi mới thoát thân chỉ là vừa đến tôi cũng không thể ở nhà ngay được một lúc nhất định phải rời đi nhân lúc mẹ tôi đi lấy quần áo thuồng luồng tiên lần nữa xuất hiện giải thích yêu huyết kia là cái gì yêu huyết tên như ý nghĩa liền là lưu giữ máu yêu tinh cũng giống như yêu khí bình thường chỉ có yêu tinh mới có thể có được đương nhiên đặc biệt là thức ăn cao cấp nuôi dưỡng yêu quái tu thành tiên cũng có thể có chút ít yêu khí cùng yêu huyết tôi trước kia cũng bởi vì thuồng luồng tiên ở bên trong có yêu khí cùng cá âm nhỏ chỉ là yêu khí của tôi cùng cá âm nhỏ đều ở trong cơ thể theo cơ thể bị trộm, yêu khí cũng biến mất không tung tích, ngay cả biến thành quỷ về sau mang theo rất ít âm khi đều là tại âm huyệt một lần nữa lại hấp thụ, cổ thân thể này lại có yêu huyết thường luồng tiên rằng, thân thể này bên trong tất cả huyết dịch đều là yêu huyết thật sự, yêu quái cũng là phải phân đẳng cấp, từ một hạch, hai hạch, ba hạch các loại, theo đó bên trong càng phân rõ yêu hạch càng nhiều, uy lực càng thêm mạnh mẽ, tổ chất thân thể cũng càng thay đổi cho dù ở hình dạng này, bình thường một hạch yêu so với tuổi thọ cùng loại động vật đã dài gấp 3 lần, thì lực thính giác mạnh mẽ, cơ thể có tốt hơn một chút, chỉ thế thôi. Bởi vậy, có thể thấy việc yêu quái tu luyện là rất phi thường và gian nan, thường luồng tiên tu hơn ngàn năm còn không ngừng tìm người trợ tiên cung cấp nuôi dưỡng mới tu tới bảy hạch yêu tiên, dù ở hình dạng này, trong cơ thể ông cũng chỉ 2 phần 3 huyết dịch là yêu huyết, căn cứ lời ông ta nói chờ thời điểm trong có thể có tất cả huyết dịch đều chuyển hóa thành yêu huyết. Cũng chỉnh là thời khắc ông ta hóa thành rồng tiên, độ kiếp thực chất cũng chính là dùng năng lượng trời đất bên trong đem yêu huyết luyện hóa thành máu rồng. Đơn giản là như vậy, nói đến đơn giản mà làm cũng rất khó. Động một chút lại ngàn năm trôi qua, đối với người bình thường thì quả thực như chuyện trên trời. Nhưng thường luồng tiên nói tôi hiện tại trong cơ thể nắm chắc là yêu huyết thật sự, ngoại trừ yêu huyết bên ngoài, hắn không nhìn thấy bất cứ huyết dịch nào. Nói đúng ra cỗ thân thể này là thân thể yêu quái thật sự, khó trách vừa rồi ông ta lại kích động như vậy, tôi cũng không khỏi kích động lên. Cỗ thân thể này vốn là không rõ lai lịch, tôi cũng không cô ta là ai, nếu như cô vốn không phải là người, thi thể kia tồn tại ngàn năm còn nguyên vẹn như lúc đang sống cũng liền không cảm thấy lạ, vậy ông mau nhìn xem, cái này là yêu thân này bản thân là loài gì? Có phải là hồ ly tinh hay không? Tôi hỏi, chương 166 gặp người quen ở quán cà phê. Có thể xinh đẹp như vậy chẳng phải là hồ yêu còn có thể là ai được nữa, mà thân thể này lại được phát hiện trong mộ võ tắc thiên. Nếu như đây là thi thể hồ yêu, không chừng chính là võ tắc thiên. Với lại võ tắc thiên lúc đầu cũng giống như Tô Đát Kỷ là một hồ yêu, cho nên cô ấy có thể đến được Lý Thế Dân cùng với sự yêu ái của hai cha con Lý Trị hơn nữa tâm kế thâm sâu óc suy nghĩ ra trường như vậy mà đoạt lấy vương quyền. Chuyện này người bình thường chẳng thể giải quyết nổi chỉ trong chốc lát mà hàng loạt suy nghĩ trong lòng tôi đã tuôn ra. Thường luồng tiên lại nói một câu phủ định hết lời tôi suy đoán, không phải hồ yêu mà là cô ta yêu lực quá thâm hậu, ta cũng không nhìn ra cô ta là gì. Như vậy là, tôi không khỏi có chút thất vọng đúng lúc đang nói chuyện mẹ tôi đã cầm quần áo của tôi xuống đưa cho tôi còn nói tôi thật phiền phức tôi chỉ nói vài câu khách sáo với mẹ xong liền muốn trốn đi, dù sao cũng là mẹ đẻ của mình mà lại giả khách khí có cảm giác rất quái dị, nhưng chỉ cần biết họ an toàn thôi là tôi cũng yên tâm rồi. Lúc đi xuyên qua cái lồng yêu khí, bên cạnh tôi toàn tiếng nổ lốp bốp của yêu khí, cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không có gì trần trừ mà trực tiếp xuyên qua, rời khỏi cái lồng yêu khí. Chẳng qua điều làm tôi ngạc nhiên là Tuồng luồng tiên thấy tôi rời đi cũng rất vui vẻ mà theo tôi ra ngoài nói cả nhà tôi nguy hiểm đã được giải trừ. Bây giờ còn có nó bảo vệ khỏi cái lồng yêu khí. Toàn bộ biệt thự được phòng thủ kiên cố để cho tôi khỏi lo lắng. Yêu khí cùng âm khí giống như là quan hệ chuỗi thực vật coi như là âm khí khắc tinh cho nên đã có yêu khí bảo vệ nhưng tôi thật ra không lo lắng lầm yến nhi với vương quả phụ lại đến nhà tôi giờ cho quỷ. Liền đồng ý mang thùng Lùng Tiên cùng đi, vừa lúc thân thể này còn rất nhiều chỗ tôi không rõ lắm. Lúc đầu tôi dự định sau khi ra ngoài sẽ trực tiếp đi tìm Tô Mộc, thân thể tôi bị Lâm Yến nghi trộm, ai mà biết cô ta sẽ lấy thân thể tôi làm chuyện xấu xa gì, lỡ như cô ta lợi dụng thân thể tôi tiếp cận Tô Mộc sẽ không tốt. Nhưng Tô Mộc không có điện thoại, tôi cũng đã gọi cho Đường Dũng với Tô Đoàn nhưng không ai nghe máy, cũng không biết bây giờ bọn họ ở đâu rơi vào bước đường cùng tôi quyết định sẽ tìm ở quán cà phê trước, đem theo khối yêu làm rõ trước đã. Thường luồng tiên sau khi biết tôi muốn đi đến quán cà phê thì vô cùng hưng phấn, cứ vậy mà ở trên người tôi nhảy xuống dưới, ở trên mặt đất uốn qua uốn lại, cả người đều bị yêu khí bao phủ không bao lâu liền biến thành một hình người. Trước kia nó cũng ở trước mặt tôi biến thành người một lần cho nên tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ chờ cho nó biến xong ta kinh ngạc miệng há to không ngậm lại được, lộc hàm. Lần trước nó biến thành người giang dấp, còn xấu vậy mà lần này lại biến thành bộ dạng của anh chàng đang, hot, khiếu thẩm mỹ không ngờ lại tốt hẳn lên như vậy. Chỉ duy nhất là trên đầu nó bỗng nhiên y như vắt chảy ra nước trơn bóng nhưng chẳng qua được phối hợp với khuôn mặt lộc hàm thì cho dù đầu chọc cũng thấy rất đẹp trai. Tô Mộc lúc trước đều không biết tôi rất thích lộc hàm. Bây giờ liền có người đứng trước mặt tôi giống y đúc lộc hàm tôi nói chuyện đều như bị trả lâm, thường luồng, mày Sao lại biến thành như vậy? có đẹp trai không hả ông đây biến thành vậy có thể cua được gái rồi thuồng luồng tiên nhe răng cười nhưng mà lúc nó không nói câu nào nhìn đều thấy đẹp trai vậy mà vừa mở miệng lại thấy phá công hoàn toàn khí chất của một lão đại trong nháy mắt tỏa ra thì ra thật sự có một loại tồn tại trên đời được gọi là khí chất dù khuôn mặt có giống nhau như đúc nhưng thuồng luồng tiên vẫn không thành lộc hàm được tôi không còn gì để nói vừa định để thuồng luồng tiên biến trở về như cũ trong đầu lại như có một tia sẹt qua khí chất mặc dù lâm như nguyệt trộm lấy thân thể tôi nhưng tính cách và khí chất của tôi và cô ta hoàn toàn không giống nhau chúng tôi cũng hoàn toàn là hai người khác biệt tô mộc chắc hẳn sẽ phân biệt được chứ nghĩ đến chuyện này trong lòng tôi càng thêm chắc chắn linh cảm tô mộc sẽ không dễ bị lâm như nguyệt lừa cứ nghĩ vậy tôi lại càng nóng lòng muốn tìm được tô mộc để thuồng luồng tiên tranh thủ thời gian biến hình trở lại nguyên dạng tôi mới tìm đến quán cà phê ngồi vào Lúc đầu thuong luồng tiên thấy tôi không cho nó biến thành người thì có chút khó chịu nhưng nghe tôi hỏi chuyện liên quan đến yêu thân trong nháy mắt liền trở nên hào hứng. Đuôi rắn vỗ ngực cam đoan để cho tôi có cái gì không biết cứ hỏi nó biết gì sẽ nói nấy. Ông có biết có cách nào đem hồn phách của tôi lôi ra ngoài lần nữa không? Tôi muốn trở lại trong cơ thể của tôi. Tôi hỏi tuồng luồng tiên mặc dù thân thể này so với tôi đẹp gấp trăm lần nhưng ồ vàng ồ bạc cũng không bằng ồ chó của chính mình. Thân thể cũng có nghĩa như vậy lôi ra, thường luồng tiên dừng lại mặt giống như đần ra nhìn tôi, tôi đã sớm quen như vậy cũng không đợi nó kíp mắng tôi, liền hối thúc, cuối cùng có được hay không vậy? Thân thể này dù sao cũng là yêu thân, cũng không phải của tôi, huống hồ tôi mặc dù là cung ứng tiên nhân của ông nhưng dù sao ông giao tiền ân lý cũng đâu phải trên cổ tay này đâu, thân thể này đối với ông không có chút quan hệ gì. Bây giờ Lâm Yến Nhi lại trộm thân thể của tôi cô ta liền trở thành người cung ứng tiên nhân chẳng lẽ ông muốn để cô ta cung ứng ông sao? Tôi nói liên tiếp. Thuồng luồng tiên lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng mà mắng tôi một trận nhưng lại bị tôi chặn lại. Lời chưa kịp nói đành nuốt ngược lại. Xa rắn đi lòng vòng. Nói hình như vậy. Ông đây mới không cần cô ta cung ứng tiên nhân. Hay là vậy? Chuyện yêu thân ta không biết nhiều chờ ta đi hỏi mấy yêu khác hỏi một chút rồi trả lời ngươi nói, xong nó hất thân rắn lên, trực tiếp xuyên qua quán cà phê đi ra ngoài, thường luồng tiên bay lên, tốc độ rất nhanh, trước khi đi còn nói khoảng 2 giờ nữa sẽ về. Tôi cũng không còn nơi khác để đi liền liền ngồi yên trong quán vừa uống cà phê vừa chờ thường luồng tiên về, uống chưa được lâu. Nhân viên cửa hàng tự nhiên bưng tới một đĩa bánh ngọt đi tới, cười nói là của một vị tiên sinh nào đó mua cho tôi, nói xong còn chỉ vào một góc trong gia hiệu, tôi thuận nhìn theo hướng nhìn qua quả nhiên có một người đàn ông ngồi chỗ đó vẫy tay rồi cười với tôi chỉ là sau khi nhìn bộ dáng của anh ta trong lòng tôi tự nhiên hồi hộp vương văn sao anh ta lại ở đây sắc mặt tôi trầm xuống nói với nhân viên cửa hàng là tôi không thích bánh ngọt xin đem trả lại cho vị tiên sinh kia nói xong tôi đứng lên rời đi nhưng mà vương văn thấy tôi muốn đi bước chân nhanh tới nói mỹ nữ cô đừng nóng giận tôi không có ác ý chỉ là muốn biết về cô một chút anh tôi trần trừ nhìn xem anh ta có điều gì bất thường không lần trước rượu rượu nói hành động của anh ta rất kỳ lạ sau lưng anh ta còn có một đường trong suốt điều khiển đã nói lên bây giờ anh ta không phải vương văn trước đây chỉ là con dối của người khác đã lâu tôi không gặp anh ta vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây lại còn chỉ mặt gọi tên tôi có phải là anh ta đã nhận ra thân phận của tôi không không thích bánh ngọt có thể uống ly cà phê tôi thường đến tiệm này biết có loại cà phê rất ngon Vương Văn Tốt bụng nói, lúc nói chuyện vẻ mặt anh ta rất bình thường, mặc dù anh ta không giống Vương Văn trước đây tôi từng gặp qua, nhưng biết đâu anh ta vẫn là Vương Văn chỉ là tính cách thay đổi mà thôi, từng trải nhiều như vậy, đừng nói là anh ta mà ngay cả tôi cũng thấy mình trở nên thay đổi, tôi lười nghe anh ta dài dòng, trực tiếp cắt đứt lời hắn, cà phê không thành vấn đề nếu nói chuyện thì cũng được, tôi cũng muốn nhìn xem anh ta bây giờ có mục đích gì vương văn thấy tôi đồng ý nói chuyện cùng anh ta vẻ mặt vừa mừng vừa lo mà hưng phấn tự giới thiệu nhưng mà anh ta lại rất thành thật nói về thông tin cơ bản tương đối đúng nhưng kỳ lạ là những chuyện từng trải qua lại không nói một chữ anh ta giới thiệu hồi lâu còn hỏi chờ thông tin của tôi nhìn vẻ mặt anh ta như vậy chắc không biết tôi là lộc dương nói chuyện một lúc ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ anh ta tìm tôi nói chuyện phiếm cũng chỉ là trùng hợp vì thấy khuôn mặt này quá đẹp nên chỉ có ý muốn tán tỉnh một chút mà thôi. Chương 167, thủ phạm chính, người cầm đầu. Tôi thuận tiện viện một thân phận khác, dùng tên giả Diệp Trần cho thân phận mới của mình. Tôi nói mình làm nghề một người mẫu quảng cáo, bởi vì gương mặt này rất xinh đẹp nên Vương Văn tin tưởng không nghi ngờ. Chủ đề nói chuyện bắt đầu chuyển sang nghề nghiệp của tôi, hỏi tôi bình thường công việc có mệt hay không, bình thường quay quảng cáo những thứ gì, tôi nói lung tung một hồi, thấy anh ta thật sự chỉ là muốn tán gái, liền cảm thấy quá nhàm chán vô vị, nói đơn giản vài câu xong liền đứng dậy cáo từ, thấy tôi định muốn đi. Vương Văn bỗng nhiên có chút bối rối, lấy tay níu tôi lại, Diệp Trần, em đừng đi, kỳ thật anh tới làm phiền em cũng không phải là quen em một cách qua loa bình thường như vậy. Vương Văn nói, tôi lập tức sững người, trong nháy mắt lòng liền để cao cảnh giác, đề phòng nhìn anh ta vậy anh tới tìm tôi là có mục đích gì thấy tôi cảnh giác anh ta anh ta cũng chỉ cười cười nói nói thật với em tổ tiên nhà anh là đạo gia phong thủy cũng coi như là mưa dầm thấm đất từ nhỏ anh đã làm quen với phương diện này thì cũng coi như am hiểu một chút sở dĩ anh tìm em là vì mệnh cách của em thật kỳ lạ hả tôi có mệnh cách thế nào thấy anh ta nói nghiêm túc tôi lập tức nổi hứng thú hỏi anh ta ba mẹ anh ta tôi cũng đã từng gặp qua nếu như đến giữa chừng tôi không gặp tô mộc thì có lẽ bây giờ cũng đã kết hôn với anh ta rồi tất nhiên biết câu nói tổ tiên của anh ta là thầy phong thủy là bịa chuyện nhưng bây giờ anh ta đã chủ động nói với tôi về chủ đề này ngược lại tôi muốn ích mê anh ta có thể nói ra những lời gì để lừa tôi hai mắt của em rất có thần ấn đường đầy đủ hồng nhuận bờ môi nhô lên là người có tính cách mạnh mẽ loại mệnh cách này tương đối mạnh mẽ bình thường chỉ xuất hiện ở nam giới hơn nữa từ xưa đến nay rất ít đàn ông có thể có loại mệnh cách này. Loại mệnh cách này là thiên sát cô tinh, Vương Văn nói. Mặc dù đã biết là anh ta chỉ đang bịa chuyện để tán tỉnh tôi mà thôi nhưng nếu đã muốn tán tỉnh tôi lại còn dám nói tôi là thiên sát cô tinh. Chẳng phải đang nguyền rủa tôi sao, sắc mặt tôi trầm xuống có chút không vui, thấy tôi mất hứng. Anh ta lập tức chữa cháy, em đừng vội, em muốn biết loại mệnh cách này của em về sau sẽ như thế nào không? Như thế nào? tôi trầm mặt hỏi anh ta phong vương bái tướng vương văn nói tôi lập tức chấn kinh nếu như những lời vừa rồi tôi nghĩ anh ta chỉ đang bịa đặt thì bây giờ tôi có chút cây ếch yêu ta sợ dù sao cơ thể này vốn không phải của tôi mà là thân thể của võ tắc thiên tôi mượn từ lăng mộ tới đây lúc trước tôi từng hoài nghi không biết đây thật sự có phải là cơ thể của bà ta thật hay không nhưng bây giờ anh ta chỉ nhìn tướng mạo này của ta liền nói ta có mệnh thiên sát cô tinh loại mệnh cách này về sau phong vương bái tướng, thì tôi cũng không còn nghi ngờ gì về cơ thể này nữa. Đây chính là cơ thể của võ tắc thiên. Vương Văn thấy bộ dáng cây ếch yêu ta sợ của tôi cho là tôi đã tin lời anh ta, liền lập tức cười ha ha lên. Kỳ thật em đừng quá khẩn trương như vậy. Mệnh cách thiên sát cô tinh này mặc dù không dễ nghe, nhưng dù sao đi chăng nữa, em cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé. Mệnh cách cũng không quá mạnh mẽ như vậy tương lai cũng có thể không pa là một người thủ lĩnh quốc gia nào cả cho nên bố mẹ và anh chị em của em cũng không bị ảnh hưởng chỉ là tương lai của nửa kia thì lại khác nửa kia của tôi làm sao tôi hỏi mặc dù mệnh cách anh ta xem bây giờ không phải là mệnh cách của tôi nhưng tôi cũng hết sức tò mò dù sao thì lúc trước anh ta cũng là người bình thường bây giờ lại có thể xem tướng xem ra từ khi thoát khỏi tay tô mục anh ta cũng học hỏi được không ít thứ nhưng anh ta học được bản lĩnh này từ ai? Lúc trước Diệu Diệu có nói, anh ta là con dối. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra đây? Nếu anh ta đúng là con dối của người khác, vậy chủ nhân của anh ta là ai? Có phải người đó đã dạy anh ta xem tướng hay không? Nội tâm tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Tôi liền gọi luôn hai tách cà phê. Muốn cùng anh ta thực sự nói chuyện một chút, thấy tôi chủ động gọi cà phê cho anh ta. Sắc mặt Vương Văn xẹt qua một tia kiêu căng, cười cười nói một nửa kia của em chỉ sợ là sẽ mất khi còn trẻ. Bởi vì càng gần em, mệnh cách của em càng ảnh hưởng đến người sống chung với em. Bình thường thì người sống chung với em, hợp mệnh với mệnh cách của em sẽ sống không quá 10 năm. À, tôi hơi trần chờ gật gật đầu, trong lòng lặng lẽ tính toán. Nếu cơ thể này là của võ tắc thiên thật thì lúc trước bà ta chính là được gả cho Lý Thế Dân. 12 năm sau lại được gả cho Lý Trị, Lý Thế Dân thân là một đời hoàng đế mệnh cách hẳn là không tầm thường. Kết hôn cùng bà ta ở cùng nhau đến 12 năm sau thì chết. Về sau, Lý chị cũng không thể sống bao lâu, vì thế cho nên võ tắc thiên giống như một người khắc chồng vậy. Đương nhiên nếu như bà ta không khắc chồng, thì về sau cũng sẽ không được làm hoàng đế. Vừa rồi, Vương Văn cũng đã nói, tôi là thiên sát cô tinh, có mặt lớn trông đỡ chính là ý này đây. Nhưng em cũng đừng lo lắng gì cả loại mệnh cách này của em sinh ra đã có một mệnh cách khác khắc tinh gọi là thủy khắc kim sơn sao nói rằng mệnh này chính là lấy nhu khắc cương chỉ có hai loại mệnh cách này hợp với nhau sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau chồng của em mới không bị chết trẻ tương lai em đi chọn chồng sẽ nhất định phải tìm được người có mệnh thủy khắc kim sơn này mới có thể chung sống lâu dài với nhau lúc vương văn nói mặt anh ta lộ ý cười cười ra vẻ khiêm tốn nói vừa hay mệnh anh chính là thủy khắp kim sơn mệnh cách của anh trời sinh khắc vợ trước kia tìm bạn gái liền cho nên anh luôn một mực tìm người có mệnh thiên sát cô tinh hôm nay rốt cục đã để cho anh gặp được em nói xong vẻ mặt vương văn cảm động kéo tay tôi về nắm lấy rồi nói tiếp diệp trần anh đã chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được em xuất hiện cuộc đời cũng đã định sẵn cuộc đời này em là nửa còn lại của anh rồi em có thể cho anh một cơ hội hay không cơ hội để anh được làm bạn trai của em, hóa giải mệnh cách của em, phụt, tay tôi bỗng nhiên bị hắn nắm lấy, cà phê tôi vừa uống trong miệng lập tức bị phun ra hết ra ngoài, anh ta ngồi nói liên thuyên một hồi, đợi tôi ở đây, chỉ để tán tỉnh, kỹ năng theo đuổi cc của anh ta bây giờ cao tay hơn hẳn so với kỹ năng theo đuổi tôi ngày trước, em khắc chồng, anh khắc vợ, tương lại hai ta chung sống với nhau có chắc chắn sẽ không khắc lẫn nhau, tôi lau cà phê trên miệng, nín cười hỏi lại anh ta cái lý luận theo đuổi của anh rất mới lạ giả bộ đại sư rất có ý mới ai đã dạy cho anh thế tôi hỏi làm cho tôi mới vừa rồi còn chăm chú nghiêm túc lắng nghe như vậy cứ cho là anh ta nói đều là sự thật nhung sau đó anh ta nói ra mệnh cách thì khắp kim sơn trong nháy mắt tôi đã không tin rồi chẳng qua anh ta cũng chỉ là một người tốt nghiệp đại học bình thường nhà ở một vùng nông thôn dáng dấp cũng không xuất chúng nên tôi cũng chẳng thể tin được rằng mệnh cách của anh ta có thể xứng đôi một đời với nữ hoàng võ tắc thiên, thấy tôi không tin, thậm chí còn có ý châm chọc anh ta cũng có chút mất hứng nói, anh nói chuyện này ra cũng chỉ sợ em sẽ không tin, bạn gái trước kia anh chỉ là do mệnh cách của anh khác, bọn anh ở với nhau một năm, cũng đã sắp đính hôn. Kết quả là ngay lúc thời điểm bọn anh về nhà ra mắt bố mẹ anh, bị một con quỷ nam mê hoặc tâm trí bây giờ không chỉ có một mình anh bị tên quỷ nam kia khống chế mà cả nhà anh cũng bị gặp nạn theo bị con quỷ nam kia nhốt vào một phòng không thể ra ngoài được sau khi anh biết được chuyện này cũng rất áy náy ở bên ngoài thẫn thờ mất vài ngày sau đó rốt cuộc anh cũng tìm được cách để đi vào trong chờ một chút lúc đầu tôi đang cười lạnh khi nghe anh ta nói dối nhưng nghe lời anh ta vừa nói ra tôi liền cắt ngang anh lèn vào nhà bạn gái sao tôi cả kinh hỏi đúng là anh ta ở gần biệt thự nhà tôi trong nhiều ngày, lúc ấy tôi cũng có phát hiện, chẳng qua là về sau liền không thấy tâm hơi của anh ta, tôi cũng không có để ý nhiều, cũng không muốn hắn lại lèn vào nhà của tôi, em yên tâm đi, anh không phải là bởi vì còn tình cảm với cô ta, mà chính là vì cảm thấy cô ấy bị anh làm liên lụy, anh nhất định phải cứu thoát bố mẹ cô ấy ra, vì vậy anh đã tìm sư phụ của anh để hỗ trợ, pha vỡ sự không chế của năm quỷ đó. Kết quả cha mẹ của cô ấy cũng bị nam quỷ mê mẩn tâm trí, đã điên rồi. Còn đánh anh bị thương, đến bây giờ tay anh vẫn còn lưu lại vết sẹo của ngày đó. Em có muốn xem một chút hay không? Anh ta nói xong cũng mặc kệ tôi có muốn xem hay không, liền vén tay áo lên lộ ra cánh tay. Chỉ thấy bên trên cánh tay anh ta một miếng sẹo dài, một đầu thô một đầu mảnh, phía trên còn bốc lên một tầng yêu khí màu xanh lá, hẳn là từ cái đuôi của thùng luồng tiên nhìn thấy vết sẹo này tôi rốt cục tin tưởng là anh ta tiến vào nhà tôi còn cùng cha mẹ tôi phát sinh xung đột nghĩ tới vậy tôi hận không thể đánh vào hắn hai bạt tai thật đúng là xen vào việc của người khác nhưng trong đầu tôi lại hiện lên chuyện khác nén xuống sự chán ghét và khinh bỉ trong lòng hỏi anh lẻn vào nhà bạn gái cũ lúc nào lúc nào nhỉ là nửa tháng trước a sao thế vương văn bị tôi hỏi đột ngột thì sững sờ trong lòng tôi trầm xuống bỗng nhiên cảm thấy tức giận, nhìn hắn chầm chầm nói, không có gì. Em thuận miệng hỏi một chút, nửa tháng trước, chính là khi tôi cùng Tô mộc mới vừa vào mộ võ tắc thiên không lâu, thì biết được trong nhà gặp chuyện không may. Lúc ấy Phong Thiên cũng tính ra rằng trong nhà gặp chuyện không may, cũng có cả cao nhân tới giúp đỡ đó. Sau khi trở về, thì tôi phát hiện vòng bảo hộ của Tô mộc quả thật đã bị phá hết. Đổi thành yêu khí của tuồng luồng tiên, lúc ấy tôi vẫn cho là biến cố của nhà tôi lần này là do nữ quỷ trong phòng tắm gây ra, thật không nghĩ tới, kẻ cầm đầu dĩ nhiên lại là Vương Văn. Chương 168, chỉ có 7 ngày, thấy tôi bỗng nhiên thay đổi thái độ như vậy, Vương Vĩ rõ ràng sững sốt, khó hiểu nhìn tôi, nhưng rất nhanh hắn lại cười, nói, Diệp Trần, em hiểu lầm, anh tuy rằng nửa tháng trước mới đi qua nhà bạn gái cũ, nhưng anh hiện tại đã hoàn toàn chấm dứt với cô ấy, sau này trừ khi sư phụ có lệnh, nếu không anh tuyệt đối không đi tìm cô ấy. Em yên tâm, sư phụ anh, anh không phải xuất thân phong thủy thế ra sao, như thế nào còn có sư phụ, chẳng lẽ sư phụ của anh chính là ông của anh? Lòng tôi cảnh giác, cô y nói thăm dò anh ta, anh ta đã nhiều lần nhắc tới sư phụ của mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sư phụ trong miệng anh ta chính là người mà Diệu Diệu nói đang thao túng. Điều khiển hành động của anh ta, xem bản lĩnh xem tướng của anh ta cũng là do người nọ dạy cho, chỉ là không rõ tôi cùng sư phụ của anh ta không oán không thù. Sư phụ của anh ta vì sao lại muốn phái vương vĩ ẩn núp ở nhà tôi, còn tìm mọi cách phá vỡ cấm chế của tô mục, làm thương tổn ba mẹ tôi, mặc kệ sư phụ của anh ta là ai, sư phụ của anh ta chính là là kẻ thù của tôi. Anh tuy rằng xuất thân lý học thế gia, khi còn nhỏ cũng cùng ông nội học không ít kiến thức đạo gia. Đáng tiếc ông nội của anh chết sớm, không có truyền hết đạo học cho anh, cho nên sau này anh phải tầm sư học đạo. Vương Vĩ trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, giải thích, nói xong anh ta còn lập tức bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì ấy náy thì anh cũng không muốn đi tìm ta bạn gái cũ. Nếu em không thích, về sau anh không đi nữa nói, rồi Vương Vĩ cười mỉa đem điện thoại đưa qua, trên màn hình sáng lên một cái mã QR, để tôi quét WeChat của anh ta, để có phương tiện sau này thường xuyên liên hệ, tôi định từ chối anh ta, nhưng lời nói chưa đến miệng, tôi đành nuốt xuống, móc di động ra quét WeChat của anh ta, s friend, sau đó đứng dậy cáo từ, cứ như vậy. Tôi có thể dùng thân phận Diệp Trần cùng anh ta duy trì liên hệ để tìm ra sư phụ của anh ta đến tột cùng là ai. Vì cái gì muốn đối nghịch với tôi, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vương vĩ thấy tôi phải rời khỏi vẻ mặt như không tha. Nhưng bởi vì tôi đã thêm nguy chat của anh ta, anh ta cũng sảng khoái một chút, nói anh ta có thể đưa tôi về nhà, tôi đương nhiên là từ chối. Cùng anh ta khách khí một hồi lâu mới thoát khỏi anh ta, sau khi ra khỏi quán cà phê tôi liền đi lòng vòng trên phố. Thời gian trôi qua cũng gần 2 giờ tôi liền ngồi ở ghế dài trong công viên chờ thuồng luồng tiên trở về. Thường luồng tiên rất đúng giờ, không bao lâu ông ta liền rung rinh bay trở về. Trên mặt đen nhánh thế nhưng lại tỏa ánh hồng, vẻ mặt xuân phong phấn khởi. Thế nào, lòng tôi vui vẻ, xem dáng vẻ này của ông ta, hẳn là có tin tức tốt mang về. Thường luồng tiên trực tiếp dừng ở trên cổ tay tôi. Đôi rắn thuận thế khoanh một vòng, bởi vì đây đã không phải thân thể tôi. Trên cổ tay cũng không có ấn ký thuồng luồng tiên của hắn cho nên hắn hiện tại không có cách trở lại bên trong thân thể tôi, chỉ có thể quấn ở trên cổ tay. nói, hỏi được người không phải muốn biết thân thể này vốn là động vật gì hay sao? phương pháp rất đơn giản, ngươi hiện tại có tóc, khẳng định không phải động vật vô mao. ta chỉ cần nhổ một cây tóc của ngươi, xem nó sau khi mất đi bản thể yêu lực trông đỡ, sẽ phục hồi thành cây lông gì liền sẽ biết. nói rồi tuồng luồng tiên cũng đã bò lên tới đầu tôi, dương mồm to như chậu máu muốn gặm tóc trên đầu tôi chờ một chút, tôi sợ mất mật, dùng miệng gặm, miệng của tuồng luồng tiên to khủng cây ết yêu ta, gặm một cái chắc, tôi thành người hói đầu, tôi vừa đẩy ông ta ra, vừa giả vờ khách khi nói tự tôi làm là được, đồng thời dùng sức đẩy ông ta ra xa một chút, tránh cho ông ta ghen ghét tôi hiện tại có tóc, gặm thành người hói đầu, trong khi nói chuyện tôi đã nhổ một cộng tóc từ trên đầu xuống, đưa cho tuồng luồng tiên. Sau khi tuồng luồng tiên tiếp nhận, ông ta thật cẩn thận đem tóc đặt ở một bên ghế dài sợ gió thổi bay con tìm hai cục đá ở bên cạnh chèn vào. Sau đó đuôi rắn bắt đầu đánh trên mặt đất theo tiết tấu, bạch bạch, giống như rắn đuôi chuông. Tôi không biết ông ta đang làm gì, nhưng nhất định có liên quan tới việc giám định thân thể này là loại yêu gì. Liền kiên nhẫn ở bên cạnh chờ, chỉ thấy cái đuôi của ông ta đánh trên mặt đất có tiết tấu càng lúc càng nhanh, gõ đến cuối cùng thanh âm như nối thành một mảnh, phảng phất như tiếng huyết, mười phần chói tai đồng thời thân thể của ông ta cũng như diều gặp gió, dùng đuôi trống xuống mặt đất, toàn bộ thân thể thẳng tắp trong không khí, giống như vũ công múa ba lê. Thần kỳ chính là, chờ thân thể ông ta hoàn toàn duỗi thẳng ở không trung trong nháy mắt, trên sợi tóc bỗng nhiên vụt ra một luồng lục quang, ở trước mặt tôi chợt lóe bay vụt qua, chui vào trong cơ thể thuồng luồng tiên, ra rồi, sau khi yêu khí đi ra, ánh mắt tôi lập tức dừng ở trên sợi tóc, chờ xem tóc biến hóa. Thuồng luồng tiên cũng có chút hương phấn, vừa giữ tư thế trong không trung vừa quan sát tóc biến hóa, một giây, hai giây, năm phút đồng hồ đi qua, tóc cũng không có gì biến hóa, nếu nhất định phải nói ra có cái gì khác biệt, chính là sợi tóc nguyên bản có ánh sáng, mất đi yêu khí tóc cũng mất đi ánh sáng, trở nên tầm thường, cuối cùng vẫn là thuồng luồng tiên nhịn không được, nhìn nhìn tôi, cái này, chương 169, hiểu lầm, bóng dáng người đó càng lúc càng gần, Bộ dạng cũng càng lúc càng rõ. Nhưng không biết tại vì sao, xung quanh anh ta vẫn luôn được bao bọc bởi một tấm màng mỏng, mặc dù vẫn đang nhanh chóng tiến về phía tôi, nhưng diện mạo vẫn mơ hồ, không thể xác định rõ ràng được anh ta trông như thế nào. Tô Mộc, là anh phải không? Tôi vội lên tiếng hỏi, mặc dù không nhìn rõ được anh ta rốt cuộc là ai, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hy vọng. Suy cho cùng Tô gia phòng vệ rất nghiêm ngặt, phàm là người từ trong Tô gia bước ra, Chí ít cũng không phải là cố nhân của tôi Yêu nữ nhà ngươi, tô gia nhà ta trăm năm này đều là phong thủy thế gia Phòng thủ nghiệm ngặt, ngươi lại dám tự mình chạy đến tận cửa, nhận chết đi Một giọng nói quen thuộc truyền đến, vừa nói trong tay anh ta rút ra một mảnh giấy đỏ phút chốc liền dán lên người tôi, tô đoàn Tôi bị một trường, khó khăn kêu lên tên anh ta, từ thanh âm không khó nhận ra, người trước mặt chính là tô đoàn chỉ là thanh âm ban nãy trong lời nói của anh ta đầy ý hận. Giống như có thâm thù đại hận với tôi vậy, trong chớp mắt một luồng nhiệt nóng không thể cản lại, rồi rào chút ra từ trong tờ giấy tuôn vào cơ thể tôi, tôi không chịu được đau mà kêu lên một tiếng. Giờ tay ra muốn nắm lấy tô đoàn giải thích với anh ta, nhưng tôi đau quá rồi, cảm giác giống như tâm can của tôi đang bị thiêu đốt vậy. Đau đến răng run cầm cập, đừng nói là giải thích đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Chớp mắt tôi đau đến mức quỳ xuống đất, người co quắp lại cuộn thành hình tròn, Tô Đoàn thấy tôi đau đến như vậy, trong thanh âm thoáng qua một chút vui sướng mà nói, mấy năm nay ta mài công khổ luyện, cũng chính là vì ngày hôm nay, thế nào? Mùi vị của tấm xích luyện phù mà ta dùng bao tâm huyết để ngưng kết lại như thế nào? Tô, trong hốc mắt tôi đã tràn đầy nước mắt, vùng vẫy ngước đầu lên nhìn vào anh ta. Không hiểu tại sao Tô Đoàn lại đột nhiên biến thành như vậy cho dù anh ta không biết tôi là lộc dương nhưng đáng ra cũng không quen biết thân thể này mới đúng tại sao đối với tôi lại nảy sinh ra nhiều oán hận như vậy nhưng bây giờ tôi đã không thể quan tâm được nhiều đến vậy tay nắm chặt đặt ngay vị trí trái tim đang bị tấm hồng phủ đó dán lên muốn đem tấm hồng phủ đó xé xuống nhưng tấm hồng phủ đó dán trên người tôi lâu như vậy không cần biết tôi xé ra như thế nào cũng không thể xé xuống được thương luồng tiên vốn dĩ thấy tô đoàn dám hãm hại tôi liền muốn xông qua đó giao huấn anh ta, nhưng thấy tôi đau đến như vậy, cũng ý thức được tình hình, lập tức vẫy đuôi một cái, qua đây giúp tôi xé tấm hồng phù. Chỉ là tấm hồng phù đó lực sát thương cực lớn, đuôi của giao tiên vừa chạm vào, lập tức phải rắn bị cháy đi một mảnh lớn. Ông ta đau đến miệng chốt ra một hơi khí lạnh, sau đó cũng không dám tùy tiện hành động, vội nhìn vòng vòng tấm hồng phù đó, cuối cùng chớp một cái, dứt khoát xoay người vận yêu khí trên người không ngừng truyền vào cơ thể tôi. Máu chảy trong cơ thể này vốn dĩ là huyết yêu, sau khi bị thương liều thuốc thuốc tốt nhất chính là yêu khí. Có được yêu khí của giao tiên chống đỡ, lồng ngực của tôi bị đốt cháy kịch liệt cuối cùng cũng đỡ đi một chút, cho dù thế này, tôi cũng chỉ vừa mới được thở hồn hển cũng chưa đến mức bị thiêu ruội thành khói, nhưng vẫn còn đâu đến một câu cũng không nói ra được, lúc tôi đau dẫy ruội trên mặt đất, đằng sau tôi truyền đến một giọng nói, tô đoàn có vấn đề gì? Một thân ảnh cao lớn không biết từ lúc nào đã sở hiện ngay phía sau tôi. Bên cạnh ông ta đi theo còn có hai bóng dáng nữa, vô cùng thân thuộc. Một người là chủ nhân hiện tại của Tô Gia Tô Thắng, người còn lại chính là chính bản thân tôi. Hoặc nói là Lâm Yêu Nguyệt đang chiếm lấy thân thể tôi. Ông hai, chuyện này ông không cần xen vào, con yêu nữ này không tự lượng sức mình, còn dám xông vào cấm địa của Tô Gia. Đáng đời cô ta trung bẫy rồi cô ta hôm nay nhất định phải chết, tôi hướng về tô mục có chút vui mừng. Hôm nay nói chuyện ngữ khí lại cực kỳ cứng ngắc, mặc dù tình thần tôi bị chấn động, vốn dĩ hôm nay tôi bị tra tấn đến mất mạng, nhưng gặp lại tô mục, trong lòng tôi nháy mắt liền có chút sức sống, nỗ lực dãy rụa hô lên, tô mục, phải không? Hử, nghe đến tôi gọi tên anh ta, chân mày của tô mục liền nhăn lại, nhìn tôi khó hiểu liếc mắt một cái, tô thắng thấy vậy lập tức nói, chú hai, chú ở dưới đó lâu rồi nên không biết. Con yêu nữ này hai cha con chúng con đã tìm 18 năm rồi. Năm đó con nhận một mối làm ăn, giúp người ta bắt yêu quái. Yêu quái đó chính là cô ta. Có điều lúc đó bởi vì con tài nghệ chưa tinh thông nên mới để cô ta chạy thoát. Trước khi đi còn bị con hung hăng trường một trường. Từ đó ghi hận, đợi sau khi cô ta hoàn toàn hồi phục. Liền, nói đến đây, giọng tô thắng nghẹn nào lại, không nói tiếp nữa cô ta lần quay lại trả thù giết hại mẹ con tô đoàn nghiến răng nói vừa nói cặp mắt anh ta đầy căm tức chừng vào tôi hận không thể ăn được tôi cách nhiều năm như vậy cô ta vẫn dám chủ động tìm tới lần này con nói cái gì cũng là vì báo thù cho mẹ của con hy vọng ông hai không cản trở vừa nói anh ta lại lần nữa xông qua đây tôi bị dọa một trận chẳng trách được anh ta hôm nay lại khác thường như vậy thì ra là đem tôi trở thành kẻ sát hại mẫu thân tôi ý thức được lắc lắc đầu muốn nói đó là hiểu lầm, nhưng tâm can bị đốt cháy quá mãnh liệt, trong miệng ngoại trừ phát ra mấy tiếng, ô ô, ra thì đều không nói được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn tô đoàn kia đi qua đây, trong tay còn cầm một thanh kiếm bằng sắt đã bị gì. Tôi sợ đến run cả người, nhưng bây giờ giao tiên đang dùng toàn bộ tinh lực truyền yêu khí cho tôi, căn bản là không chú ý đến động tác của tô đoàn. Hay nói cách khác cho dù ông ta có chú ý đến, cũng đã lực bất tầm tông. bởi vì xích phù đó quá lợi hại chỉ cần giao tim ngừng thổi yêu khí cho tôi tim của tôi sẽ bị đốt cháy thực tại không còn cách nào khác tôi chỉ có thể đáng thương nhìn tô mộc dùng ánh mắt nói cho anh ấy biết tôi chính là lộc dương hy vọng anh ấy có thể nhìn ra tô mộc vẫn đang nhíu mày anh ấy cũng cảm nhận được ý cầu cứu trong ánh mắt tôi nhưng sau khi biết được tôi là kẻ sát hại mẹ tô đoàn suy nghĩ muốn cứu tôi liền hóa cho bụi chỉ đứng một bên nhìn tôi, thần sắc trong đôi mắt rất phức tạp. Tô Mộc, anh bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta trở về đi, ân oán giữa bọn họ để bọn họ tự xử lý. Lộc Dương bên cạnh nói, vừa nói ánh mắt cô ta còn cố ý nhìn về hướng tôi, khóe miệng nhếch lên hiện lên một ý cười. Tôi nhìn thấy thái độ của Lâm Yêu Nguyệt này vô cùng căm tức, đột nhiên dãy rủa kịch liệt đứng dậy, cô ta trộm đi thân thể của tôi bây giờ lại cố ý trước mặt tôi dùng thân thể của tôi ân ái với Tô Mục, nói rõ là cố ý ghê tởm tôi, cho dù có thực sự bị Tô Đoàn một dao đâm chết tôi cũng không thể để cô ta như ý nguyện được, thấy tôi dãy rủa Tô Đoàn còn tưởng tôi muốn chạy trốn, gầm lên một tiếng, thanh kiếm sắt trong tay nháy mắt rơi xuống, một kiếm xuyên cua hồng phù, đâm vào thân thể tôi. Tô, tôi chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngọt. Một mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong khoảng miệng của tôi. Tôi không còn quan tâm để ý đến tô đoàn, hai mắt chăm chăm nhìn vào tô mục, trong lòng đau khổ dị thường lại một lần, lẽ nào tôi phải chết trước mặt tô mục hai lần ư, nước mắt của tôi trong chốc lát mơ hồ cả đôi mắt, tôi bây giờ rõ ràng đang ở trước mặt tô mục, anh ấy cũng có thể nhìn ra tôi, nhưng lại không nhận ra được, lộc dương, bên cạnh là giả, tôi mới là thật, trong lòng dùng sức hết ra tôi mới là lộc dương, nhưng sau khi trong khí quản của tôi bị máu tươi màu xanh đó chiếm cứ càng chứng minh thêm thân phận yêu nữ của tôi, ánh mắt Tô Mộc nhìn tôi càng ngày càng lạnh. "Dương Dương, chúng ta đi về thôi." Anh ấy quay đầu lại nhìn vào Lâm Yêu Nguyệt ôn nhu nói. Chương 170, kiếp sau gặp lại. "Không, tôi gào thét trong lòng, muốn giữ anh ấy lại, không muốn anh ấy bỏ mặc mình tôi, nhưng máu tươi đã chặn cổ họng tôi, một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Mộc cùng Lộc Dương giả bên cạnh ngu tình mật ý rời đi người tôi co rút lại, máu tươi nơi ngực không kìm nén được nữa phun ra, nhà đầu, tôi nghe thấy tiếng giao tiên gọi nhưng thân thể tôi đã bắt đầu lạnh, ý thức cùng dần mất đi, cảm giác cả người nhẹ bẫng giống như hồn phách lại phải rời khỏi thân thể vậy, cuối cùng tôi rơi vào một mảnh tối tăm, cặp mắt như bị dính lại, không sao mở ra được, chỉ có thể nghe ngóng âm thanh xung quanh đang rất hỗn loạn, mơ mơ màng màng, tôi thật giống như lần nữa chết đi. Thi thể bị bọn họ ném vào nơi nào không biết, chẳng qua lần này hồn phách tôi không bay ra mà bị kẹt trong thân thể, giống như thân thể này bất tỉnh, tôi liền vĩnh viễn bị chôn theo thân thể này, bóng tối hết sức lâu dài, tôi hoàn toàn rơi vào một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, tôi rõ rụa như điên muốn thoát khỏi cổ thân thể này, nhưng cho dù tôi dùng hết sức thế nào thì tất cả khí lực đều giống như đánh vào không khí, không có nơi nào nhận lực, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung. Không biết vùng vẫy bao lâu, Tôi đã mệt mỏi hết sức, hiện tại sự huyên náo bên tai cũng đã sớm biến mất, không thấy, giao tiên cũng không biết đã chạy đi đâu, không nghe động tĩnh gì bên ngoài, hẳn tôi đã bị chôn xong rồi, lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng. Tôi vốn cho là thân thể bị Lâm Yến nghi cướp đi, tôi là một cô hồn dã quỷ đã là quá thảm, không nghĩ tới bây giờ mới là tình cảnh thảm nhất. Cho dù tôi chết biến thành quỷ cũng không cách nào thoát khỏi thân thể này để ra ngoài, tương đương với thân thể đã chết nhưng ý thức vẫn bị nhốt trong thân thể cái này khác gì việc bị chúng tù hồn quan trong mộ võ tắc thiên tôi ngẩn người ngơ ngác nằm trong bóng tối không biết con đường phía trước ở nơi nào có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ bị kẹt trong bóng tối vĩnh viễn không ngày xuất hiện hoặc không chỉ cả đời này hồn phách của tôi bị kẹt ở đây không cách nào đầu thai ngay cả đời sau cũng là hy vọng xa vời tôi đời đời kiếp kiếp bị nhốt chỗ này nghĩ tới đây lòng tôi run lên nếu như vậy tôi tình nguyện hồn phi phách tán nhưng bây giờ ngay cả đường để hồn phi phách tán tôi cũng không có càng nghĩ càng tuyệt lọng lòng đã chìm vào đấy cốc ngay cả ý thức bị mất đi lúc nào cũng không biết chờ lần nữa khôi phục được ý thức đã không biết qua bao lâu ngực tôi một trận đau nhức thật giống như vết thương trên người tôi bị rắc muối vậy à tôi đau đến mức hít sâu một hơi ngồi bật dậy là ai tôi cũng đã chết vậy mà ngay cả thi thể của tôi cũng không buông tha tôi liền nổi giận tức giận mở mắt ra, nhưng trước mắt chói lòa, tôi không thể mở mắt nổi, tôi liền đưa cánh tay lên ngăn trở ánh sáng trước mặt, cố gắng thích ứng hoàn cảnh bây giờ, đợi một hồi lâu tôi mới dần dần khôi phục thị lực, để cánh tay xuống, trước mắt vậy mà xuất hiện một gương mặt tôi quen thuộc vạn lận, tô mộc tôi sửng sốt một chút, rụi mắt không dám tin, tôi nhất định là đang nằm mơ, tôi rõ ràng đã chết, bị kẹt trong cổ thi thể kia, làm sao có thể gặp lại tô mục nhưng cảnh tượng trước mắt rất chân thật, gương mặt tô mộc thật đẹp trai, trên mặt anh vẫn biểu tình phức tạp như cũ nhìn tôi, có nghi ngờ, có đau lòng, còn có chút không dám tin, bất kể là cái gì, anh ấy cũng thật sự lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi sững sờ nhìn anh ấy, phản ứng gì cũng không có, hai mắt anh ấy cũng nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu anh ấy mới hỏi tôi, cô là ai, em là Lộc Dương. Tôi nói, mặc dù biết đây là đang nằm mơ nhưng tôi đã nín nhịn rất lâu thật muốn đem sự thật nói cho anh ấy. Anh ấy nghe vậy chân mày run lên kịch liệt, giống như đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng anh ấy không nói gì, đè nén sự ưu tư lại, vây quanh tôi một lúc mới nói, vậy sao em lại biến thành như bây giờ, lúc ở trong mổ. Nghe Tô Mộc hỏi tôi nhất thời thấy mũi cay cay, không giấu không giếm đem chuyện Lâm Yến Nhi đã nhốt tôi ngay trước mặt tô mộc cướp đi thân thể của tôi sau đó nhờ yêu thử túc trực bên linh sàng giúp đỡ mà tôi lần nữa có được một yêu thân kể cho anh ấy nghe anh ấy một mực an tĩnh nghe tôi nói sắc mặt vừa đen vừa lạnh lùng bên người còn vây quanh một đoàn âm khí thật giống như chỉ cần tôi nói không đúng một chữ thì anh ấy sẽ lập tức chiếm đoạt tôi vậy sau khi chờ tôi kể xong đầu tô mộc luôn cúi thấp mới ngẩng lên ánh mắt cùng tôi bốn mắt nhìn nhau đồ chết bầm Phát sinh chuyện lớn như vậy em hẳn trước tiên phải thông báo cho anh chứ. Anh ấy yên lặng đã lâu đột nhiên gầm thét một tiếng, đem ôm tôi thật chặt vào trong ngực, giống như đột nhiên sư tử đột nhiên tấn công khiến tôn sợ hết hồn, suýt chút nữa hồn vía thoát ra khỏi cơ thể, á, à, đau. Tôi bị anh ấy kéo khiến vết thương bị đẻ em, nước mắt liền tuôn ra, kêu, kêu xong tôi liền ngây ngẩn, đau, không phải tôi đang nằm mơ sao? Sao vết thương lại đau? Suy nghĩ một chút tôi ngạc nhiên phát hiện, tôi vốn chính là đau nên tỉnh, hơn nữa vừa rồi còn thấy ở sau lưng Tô Mộc một chai rượu thuốc cùng một ít bột, chính là những thứ Đường Dũng kiêu ngạo nói dùng để chữa thương. Tô Mộc tôi đột nhiên lại gọi tên Tô Mộc, "Ừ, em không chết sao?" Tôi hỏi, "Ừ." Tô Mộc khẽ hừ một tiếng, giống như thở ở nhưng giọng run run, hiển nhiên bây giờ anh ấy cũng rất vui mừng, tốt quá. á à, tôi vui vẻ đẩy Tô Mộc ra, vừa định ăn mừng nhưng bởi vì dùng sức quá lớn khiến lại động đến vết thương, lại đau đến mức ứa nước mắt ra, ngủ ngốc. Tô Mộc thấy vậy trên mặt lần nữa xuất hiện biểu tình chê bai quen thuộc, nhỏ giọng mắc một câu, sau đó cẩn thận buông tôi, đỡ tôi lần nữa nằm xuống, rồi cầm rượu cồn ở bên hướng ngực tôi đưa tới, tôi nháy mắt tinh thần thấy căng thẳng, đưa tay cản trước người, hỏi, anh muốn làm gì, khừ, trùng cho em, kiếm kia đã gì xét, không cẩn thận sẽ dễ nhiễm trùng em phải khử trùng hơn nữa còn phải phòng uốn ván tô mộc nói nói xong nhìn sang bên cạnh một cái lúc này tôi mới phát hiện bên cạnh thuốc bột của đường dũng còn một cái ống tiêm bên trong chứa đầy chất lỏng tô mộc còn biết bệnh uốn ván a à, tôi thầm giật mình chỉ là khi anh ấy nói cần khử trùng tôi mới nhớ vừa rồi tôi thức tỉnh chính là do cơn đau từ ngực truyền tới hẳn anh ấy đã khử trùng cho tôi một lần tôi lập tức cúi đầu thấy trên ngực áo tôi quả nhiên bị rách một lỗ lớn vẫn còn ướt nhẹp, lộ ra vết thương bên trong lẫn lộn đỏ trắng, không được nhìn, xoay người, tôi liền hét lên một tiếng, kéo chăn đắp lên người, tức giận trợn mắt nhìn tô mộc, tô mộc bị tôi hét liền sừng sốt một chút, nhìn tôi giống như nhìn bệnh nhân tâm thần, em sao thế? Đâu phải anh chưa từng thấy cơ thể em, nhưng đây không phải là cơ thể em, là người phụ nữ khác, có phải anh nhìn cơ thể này đẹp hơn em liền? Tôi nói chẳng qua chưa kịp nói hết câu đã thấy mặt tô mộc trầm xuống, sau đó miệng cười lạnh nhìn tôi, giống như đang tức giận, lại hình như không tức giận, phản ứng rất lạ. Ý của em là, anh không được đụng vào cơ thể của người khác, chỉ có thể đụng vào cơ thể của em, dù bên trong cơ thể đó là hồn phách của ai cũng không sao. Tô Mộc xích sát lại gần tôi, lạnh lùng hỏi, đương nhiên không phải, tôi lắc đầu, bây giờ bên trong cơ thể tôi là hồn phách của Lâm Yến Nhi anh ấy đụng vào cơ thể của tôi, há không phải là đụng vào Lâm Yến Nhi sao? Nghĩ đến đây, đầu óc tôi vội cuống lên, khẩn trương nhìn anh ấy, vậy anh không phải là đã, em hy vọng anh đụng vào sao? Tô Mộc nhìn ra được suy nghĩ của tôi, cười nhạt hỏi tôi. Tôi liền thật thà lắc đầu, vậy thì chưa có, Tô Mộc nói, cái gì gọi là vậy thì? Anh rốt cuộc là có chạm qua hay chưa? Tôi vội vàng hỏi, con người anh ấy cao cao tại thượng như vậy, rất ít khi nói chuyện mơ hồ như vậy, rõ ràng là đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi. Ngớ ngẩn, nếu như anh Tram qua rồi thì sẽ không có ở đây cứu em. Tô Mộc thấy tôi gấp gáp sốt ruột như vậy, đột nhiên nở nụ cười một nói, đối với phản ứng của tôi rất hài lòng. Nói xong anh ấy cũng không quan tâm đến sự phản đối của tôi, trực tiếp kéo chăn ra, cưỡng ép lộ ra vết thương của tôi, nghiêm túc chăm chú khử độc cho tôi biết được trong lúc lâm yến nhi chiếm giữ thân thể của tôi anh ấy không có đụng chạm qua tôi phút chốc thấy an tâm hơn mặc dù vẫn cảm thấy anh ấy đang khử độc cho thân thể này có chút kỳ lạ nhưng ít ra bên trong thân thể này là hồn phách của tôi với lại biểu hiện của tô mộc lại kiên quyết như vậy tôi chỉ có thể ngoan ngoãn mặc ý cho anh ấy khử độc anh ấy xử lý vết thương rất cẩn thận sau khi khử độc xong lại tiêm uốn ván cho tôi sau cùng lại bôi thêm thuốc của đường dũng lên trong lúc đó tôi còn khuyên anh ấy không cần nghiêm túc như vậy dù gì thân thể này tôi cũng không mang bao nhiêu ngày nữa kết quả lại bị tô mục nghiêm túc giáo huấn cho một trận còn nói thân thể này có mượn có trả lại mượn không khó cho dù không phải của mình cũng nên giữ gìn cho tốt lời của anh ấy nói tôi cũng không thể phản bác được không cần biết thân thể này là của ai nhưng chuột yêu túc trực bên linh cữu có lòng tốt cho tôi mượn tôi cũng nên vẹn toàn không tổn hại mà trả lại chương 171, khả năng hồi sinh tô mục. Trong chớp mắt, bên ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, hơn nữa tiếng bước chân có nhẹ có nặng, dường như là có hai người. Trong lúc nói chuyện quên trời đất, tôi cũng cảm thấy tô mục vừa nghe tôi nói, mắt vừa đào nhìn ra phía ngoài thăm dò. Chắc hẳn là anh ấy đang đợi hai người kia đến, chẳng qua là chỉ không muốn tôi lên tiếng, cũng như không muốn cho bọn họ biết chúng tôi đang ở đây. Tôi rất tò mò, không biết rốt cuộc người đến là ai hai người đó rất nhanh đã đi đến bên cửa, dừng lại rồi đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy hai người họ, tôi bất ngờ đến mức miệng há to, chỉ mém chút liền kêu lên. Hóa ra là, Lộc Dương, và Tô Thịnh, tại sao bọn họ lại ở cùng đi vào, còn tìm được tới chỗ của bọn tôi nữa, tôi không khỏi nhìn về phía Tô Mục, anh cũng đang nhìn lại tôi, khe khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi cứ yên lặng chờ xem. Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao Lâm Yến Nhi có thể khống chế thân xác của tôi. Đi tới đây, cô ta đi vòng quanh một vòng, khi cô ta đến trước mặt chúng tôi, lòng tôi càng khan trương hơn, cũng may là hình như cô ta không nhìn thấy chúng tôi, trong ánh mắt của cô ta rất trống rỗng, ở thời điểm nhìn đến chỗ chúng tôi ngồi không thấy có bất kỳ biểu cảm gì, mà chỉ nhìn qua, sau đó nói với Tô Thịnh rằng nơi này rất an toàn, có chuyện gì thì cứ nói ra, tôi giật nảy cả mình, nhưng sau đó cũng liền hiểu ra rằng Lâm Yến Nhi có thể cướp đi thân thể của tôi trước mặt Tô Mộc còn không để Tô Mộc phát hiện ra. Tô Mộc cũng là một lệ quỷ, dĩ nhiên cũng biết loại pháp thuật này, cũng biết pháp thuật mà Lâm Yến Nhi Giang dùng để che mắt mình. Anh chắc chắn là Lục Dương đã chết chứ, vậy tại sao cô ta đã chết mà tôi vẫn không có cách nào dung hợp hoàn toàn với thân thể của cô ta? Bây giờ chú hai của anh đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, cứ tiếp tục thế này, chú ấy sẽ phát hiện ra manh khóe này của chúng ta mất, cô yên tâm đi xích luyện phù này là do tô đoàn từ nhỏ dùng đồng từ của mình để luyện ra nó nếu không phải xích luyện phù này hấp thu dương khí của hắn qua nhiều năm như vậy thì hắn cũng sẽ không phải là thầy phong thủy ngu ngốc nhất nhà họ tô cho nên uy lực của xích luyện phù rất mạnh đừng nói là lộc dương chỉ là một người bình thường ngay cả cô có cấp bậc lệ quỷ cũng khó có thể chống đỡ được nó cho nên cô ta đã thực sự chết rồi tô thịnh nói trong giọng nói chứa đầy tự tin tôi lập tức bị sốc ngay cả Tô Thịnh cũng biết thân phận của Lâm Yến Nhi, hơn nữa ông ta còn biết được bên trong yêu thân hồn phách chính là tôi, vậy mà ông ta vẫn hợp mưu với Lâm Yến Nhi đi sát hại tôi. Không những vậy, ông ta còn để cho Tô Đoàn dùng đến xích luyện phù mà cậu ta đã nuôi dưỡng từ nhỏ, khó trách bùa chú kia lại lợi hại như vậy, hóa ra là do Tô Đoàn dùng bao tâm huyết ngưng tụ thần lực cho xích luyện phu Cũng trách không được Tô Đoàn thân là thầy phong thủy của Tô Gia, bản sự lại thấp như vậy nghe cậu ta nói luyện cái này là để sau này báo thù cho mẹ cậu ấy nhưng bây giờ nó đang được dùng trên người tôi nếu cậu ta mà biết được linh hồn bên trong yêu thân kia là tôi thì sẽ thế nào nhỉ tôi và tô đoàn vào sinh ra từ bao lần cũng coi là sinh tử chi giao tình cảm sâu đậm bây giờ xích luyện phù cậu ta không được dùng để báo thù cho mẹ tô đoàn mà xích luyện phù cậu ta tỉ mỉ chuyển chế cũng đã dùng nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát thân là cha ruột của tô đoàn vậy mà tô thịnh ngay cả con ruột của mình mà ông ta cũng có thể lợi dụng, trong lòng tôi dấy lên một ngọn lửa tức giận cháy bừng bừng, thậm chí đối với tô thịnh nổi lên một tia sát ý, nhưng tô thịnh cùng tô đoàn không giống nhau. Tô thịnh trước sau hãm hại tôi hai lần, mỗi lần đều thiếu chút nữa để cho tôi có đến mà không có về. Mặc dù như vậy, ông ta vẫn còn chưa tự mình ra tay khỉ bằng vào sự đa mưu túc trí này của ông ta, tôi liền không phải là đối thủ của ông ta. Mặc dù vậy, tôi cũng rất tức giận, những thứ này tôi mặc kệ. Còn có hai ngày liền đến bảy ngày, ngược lại, nếu như tôi không thể học an toàn chiếm cứ thân thể này của Lộc Dương thì ông cũng biết tôi sẽ làm gì rồi chứ. Lâm Yến Nhi thấy Tô Thịnh mở lời cam đoan thống khoái như vậy, cũng tin một chút, nhưng vẫn nói lời uy hát yêu ta Tô Thịnh. Tô Thịnh nghe xong ngợt nhẹ đầu, căn bản không để ý nhiều đến lời uy hát yêu ta của cô ta hoặc là ông ta rất tin tưởng chính mình căn bản không tin tưởng trong hai ngày này chắc chắn sẽ không có gì phát sinh. Những gì tôi hứa với cô, tôi cũng đã giúp cô làm, cô cũng đừng quên lời hứa của cô, hoàn dương kinh, có thực nằm trong tay cô không? Tô Thịnh nói, tất nhiên, nếu như tôi thành công chiếm đọc thân thể của Lộc Dương, thì tôi còn giữ cuốn sách đó làm gì? Nhất định tôi sẽ cho ông, Lâm Yến Nhi nói, sai khi hai người bọn họ nói xong, lại lén lút liếc mắt ra ngoài quan sát sau đó một trước một sau rời đi sau khi chờ bọn họ đi xa tinh thần tôi mới bớt chút căng thẳng cũng lúc này tôi mới phát hiện chỉ trong chốc lát cơ bắp toàn thân tôi đều trở nên cứng nhắc mặc dù thế tôi vẫn nhìn sang đôi mắt của tô mộc vừa nhìn sang trong lòng tôi nhất thời giật mình mặc mặc dù đã sớm nghĩ được sau khi anh ấy nghe thấy những điều này này sẽ rất phẫn nộ nhưng từ lúc nãy tôi vẫn thấy anh ấy không có động tĩnh gì cứ nghĩ rằng anh ấy kiềm chế được cảm xúc của mình Hiện tại tôi mới phát hiện ra cặp mắt của anh ấy đen nhánh, giống như nhìn vào một cái giếng sâu không nhìn thấy đáy. Trên ngón tay cũng mọc ra 10 cái móng tay sắc nhọn, đang cắm sâu vào da thịt bên trong của anh ấy. Âm khí đen nhánh ngưng tụ thành giọt nước như máu, rơi xuống từng giọt từng giọt xuống đất. Tôi lập tức đấy, Tô Mộc một chút, nói, "Tô Mộc, anh bị làm sao vậy?" Anh, "Không sao, phải mất một lúc lâu sau Tô Mộc mới trả lời tôi, nói xong, anh ấy liền trấn tĩnh lại tinh thần anh mới xua âm khí tụ trên tay đi bàn tay này lúc nãy bị móng tay làm tổn thương xuất hiện những gọt máu đen đặc chảy ra em nghỉ ngơi trước đi chỗ này sẽ không có ai tới quấy giày nữa anh đi ra ngoài một chút tô mộc nói nói xong anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán tôi rồi quay người đi ra ngoài chỉ còn lại mình tôi đợi ở đây tôi mới có thời gian dành nhìn quanh gian phòng này xem cách bài trí bố cục có lẽ nơi này là nhà kho của nhà họ tô trong góc hẻo lánh bên trong kia bầy đầy các loại kiếm gõ, hương cây, tiền giấy, các loại pháp khí. Bình thường nếu không có việc gì, chắc có lẽ sẽ không có người tới đây, chẳng trách, Tô Thịnh và Lâm Yến Nhi sẽ tới đây để thương lượng chuyện này. Sau khi chắc chắn chỗ này rất an toàn, tôi nằm lại trên giường muốn ngủ một giấc, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi của Tô Thịnh và Lâm Yến Nhi như được ghi âm lại vậy, cứ văng vẳng bên tai tôi liên tục. Vừa rồi, nhất là đoạn Tô Thịnh hỏi cô ta có chắc chắn đang cầm Hoàn Dương Kinh, hay không? Hình như tôi đã từng nghe đến cái tên này ở đâu đó, Hoàn Dương Kinh, bên trong miệng tôi lầm nhầm nhắc lại tên Hoàn Dương Kinh, để đại não cố gắng nhớ lại, Hoàn Dương, cái tên này nghe qua giống như quay lại dương gian vậy, cái tên tương phản với tên Phó Âm Kinh. Vậy hai quyền kinh này có liên quan mật thiết gì với nhau hay không? Nghĩ đến đây, trong đầu của tôi liền xẹt qua một ý nghĩ, tô ra cấm thư, ngày trước, khi tô đoàn đem phó âm kinh đưa cho tôi mặc dù không có nói thêm gì nhưng đường dũng cũng đã nói sư phụ của anh cũng vì bảo vệ phó âm kinh này mà mất mạng lúc đó anh ta cũng đã nói qua rằng phó âm kinh và hoàn dương kinh là một bộ chỉ cần gom hai quyền kinh này thì chính là bảo bối chấn gia của tô gia có thể khởi tử hồi sinh và có thể khiến người chết hoàn dương trong nháy mắt tôi lập tức kích động vừa rồi tô thịnh nói tới hoàn dương kinh nhất định chính là quyển sách cùng bộ với phó âm kinh kia năm đó sư phụ đường dũng chỉ bảo vệ phó âm kinh còn hoàn dương kinh lại thất lạc không nghĩ tới hoàn dương kinh lại ở trên tay lâm yến nhi mà đại nạn năm đó của tô gia cũng là do hai quyển sách đó đưa tới năm xưa sư phụ đường dũng cũng chỉ bảo vệ được phó âm kinh còn hoàn dương kinh thì đã bị thất lạc không nghĩ tới rằng, Hoàn Dương Kinh, lại ở trong tay Lâm Yến Nhi, có lẽ trận tai nạn năm xưa có liên quan mật thiết với Lâm Yến Nhi, nghĩ vậy tôi mới hiểu được, vừa rồi tại sao Tô Mộc lại tức giận như vậy, hơn nữa Đường Dũng nói Lý Trùy cũng vì hai quyển sách cấm này mà đi vào Trung Quốc. Xem ra, năm xưa người cấu kết với Lý Trùy đến Trung Quốc cướp sách chính là Lâm Yến Nhi, nghĩ lại cũng đúng, quả phụ vương là người của Lâm Yến Nhi. Nhưng trong tay bà ta lại xuôi hiện pháp khí của Long Phù Thái Lan hơn nữa lý trùy và quả phụ vương lại là người cùng một thôn lý trùy làm thôn trưởng có lẽ chỉ là vì che giấu tai mắt người khác thực tế mục đích của hắn nhất định là muốn liên hợp với quả phụ vương cứu lâm yến nhi ra một lần nữa gom đủ hai quyển cấm thuật hoàn hoàn dương kinh và phó âm kinh thực hiện mục đích cải từ hồi sinh nghĩ đến đây trong lòng tôi bỗng nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ khác phó âm kinh bây giờ đang nằm trong tay tôi chỉ cần tôi nghĩ ra biện pháp để lấy được hoàn dương kinh, liền có thể phục sinh tô mộc hay không, để tô mộc biến thành người sống một lần nữa, nghĩ đến khả năng này, tôi lập tức kích động lên, từ trên giường đi xuống. chương 172, Lục Nhĩ, tôi suy đoán, hoàn dương kinh quan trọng như vậy nhất định Lâm Yến Nhi sẽ luôn mang theo trên người. Hơn nữa dựa theo việc phó âm kinh có cấm chế thì quyển hoàn dương kinh kia nhất định cũng bị người tô ra xuống cấm chế hẳn chỉ có người sống mới có thể hiểu hơn nữa trừ người tô ra ra thì mỗi lần nhìn chỉ có thể hiểu được một chữ cho nên mặc dù lâm yến nhi đã lấy được hoàn dương kinh nhưng vẫn không hiểu được nội dung bên trong nhiều năm như vậy cô ta có hoàn dương kinh trong tay nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào để sống lại ngoại trừ việc cô ta chưa lấy được phó âm kinh ra thì việc không hiểu được nội dung hoàn dương kinh cũng có liên quan rất lớn Nhị tới đây tôi quyết định trước tiên đi tới phòng lâm yến nhi ở xem một chút hẳn cô ta sẽ ở tại phòng lần trước tôi ở nơi đó tương đối hẻo lánh chỉ cần lâm yến nhi không có ở trong phòng thì tôi có thể tìm được hoàn dương kinh đem trộm nó đi quyết định như vậy tim tôi đập thình thịch toàn bộ tinh thần đều khẩn trương vừa lo lắng vừa hưng phấn tràn đầy khiến cho khi tôi tụt xuống giường vô tình chạm tới vết thương đau tới run người cũng may thuốc bột của đường dũng cũng thật sự có thể coi là thần dược thời gian không bao lâu vết thương của tôi đã khép miệng bên trên đã sinh đóng vảy lại chỉ cần cẩn thận không để vết thương rách ra thì dường như sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động cho dù như vậy tôi cẩn thận hơn một chút không dám cử động quá mạnh từ từ rời khỏi nhà kho bên ngoài nhà kho rất yên lĩnh bây giờ đã là đêm khuya người làm hay bảo mẫu gì ở tô gia đều đã nghỉ ngơi ra khỏi nhà kho là sân của tô gia, tôi nhớ lúc trước đã nghe tô mộc nói sau lần tô ra gặp tai họa ngập đầu đó đã vô cùng coi trọng hệ thống phòng ngự Mặc dù người ngoài nhìn nơi này trông rỗng không có ai nhưng trong nhà mỗi mảnh đất mỗi viên gạch đều có viết bùa chú trên đó. Tất cả mọi người ra vào đều phải đi theo những nhịp nhất định mới không động tới trận pháp. Chỉ cần một bước đi sai, trận pháp của Tô Gia sẽ mở. Người Tô Gia cũng được báo động tới. Tôi lúc mới tới chính là thua bởi thuật pháp Tô Gia. Còn chưa vào cửa đã bị ám toán. Bây giờ nhìn cái sân lớn như vậy, trên gạch lại rậm rạp chẳng chịt lời bùa chú khiến tôi không khỏi nhức đầu. Nên đi thế nào đây? Hiển nhiên Tô Mộc đã lén ra tay cứu tôi từ tay Tô Đoàn. Tô Thịnh cũng kiên định cho là tôi đã chết cho nên bây giờ tôi tuyệt đối không thể bị người Tô ra phát hiện nữa. Nghĩ tới đây tôi cố gắng nhớ lại lần trước Tô Mộc đưa tôi tới phòng làm việc của Tô Thịnh đã bước đi như thế nào. Nhưng chuyện đó đã là mấy tháng trước. Tôi lại trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy khiến tôi đã sớm quên sạch cách bước đi của anh ấy. Ngay khi tôi đang thầm chán nản thì trên cây đối diện đột nhiên truyền tới tiếng động lạ. Phía trên có người tôi cảnh giác một chút, trong nháy mắt liền lui trở lại nấp vào chỗ khuất của nhà kho, cặp mắt chăm chú nhìn cây đối diện, rất sợ bại lộ, khe một tiếng vang nhỏ, cành cây đối diện càng rung lợi hại, rất nhanh phía trên liền thoát ra một bóng đen gầy teo nho nhỏ, đung đưa trên cây rồi nhảy xuống, động tác nhanh như chớp lao về phía tôi, tôi sợ hồn vía cũng sắp bay ra ngoài, quay người chạy về phía sau, muốn lần nữa quay lại trong nhà kho. Nhưng do tôi vận động mạnh, Vết thương trên người nháy mắt vỡ ra, ộc ra một dòng máu tươi màu xanh thẫm, khè khè. Chớp mắt bóng đen kia đã chạy tới sau lưng tôi, tóm lấy áo rồi leo lên trên người, đứng ở trên bả vai tôi, vừa hướng tôi kêu lớn một tiếng vừa toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng nhọn, "Lục Nhĩ, tôi nhìn bóng người trên bả vai, kinh ngạc nói, nó là con khỉ, quanh người còn có một tầng nhàn nhạt yêu khí vây quanh, nhìn qua dáng dấp rất giống Lục Nhĩ." Nhưng lục nhĩ là con khỉ nhỏ có màu vàng, đôi mắt tròn vo nhìn mọi người trông rất ngây ngô. Còn con khỉ này hiển nhiên là khỉ đã trưởng thành, không chỉ lông trên người dài hơn, màu lông vàng cũng tươi hơn mà sắc mặt cũng rụng mảnh rất nhiều. Nói nó là lục nhĩ thì chi bằng nói nó là cha của lục nhĩ mới có thể tin, con khỉ đó nhìn tôi lại cực kỳ hưng phấn, thật giống như vốn quen biết tôi vậy, hơn nữa nghe thấy tôi gọi tên lục nhĩ liền vui vẻ kêu lên hai tiếng tôi sợ tiếng kêu của nó đánh động tới người tô ra cũng không biết lấy gan ở đâu liền đưa tay bịt miệng nó nói ngoan mày đừng lên tiếng con khỉ kia nghe thấy tôi nói quả nhiên ngậm miệng lại bàn tay nho nhỏ cũng bắt chước nâng lên che miệng mình không lên tiếng nữa biết điều như vậy lòng tôi thấy rất ấm áp mặc dù hình dáng của nó đã rụng mãnh rất nhiều nhưng xem vẻ linh hoạt của nó tôi cảm giác nó chính là lục nhĩ tính ra tôi cũng đã 3-4 tháng không thấy lục nhĩ, chỉ là mới 3-4 tháng làm sao hình dáng của nó đã biến hóa lớn như vậy, hơn nữa không chỉ nó thay đổi, bây giờ tôi cũng không phải lục dương. Nếu nó thật sự là lục nhĩ thì bây giờ hẳn nhận Lâm Yến Nhi làm chủ nhân mới đúng, làm sao lại còn đến tìm tôi, tôi thấy rất kỳ lạ, mặc dù không rõ đây là thế nào, tôi nhỏ giọng hỏi nó có phải lục nhĩ không, con khỉ gật đầu một cái, nghe được từ lục nhĩ rõ ràng nó lại cười lên sau khi chắc chắn nó là lục nhi rốt cuộc tôi cũng yên lòng ôm lục nhĩ vào ngực ánh mắt lục nhĩ cũng nhìn vào ngực tôi nó giơ tay lên đưa ra một ngón tay sờ vào vết thương đang chảy máu của tôi tôi né tránh theo bản năng nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì ngón tay lục nhĩ đã chạm tới vết thương nơi ngón tay chạm vào vết thương tụ lại một ánh sáng xanh thấm vào tôi qua vết thương nháy mắt tôi cảm giác như một cơn gió mùa xuân đang tràn ngập khắp người tôi vô cùng thoải mái. Cơn đau của tôi biến mất vô ảnh vô tung, vết thương vừa rồi bị rách toạc đã hoàn hảo như lúc ban đầu, làn da trắng như tuyết hoàn toàn nhẵn nhùi, không có một chút dấu vết của thương tích, quá thần kỳ, tôi thất kinh, nhìn lục nhĩ không hiểu, hiển nhiên nó cũng hết sức hài lòng với năng lực của mình, nhìn vào ngực tôi rồi cười lên khạch khạch, tôi đột nhiên nhớ được. Tô Mộc từng nói, mình nghĩ linh hầu theo sự tăng tu vi sẽ mở ra những bản lãnh mới lần trước khi tôi thấy lục nhĩ nó mới là tứ nhĩ mi hầu vừa mới đạt tới khả năng lắng nghe bắt đầu giai đoạn có thể suy nghĩ bây giờ tướng mạo đã biến hoa lớn như vậy hơn nữa bên người rõ ràng có một đoàn yêu khí vây quanh chẳng lẽ bây giờ nó đã đạt đến lục nhĩ tôi liền quan sát kỹ nó bây giờ nó cũng không khác gì trạng thái nguyên thủy trên đầu cũng chỉ có hai lỗ tai không khác gì những con khỉ khác nhưng cổ yêu khí mãnh liệt trên người đã bán đứng nó không bao lâu tôi đã phát hiện được ở vị trí ngực của nó có màu xanh lá cây vô cùng đậm đặc thật giống như có một viên hạt châu màu xanh đậm quanh quẩn nơi đó yêu hạch tôi vui mừng trong lòng quả nhiên không sai lần trước khi tôi thấy nó thì nó vẫn chỉ là một con khỉ nhỏ ngô nghê trên người cũng không có yêu khí vườn quanh chỉ mấy tháng ngắn ngủi bây giờ nó đã tu luyện ra một viên yêu hạch chắc hẳn cũng đã trải qua một biến cố kỳ lạ nào đó tôi vừa định hỏi nó yêu hạch kia làm sao mà có kết quả tôi còn chưa kịp hỏi thì lỗ tay lục nhĩ đã run lên mãnh liệt giống như nghe thấy âm thanh gì đó sau đó nó nhảy xuống khỏi người tôi thân ảnh nho nhỏ chạy đến một mảng gạch trên sân sau đó quay đầu khoát tay tỏ ý bảo tôi đuổi theo nó là ý gì xem ra dường như nó biết cách đi qua trận pháp của tô ra thế nào tôi liền mừng rõ cũng không để ý hỏi gì nó nhấc chân vượt qua đi theo bước đi của Lục Nhi tiến vào trong biệt thự Tô Gia. chương 173, huyết mạch tương đồng, không bao lâu, tôi đã thuận lợi đi được tới cửa biệt thự của Tô Gia. Lục Nhi vốn sinh trưởng ở Tô Gia nên việc bố trí ở Tô Gia với nó không thể quen thuộc hơn nữa. Một cách thuần thục nó nhập vào một chuỗi dài các con số phía sau, cánh cửa đã được mở ra. Trên mặt nó vạch qua một vẻ kiêu ngạo, tuét miệng về hướng tôi cười, lục nhĩ, cảm ơn mày, Lục Dương tao sẽ mời mày thứ ngươi thích. Tôi nhẹ giọng nói, nói xong tôi không do dự nữa, liền đi theo Lục Nhị rón rén đi vào, chạy thẳng đến phòng ở của Lâm Yến Nhi, vừa tiến sát lại gần phòng, tôi liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng của quả phù họ Vương, chủ nhân, bây giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ thiếu mấy giọt huyết mạch tương đồng nữa là có thể làm lễ cúng tế đại điền. Chỉ có điều là mấy giọt huyết mạch tương đồng kia, hơi khó lấy một chút chỉ có mấy giọt máu thôi mà khó khăn vậy sao? Ta cho người thêm một ngày cuối cùng, nếu như ngày mai mà ta không có được huyết mạch. Lâm Yến Nhi nói, cô ta vẫn nói chuyện như vậy, không nhanh không chậm nhưng ngữ khi đó kết hợp cùng giọng của tôi lại hơi là lạ, cho dù là như vậy. Lâm Yến Nhi dù gì cũng là lệ quỳ nên khí tức của cô ta không chút nào bị che giấu. Kể cả là cắt một cánh cửa nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cổ khí lạnh lẽo tràn ra, lạnh đến mức khiến bản thân tôi không khỏi run lập cập chủ nhân yên tâm, thế nào ngày mai tôi cũng sẽ đem huyết mạch tương đồng đến cho ngài, giúp ngài thuận lợi tiến hành lễ tế đại điền. Xin người yên tâm, giọng quả phụ họ vương có chút căng thẳng, trong nháy mắt đã kiên định hơn rất nhiều, bà ta đứng ở trước mặt Lâm Yến Nhi, sát ý Lâm Yến Nhi tỏa ra vừa rồi chắc hẳn bà ta cảm nhận được rõ ràng, vương quả phụ vừa đảm bảo xong, lục nhĩ đột nhiên lôi tôi ra một chút, tay chỉ chỉ vào lối thoát hiểm một bên, tỏ ý bảo tôi mau trốn đi. Tôi nghe không hiểu cái gì mà cúng tế đại điền, huyên mạch tương đồng các loại, còn đang muốn nghe nữa nhưng lục nhĩ đã có ý bảo tôi trốn đi nhất định là có lý do của nó. Tôi không thể làm gì khác hơn là đi vào lối thoát hiểm, lặng lẽ trốn, chưa kịp đi hẳn vào trong lối thoát hiểm, cửa phòng của Lâm Yến Nhi liền mở ra, bước ra ngoài quả nhiên là quả phụ họ vương. Nhìn bóng lưng của bà ta đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng đã bạc trắng cả đầu vương quả phụ thật sự đã khác quá nhiều so với trước đây. Nếu không phải tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của bà ta chắc tôi đã không nhận ra được, sau khi quả phụ họ vương rời đi, Lâm Yến Nhi cũng đi ra, đóng ký cửa lại và bước đi, thời cơ đã đến, trong nháy mắt tôi nghĩ mình phải hành động ngay, nhưng lục nhĩ đã giữ tôi lại, không cho tôi hành động. Yên lặng trong lối thoát hiểm nửa giờ, tôi đang nghi ngờ lục nhĩ cảm giác sai về thời điểm thì lục nhĩ buông tôi ra, mở cửa chui vào trước bây giờ chắc lâm yến nhi sẽ không trở lại phòng nữa tôi liền theo lục nhĩ đi vào nắm chắc thời gian và bắt đầu lục soát tôi tìm ở tù quần áo đầu giường cùng những chỗ khác nhưng cũng không phát hiện hoàn dương kinh mà lâm yến nhi nói ở đâu chẳng lẽ cô ta lại mang nó trên người tôi bỗng có chút thất vọng nếu cô ta đã mang trên người thì coi như là không thể trộm được rồi ngay cả ở trước mặt lâm yến nhi tôi cũng không thể hiện thân được không tìm được hoàn dương kinh tôi cũng không dám ở lại trong phòng lâm yến nhi thêm nữa liền bảo lục nhĩ đưa tôi trở về lại phòng kho khóa trái cửa lại làm như tôi từ nãy đến giờ vẫn ở trong kho vậy lần này nằm ở trên giường có lục nhĩ bầu bản nên tinh thần tôi không thể ngủ được lục nhĩ mày giỏi lắng nghe như vậy Vậy mày có nghe được Lâm Yến Nhi đem Hoàn Dương Kinh để ở đâu không? Tôi hỏi Lục Nhĩ, Lục Nhĩ nhìn tôi bằng cặp mắt mê mang, lắc đầu một cái không biết là nó nghe không hiểu tôi nói gì hay nó cũng không biết. Tôi vốn cũng chẳng trông cậy gì vào việc lục nhĩ có thể giúp tôi tìm hoàn dương kinh, chẳng qua là chỉ muốn cùng nó tan ngẫu một chút cho đỡ nhàm chán. Không tìm được manh mối về hoàn dương kinh tôi mới nhớ quả phụ họ vương nói dùng huyết mạch tương đồng để cúng tế đại điển. Mày có nghe qua huyết mạch tương đồng là gì chưa? Lâm Yến Nhi vừa nãy nói đến cung tế đại điển là nói đến chuyện gì vậy? Tôi nửa muốn biết nửa lại nhàm chán nên mới hỏi lục nhĩ vốn không trông cậy vào lục nhĩ có thể biết cái gì nhưng khi nó nghe được mấy chữ huyết mạch tương đồng liền kêu lên hai tiếng khạch khạch mặt đầy hưng phấn nhìn tôi lục nhĩ có linh tính cực cao đột nhiên lại có biểu cảm này nhất định là hiểu ý tôi nói chẳng nhẽ nó biết huyết mạch tương đồng là cái gì trong lòng tôi không khỏi vui mừng hỏi lục nhĩ mày biết huyết mạch tương đồng vậy rốt cuộc nó là thứ gì cúng tế dùng máu tươi sao lục nhĩ gật đầu một ái cái này thì kỳ quái, chẳng qua là máu tươi thôi mà, với quả phụ họ vương hẳn là dễ như trở bàn tay, tại sao lại không dễ để lấy, chẳng nhẽ huyết mạch tương đồng lại hàm nghĩa đặc biệt gì đó, cần một phương thức đặc thù nào đó để lấy hay là cần thứ gì để giữ máu người còn tươi, tôi thật sự có chút không hiểu, bây giờ Lâm Yến Nhi đã chiếm đoạt thân thể tôi, còn muốn cướp chồng tôi, cho dù cô ta bây giờ là lệ quỷ, tôi cũng không thể nuốt trôi được cơn giận này cho nên bất kể cô ta muốn tiến hành cung tế đại điển gì tôi đều đã quyết định tận lực phá hoại. Chỉ cần cô ta không thống khoái, nhất định tôi có thể thoải mái hơn chút. Nếu như có thể làm cho cô ta tổn thương thì không gì có thể tốt hơn nữa. Biết đâu tôi còn có thể nhân cơ hội này có thể đoạt lại được thân xác của mình. Sau khi quyết định như vậy, tôi liền hỏi Lục Nhĩ có biết huyết mạch tương đồng ở đâu không? Chỉ cần tôi lấy lấy được huyết mạch tương đồng trước thì Lâm Yến Nhi không thể nào tiếp tục cử hành lễ tế đại điển nữa mà tôi cũng không cần phải lộ diện trước mặt cô ta." Lục Nhĩ gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, sự chú ý đều tập trung ở hai lỗ tai trên, hai lỗ tai nhanh chóng run rẩy, trên không trung tạo ra một hư ảnh, thật giống như một bên có ba lỗ tai vậy, không bao lâu nó liền nghe được vị trí liên quan đến huyết mạch tương đồng kia, móng vuốt nhỏ chỉ về phía tây bắc, kêu lên hai tiếng khạch khạch, trong lòng tôi đột nhiên nghi ngại, cái hướng kia vừa vặn lại là hướng tới căn biệt thự Phùng Đông sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ không biết tại sao trong lòng tôi đột nhiên sinh ra cảm giác bất an mơ hồ cảm thấy lầm yến nhi phải làm chuyện gì đó liên quan đến tôi ngay lúc tâm trạng tôi không ổn muốn nhờ lục nhĩ lần nữa mang tôi rời khỏi nhà kho điện thoại của tôi đột nhiên vang lên có thông báo gì đó vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn xem có phải đường dũng tìm tôi không và nhân tiện nhờ đường dũng mang tôi chạy về căn biệt thự một chút nhưng kết quả lại làm tôi thất vọng. Người tìm tôi không phải là Đường Dũng mà là Vương Văn. Anh ta hẹn tôi đi quán cà phê uống cà phê. Lúc này tôi làm gì có tâm trạng đi uống cà phê ngồi tâm tình với hắn. Tôi gõ mấy chữ từ chối anh ta. Còn chưa kịp gửi thì Vương Văn lại gửi tới một tin nữa. Lần này hắn cũng không nói gì. Chỉ gửi cho tôi một tin xác định vị trí. Phía trên bất ngờ viết, meo trang phùng đông, lòng tôi chợt run lên. Có lý nào lại trùng hợp như vậy? Lục Nhĩ vừa mới dò ra huyết mạch tương đồng ở chính hướng nhà tôi, Vương Văn lại xuất hiện trước cửa biệt thự. Còn đặc biệt chọn địa điểm gặp mặt ở Mèo Trang, cũng chính là ở ngay chỗ này. Mèo Trang lấy mèo là điểm nhấn của quán cà phê này. Không gian bên trong rất nhỏ, mỗi ngày đều có mười mấy, hai mươi con mèo đi quanh ở trong tiệm. Tôi trước kia rất thích mèo, nhưng từ khi sống chung với Tô Mục, tôi đã tránh lui chín mươi dặm liễu với mèo, bởi vì mèo chính là sủng vật của Diêm Vương, trên người âm khí rất nặng có thể nhìn thấu hết thảy âm linh, hơn nữa chúng chính là khắc tinh của quỷ vật. Cho dù là một con mèo nhỏ mới dài răng cũng có thể cắn thủng cánh tay của một con ác quỷ. Cho nên từ khi tôi bắt đầu tập luyện âm khí, Tô Mộc đã nghiêm cấm tôi không được tiếp xúc với bất kỳ con mèo nào, đặc biệt là mèo muôn. Theo như Tô Mộc giải thích thì lông mèo càng đậm thì sát khí trên người nó càng nặng, đối với quỷ thì tổn thương càng lớn nếu như tôi nhớ không lầm thì trong mèo trang kia có ba con mèo môn, Vương Văn đột nhiên chọn nơi này liệu có phải đã phát hiện ra cái gì không? mươi 174, mèo môn, sao mèo đen là thú cưng của quỷ vương, luôn được ngài yêu chiều để bên mình, lòng tôi đặc biệt thấp thỏm, không biết có nên đi tìm anh ta hay không, lúc tôi còn đang do dự, tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên. Là mẹ tôi gọi, mẹ nói tôi phải về nhà ngay, trong nhà có việc gấp, Xảy ra chuyện gì? Tôi căng thẳng hỏi mẹ, chuyện là nhà chúng ta vừa mới mở cửa thì có con mèo trong tiệm cà phê mèo gần đó chạy vào nhà. Ông chủ quán đến tìm mèo, nhưng nhà mình hệ thống bảo vệ thế nào, cha mẹ cũng không nắm rõ. Ông chủ quán kia không vào được, mẹ cũng không dám chạm vào mèo, còn thay quần áo nhanh rồi về xem bắt mèo trả cho người ta. Không thể để cho mèo đi lung tung trong nhà mình, mẹ tôi nói đầu kia điện thoại còn truyền đến hai tiếng mèo kêu nghe rất dữ tợn mẹ tôi không nhìn thấy được yêu khí xanh lục vây bên ngoài biệt thự cho rằng người khác không vào được là bởi vì hệ thống bảo an biệt thự tốt lòng tôi lại một mảnh âm u yêu khí không chặn được mèo yêu khí phòng ngự của giao tiên có thể nói khá đặc biệt mặc kệ là trên người mang theo dương khí người nhưng nếu quanh thân có âm khí của quỷ chỉ cần tới gần yêu khí liền sẽ bị yêu khí cắn nốt tiêu diệt bảo vệ biệt thự chặt chẽ một con ruồi cũng khó lọt. Nhưng duy nhất một loại sinh vật là ngoại lệ, trên người nó sát khí quá nặng, vừa lúc có thể cùng yêu khí hòa hợp, nhẹ nhàng tiến vào bên trong cấm địa, chính là mèo đen. Mèo đen là khắc tinh của quỷ. Đối với ba mẹ tôi thật ra không có gì uy hát yêu ta. Mặc dù như vậy, lòng tôi vẫn là bất ổn. Mặc kệ mèo đen kia có thể thương tổn đến ba mẹ tôi hay không, đều chứng minh bọn họ hiện tại đã bị người khác theo dõi người nọ có thể để mèo đen đi vào nhà tôi thì hẳn có thể đem những thứ thuật pháp cổ quái kèm theo vào tôi lo lắng ngồi không yên bảo lục nhĩ đưa tôi ra ngoài lục nhĩ kêu khạch khạch hai tiếng đẩy cửa ra lần nữa móng vuốt nhỏ kéo tay tôi đi ra ngoài chẳng qua lúc đi đến cổng lớn tô ra nó lại đột nhiên do dự chỉ chỉ miếu nhỏ giữa sân tô ra nhìn tôi lắc lắc đầu đây là có ý gì lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng lục nhĩ hiện tại lại đang túm tôi không cho tôi đi, thấy tôi không hiểu, lục nhĩ càng sốt ruột, trong miệng khẹt, khẹt, kêu to, liền phi thân chạy về miếu nhỏ, chỉ vào bài vị tô mộc trong miếu, nhìn tôi, vừa kêu vừa khoa tay múa chân, lần này tôi đã hiểu, nó nói tô mộc không cho tôi rời khỏi nơi này, xem ra vừa rồi tôi đụng phải lục nhĩ cũng không phải trùng hợp, mà là tô mộc dặn dò lục nhĩ trông non. Bảo vệ tôi an toàn, lòng tôi không khỏi ấm áp, nhưng hiện lòng tôi như lửa đốt, cũng bất chấp mệnh lệnh của tô mộc nói với lục nhĩ nếu nó không yên tâm về tôi thì nhanh thông báo với tô mộc tôi phải đi trước nói xong tôi nói tên biệt thự phùng đông để lục nhĩ chuyển lời tới tô mộc bọn họ tâm ý tương thông tô mộc nhất định có thể biết được tôi đi biệt thự phùng đông như vậy vạn nhất vương văn phát hiện thân phận thật của tôi tôi rơi vào tình huống bất lợi thời khắc mấu chốt tô mộc cũng có thể tới cứu tôi dặn dò lục nhĩ xong tôi không thể chờ đợi thêm chạy bộ một mạch về biệt thự phùng đông đúng như tôi nghĩ lúc tôi vừa về tới nhà quả nhiên thấy vương văn tay bưng một ly cà phê nhàn nhã đứng ở cửa nhà tôi ngửa đầu nhìn vào trong biệt thự rất nhanh anh ta cũng thấy tôi điều ngoài dự đoán là anh ta thấy tôi lại có chút ngoài ý muốn nhưng rồi sau đó vẻ mặt cực kỳ vui vẻ xông tới hỏi tôi diệp trần em như thế nào lại tìm được tới nơi này anh không phải hẹn em ở quán cà phê mèo sao tôi ngạc nhiên nhìn kỹ hai mắt anh ta, anh ta tuy rằng đã thay đổi rất nhiều, nhưng biểu lộ tình cảm trên mặt vẫn theo thói quen không thay đổi. Từ vẻ mặt của anh ta có thể nhìn ra, anh ta gặp tôi thật sự thực ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ đến tôi sẽ đến đây. Nói như vậy, anh ta hẹn tôi gặp ở quán cà phê mèo chỉ là trùng hợp. Anh ta không phát hiện tôi chính là Lộc Dương, vấn đề là anh ta đùng đùng xuất hiện ở trước của nhà tôi, không biết anh ta đột nhiên tới nơi này là có mục đích gì có quan hệ tới việc lâm yến nghi cần huyết mạch tương đồng để tế lễ hay không thấy anh ta không có nhận ra thân phận của tôi tôi cũng giả vờ nhìn biệt thự bằng đôi mắt lạ lẫm xác định bên ngoài biệt thự là tầng thật dày yêu khí màu xanh lục không có bị phá hư mới yên lòng đây là nhà của anh ư thật to thật xinh đẹp em theo hướng dẫn di động tìm tới mà đi lòng vòng nửa ngày cũng chưa tìm được quán cà phê mèo ở đâu may mắn lại gặp anh ở đây nói xong tôi nhìn anh ta khẽ mỉm cười, tôi biết thân thể này nhan sắc có giá trị nghịch thiên, liền vừa rồi nở một nụ cười duyên, đừng nói Vương Văn là một nam nhân, thậm chí đến tôi đang ở trong nữ nhân này lần đầu tiên soi gương cũng phải ngơ ngẩn vì vẻ đẹp kiều diễm này, mãi nhìn hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, hiện tại dùng mỹ nhân kế để đối phó Vương Văn quả nhiên là rất tốt. Ánh mắt của Vương Văn liền ngây dại, hai mắt ngây ngất nhìn tôi, ánh mắt mê ly, giống như chúng độc, nếu em thích nơi này, sau này anh đưa em dọn đến đây ở. Vương Văn nói, anh ta không hề khách khí, cũng không có phủ nhận căn nhà này căn bản không phải của mình. Lòng tôi cười khinh bỉ, mở miệng nói, vậy hiện giờ anh không muốn mời em vào nhà sao, bây giờ còn chưa được. Vương Văn nghe ra trong giọng nói của tôi có ý chế nhạo, trên mặt liền xẹt qua một tia xấu hổ, nhưng anh ta sau đó liền cười, dáng vẻ đắc thắng nói. Em còn nhớ rõ rằng anh đã kể với em về bạn gái cũ của anh không? chính là cái nhà này, cả nhà đều bị quỷ cuốn lấy, nơi này hiện tại là nhà của cô ta, hôm nay anh trở lại đây chính là vì đuổi quỷ cho nhà cô ấy. Chờ sau khi quỷ rời khỏi, người nhà cô ta khẳng định sẽ đối với anh cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó đừng nói là một phòng ở, có khi làm trâu làm ngựa cho anh, nhà họ cũng không tiếc, Vương Văn nói thực chắc chắn. Tôi không khỏi ở trong lòng xem thường anh ta, tưởng tượng thật hay, biệt thự này là Tô Mộc tặng tôi tôi sao có thể cho hắn, em, ở bên cạnh anh chờ xem đi, chờ anh đuổi xong quỷ, em sẽ tin tưởng lời anh nói lần trước với em, thiên sát cô tinh mệnh nhất định phải cùng mệnh thủy mạn Kim Sơn ở bên nhau, Vương Văn nói, nói xong hắn bảo tôi lui về phía sau một chút, khỏi lát anh ta thi triển thuật pháp mộ thương đến tôi, tôi không biết nói thêm cái gì, đã đến lúc thế này rồi, thế mà anh ta còn có tâm tư đi cua gái nhưng tôi cũng tò mò xem hắn tính toán như thế nào để phá hư cái lồng yêu khí của tuồng luồng tiên, liền lui ra xa, thấy hắn giơ tay vỗ hai cái vào chính người mình giống phủi cho bụi trên người, sau đó vẻ mặt trang trọng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, trong tay lấy ra một cái lục lạc bằng gốm, trong miệng huyên thuyên niệm chú ngữ, theo chú ngữ vang lên, lực chú ý của mắt tôi tập trung nhìn ở bốn phía xung quanh, xem âm khí và yêu khí có biến hóa hay không yêu khí vẫn trơ trơ nồng đậm cứng cỏi như cũ, đến khi tôi tới gần một chút ngẫu nhiên có chút chuyển động. Tôi sợ yêu khí ở gần tôi sẽ nổ mạnh khiến cho vương văn hoài nghi, nên không dám lại gần quá, am khi bốn phía hình như cũng không có gì biến hóa, giống như thứ vương văn ngâm nga không phải chu ngữ, mà là nhạc thiếu nhi bình thường, tôi bất giác có chút kỳ quái, xem tư thế này. Vương Văn căn bản là không có pháp lực gì, hay là lần trước phá hỏng âm khí cấm chế của Tô Mộc, không phải Vương Văn, lòng tôi nghi hoặc, im lặng nhìn Vương Văn xoay sở, liên tiếp hơn nửa giờ đi qua, bốn phía cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Ngay lúc tôi nhịn không được muốn đánh lên người Vương Văn, một bóng dáng đen nhánh đột nhiên từ trong yêu khí đi ra, meo, âm thanh lạnh băng xuất hiện ở trước mặt tôi, đúng là một con mèo đen, con mèo này toàn thân đen nhánh giống như vừa mới vớt từ trong chậu. Chương 175, nước mắt cố chấp, không biết vì sao, cả người tôi vô ý thức run lên, theo bản năng muốn cách con mèo này xa một chút, nhưng mèo đen kia sau khi ra ngoài lực chú ý của nó liền đặt ở trên người tôi, cặp mắt lạnh lẽo liếc tôi một cái, sau đó bén nhọn kêu một tiếng, nhìn chằm chằm hướng tôi đi tới, tôi bị mèo đen kia nhìn một trận mà lạnh cả người chân lui về phía sau từng chút từng chút một mặc dù hiện tại tôi đang chiếm cỗ yêu thân thể này nhưng trên bản chất tôi đã thành quỷ hồn nếu như con mèo đen đột nhiên làm khó dễ vậy tôi có tránh cũng không thể tránh diệp trần trong cách nói của chúng tôi mèo đen trời sinh ra đã khắc quỷ nhưng con mèo đen này cùng những con mèo đen khác không giống nhau từ khi nó sinh ra đã bị nhốt ở trong phòng tối trước một tuổi cho tới bây giờ chưa từng đưa ra ngoài ánh nắng mặt trời hơn nữa thức ăn của nó chỉ có máu tươi của các loại rắn mà thể chất của rắn thuộc tính hàn máu cũng âm hàn vô cùng sau khi nó được nuôi bởi loại bi pháp này một năm trên người đã tụ tập một lượng lớn tà khí cho dù quỷ có lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát nó răng mèo một hồi anh lau chút nước mắt bò trên ánh mắt em em liền có thể nhìn thấy quỷ sau đó em chờ xem mèo này là thế nào nuốt quỷ là được ôi mèo này hình như rất thích em a à, vương văn nói chợt phát hiện con mèo này rất hứng thú đối với tôi. Kinh ngạc nói, đang khi nói chuyện, con mèo đen kia đã chạy tới bên chân tôi, trong miệng phát ra một hồi trầm thấp tiếng kêu cao nhầu, thân thể đen nhánh chậm rãi vây quanh chân của tôi, ngửi mùi trên người tôi, trong lòng tôi lạnh cả người, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, một cổ khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân tôi, áp chế thần kinh của tôi, tôi hận không thể lập tức nhấc chân bỏ chạy nhưng lúc này hai chân của tôi giống như bị dính trên mặt đất mặc kệ tôi dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được mọt chút nào đảo mắt vương văn cũng phát giác được điều dị thường kỳ quái liếc mắt nhìn mèo đen vừa nhìn về phía tôi diệp trần em tôi đã sớm không dám lên tiếng trả lời anh ta thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám liều mạc ngừng thở hai mắt chăm chú nhìn mèo đen không cho nó nhận ra thân phận của tôi là quỷ mèo đen vây quanh hai chân của ta một vòng con mắt xanh đen phảng phất như tới từ địa ngục, ngửa đầu nhìn chằm chằm tôi, meo, ô, một tiếng mèo kêu, thân thể nó liền phóng lên, nhảy đến trên bả vai tôi, ở trên người tôi ngồi trồm hồm xuống, sau đó nghiêng đầu người mặt của ta ôi, cái đuôi ở sau vung vung, vung lên một trận âm phong. Giả yêu, vương văn thấy thế ánh mắt cũng chìm vài phần, kinh ngạc nhìn tôi, sau đó kêu mèo đen một tiếng, sau lưng của tôi sớm đã mồ hôi lạnh ướt nhẹp bị đuôi mèo đen vung qua vung lại mà lạnh cả người, thân thể bất giác run rẩy. Cũng may sau khi mèo đen kia ngồi xổm trên bả vai tôi cũng không có những động tác khác, chỉ là thỉnh thoảng người người, sau đó kêu meo meo meo, không biết có ý gì. Mặc dù như thế ta cũng bị dọa sợ đến không dám có nửa phần động tác, giống như có một quả bom hẹn giờ trên vai, tùy thời đều có thể là kiếp nổ. Diệp Trần, dọa đến em rồi phải không? bình thường con mèo này cũng không theo người nào thân cận cả, hôm nay vậy mà lại chủ động đến gần em, xem ra mỹ nữ liền đối xử không giống nhau, đến cả giả yêu đều cũng không nhịn được mà muốn thân cận em. Có lẽ là sau khi thấy mèo đen ngồi xổm trên bả vai tôi, không có thêm những động tác khác, mặt của Vương Văn trầm xuống sau đó liền treo lên một tia tươi cười, đi tới đem mèo đen ôm xuống, hô, sau khi mèo đen kia rời đi, tôi liền thở phào một cái nhưng cho dù mèo đen đã được Vương Văn ôm đi, đầu vẫn nhìn về phía tôi, con mắt nhìn tôi chằm chằm, ta không dám cùng xe mèo đen bốn mắt nhìn nhau, liền đưa đầu xoay hướng khác, giả bộ quan sát biệt thự để tránh né ánh mắt của con mèo, rất nhanh Vương Văn liền đem mèo đen đặt ở trước cửa sân nhà tôi, còn hướng chán nó phủ một chút bột phấn màu xám trắng, nhìn qua giống như là cho cốt của cái gì đó sau khi bôi bột phấn lên, mèo đen rốt cuộc thu hồi ánh mắt, không nhìn tôi nữa mà là nhìn về phía Vương Văn. Vương Văn thấy thế sắc mặt liền vui vẻ, lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, trong miệng ngâm sướng câu thần chú. Mèo đen có vẻ như không thích Vương Văn khống chế. Sau khi Vương Văn đọc câu thần, chú mèo đen đầu tiên là lười biếng duỗi người, sau đó lại ở tại chỗ xoay hai vòng, không có chút ý tư muốn đi về phía nhà tôi. Vương Văn thấy thế không khỏi sốt ruột, lầm nhầm thần chú nhanh gấp mấy lần, cổ học liền như quát to, mèo đen mới bất đắc dĩ đứng lên, lắc cây mông một cái quay trở lại. Tuy là ta đối với con mèo đen kia có chút kiêng kỳ nhưng nó đối với ba mẹ ta không tạo thành uy hát yêu ta gì. Sau khi xác định vương văn để cho con mèo đen kia đi vào trong nhà là để vì bắt quỷ, tôi cũng không còn lo lắng nữa, đứng ở bên người vương văn chờ xem anh ta đến tột cùng đang dở cái trò quỷ gì. Vương Văn khống chế mèo đen đi vào bên trong xong đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bất quá dáng vẻ của anh ta rất hưng phấn. Chắc là lần đầu tiên thành công khống chế mèo đen, cũng không ngại mệt mỏi, đứng lên trực tiếp đem mồ hôi trên trán lau chùi, tiếp đó móc ra một cái bình hồ lô nhỏ, đổ ra một chút chất lỏng trong suốt đưa qua cho tôi, nói, Diệp Trần, đem cái này bôi ở trên mí mắt. Đây chính là nước mắt bo, ta hỏi, đồng thời nhìn kia chất lỏng, chỉ thấy nó là hoàn toàn trong suốt, nhìn qua rất trong veo, chỉ khi nhìn kỹ là có thể phát hiện một ít màu xanh biếc khí tức quanh quần trong đó, ngưng tụ không tiêu tan, hiển nhiên là yêu khí, nước mắt bò có thể có thể thấy quỷ lời nói quen thuộc trong các bộ tiểu thuyết điện ảnh từ lâu, đã thấy nhiều lần, chả có gì mới, cũng không ít người trẻ tuổi gan lớn đã từng thử thí nghiệm qua, tôi tuy rằng chưa từng hoài nghi sự chân thực nước mắt bò có thể gặp quỷ, nhưng cho tới bây giờ tôi đều cho rằng nước mắt bò là bởi vì có nhiều âm khí nên mới có thể để cho người khác thấy quỷ vật. Thật giống như tôi trước đây thao túng âm khí che phủ trên ánh mắt vậy, nhưng hôm nay xem ra, phía trên nước mắt bò không chỉ có âm khí, ngược lại còn chưa chút ít yêu khí, theo lý điều đó là không có khả năng. Tu luyện yêu khí là một loại quá trình rất dài, trong hàng nghìn hàng vạn con bò cũng không có mấy con bò có thể tu luyện ra yêu khí, nhưng bên trong những giọt nước mắt bò quả thật có chưa yêu khí, chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết nước mắt bò thể gặp quỷ, đặc biệt là tu luyện thành bò yêu, trong lòng ta cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem nước mắt bò bôi lên mí mắt, mặc dù cô yêu thân này vốn là có thể nhìn thấy quỷ, nhưng tôi không muốn ở trước mặt vương văn biểu hiện ra ngoài, sau khi đem nước mắt bò bôi loạn, tôi dựa theo chỉ thị của vương văn, một lần nữa nhìn về phía biệt thự chỉ thấy mèo đen ở trong nhà tôi trên nhảy dưới tránh đi tản bộ khắp nơi, giống như một con u linh vậy. Nó từ bên ngoài băng qua ban công, nhảy đến lầu 2, cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng ngủ của tôi. Ta không nhịn được căng thẳng trong lòng, con mèo đen này là khắc tinh của quỷ quả nhiên là không bình thường. Cho dù tô mộc bây giờ không có ở đây, nhưng nó vẫn có thể ngửi được hơi thở của anh ấy và dừng lại ở đó. Mèo meo, ngày lúc tôi đang âm thầm cảm thán mèo đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó bóng đen chui vào đã không thấy tăm hơi, nó nhất định là phát hiện cái gì rồi, chẳng lẽ là tô mộc biết được tôi tới biệt thự đã quay trở lại rồi ư, ừ, ta bỗng cảm thấy khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa kính phòng ngủ, phía trên còn có thể nhìn thấy cái bóng đen của mèo đen quả nhiên, trước mặt mèo đen, xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Bốn phía đều bao phủ một tầng âm khí cùng mèo đen rằng co mèo đen toàn thân lông cũng dựng thẳng dậy, giống như một con nhím thắt lưng hung hăng co người lại, trong miệng phát ra âm thanh tràn ngập sự uy hát yêu ta. Thân ảnh kia rất nhanh lui về phía sau mấy bước, xem ra muốn chạy trốn, nhưng mà anh ấy mới vừa động một cái, mèo đen liền hét lên một tiếng, cơ thể chợt nhảy lên, nhào thẳng vào thân ảnh kia, tô mục. Lòng tôi liền căng thẳng, không tự chủ la lên, nói thì chậm mà điều xảy ra thì quá nhanh bóng người liền bị mèo đen vồ bồ nhào vào trong, phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó tôi tận mắt nhìn thấy mèo đen cắn một cái ở cánh tay của bóng người, đem cánh tay kia lôi xuống. mươi 176, đều là bẫy, lần này tôi hoàn toàn không nhịn được, cũng không để ý vương văn có thể nghi ngờ tôi hay không. nhấc chân đi xuyên qua cái lồng yêu khí vào căn biệt thự, mẹ tôi không biết trong biệt thự đã xảy ra chuyện, đang xem tivi ở lầu một. Thấy tôi xông vào liền sừng sốt một chút, sau đó hỏi tôi thế nào, tôi căn bản không kịp giải thích cùng mẹ tôi. Trực tiếp chạy tới phòng ngủ trên lầu 2. Vừa mới tới cửa tôi đã thấy âm khí từ trong phòng chậm rãi bay ra ngoài. Tôi lại càng nôn nóng, đẩy cửa phòng ra, vội kêu lên, tô mục, meo. Đáp lại tôi chỉ có con mèo môn kia, còn có âm khí nhàn nhạt, nhạt phiêu tán trong phòng ngủ lộ ra một chút mùi vị âm hàn. Đã sớm không có bóng người vừa rồi, tôi lập tức ngây ngẩn, đưa mắt nhìn chằm chằm mèo môn mày ăn tô mộc rồi meo, mèo môn lần nữa quay sang tôi kêu một tiếng giọng lười biếng sau đó nó còn l -I -O ta mép một cái hiền hiển nhiên là ăn no rồi ung dung l -I -O ta móng vuốt của mình xem bộ dạng nhàn nhã thoải mái của nó tôi chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên lửa giận vọt lên đỉnh đầu phốc một tiếng lại có một đoàn yêu khí xanh đậm trực tiếp từ mi tâm tôi phun ra cứu ta ngay khi tôi đang tức giận ngất trời chuẩn bị xông tới liều mạng với con mèo muôn thì đột nhiên có một cổ khí tức lạnh như băng bọc lấy hai chân tôi. Đồng thời truyền tới tiếng kêu cứu yếu ớt, âm thanh này nghe có chút quen tai. Theo bản năng tối cúi xuống, lại thấy một gương mặt phụ nữ tái nhợt, nữ quỷ trong phòng tắm. Sao lại là cô ta? Cô ta đợi trong phòng tắm của tôi rất lâu rồi. Tôi ở trong đấy nhiều ngày muốn dụ cô ta ra cũng không thành công. Vậy mà bây giờ cô ta lại chủ động hiện thân hơn nữa nhìn thân thể cô ta thì nửa người đã không còn chỉ còn một cánh tay bên trái cùng một cái chân trên người mặc đồ gương mặt đầy đủ nhưng mỗi vết thương đều như chúng độc vậy từng khối lớn thịt đen nhanh đã bắt đầu thối nát nhìn rất rợn người đồ quỷ tôi sợ run cả người theo phản xạ đá văng cô ta đi cho dù tới bây giờ tôi đã gặp không ít quỷ quỷ cũng rất khó dọa được tôi nhưng hình dáng của cô ta thật sự rất dọa người so với cô ta thì mèo muôn đáng yêu hơn nhiều người nữ quỷ nhẹ bẫng, bị một cước của tôi đá bay ra rất xa, nhưng cô ta sau khi bị đá lại cuống quýt dùng cánh tay còn lại lết trở về, còn hướng tôi dập đầu bịch bịch mỗi lần dập đầu lại có một ít âm khí tản mát ra, bây giờ cô ta đã không cách nào ngưng tụ âm khí, nếu cứ để âm khí tản mát ra như vậy thì không được bao lâu cô ta sẽ hồn phi phách tán, van cầu cô, mau cứu tôi, chỉ cần cô chịu cứu tôi. Tôi nguyện ý trợ giúp cô tu luyện. Tôi biết một phương pháp tu luyện rất nhanh chóng. Chỉ cần cô có thể cứu tôi thì tôi nhất định không giấu giếm mà dạy cho cô. Nữ quỷ hiển nhiên đang rất kinh sợ. Trên mặt đã không còn vẻ giữ tợn lần trước. Ánh mắt nhìn tôi đầy khẩn cầu. Thật giống như tôi là cọng rơm duy nhất có thể cứu cô ta vậy. Tôi đã sớm bị dọa sợ, lui tới ranh giới của phòng. Muốn cách xa nữ quỷ kia một ít, cũng may không phải tô mộc. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng nữ quỷ này thực lực không hề thấp mà trong nháy mắt bị cắn thành như vậy. Nếu như tô mộc tới chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì, ngay lúc này sau lưng tôi đột nhiên truyền tới tiếng thét kinh hãi, sau đó huyệt một tiếng, có vật nặng ngã ra đất, quay đầu lại, là mẹ tôi, không biết lúc nào bà đã chạy tới, hẳn nhìn thấy nữ quỷ chỉ còn lại nửa người nên kinh sợ ngã lăn ra đất ngất xỉu, thật là nhà rột gặp mưa, tôi lại một trận nhức đầu vừa đề phòng mèo môn có ý đồ xấu với tôi lại vừa cách xa nữ quỷ kia hơn mặc dù bây giờ cô ta đang bị thương nhưng cô ta tinh thông việc chiếm đoạt quỷ vật để tăng thực lực ai biết lúc này cầu tôi có phải là muốn chiếm đoạt thân thể tôi hay không tôi giữ mẹ tôi ở sau lưng đưa mắt chăm chú nhìn mèo môn cùng nữ quỷ cũng may mèo môn dường như không có hứng thú gì với tôi và mẹ tôi sự chú ý của nó đều tập trung trên người nữ quỷ nữ quỷ thì đem toàn bộ sức lực tiến gần đến tôi chớp mắt đã còn cách tôi không tới một mét tôi đâu dám để cho cô ta gần hơn nữa chắc chắn mèo môn không có hứng thú gì với tôi tôi liền cõng mẹ tôi lên xoay người chạy ra ngoài bây giờ căn biệt thự đã không an toàn tôi phải đưa bà ra bên ngoài có điều khi đang đi xuyên qua lồng yêu khí ra bên ngoài tôi mơ hồ nhìn thấy bên cạnh vương văn không biết lúc nào xuất hiện thêm một bóng người thân ảnh kia gầy teo rất cao toàn thân tản mát ra một cổ khí tức ấm áp rất quen thuộc tam trưởng lão, chân tôi lập tức chôn tại chỗ, vô cùng cây ết yêu ta sợ nhìn thân ảnh kia, căng mắt hết sức nhìn ra bên ngoài, cố gắng xuyên thấu qua làn yêu khí trước mặt để thấy rõ mặt mũi hắn, nếu như tôi đoán không lầm, đứng bên cạnh vương văn chính là tam trưởng lão cản thi phái. Mặc dù tôi không cách nào thấy rõ mặt của hắn nhưng trên người hắn có cổ khí tức ấm áp có thể mê muội người kia, tôi cho dù thế nào cũng sẽ không nhớ lầm. Nếu định ra thì cũng đừng khách khí nữa đi ra đi. Ta đã từng nói ngươi sớm muộn gì cũng là thi lỗi của ta, ngươi còn nhớ không? Một âm thanh ấm áp vang lên, trong giọng dịu dàng còn mang theo nụ cười, chính là âm thanh rất đặc biệt của tam trưởng lão, lần này tuyệt đối không sai được, tôi lập tức bừng tỉnh cũng trong nháy mắt lòng như cho tàn. Vạn vạn lần không nghĩ tới sư phụ trong miệng vương văn vậy mà lại là tam trưởng lão cản thi phái. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc này mới nhận ra sớm đã lộ manh mối. Từ rất sớm rượu rượu cũng đã nói sau lưng vương văn có dây bị người khống chế mà am hiểu thuật khống chế cơ thể con người ngoại trừ cản thi phái còn có ai. Chẳng qua tôi không ngờ cản thi phái lại lợi hại như vậy. Không chỉ từ thi mà ngay cả người sống cũng có thể khống chế. Tôi bình tĩnh đứng trong sân, mặc cho yêu khí nồng đậm nổ quanh người tôi. Đầu suy nghĩ thật nhanh, mèo môn kia là sư phụ vương văn nuôi, tức cũng là sủng vật của tam trường lão mặc cho tam trường lão chỉ huy. Mặc dù nó không tạo được thương tổn trực tiếp cho cha mẹ tôi nhưng có thể uy hát yêu ta nữ quỷ trong phòng tắm ra tay với cha mẹ tôi. Nếu như tôi không đi ra ngoài nhất định cha mẹ tôi sẽ gặp họa, chẳng trách mèo môn bỗng nhiên lèn vào nhà tôi. Hóa ra tam trưởng lão đã sớm phát hiện trong biệt thự còn có một con quỷ. Nhất định là sau khi hắn ra ngoài không tìm được thân thể tôi liền lợi dụng mẹ tôi gọi điện thoại kêu tôi trở về sau đó sẽ dùng mèo môn uy hát yota nữ quỷ trong phòng tắm để cô ta gây nguy hiểm tính mạng tới cha mẹ tôi từ đó ép tôi chủ động xuất hiện ngoan ngoãn đi ra làm thi lỗi cho hắn thật là một cái bẫy lớn bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đặc biệt ngu nhưng lúc này mèo môn đã lười biếng đi ra nữ quỷ phòng tắm cũng bỏ theo mèo môn ra ngoài chậm rãi hướng về phía ba tôi tôi đã từng chạm mặt nữ quỷ phòng tắm cô ta lòng dạ ác độc đã tới cấp bậc lão quỷ cho dù cô ta bị nuốt nửa người nhưng lệ khí vẫn còn, cho dù mèo môn khắc cô ta nhưng giết chết cha mẹ tôi mà nói đối với cô ta chỉ giống như ăn một đĩa đồ ăn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn tôi liền nói, được, ta đi ra ngoài nhưng người phải đồng ý với ta một điều kiện, để mèo môn nuốt nửa quỷ này, đảm bảo an toàn cho cha mẹ ta, không thành vấn đề. Tam trưởng lão cười một tiếng, rất sàng khoảng đồng ý. Sau đó hắn ta búng ngón tay một cái, mèo môn liền phát ra tiếng kêu chói tai bóng đen lóa lên trực tiếp lao về phía nữ quỷ cắn xé chỉ vài miếng đã đem nữ quỷ còn sống sờ sờ nuốt sạch sẽ động tác rất nhanh thậm chí ngay cả một tiếng hết thảm nữ quỷ cũng không kịp phát ra cho dù để mèo môn nuốt chọn nữ quỷ là yêu cầu của tôi nhưng tôi vẫn bị cảnh hung tàn vừa rồi dọa không nhẹ toàn thân lạnh run điều ta đồng ý đã làm có phải ngươi cũng nên đi ra dương dương giọng ấm áp của tam trưởng lão lại vang lên lần nữa có điều trong tình cảnh này kết hợp với giọng của hắn ta khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh khủng. Được. Tôi cứng ngắc trả lời một câu, sau đó đưa chân từng bước cõng mẹ tôi ra ngoài. Tam trưởng lão đã sớm ở bên ngoài không thể chờ đợi thêm. Chẳng qua tôi vừa bước chân ra thì nụ cười ấm áp trên mặt tam trưởng lão tắt ngấm. mươi 177, ngươi là, cái gì? Tam trưởng lão hỏi, sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, vừa nói vừa quan sát tôi từ trên xuống dưới một lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc không hiểu, ngươi là, yêu. Lục Dương đâu, điều này cũng khiến tôi có chút bất ngờ, hắn bày mưu thâm sâu như vậy cũng không biết thân thể tôi đã bị Lâm Yến Nhi trộm đi. Bây giờ tôi đang ở trong một cổ yêu thân, hơn nữa cổ yêu thân này cũng chỉ chưa tới hai ngày nữa là quá hạn, không chỉ tam trưởng lão bất ngờ, ngay cả Vương Văn cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn tôi đột nhiên tràn đầy sợ hãi, nghiêng đầu hỏi tam trưởng lão. Sư phụ, ngài không nhìn lầm chứ? Cô ta thật sự là yêu, dĩ nhiên không sai. Sư phụ ngươi đã thấy qua với vô số thi thể, thi thể của yêu tất nhiên cũng từng thấy, cô ta chính là yêu, trong cơ thể chảy yêu huyết thuần khiết, Tam trưởng lão nói, vừa nói sắc mặt hắn cũng đã ngưng trọng mấy phần, thật giống như đối với yêu hắn có kiêng kỵ, đứng yên một bên quan sát tôi, tôi cũng sừng sốt một chút, vốn là cũng chuẩn bị xong để chết, không nghĩ lại chuyển biến nhanh như vậy hắn ta lại không nhận ra tôi là ai hơn nữa ngay cả vương văn cũng thấy lạ với thân phận của tôi không nghĩ tôi và lộc dương có liên hệ với nhau thấy vậy tôi thầm mừng rỡ trong lòng sắc mặt liền lạnh lùng mấy phần nói lộc dương cướp chồng của ta ta cũng đến tìm cô ta tính sổ ô, cô ta cướp chồng của ngươi vậy ngươi là tam trưởng lão nhếch mép như không cười ánh mắt nhìn tôi bình tĩnh không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì trong lòng có kinh nghiệm từ lần trước Tôi biết tam trưởng lão căn bản là tên lừa gạt, cho dù hắn cười rực rỡ thế nào đi nữa thì một từ hắn nói tôi cũng không thể tin, lúc này rõ ràng hắn đang thử thăm dò tôi, xem tôi có thật sự nói thật không, tôi lập tức nói, ta là Lâm Yến Nhi, ồ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tam trưởng lão nghe vậy liền bừng tỉnh hiểu ra, thái độ đối với tôi nháy mắt tốt hơn nhiều, sau đó hẳn hỏi nếu tôi với Lộc Dương là tình địch thì tại sao lại còn cứu cha mẹ Lộc Dương câu hỏi này tương đối xảo quyệt tôi trong nháy mắt nổi lên một tầng hồ hôi lạnh rất sợ tôi trả lời có chữ nào không đúng khiến tam trưởng lão nghi ngờ suy nghĩ một chút tôi nói tới nơi này vì để lấy huyết mạch tương đồng dùng để cúng tế mặc dù không biết huyết mạch tương đồng lâm yến nhi nói có phải là mẹ tôi hay không nhưng lục nhĩ chỉ phương hướng chính là chỗ này mười phần thì có tám chín phần không sai lời này thật thật giả giả hẳn có thể lừa gạt tam trưởng lão, cho dù thế nào tôi trước cứ thoát thân đã rồi tính sau. Ai ngờ tam trưởng lão nghe tới mấy chữ huyết mạch tương đồng thì biểu hiện trên mặt lần nữa cứng đờ, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn tôi, không cười nói, huyết mạch tương đồng là điểm mấu chốt để cản thi phái chúng ta dùng để luyện chế thi lỗi. Đặc biệt chỉ luyện chế thiên thi mới dùng đến, lầm tiểu thư mặc dù có quan hệ khá sâu với cản thi phái chúng ta nhưng trung quy vẫn không phải là người của cản thi phái sao cô lại biết huyết mạch tương đồng hơn nữa cướp đoạt thi nguyên của đồng môn là đại kỷ thân thể lộc dương tôi đã chấm bây giờ cô lấy huyết mạch tương đồng là mẹ của lộc dương có phải là không được hợp lý vừa nói hắn đã tiến gần tới tôi trên người đột nhiên tản mát ra khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân tôi nháy mắt khiến tôi cảm thấy áp lực như bị núi đè ngay cả mèo môn bên cạnh cũng cảm ứng được khí tức trên người chủ nhân cũng ở một bên ngọ nguậy tôi thật hận không cho mình một bạt tai thế nào cũng không không nghĩ tới Lâm Yến Nhi muốn huyết mạch tương đồng lại có xuất xứ từ cản thi phái, hơn nữa lại còn dùng để luyện chế thiên thi. Nói như vậy cô ta chiếm thân thể của tôi không phải dùng phương pháp đoạt xác mà thông qua phương pháp luyện chế thi lỗi. Đem thân thể tôi coi như là thứ để hồn phách cô ta chú ngụ. Tôi cũng không hiểu, quỷ với người không giống nhau, muốn không chế thân thể người khác vô cùng đơn giản, chỉ cần đoạt xác thì thân thể tôi cùng với cô ta sẽ hòa làm một cô ta cũng có thể mượn thân thể tôi để sống lại, mặc dù quá trình rất khó khăn, cần phải tìm được thân thể tương hợp với mình, nhưng Lâm Yến Nhi có thể chiếm dùng thân thể tôi đã chứng tỏ cô ta có đủ điều kiện đoạt xác. Huống chi sau khi cô ta đoạt xác thì khí tức của cô ta với khí tức của tôi hoàn toàn giống nhau. Cho dù là tô mộc cũng đừng nghĩ thông qua khí tức mà nhận ra Lâm Yến Nhi không phải là tôi, vậy tại sao cô ta phải bỏ đường gần đi đường xa? Hơn nữa vừa rồi tam trưởng lão nói Lâm Yến Nhi với cản thi phái có quan hệ khá sâu. Cô ta là nữ quỷ chết đã hơn 100 năm, thi thể cũng không bị chiếm dùng. Sao có thể có quan hệ với cản thi phái? Suy nghĩ một hồi tôi hoàn toàn thấy rối mù. Lâm Yến Nhi người đàn bà này quá mức phức tạp. Ngoài mặt yêu tô mộc chết đi sống lại nhưng lại ngấm ngầm cấu kết a gian đen hãm hại tô gia cướp đoạt đồ của tô gia Tôi đã hoàn toàn không nhìn thấu được người đàn bà này liền không dám lại tùy tiện trả lời chỉ ngước nhìn tam trưởng lão trên mặt tam trưởng lão vẫn nở nụ cười ấm áp ép tới gần tôi nói nếu cô đã đến tìm huyết mạch tương đồng thì nhất định lộc dương ở trong tay cô nể quan hệ của cô với sư gia ta không tệ ta hỏi một lần nữa có muốn đem lộc dương trả lại cho ta không nếu như ta từ chối thì sao cho dù tôi vô cùng cây ếch yêu ta sợ khi biết Lâm Yến Nhi cùng tam trưởng lão có quan hệ nhưng tôi vẫn cố nén sự cây ếch yêu ta sợ xuống. Trên mặt chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi, tôi bây giờ phải giả bộ cường thế? Cho dù phải thoát thân như thế nào cũng phải có sắc mặt ung dung, dáng vẽ yêu nhã, tận lực bắt chước bộ dáng khí chất của Lâm Yến Nhi, từ chối. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí người không phải đệ tử cản thi phái nhưng lại lén học bí thuật của cản thi phái chúng ta chỉ cần ta phát thông điệp trong phái vậy thì người sẽ cho dù ngươi đã tu luyện trăm năm nhưng cuối cùng ngươi cũng chỉ có một người hơn nữa yêu thân này ngươi có cũng không dễ dàng đi mặc dù đem lộc dương luyện thành thiên thi là thứ rất mê người nhưng cũng sẽ có không ít đệ tử thèm nhỏ dãi cổ yêu thân của ngươi tam trưởng lão mỉm cười nói người tôi run lên cố ý giả bộ dáng vẻ kinh sợ cúi đầu trầm tư sau đó mới nói, Lục Dương vẫn ở Tô Gia Giang Minh, nếu thiên thi đó đã sớm bị ngươi để mắt tới vậy thì ta sẽ tìm một cổ thiên thi tốt hơn, nói, xong tôi giả bộ dáng vẻ tiếc hận, thở dài thật sâu, sau đó hỏi tam trưởng lão tôi có thể đi được chưa, tam trưởng lão gật đầu cười, còn cố ý nhường đường cho tôi, ngược lại Vương Văn có chút không muốn, gọi một tiếng sư phụ, tam trưởng lão chừng mắt một cái. Vương Văn không thể làm gì khác hơn là nhường đường để tôi rời đi, thật may chu toàn, lòng bàn tay tôi đã sớm ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Thấy vậy liền cõng mẹ tôi rời đi, ai ngờ mới vừa chưa đi được hai bước thì sau lưng lần nữa truyền đến giọng tam trưởng lão, chờ một chút, tim tôi đập thình thịch, chẳng lẽ hắn lại chờ què, tôi quay đầu lại, giả bộ như không hiểu nhìn về phía tam trưởng lão, hỏi hắn còn có chuyện gì, hắn chỉ mẹ tôi trên lưng tôi, cười nói, hình như ngươi quên mất một chuyện quan trọng. Nếu đã chịu nhà Lục Dương cho ta, vậy thì huyết mạch Tương Đồng kia có phải cũng nên để lại? Huyết mạch Tương Đồng, tôi căng thẳng trong lòng, mặc dù không rõ huyết mạch Tương Đồng là ý gì, nhưng hắn nói mẹ tôi là huyết mạch Tương Đồng, hơn nữa còn là thứ trọng yếu để luyện chế thiên thi, vô hình tôi có cảm giác mẹ tôi gặp nguy hiểm, nhất thời tôi lại không biết nên trả lời như thế nào, bản thân cảm thấy không tốt. Chương 178 ngay khi tôi cõng mẹ tôi cùng tam trưởng lão rằng co không nghỉ thì tam dường lão nhấc chân đi tới, đưa tay muốn đem mẹ tôi từ trên lưng tôi kéo xuống, tôi theo bản năng né tránh, muốn bảo vệ cho mẹ tôi. Nhưng tôi vừa động một cái thì tam trưởng lão đã dùng lực trực tiếp một tay nhấc mẹ tôi lên không trung, sau đó hấy về sau một cáu, mẹ tôi bay ra ngoài, tay của tôi bị tam trưởng lão nắm lấy. Tôi muốn xông tới cứu mẹ tôi đã không kịp, thấy mẹ tôi nhã lăn xuống đất trên trán bà dì ra một mảng máu tươi đỏ thẫm khiến tôi quả thật không nhịn được liền cúi đầu hung hăng cắn vào cánh tay tam trưởng lão đang giữ tôi muốn ép hắn buông tay ra nhưng hắn cũng không buông tay mà giống như không cảm giác được đau mặc cho tôi cắn hắn chẳng qua thần sắc hắn có chút không hiểu nhỏ giọng kêu á một chút sau đó cúi đầu hỏi tôi ngươi không phải lâm yến nhi rốt cuộc ngươi là ai tôi nhất thời run lên nhanh như vậy đã bị vạch trần sao hắn có thể biết được tôi không phải lâm yến nhi không tự chủ tôi buông miệng lần nữa đứng lên nghiêng đầu nhìn về phía mẹ tôi lo lắng cho vết thương của bà thấy tôi không lên tiếng tam trưởng lão vừa cười vừa nói nói lâm yến nhi là lệ quỷ bây giờ lại chiếm được yêu thân thuần khiết làm thân thể thực lực nhất định tăng nhiều không thể có chuyện sẽ dùng phương thức cấp thấp là cắn người để tấn công đối phương như vậy nói xong nụ cười trên mặt của hắn còn nồng hơn ngón tay đưa lên giữ lấy cảm tôi ép tôi nhìn hắn, nói, nếu không phải Lâm Yến Nhi vậy ngươi là một hồ yêu, có thể tu luyện ra yêu máu thuần khiết như vậy cũng là cực phẩm trăm năm khó gặp, là ngươi tự đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khách khí, sau khi nói xong, tay hắn bóp mạnh quay hàm ép tôi há miệng, sau đó từ trong túi móc ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng tanh hôi, lại là rượu lỗi, tôi căng thẳng trong lòng, trong nháy mắt ngập tràn lo lắng rượu lỗi lợi hại như nào tôi đã thấy. Lần trước chẳng qua chỉ nuốt xuống một chút xíu đã suýt nữa tô mục cứu không được. Lần này một chai lớn như vậy nếu như nuốt xuống nhất định tôi sẽ biến thành thi lỗi của tam trưởng lão. Tôi liền dãy rùa kịch liệt. Muốn cố gắng hất đổ rượu lỗi trong tay tam trưởng lão. Nhưng tay giữ chặt lọ rượu. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ. Miệng vẫn dùng giọng dịu dàng như bình thường. Nói ngoan, bảo bối thứ này uống rất ngon chỉ cần uống thì sau này sẽ vui vẻ như thần tiên giống như mẹ ngươi tôi tức giận mắng trong lòng hận không đem được bình rượu lỗi kia cho hắn uống hết nhưng khí lực tam trưởng lão vô cùng lớn tay bóp khiến quai hàm tôi cũng tê dại căn bản không ngậm miệng lại được chớp mắt một cái bình thủy tinh đã tới miệng tôi mùi tanh hôi bên trong xốc thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn khi mắt đang chú ý bình rượu lỗi chuẩn bị rót vào miệng tôi thì vương văn bên cạnh đột nhiên cử động lấy toàn bộ thân thể xông tới, hét lên một tiếng hét chói tai rồi hít vào người tam trưởng lão. toàn bộ chú ý của tam trưởng lão đều đặt lên người tôi. căn bản lại không nghĩ tới đột nhiên vương văn sẽ gây khó dễ. bị vương văn đụng mạnh vào một cái khiến bình rượu trong tay văng ra, rơi xuống đất vỡ thành hàng trăm mảnh. tôi lập tức khép miệng lại, trong nháy mắt tâm trạng cũng buông lòng. vừa định xem chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên sau lưng bị nắm lấy, cả người bị xách lên vai, đi đến chỗ mẹ tôi. Cúi đầu nhìn qua, sau đó hỏi tôi có mang điện thoại hay không, nhanh gọi cho bệnh viện để cứu người, biến cố xảy ra quá đột ngột, tôi cũng không kịp phản ứng, vì anh ấy nhắc đến tôi mới cuống quýt rút điện thoại ra bấm 120. Sau đó mới tỉnh táo lại, thanh âm mới vừa rồi là Tô Mộc. Tô Mộc, rốt cuộc anh cũng đã tới, nãy giờ tôi đều bị dọa sợ hãi, được nghe thấy giọng nói của Tô Mộc một lần nữa, như tìm được người đáng tin cậy, tôi liền chạy đến ôm eo Tô Mộc sau đó liền cảm thấy ủy khuất, mắt ngân ngân nước, nước mắt bắt đầu trào ra ngoài. Tôi đem mặt cọ cọ vào vai anh, nước mắt nước mũi đều được lau sạch trên áo anh. Uệ, bà này bẩn ghê, bộ dáng tô mộc bây giờ, nhìn rất gấp gáp. Anh chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm bất cứ điều gì. Tay phải nhanh chóng lại giơ lên không trung bay múa, giống như đang vẽ phủ chú gì đó. Sau đó, một tay lấy bùa vỗ nhẹ vào người mẹ tôi lập tức quanh người mẹ tôi xuất hiện một tầng âm khí đen thẫm bao bọc lấy giống như đắp chăn vậy đem mẹ tôi bảo vệ làm xong hết thảy tô mộc trực tiếp khiêng tối chạy vào trong biệt thự anh cứ như vậy mặc kệ mẹ tôi cứ như vậy để mẹ tôi nằm trên mặt đất lỡ như tam trưởng lão còn ở đây thì sao tôi trở nên gấp gáp cũng không kịp khóc kêu tô mộc đừng bỏ mẹ tôi ở lại không thể để mẹ tôi rơi vào tay tam trưởng lão được tô mộc cũng không để ý đến lời tôi nói còn khiêng tôi tăng tốc chạy vào bên trong biệt thự lượn lên xuống một vòng sau đó giọng nói liền trầm xuống hỏng rồi vẫn để bọn họ lấy được huyết cùng mạch lấy đi rồi ư tôi nghe thanh âm ô ám tô mộc trong lòng càng lo lắng mẹ tôi rõ ràng vẫn ở ngoài kia cơ mà tôi lập tức hỏi tô mộc vì sao không cứu mẹ tôi không những thế còn đi vào trong biệt thự này ngược lại còn chạy vào trong biệt thự chẳng lẽ huyết cùng mạch không phải là mẹ tôi em có phát hiện ra rằng không thấy bố em đâu không? Em thuộc nhóm máu B, bố em cũng nhóm máu B, cho nên rõ ràng người có cùng nhóm máu với em chính là bố em. Tô Mộc nói, anh cũng vô cùng sốt ruột, thanh âm lộ rõ có chút khẩn trương, khiêng lấy tôi trực tiếp bay lên, lao thẳng ra ngoài. Tam trưởng lão và vương văn bọn hắn còn đứng ở ngoài cửa biệt thự, vì đã mất rượu lội kia, nên lão ta tức giận chừng mắt nhìn tô mộc chấm con mèo đen ở bên cạnh cũng ngẩng đầu lên nhìn tô mộc giống như hận không thể nhảy lên đem tô mộc cào thành muôn mảnh. Nhưng vì tô mộc bay lên rất cao, nên mèo đen có nhảy lên chụp vài cái cũng không chụp được tô mộc, chỉ có thể đứng ở dưới dương mắt lớn nhìn, tô mộc từ trên cao nhìn xuống bọn hắn hai cái, một câu cũng không nói, quay người rời khỏi biệt thự, mang theo tôi, bay nhanh về phía tô ra đại trạch trong lòng tôi vẫn rất lo lắng thương thể của mẹ tôi. Nhưng đã có âm khí của tô mộc bảo vệ, cho dù tam trưởng lão có đứng ngay trước mặt mẹ tôi, cũng không cách nào tiền tới làm hại mẹ tôi. Chắc hẳn đó là loại thuật pháp rất lợi hại, bằng không thì tô mộc cũng không dám để mẹ của tôi ở lại đó với bọn hắn, chỉ mang theo mình tôi rời đi. Huống hồ tôi đã gọi cho 120, chắc chắn xe cứu thương rất nhanh sẽ chạy tới. Hiện tại tôi lo nhất chính là chuyện của bố tôi. Từ trước đến nay ông là người cơ trí, chưa từng để cho tôi phải lo lắng quan tâm cho ông bao giờ, cho nên tôi cũng chưa từng lo lắng về ông, tuyệt đối không nghĩ tới lần bị thương này sẽ là bố tôi, lúc Tô Mộc đang thi triển công phu bay về, tôi hỏi anh ấy liệu rằng bố tôi bị Lâm Yến nghi bắt sẽ như thế nào, có phải anh sớm đã biết cô ta sẽ ra tay với mọi người trong gia đình Tô hay không? Tô Mộc gật đầu, sắc mặt đã hoàn toàn trở nên âm trầm khó đoán gấp gáp đến nỗi không còn tâm tư mắng tôi nữa, giọng nói băng lãnh, mai đã là ngày thứ bảy rồi, Lâm Yến Nhi muốn triệt để chiếm lấy thân thể của tôi, nhất định phải dùng máu cùng huyết mạch cử hành nghi thức tế tự cho nên anh mới có thể để cho ta ngoan ngoãn đợi ở trong nhà kho của tô ra. Chính mình mình thì đi nhìn theo dõi thủ hạ của Lâm Yến Nhi, không để bọn hắn có cơ hội ra tay, tôi không thể ngờ rằng tôi sau khi nghe lén Lâm Yến Nhi nói chuyện, còn lanh tranh chạy trở lại biệt thự này nếu anh ấy không gấp gáp trở về cứu tôi thì thủ hạ của cô ta sẽ không có cơ hội ra tay bố tôi cũng không bị cô ta bắt đi hóa ra tô mộc đã sớm biết kế hoạch của lâm yến nhi anh rời đi cũng là để bảo vệ ba mẹ tôi được an toàn tất cả mọi chuyện lại bị chính tôi làm hỏng sau khi biết được chân tường tôi tự lấy tay mình tát mình hai cái bạt tai chẳng trách tô mộc mắng tôi là nữ nhân ngốc nghếch tôi còn tự cho mình thông minh Tôi còn nghĩ rằng Lâm Yến nhìn nghĩ mẹ tôi mới là người cùng huyết mạch với tôi, nên đã chạy về cứu mẹ, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho bọn chúng bắt bố tôi đi. Tôi thật là ngu xuẩn, dương dương, em đừng tự trách mình nữa, ngày mai là ngày cử hành đại lễ tế tự, chúng ta phải tìm được bố em trước khi buổi lễ đại lễ tế tự được cử hành, bằng không thì đến lúc đó lấy máu lấp ao, máu toàn thân của ông ấy sẽ bị thả hết ra ngoài, khẳng định là không sống được. Tô Mộc thấy tôi tự trách mình, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, nói. mươi 179, rắn cái, dạ, tôi gật đầu một cái, Tô Mộc nói không sai, giờ tôi có lo lắng cũng vô dụng, thấy tâm tình tôi đã tỉnh táo lại. Tô Mộc hỏi tôi có thể liên lạc với Giao Tiên không? Nó cùng thân thể tôi có liên lạc, có thể dễ dàng tìm được thân thể tôi đang ở đâu. Nghe anh ấy hỏi lúc này tôi mới nhớ tới, quả thật Giao Tiên giống như không thấy đâu từ khi được tô mộc cứu tỉnh lại tôi vẫn chưa thấy giao tiên trước giờ nó đều xuất quỷ nhập thần đi đâu cũng không chào hỏi tôi bây giờ cần tới nó cũng không biết tung tích nó ở đâu tôi không khỏi cuống cuồng trước kia nó cùng tôi tâm ý tương thông còn có thể tìm nó bây giờ tôi đang chiếm yêu thân biết đi đâu để tìm nó được thấy tâm tình tôi không đúng tô mộc cũng đoán ra tôi không biết làm thế nào để tìm giao tiên vừa bay vừa bảo tôi đừng có gấp cũng may bây giờ tôi chiếm được là một yêu thân đối với yêu khí hẳn hết sức nhạy cảm. Chỉ cần trầm lòng xuống cẩn thận cảm ứng liền có thể tìm được hành tung của giao tiên, vừa nói tốc độ bay của anh ấy vừa chậm lại, độ cao cũng hạ xuống một ít, cách mặt đất chỉ chừng 5 mét, vì không muốn cho mọi người thấy nên tô mộc còn cố ý ngưng tụ một tầng âm khí bao trùm ở bốn phía xung quanh tôi. Còn nhớ trước kia làm sao tiến được vào trong thượng đan điền không? Em dựa vào phương pháp đó tiến vào thượng đan điền của cổ yêu thân này sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ thì em hẳn có thể nhận ra được vị trí của nó. Tô Mộc nói, tôi ừ một tiếng, sau đó dựa theo phương pháp Tô Mộc dạy ung dung tiến vào thượng đan điền của yêu thân, chiếm được thân thể này đã mấy ngày. Mặc dù thân thể này có yêu huyết thuần khiết nhưng quanh thân cũng không có yêu khí tản mát ra cho nên tôi sử dụng thân thể này như người bình thường vậy. Ai ngờ sau khi tiến vào thượng đan điền tôi lập tức chấn kinh bởi không gian to lớn cùng yêu khí lấp đầy ở trong đó. Trong thượng đan điền của thân thể tôi trước kia cũng có không gian, bên trong cũng có không ít lực âm cực, nhưng so với không gian trong thượng đan điền này thì có thể nói là một trời một vực. Nếu như không gian đan điền của tôi là một ngôi nhà trọ nhỏ thì nơi này nhất định chính là sân vận động có thể chứa vạn người. Hơn nữa nơi này yêu khí đậm đà xanh đậm, khi tôi tiến vào đan điền nháy mắt, tất cả yêu khí cùng hướng tôi vây lại, khôn khéo sôi trào nhảy múa bên người tôi, giống như đang rất mừng rỡ ngay khi tôi còn đang cây ếch yêu ta sợ không thôi thì bên tai truyền tới tiếng của tô mộc hỏi tôi có thấy yêu khí bên trong thượng đan điện không tôi nói nhìn thấy sau đó anh ấy bảo tôi nhắm mắt lại chăm chú cảm thụ khí tức của giao tiên những yêu khí kia biết được suy nghĩ trong lòng tôi sẽ chủ động đi tìm giúp tôi thời gian cấp bách tôi không có thời gian để cây ếch yêu ta sợ liền nhắm thật chặt hai mắt cố gắng nhớ tới hình dáng giao tiên theo sự hoạt động của đầu óc tôi tôi có thể cảm nhận được yêu khí xung quanh tôi đang nhẹ nhàng phiêu động giống như lụa mỏng phất qua da tôi vậy rất thoải mái không bao lâu sau tất cả yêu khí đã ngưng tụ trước mặt tôi xuất hiện ở trong đầu tôi sau đó biến ảo thành hình một con rắn dài màu xanh lá cây trên đầu con rắn kia còn hiện lên một cái vương miện chìa ra xung quanh trông rất ngang ngược chính là giao tiên sau khi khi hình thành nó nhìn tôi một cái sau đó rung đùi đắc ý bay về hướng đông nam tôi nhất thời vui mừng trong lòng cách này thật sự có thể làm được liền lập tức chỉ hướng đông nam bảo tô mộc bay về hướng đấy tôi vẫn nhắm chặt hai mắt chăm chú theo dõi đoàn yêu khí đang biến thành hình dáng giao tiên nó luôn đưa tôi đi về hướng đông nam bay không biết đã bao lâu bỗng nhiên xả xuống rồi phanh lại lần nữa tản ra trở về hình dáng yêu khí ai sao lại không có tôi vừa định nói có vấn đề xảy ra định lần nữa thử ngưng tụ âm khí biến thành giao tiên thì bên tai truyền tới tiếng của tô mộc nói đã tìm được tôi lập tức từ trong thượng đan điền lui ra ngoài mở mắt ra phát hiện lúc này chúng tôi đang ở trong một công viên tô mộc ôm tôi đứng trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ bốn bề đều là nước cũng không có cầu đi tới đảo này tôi chợt sững sốt một chút nhìn xung quanh hỏi tô mộc có phải tôi đã chỉ lầm đường không giao tiên mất tích sao có thể là chạy tới công viên đi dạo hơn nữa nơi này chính là một hòn đảo biệt lập, phía trên không có gì cả, giao tiên tới đây làm gì, tới làm gì lát nữa em sẽ biết. Tô Mộc nhìn tôi một cái, nói, sau đó anh ấy bảo tôi đứng đó đừng đi loạn, còn anh ấy lui về sau mấy bước, sau đó bỗng nhiên biết mất, tôi đã sớm quen với cách anh ấy rời đi. Sau khi anh ấy đi liền ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ, không tới nửa giờ sau Tô Mộc quay lại, trong tay còn nắm chặt một con rắn đen đang thở hồn hển chính là giao tiên nó vừa dãy rụa vừa thè lưỡi hướng tô mộc miệng há ra mắng to nói tô mộc phá hỏng chuyện tốt của nó nó tìm mãi mới thấy rắn cai để cua thì tô mộc đột nhiên xông tới dựa vào cái gì tô mộc có thể có vợ mà lại bắt nó cả đời độc thân tôi nhất thời không biết phải nói gì thì ra nó yên lặng chạy tới đây chính là vì hẹn hò giao tiên còn chưa hết giận miệng nói như pháo bắn Mắng nhiếc tô mộc không ngừng nghỉ một giây thậm chí còn tức giận tới nỗi nhe răng nanh rắn ra xem ra thật sự nổi giận. Nhưng mặt tô mộc vẫn không có biểu tình gì, căn bản không để ý tới nó. Sau khi tới bên người tôi liền hất tay một cái ném dao tiên xuống đất, bảo dao tiên tìm xem Lâm Yến Nhi ở đâu. Dao tiên vốn đang khó chịu, nhìn bộ dáng của tô mộc lại càng khó chịu liền leo về cổ tay tôi, nói không biết. Nếu như tô mộc không xin lỗi nó thì nó cũng không tìm Lâm Yến Nhi ở đâu, tôi không khỏi cuống cuồng, bây giờ ba tôi đang ở trong tay Lâm Yến Nhi lúc có thể sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng theo tinh khí của Tô Mộc thì sẽ không phải là người tùy tiện nhận lỗi với người khác. Vừa định thay Tô Mộc, xin lỗi giao tiên thì giọng Tô Mộc đã vang lên ngay từ trên đầu tôi, thật xin lỗi, không đủ chân thành. Vừa rồi bỗng nhiên ngươi xuất hiện đã khiến con rắn cây ta mất công tán tỉnh mấy ngày nay sợ hãi bỏ chạy, ngươi nói thật xin lỗi liền xong chuyện. Muốn biết Lâm Yến Nhi ở đâu thì chân thành một ít. Giao tiên nói, mặc dù nó đã sớm thân thuộc với tôi, đối với tôi khá tốt nhưng với tô mộc lại không có giao tình tốt như vậy bây giờ rắn cái của nó bị hồ chạy hiển nhiên là giao tiên thật sự nổi giận cố ý làm khó tô mộc tôi ở một bên cũng nôn nóng sắp phát khóc không ngừng khuyên nhủ giao tiên nói cho nó chúng tôi cần tìm lâm yến nhi có việc gấp tô mộc cũng vì giúp tôi nhưng giao tiên vẫn không chịu núng nhường phải yêu cầu tô mộc kiểm điểm chân thành mới được sắc mặt tô mộc vô cùng khó coi âm trầm tựa như có thể nhỏ ra nước tôi rất sợ anh ấy mất hướng lại đánh giao tiên bọn họ đánh nhau cũng không sao nhưng ba tôi không thể chờ lâu thật xin lỗi tôi tìm ông thật sự có việc gấp nếu như ông có thể tìm ra lâm yến nhi thì ông muốn tôi làm gì tôi cũng nguyện ý ngoài dự liệu của tôi mặc dù mặt tô mộc hơi sám lại nhưng thật sự anh ấy nói lời xin lỗi với giao tiên hơn nữa giọng mềm mại đi mấy phần hiển nhiên nhượng bộ giao tiên đây quả thực là rất bất ngờ trong lòng tôi tô mộc mặc dù đối với tôi rất tốt nhưng tính khí anh ấy trước giờ rất nóng tính hơn nữa còn rất phúc hắc sao anh ấy làm mỗi chuyện cũng có mục đích rõ ràng lần này lại vì giúp tôi tìm ba mà chịu cúi đầu với giao tiên sao phúc hắc bụng dạ đen tối vô hình tôi đau xót trong lòng đột nhiên rất thương tô mộc giao tiên ở với tôi lâu như vậy tự nhiên cũng biết tính khí tô mộc thấy tô mộc chịu xuống nước nói xin lỗi liền dịu lại nói đây chính là ngươi nói mỗi năm ngươi phải bắt quỷ mới cho ta ăn, sau đó sẽ bắt một hổ yêu cho ta. Mẹ nó, ông đây cưa con rắn cái kia mấy ngày đều không thành công cũng là bởi vì dáng dấp sâu xí. Có yêu hạch của hổ yêu trong người ông đây sẽ biến thành người đẹp trai. Cũng không sợ bọn rắn cái không chủ động đến đòi ôm hôn thân mật, tôi đồng ý với ông. Tô Mộc nói không chút do dự. 180, bạn gái của Giao Tiên, Tô Mộc nói chắc chắn, có sự đảm bảo của Tô Mộc, Giao Tiên liền rất vui bắt đầu tìm tung tích Lâm Yến Nhi, chỉ là tìm chưa được bao lâu đột nhiên giao tiên thẻ lưỡi ra, giọng lộ ra tia không hiểu, nói, kỳ lạ, cơ thể đó đang ở gần đây, vừa nói nó đã tuột khỏi cổ tay tôi xuống, vòng vo quanh đảo giữa hồ một hồi, sau khi không tìm được đầu mối gì thì đôi rắn chợt cong lên rồi chỉ xuống đất, nhất định cô ta đang ở dưới này, sắc mặt tô mộc vốn đã khó coi, nghe giao tiên nói vậy giọng càng lạnh lẽo đi mấy phần, nói. Tôi đã đồng ý yêu cầu của ông, bây giờ mạng người quan trọng, ông đừng có giở trò đùa bỡn, ông đây muốn đùa bỡn với ngươi sao? Nếu không phải ông đây nể mặt nha đầu này thì ngươi cho rằng ông đây sẽ nguyện ý giúp ngươi chắc. Dù sao ta đã tìm được ngươi, ngươi tin hay không thì tùy, nói xong giao tiên lại bắn lên trên cổ tay tôi, đuôi cuộn lại thành một vòng, giống như vòng tay hình rắn vậy, tôi sợ giữa bọn họ lại cãi vã. Hơn nữa xem qua thấy giao tiên không giống như đang nói dối liền vội vàng giảng hòa nói có đúng hay không chúng tôi cứ xuống xe một chút sẽ biết tô mộc khẽ nhíu mày có điều anh ấy dường như cũng tin lời giao tiên trần trừ rồi gật đầu một cái sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi tôi em biết bơi không a tôi sửng sốt một chút ngay sau đó lắc đầu em không vậy em ôm chặt anh tô mộc nói vừa nói anh ấy đã đưa tay ôm lấy hông tôi sau đó mang tôi theo chạy nhanh như đang chạy nước rút phốc một cây nhảy xuống hồ mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng từ nhỏ tôi đã không thích bơi lội, hoàn toàn là vịt trên cạn, nhảy xuống nước liền sợ há hốc mồm, trong nháy mắt từng ngụm nước tràn vào trong miệng tôi mang theo một mùi tanh kinh tởm, tôi không thể thở được, sợ hãi sẫy sủa kịch liệt, đừng cử động, tô mộc thấy tôi không ổn liền nhỏ giọng nói bên tai tôi, anh ấy lại có thể nói chuyện được trong nước, nói xong anh ấy đưa miệng kề sát vào môi tôi, sau đó hút nước trong miệng tôi ra hút xong lại thổi dưỡng khí vào cho tôi có dưỡng khí trong miệng nên tôi đã thôi hoảng hốt trong nháy mắt liền an tĩnh lại nhưng tôi cũng không thể giống như tô mộc có thể mở miệng nói chuyện trong nước càng không thể há miệng chỉ có thể ngậm chặt không khí trong miệng tránh cho lần nữa bị sặc nước tô mộc mang theo tôi lặn sâu xuống áp lực nước xung quanh càng ngày càng lớn ép vào tai khiến tôi ong ong thật không nghĩ tới một chiếc hồ nhỏ trong công viên lại sâu như vậy xuống được khoảng hơn 10 mét rốt cuộc chúng tôi đã chìm tới đáy. Lúc này bốn phía xung quanh đã mờ tối, ánh mặt trời phía trên cũng không thể soi đến đáy nước, chỉ có thể thấy loang lổ một chút ánh sáng. Nhưng nhờ ánh sáng mờ mờ đó tôi thấy được ở đáy hồ có một vậy đen thùi lùi xuất hiện trước mặt tôi, vật kia rất lớn, nhìn giống như là một chiếc thuyền. Tôi nhất thời có chút cây ết yêu ta sợ, nhưng tôi lặn xuống lâu như vậy, dưỡng khí tô mộc cho tôi đã sớm không còn, liền kéo tô mộc, miệng chủ động hướng đến anh ấy muốn có thêm một chút dưỡng khí ai ngờ anh ấy từ chối tôi ôm tôi thật nhanh bơi xuống chiếc thuyền kia thuyền chìm lâu đã sớm mọc đầy rêu xanh khi ở gần không khó nhận ra chiếc thuyền này toàn thân đều làm bằng gỗ bị ngâm nước đã mục nát không chịu nổi nhưng hình dáng một chiếc thuyền vẫn rất rõ ràng thần kỳ lạ khi tiến vào khoang thuyền cũ nát thì nước tràn ngập khắp xung quanh tôi đột nhiên biến mất toàn bộ khoang thuyền mặc dù đổ nát nhưng tràn đầy dưỡng khí giống như khoang thuyền và thế giới bên ngoài được ngăn cách bởi một tầng thủy tinh trong suốt vậy chặn nước hồ ở bên ngoài tạo thành một không gian độc lập thật thần kỳ tôi âm thầm tặc lưỡi muốn hỏi tô mộc đây là có chuyện gì nhưng tôi vừa mới há miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị tô mộc đưa tay bịt miệng lại sắc mặt anh ấy có chút ngưng trọng nhưng cũng không mở miệng giải thích chỉ lắc đầu với tôi một cái tỏ ý không muốn tôi phát ra âm thanh thấy vẻ ngưng trọng của anh ấy khiến sự lo lắng trong lòng tôi cũng dâng lên, đưa tay bám thật chặt vào tay tô mộc, mỗi động tác đều rất cẩn thận không để tạo ra tiếng động, xem ra Lâm Yến Nhi ở dưới nước nhất định chính là chỗ này, thần sắc giao tiên ngược lại rất thoải mái, đuôi rắn chỉ một cái hướng về một nắp cabin trong khoang thuyền, tôi cùng tô mộc nhanh chóng đi theo, khi mở cabin tôi trong nháy mắt cả kinh há to mồm, suýt chút nữa đã kêu lên. Phía dưới quả thật có một cái động lớn. Cầu thang bằng gỗ ánh vàng lóng lánh, trên lan can chạm trổ hoa văn tinh xảo, không gian bên trong rất lớn, đồ đạc cần dùng cho gia đình đều đầy đủ. Chiếc giường liền sắt thân thuyền đều là loại gỗ nam mục quý hiếm, trên giường còn trải ga sáng loáng, chất liệu kia cho dù không dùng tay sờ cũng có thể nhìn ra mềm mại dị thường, hẳn làm bằng lụa, nơi này thật so với quán rượu năm sao còn cao cấp hơn, tôi đã hoàn toàn ngây người, sững sờ nhìn những gì trước mắt. Tô Mộc hiểu biết hơn tôi rất nhiều nhưng lúc này cũng trao mày, giống như cũng không ngờ nơi đây lại có những thứ này. Anh ấy nhanh chóng quan sát một vòng, lại nghiêng đầu nhìn Giao Tiên nháy mắt một cái. Giao Tiên tuân lệnh, người uốn éo mấy cái, sau đó thẻ lưỡi tìm một vòng xung quanh. Khi lục soát chiếc giường gỗ tôi có thể cảm giác được rõ ràng Giao Tiên phát hiện ra điều gì đó, dáng vẻ rất vui vẻ, sau đó nó nhanh chóng bỏ tới chiếc giường lớn mới vừa tiến tới mép giường còn bò lên thì một sợi dây lớn màu đỏ bắn tới cuốn quanh phía giao tiên. Tôi sợ suýt chút nữa kêu lên, biến cố tới quá đột nhiên. Lúc trước tôi cũng không phát hiện trên giường còn có cơ quan, cũng may tô mộc vẫn luôn bịt miệng tôi. Anh ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi giúp tôi ổn trở lại, cảm ứng được tay tô mộc. Khiến tôi đang lo lắng tới rớt tim ra ngoài bỗng thấy an toàn hơn Người cũng tỉnh táo một ít Chẳng qua chỉ tỉnh táo được ba giây Thì tôi lại lần nữa bị kinh sợ đang quấn trên người giao tiên là một sợi dây đỏ khổng lồ nó rất to toàn thân đều là màu đỏ tươi đẹp đẽ nhìn kỹ mới phát hiện trên người nó có lân quang lóe yếu ớt phía trên màu đỏ cũng phủ đầy hoa văn màu đen mịn quan trọng hơn chính là nó cũng có một một đầu to một đầu nhỏ đầu nhỏ kia là đôi rắn đầu to thì hiện lên một chiếc đầu rắn lớn hình tam giác đôi mắt đen nhánh lạnh như băng vẫn đang mở to nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi run cả người suýt chút nữa son đái nhà, đầu, đây chính là bạn gái ta, San hô, cô ấy từ nhỏ đã đợi ở trên chiếc thuyền này, bây giờ cũng tu luyện ra hai viên yêu hạch. Thân thể giao tiên cùng con rắn đỏ kia vẫn quấn lấy nhau thật chặt, xoắn lại như thành một sợi dây, cười hắc hắc nói, vừa nói nó vừa cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta vốn thấy ngươi bị thương nguy kịch, nói gì thì cũng nên ở lại chăm sóc cho ngươi. Như ngươi cũng biết lão tử ta đây ở trong các loại rắn có răng dấp cũng không được coi là đẹp trai tìm người bạn gái không dễ dàng gì cho nên khi ta cảm nhận được yêu khí của cô ấy liền không nhịn được cái này tôi nhìn bộ dáng khó xử của giao tiên có chút im lặng có điều cũng may có giao tiên ở đây sự sợ hãi với con rắn đỏ kia của tôi giảm đi một chút cho dù như vậy tôi vẫn lặng yên núp sau lưng tô mộc không nói gì tô mộc ngược lại không sợ con rắn đỏ kia chút nào ánh mắt nhìn thẳng vào nó hỏi ngươi luôn ở đây có từng thấy ai tới đây không si rắn đỏ thè lưỡi gật đầu một cái nó mới chỉ có hai hạch còn chưa tới mức có thể nói chuyện bằng tiếng người được có điều giao tiên có thể nói chuyện với nó nghe nó kêu lên mấy câu tinh thần chấn động một cái nói có người phụ nữ vừa rời đi không lâu nhưng có một người bị trói vứt ở đây còn có một con quỷ ở lại canh người đó chắc là ba dương dương bây giờ chúng ta đi xem chỗ khác một chút